chào các thính giả thân mến trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số cho một chia sẻ gia đình vui vẻ sức khỏe dồi dào làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió cảm ơn bạn mời bạn bắt đầu nghe truyện đã rời đi chỉ lưu một chỗ bừa bộn phục thị tuần miễn đại giám lý bảo bình ngược lại là trung tâm không đổi canh giữ ở tuần miễn bên người lý bảo bình từ nhỏ đi theo tuần miễn là tuần miễn duy nhất đại bạn, cũng là tuần miễn vì số không nhiều chân chính tâm phúc một trong Lý Bảo Bình liền vội vàng tiến lên, đối Thái Hậu nói ra, nương nương, ngài khuyên nhủ bệ hạ đi. Nô tỳ vừa rồi đã liên tục cầu khẩn, nhưng bệ hạ không chịu đi, còn lên án mạnh mẽ nô tỳ một trận. Lại như thế trễ nải nữa, nô tỳ chỉ sợ. Sợ chính chúng ta người muốn hạ độc thủ. Thái Hậu nương nương bước nhanh về phía trước, nàng cơ hồ là quỳ trên mặt đất, nắm lấy tuần miễn tay đau khổ cầu khẩn nói. Bệ hạ, chúng ta trốn đi. Tần Châu đã thất thủ, từ chấn anh người nhiều nhất cái này một trong vòng hai ngày liền phải đánh tới. Đại chu hướng đã xong. Vô tri phụ nhân. Dám ăn nói linh tinh. Khi tuần miễn nửa tỉnh nửa say, vậy mà mở mắt thứ nhất dây lát chính là một cái bàn tay vung tới, thái hậu mai chiêu trên đầu búi tóc lỏng loạn, ai nói ta đại chu hướng xong rồi. Chỉ cần trẫm ngồi lên cái kia long ỷ thiên hạ này giống nhau là chu gia. Bệ hạ. Ngài thanh tỉnh một điểm. Bây giờ văn võ bá quan gần như đều đầu vào kim châu phủ, nếu là chúng ta động tác chậm nữa một chút, sợ là không đợi từ chấn anh đánh tới, ở dưới tay ngươi những cái kia võ tướng nhóm đều phản. Bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta còn có thể đi. Đến lúc đó lại chưa binh mãi mã, trong tay lại có đại chu hướng đời cuối cùng hoàng đế, cũng có thể đoạt lại biển kinh thành cũng chưa biết chừng A. À. Mai chiêu thái hậu gặp hắn đã quá say, lại nghe thấy bên ngoài kim qua thiết mã thanh âm, không khỏi sợ hãi, chỉ phân phó tâm phúc nói đem bệ hạ nâng đỡ, cho hắn đổi một thân y phục, chúng ta từ Tây Môn ra ngoài. Trẫm không đi. Tuần miễn nửa chống đất, lại trông thấy Thái Hậu bên người ma ma ôm lấy Chu Cẩn, hắn bỗng nhiên thần sắc điên cuồng, trẫm mới thật sự là thiên hạ chi chủ. Chu Cẩn trông thấy bỗng nhiên điên cuồng. Tổ phụ, dọa đến thẳng hướng sau tránh, nhưng nho nhỏ hắn nhớ tới phụ thân dạy bảo, lập tức nhô lên nho nhỏ lồng ngực, thanh âm rung động rung động, hoàng tổ phụ, bản cung là tiên hoàng thân phong thái tử, bản cung mới là đại chu hoàng đế tuần miễn nghe vậy bỗng nhiên giận dữ một bả nhấc lên chu cẩn vạt áo đem hắn xách tới giữa không trung đúng là đem hắn hung hăng vứt xuống đất không có trẫm nào có ngươi ta để ngươi làm vị hoàng đế này ta để ngươi làm thái hậu dọa đến sắc mặt tái đi một tiếng kinh hô cũng may bên người nàng một năm nhẹ cung tỳ tay mắt lanh lẹ gần như là lập tức phi thân bổ một cái đem tuổi nhỏ chu cẩn tiếp trong ngực mà chu cẩn hiển nhiên đã dọa sợ mở ra cuốn họng oa oa khóc lớn thái hậu chưa tỉnh hồn khuôn mặt trắng bệch bệ hạ bệ hạ điên tuần miễn lung la lung lay đứng dậy đều là từ chấn anh hại trẫm trẫm khổ tâm kinh doanh mười mấy năm sáu năm trước thật vất vả đến biện kinh thành vốn cho rằng hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay hết lần này tới lần khác đám lão gia kia phòng bị trẫm thật vất vả tuần trọng chết rồi mắt thấy là phải đến phiên ta nhưng từ chấn anh lại vẫn cứ chọn lúc này đến lão thiên giúp nàng không giúp đỡ trẫm trẫm không phục Mai Chiêu Thái Hậu nhìn xem điên tuần miễn, trong lòng hoảng hốt, lại tự hồ nghe thấy bên ngoài từng đợt tiếng bước chân dồn dập, có lẽ là từ chấn anh người đến, có lẽ là chính bọn hắn người tạo phản, nàng liền đối với Lý Bảo Bình nói ra, nếu ngươi không đi liền đến không kịp, tìm người đem bệ hạ đánh ngất xỉu kéo đi. Không, trẫm mới là thiên hạ này hoàng đế. Lão thiên không để ta ngồi lên cái này long ỷ ta lại muốn thắng thiên con rể. Tuần miễn không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngửa đầu cười to, đám người chỉ nói không tốt, cái kia liệu sau một khắc hắn vậy mà trực tiếp nắm lên chu cẩn trừng mắt trừng trừng hai con ngươi nhô lên chu cẩn hai con chân ngắn lập tức ở giữa không trung giãy dụa chỉ cần ta thay chu cẩn mô phỏng một phong thoái vị sắc như vậy ta chính là đại chu hướng danh chính ngôn thuận hoàng đế dứt lời tuần miễn vậy mà thật đem chu cẩn ôm đến tử đàn dài mấy trước mặt sau đó một tay đè lại kích động giãy dụa chu cẩn mình thì phát thảo thoái vị sách mai chư thái hậu lập tức đi đoạt chu cẩn bệ hạ ngươi điên mắt thấy đại chu liền phải diệt vong, ngươi muốn cái này đế vị có làm được cái gì? Ngươi muốn làm đại chu hướng vong quốc chi quân. Ngu xuẩn phụ nhân. Chỉ cần trẫm một ngày là cái này danh chính ngôn thuận hoàng đế, dù cho dưới mắt tạm thời tránh mũi nhọn, tương lai lại chỉ cần vung cánh tay hô lên, có thể còn có phục quốc một ngày. Điên, ngươi quả thực điên mà kia chu cẩn lại hiển nhiên bị điên tổ phụ dọa điên, tuần miễn nâng bút nhanh chóng tại trống không trên thánh chỉ viết xuống thoái vị chiếu thư, sau đó lại dùng tiểu đao gỡ xuống chu cẩn ngón tay máu chu cẩn nhất thời dọa đến oa oa khóc lớn trẫm ngọc tỷ đây tuần miễn tìm kiếm khắp nơi thậm chí hoàn toàn không để ý đế vương hình tượng giống như là chó một loại cuộn mình đến dưới bàn nhỏ mặt bốn phía sờ tìm mai chiêu thái hậu có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói ngọc tỷ tại nguyên thuần tiện nhân kia nơi đó a à, đúng 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 trẫm lại còn quên nhất chuyện trọng yếu lúc ấy nàng chết sống không chịu giao ra liền không ít quan văn cũng che chở nàng không hổ là tiện nhân kia thê tử người đều chết rồi cái này con dâu còn không chịu nghe lời nhanh đi đem nàng tìm đến vô luận như thế nào đều muốn đem ngọc tỷ truyền quốc cầm vào tay thái thượng hoàng là đang tìm ngọc tỷ truyền quốc sao một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ ngoài điện truyền đến ngay sau đó chính là một loạt tiếng bước chân tuần miễn phái ở bên ngoài chờ đợi đám binh sĩ nhất thời lộ ra vũ khí cùng nguyên thuần hoàng hậu mang tới vài trăm người đối chọi gay gắt tuần miễn còn có thể miễn cưỡng nhận được thanh âm kia Lý Bảo Bình vội vàng vịnh Tuần Miễn, sau đó hai người đi đến trước điện trên thềm đá, Tuần Miễn tập trung nhìn vào. Mới phát hiện Nguyên Thuần Hoàng hậu cầm trong tay rõ ràng là Đại Chu Hướng Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngọc Tỷ. Trẫm Ngọc Tỷ. Tuần Miễn dường như điên, bay nhảy dãy dụa lấy liền hướng về phía trước, mà Nguyên Thuần Hoàng hậu lại lui lại nửa bước, lập tức có binh sĩ tiến lên một bước cản ở trước mặt nàng, Mai Chiêu Thái hậu không nghĩ tới cái này trong thâm cung, Nguyên Thuần Hoàng hậu bị nhốt đã lâu, lại còn có trung thành với thị vệ của nàng, lập tức chỉ vào hoàng hậu nói nguyên thuần ngươi tiện nhân kia mau đem ngọc tỷ truyền quốc giao tới nếu không ta liền giết chu cẩn nguyên thuần hoàng hậu sắc mặt hơi đổi một chút bị chạm đến vẫy ngược ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn khiêm tốn nữ tử cũng hóa thân mảnh thú tim thanh âm nói ra ngươi dám thức thời liền đem ngọc tỷ giao ra nguyên thuần hoàng hậu cơ hồ là vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân cái nào đó thân mang thường phục tỳ nữ kia tỳ nữ nhẹ gật đầu nguyên thuần hoàng hậu mới cắn răng nói ta giao ngọc tỷ, nhưng các ngươi cũng phải thả Cẩn Nhi. Phụ hoàng, ngươi đừng quên, Cẩn Nhi trên thân chảy cũng là ngươi cốt nhục. Tuần miễn lúc này cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút, trong mắt của hắn mắt sắc sáng rõ, mừng rỡ dị thường, ngươi trước đem ngọc tỷ lấy tới cho ta, chỉ cần ta thuận lợi ra cái này hoàng cung, tự nhiên sẽ phái người đem chu cẩn trả lại. Không sai. Mai chiêu mềm khẩu khí, khuôn mặt hiền lành, ngươi mới cũng nói, cẩn nhi trên thân chảy ta chu da huyết mạch. Nói cho cùng, chúng ta người một nhà đánh gãy xương cốt liên tiếp gân dưới mắt nàng từ chấn anh liền phải đánh tới cái này biện kinh thành bên trong họ chu sợ là một cái đều sống không được bây giờ đại ca ngươi đã thu xếp nhân thủ tại tây môn chờ lấy ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ cái này rối loạn ngươi mang theo thái tử cùng công chúa các ngươi cô nhi quả mẫu sợ là liền cái này thành cung đều ra không được dứt khoát đi theo chúng ta chạy nạn đi chúng ta người một nhà chí ít có thể ứng lẫn nhau lại nói ngươi dưới mắt trừ tin tưởng chúng ta, còn có cái gì biện pháp khác? Ngươi đừng quên, Kim Châu phủ vị kia thế nhưng là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, nàng nghĩ nhất thống thiên hạ, nhất định sẽ giết sạch chúng ta những cái này họ chu. Một lời nói dường như thuyết phục Nguyên Thuần, Nguyên Thuần hoàng hậu suy tư một lát, chậm rãi đi lên phía trước đi qua, mai chưa mặc lộ vẻ đắc ý cùng hung ác, thẳng đến Nguyên Thuần hoàng hậu đem ngọc tỷ giao đến tuần miễn trên tay, nàng cùng tuần miễn bốn mắt nhìn nhau, sau đó khoát tay, chỉ nhìn thấy cửa điện đại đường bên ngoài mấy trăm mét ngoại thành trên tường cung tiễn thủ nháy mắt đem cung kéo căng tuần miễn một cẩm tới kia ngọc tỷ hai con ngươi tỏa ánh sáng chỉ hận không được lập tức khoa tay múa chân lên hạo thiên bất công nhất định phải ngăn ta nhưng ta lại muốn cùng lão thiên đấu một trận mẹ chu cẩn nải thanh nải khí khóc gọi mẹ mà nguyên thuần cũng đã ý đồ đi bắt chu cẩn mà mai chiêu thái hậu gần như lập tức ra hiệu người bên cạnh bắt lấy chu cẩn nhưng mà hết thảy biến cố nhưng vào lúc này đang lúc tất cả mọi người coi là nguyên thuần hoàng hậu là muốn đi bắt bên phải chu cẩn lúc lực chú ý của mọi người tất cả đều đương nhiên đặt ở chu cẩn trên thân mà hết lần này tới lần khác giờ phút này nguyên thuần hoàng hậu mắc sắc nhất chuyển đám người chỉ thấy hàng mang lóe lên một đạo chủy thủ từ nguyên thuần trong tay áo mà ra lưu loát chuyển hướng ngay tại nỗi điên cười to đắc chí vừa lòng tuần miễn không được thế nhưng là đã tới không kịp có người hô to một câu bệ hạ cẩn thận nguyên thuần hoàng hậu vây quanh tuần miễn trên thân trực tiếp khoát tay, sau đó hung hăng đâm về tuần miễn động mạch cổ, máu tươi phun ra ngoài, phun tung tuế nguyên thuần hoàng hậu một mặt, nàng cố nén phần bụng cuồn cuộn cảm giác nôn mửa, cố nén trên tay run rẩy, dưới cánh tay ép, chủy thủ xoay tròn, giờ khắc này, nàng ngủ giác nháy mắt bị phóng đại vô số lần, nàng thậm chí rõ ràng nghe thấy da thịt xé rách xoay chuyển thanh âm. Nàng cũng không phải là trời sinh sát thủ, nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt thâm cung phụ nhân, nàng lúc trước, liền con gà cũng không dám giết, thậm chí liên sát gà thanh âm cũng không dám nghe, nghe ban đêm đều sẽ ngủ không yên, thế nhưng là một đêm kia, cái kia kim châu phụ nữ tử bỗng nhiên vòng qua trùng điệp thủ vệ đi vào nàng cung điện, cười tủng tỉm hỏi nàng có muốn hay không vì tuần trọng báo thù, nàng sao có thể không nghĩ. Ngày đó tuần trọng đổi thân là máu bị nhất trở về, thậm Chí liền đôi câu vài lời đều chưa từng lưu lại. Lúc trời đi hăng hái, khi trở về chỉ còn một bộ thi thể lạnh băng, từ đây vợ chồng bọn họ âm dương tương cách, nàng ngày nhớ đêm mong, hận không thể chính tay đâm cừu nhân, hận không thể một đao đâm cừu nhân, thế nhưng là nàng sao được. Nàng liền đao đều cầm không vững, nàng liền máu cũng không thể gặp, nàng càng không nghe được kêu trên. lúc trước tuần trọng luôn nói nàng mềm lòng, nói nàng trong phòng nô tài dù sao cũng so cái khác trong viện nô tài khá hơn một chút, còn nói thích nàng loại này tiểu cô nương một loại thuần nát cùng đơn giản, nhưng hắn quên, nàng đã sớm không phải cái gì tiểu cô nương, nàng là một đứa con trai một đứa con gái mẫu thân, càng là hắn tuần nặng thê tử, thế là, Kiên Châu phủ người kia nói, giết người. Cũng là có thể luyện tập, đầu tiên là tìm một cây chủy thủ, nhắm ngay bàn trà ở giữa một nơi, tưởng tượng kia là cừu nhân cổ, gọn gàng đâm đi xuống, chỉ cần mỗi ngày luyện tập một ngàn lần, thẳng đến kia bàn nhỏ ở giữa cắm ra một cái hố tới, nguyên thuần hoàng hậu bị nhốt thâm cung, cung điện tường ngoài tất cả đều là thủ vệ, nàng không thể tiến cũng không thể ra, nàng mỗi ngày trừ ngẩn người, duy nhất có thể làm chính là máy móc đưa tay, đâm xuống, lấy ra. Ban đầu, nàng mỗi đâm một chút, tâm đều muốn nhảy một chút, nghĩ đến cái này nếu là người cổ, một đao xuống dưới liền đều chết hết, nhưng nương theo cái này giơ tay chém xuống, trên cánh tay truyền đến đau nhức, cùng dần dần chạy không suy nghĩ, động tác của nàng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chuẩn, càng ngày càng tàn khốc thậm chí trong đầu đã chứa không nổi những cái kia phức tạp suy nghĩ, nàng dần dần thói quen, động thủ trước, sau suy nghĩ, ngày cuối cùng chính là tăng cường huấn luyện, có người đưa tới mấy cái sống gà, nàng gọn gàng mà linh hoạt một đao xen vào gà đầu huyết thủy phun tung tóe đến trên mặt, là ấm áp, có loại nồng đậm mùi máu tanh, thế nhưng là trong lòng của nàng chỉ còn một mảnh mờ mịt. Nàng mới phát hiện, nguyên lai like giết người. Thật sự là một kiện quen tay hay việc sự tình, không nên nghĩ cái gì cũng đừng nghĩ, hướng phía phía trước, kiên định đi xuống, thế nhưng là trong mắt lại có nhiệt lệ, cơ hồ là tại kia nháy mắt, nguyên thuần hoàng hậu lưu loát rút đao, huyết thủy phun tung tóe trong nháy mắt kia, nàng trong đầu chỉ muốn lên người kia nói một câu nói, giết người xong về sau, tình cảnh nhất định đại loạn không muốn do dự cùng sợ hãi, lập tức tìm địa phương trốn đi. Bệ hạ. Mai Chiêu Thái Hậu một tiếng thê lương thét lên mà Nguyên Thuần nhất tay nắm thật chặt chủy thủ, một tay lập tức nắm qua Chu Cẩn, Chu Cẩn dọa đến khóc lớn, thuận thế trốn đến mẫu thân trong ngực, tay nhỏ ôm thật chặt ở mẫu thân, hai người lập tức trốn đến cây cột về sau, lúc này, đóng vai làm cung tỳ phượng như thấy tình thế không ổn, bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ đến điện đối diện tuần miễn thủ hạ nhóm vung cánh tay hô lên, âm thanh nói ra, ta chính là Kim Châu Phủ từ chấn anh dưới trướng đại. Tướng, Tuần Miễn đã chết, ta chủ sẽ không truy cứu bất luận kẻ nào trách nhiệm. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Tuần Miễn đã ngã vào trong vũng máu, trước khi chết một tay cầm ngọc tỷ truyền quốc, một tay cầm tấm kia thoái vị sách, con mắt trợn thật lớn, dường như làm sao đều không nghĩ rõ ràng chính mình làm sao liền kém cái này một chân vào cửa mai chiêu thái hậu ôm hắn thi thể, nghẹn ngào khóc trống, mà Lý Bảo Bình thì cực kỳ bi thương kêu đau lấy, phiền tướng quân, đây đều là kim châu phủ phản quân giết bọn hắn kiểm hộ thái hậu nương nương rời đi mà nguyên thuần hoàng hậu mang tới cái này một tiểu ba người chỉ có mấy trăm lại đều là trong hoàng thành cũng không thu hút binh sĩ sĩ quan bọn hắn đã sớm biết phượng nhi thân phận giờ phút này tất cả đều bảo hộ ở phượng nhi trước mặt cùng nhau nói cô nương trước tránh một chút mà kia phiền tướng quân đứng tại đối diện trên tường thành một tiếng khàn giọng kiệt lực la lên sau đó đưa tay vạn tên cùng bắn phượng nhi trực đạo không tốt xong giống như chơi thoát, cũng không biết từ tuệ minh đến cùng có thể hay không tại ngoài cung triệu tập một ít nhân thủ, kia bạch từ ân đều quy hàng, bạch từ ân cha, cái kia nhất phẩm quân hầu là cỡ nào tốt lôi kéo đối tượng A từ tuệ minh A, ta Phượng Nhi đầu này mạng nhỏ liền nhìn của ngươi. Phượng Nhi lôi kéo ung thu sương liền. Hướng sau tránh, mà thiên địa một mảnh vù vù, mưa tên như một tấm màu xám lưới lớn, tranh tranh tranh, thanh âm không dứt lọt vào tai, Phượng Nhi mặc niệm A-di-đà-phật cô nương phù hộ ta, chỉ có thể hướng phía sau tránh, mà Mai Chiêu Thái Hậu cực kỳ bi thương, gần như là bị các nô tài nửa kéo nửa gánh kéo ra ngoài, bọn hắn liền tuần miễn thi thể đều không bỏ qua, có hai cái nhìn phẩm cấp tương đối cao sĩ quan cổng tuần miễn, tại mười mấy cái tử thị yểm hộ hạ đi ra ngoài, hung thu sương nhất thời. Kinh Hải, xã bạn, Thái Hậu muốn chạy. Phượng Nhi nói, chạy liền chạy, nàng không có giá trị gì, bắt trở lại còn lãng phí ta kim châu phủ lương thực. Ngược lại là bảo vệ cẩn thận hoàng hậu cùng thái tử Phượng Nhi Cơ Linh, đem kia bàn nhỏ lật ra đến đè vào trước người, nàng cùng ung thu sương cuộn mình trốn ở bàn nhỏ sau, chỉ nghe thấy mũi tên bắn vào bàn nhỏ phốc phốc âm thanh, cảm thụ đạo kia từng lớp từng lớp sức giật, ung thu sương dọa đến kia là mặt mày trắng bệch, lệch phượng nhi còn cười được, chăm chú lôi kéo ung thu sương tay, ung xả bạn, ngươi đừng sợ, người trúng tên về sau nửa khắc đồng hồ liền sẽ chết, sẽ không bị cái gì. Đại tội, ung thu sương, giờ phút này muốn khóc cũng khóc không được, xã bạn, cầu ngài đừng nói cười ta phượng nhi từ khi quyết định đi theo cô nương tạo phản kia là mỗi ngày đều đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên ta không sợ chết ta nếu là chết rồi cô nương nhất định sẽ báo thù cho ta mà lại ta nếu là chết rồi cô nương liền sẽ vì ta thương tâm khẳng định cả một đời đều nhớ ta nói không chính xác còn muốn cho lập cái tấm bia to cái gì trên sử sách còn sẽ có tên của ta coi như ta quang vinh hy sinh ta cũng không có chút nào thua thiệt đời này có thể theo cô nương làm như vậy một lần giá trị Cung thu sương vẫn đang suy nghĩ, nàng còn không muốn chết a à, nàng bốc lên như thế đại phong hiểm sớm chỗ đứng, không phải liền là không muốn chết à. Chương 333, Hòa Bình tiếp quản nàng mặt mày ủ rũ, Phượng Nhi An ủi nàng nói, cung xã bạn đừng sợ, cầu Phú Quý trong nguy hiểm, chỉ cần chúng ta đem trước mắt cái này nguy hiểm nhất một quan qua, về sau chỉ có vinh hoa phú quý. Ngươi yên tâm, ta vị bằng hữu kia cũng hẳn là rất nhanh đuổi tới, dứt lời nàng vừa lớn tiếng cho trốn ơ cách đó không xa nguyên thuần hoàng hậu động viên, hoàng hậu nương nương lại chống đỡ một hồi, Dương Thái Giám đã đi gọi người. Ta vị bằng hữu kia, cũng hẳn là nhanh đuổi tới, mà Nguyên Thuần mang theo Chu Cẩn trốn đến sau tấm bình phong, kia bình phong đã bị bắn trúng mấy tiễn, sớm đã chống đỡ không nổi khuynh đảo, nghiêng nghiêng áp đảo ở trên người nàng, nàng thì đầy tay là máu, ông thật chặt Chu Cẩn, Chu Cẩn mới đầu bị dọa đến oa oa khóc lớn, đầu không rõ, nhưng hôm nay ông lấy mình mẹ ruột, tiểu hài tử ngược lại cũng không sợ, chỉ là còn hai mắt đẫm lệ mông lung ngửa đầu hỏi nàng, mẹ, chúng ta cũng phải chết sao? tựa như phụ hoàng đồng dạng. Nguyên Thuần cười dùng mang máu tay xoa xoa Chu Cẩn Lệ trên mặt, ôm nhu dỗ dành hắn, sẽ không, chúng ta sẽ thật tốt còn sống. Vậy ta còn có thể lại A Tỷ sao? Nguyên Thuần hoàng hậu một mặt chắc chắn, đem nhi tử ôm chặt lấy, đương nhiên có thê. Nàng! Liền người đều chết, còn có cái gì không thể, vượt đi qua, trời kiểu gì cũng sẽ sáng, rất nhanh, mưa tên sơ nghĩ trong điện dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại mười mấy bộ bị bắn trúng thi thể, chính giữa trên sàn nhà tràn đầy vết máu, Phượng Nhi suy nghĩ có phải là mang theo viện quân giết tới, đang muốn thăm dò, lại bị một đôi tuyết trắng gầy gò tay bắt lại, ngước mắt đối đầu ung thu sương kia tràn đầy hoảng hốt sợ hãi gương mặt, nàng mỉm cười đập vỗ tay của nàng. Ung thu sương run lẩy bẩy tay, chậm rãi rút về, trong lòng hơi làm lạnh, chỉ nói trước mắt nữ tử này thật sự là thật to gan, ngàn vạn mưa tên bên trong. Vậy mà không gặp mảy may bối rối, thậm chí vừa rồi nàng còn để còn sống binh sĩ dùng đồng bạn thi thể làm khiên ngăn tại phía trước, như thế lý trí, nhưng lại là như thế vô tình, mà lúc trước mang tới mấy trăm binh sĩ đã tử thương hơn phân nữa, chỉ còn mấy chục, bọn hắn xoa xoa trên mặt máu tươi, không ngừng thở hổn hển, dù cho hai chân như rót chì, lại còn ráng chống đỡ lấy. Đứng rất nhanh, có người mừng rỡ hô to một câu, Phượng Nhi cô nương, bên ngoài giống như có viện quân. Phượng Nhi dứt khoát từ dài mấy đằng sau đứng dậy, đi thẳng tới đại điện trước cửa, giữa trưa ánh nắng có chút kịch liệt, nàng có chút đưa tay dùng tay che chắn, Phượng Nhi hít mắt xem xét, quả nhiên trông thấy nơi xa có lượng lớn binh sĩ thân ảnh, giờ phút này đang cùng trên tường thành cung tiễn thủ nhóm truyền đấu lên, nàng mừng lớn nói, viện quân đến rồi. Vừa mới nói xong, nàng lại tiện tay từ thi thể trên đất bên cạnh nhặt lên trường kiếm, thu xếp cốt hoàng hậu cùng thái tử, hoàng hậu nương nương, các ngươi tạm thời trốn ở nơi đây. Nguyên thuần hoàng hậu ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật vô cùng, vậy còn ngươi viện quân đến. Mặc dù không biết là ai, nhưng là ta được ra ngoài. Cung thu sương lôi kéo nàng tay, xã bạn, người ta chỉ là một giới nữ lưu hạng người, tay trói gà không chặt, xông pha chiến đấu sự tình làm cho nam nhân nhóm đi làm, Phượng Nhi mặt mày khẽ công, phóng. Khoáng cười một tiếng, nữ nhân muốn cùng nam nhân đồng dạng kiến công lập nghiệp, vậy thì phải cùng nam nhân đồng dạng xông pha chiến đấu. Cung xã bạn, chúng ta kim châu phủ nữ nhân, từng cái văn có thể bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càng khôn. Ngươi an tâm ở đây mang theo, ta dẫn người giết ra ngoài, từ xã bạn. Không để ý ung thu sương giữ lại, Phượng Nhi dơ kiếm, nhìn quanh bốn phía, cười đến cởi mở, mắt thấy bình minh sắp tới, chư vị huynh đệ, nhưng còn có khí lực trận chiến cuối cùng. Khi mười mấy cái tiểu binh chật vật nâng lên, bọn hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã hao hết tâm huyết, vốn cho rằng phải chết ở chỗ này, chưa từng nghĩ viện quân đi vào, tự nhiên sĩ khí nhất thời cao lên, chiến. 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 Tốt, như vậy tùy ta giết ra ngoài. Ung Thu Sương trơ mắt nhìn Phượng Nhi biến mất ở trước mắt, bóng lưng của nàng phản phất có ánh sáng, nàng bình tĩnh nhìn qua kia dơ kiếm mà đi bóng lưng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, đại điện trước cửa, chính là một trận chém giết, từ tuệ minh mang theo viện quân đuổi tới, theo phương Bắc Hòa đàm thành công, điện kinh thành bên trong lấy bạch gia cầm đầu, không thể không lựa chọn quy hàng kim châu phủ. Từ tuệ minh cùng bạch từ ân phụ thân bạch hầu bình âm thầm tổ chức liên lạc thành bên trong. Từng cái muốn đầu nhập kim châu phủ võ tướng, không có binh sĩ, liền dùng trong nhà thân vệ, gã sai vặt, tráng đinh các loại, cũng đầy đủ gấp đủ hai ba ngàn người lại thêm âm thầm suối dục thủ thành binh sĩ bên trong một chút trung tầng tướng lĩnh bọn hắn nội ứng ngoại hợp từ ngọ môn đánh vào một đường dứt tiến đến cũng đầy đủ hao phí hai canh giờ mà hỗn chiến bên trong chỉ có phượng nhi một cô nương may mà nàng chưa từng từng hoang phế võ nghệ cô nương từng nói nữ tử như nghĩ có một phen sự nghiệp liền nhất định phải có cường kiện thể phách bởi vậy vô luận nàng ở nơi nào vẫn luôn giống từ chấn anh học tập chưa từng từ bỏ thao luyện, giờ phút này nàng giết đến máu me khắp người, vô số lần đưa. Tay, huy kiếm, giống như như con rối tê liệt mà máy móc nàng thậm chí không biết mình đến cùng giết bao nhiêu người, nàng chỉ biết cánh tay rất đau, thế nhưng là nàng không thể từ bỏ, mắt thấy thiên tướng sáng rõ, đây là trận chiến cuối cùng. Nàng nhất định phải còn sống nhìn thấy điện hạ đăng cơ ngày ấy, nàng còn có thật nhiều rất nhiều việc không có làm xong, nàng còn muốn bồi tiếp cô nương cùng đi cái kia tự do, công bằng, mỹ hảo thế giới, rất nhanh, Nàng nghe thấy trong đám người từ Tuệ Minh. Vang dội mà thanh âm hùng hồn, Tuần Miễn đã chết rồi, Kim Châu phủ binh sĩ cũng đã vào thành, mấy chục vạn đại quân sắp đến hoàng cung, các ngươi đã không chỗ có thể trốn. Không muốn lại chống cự. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Mà Phượng Nhi cũng nhất thời đi theo hô to, người đầu hàng không giết. Rất nhanh, từ Tuệ Minh mang tới người cũng phải ra hiệu, chỉnh tề mà lớn tiếng hô hào, người đầu hàng không giết thanh âm hội tụ thành biển, tại hoàng cung tường cao bên trong quanh quẩn, cho người ta đinh tai nhức óc cảm giác, vô số trên tường thành đám binh sĩ bắt đầu đánh tơi bời, gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng, hoàng đế đều chạy, bọn hắn đánh cái gì, tiếp tục đánh xuống, chỉ có một cái, tử, chữ, phượng nhi thể lực có chút không kiên trì nổi, nàng bộ ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt toàn là máu của người khác, có còn vẫy ra đến nàng trên mí mắt, chậm rãi rơi xuống con mắt, ngăn trở tầm mắt của nàng nàng nghe thấy có người cách xa xa đám người hô tên của nàng mơ hồ có chút quen tai nàng lần theo thanh âm trong đi qua lại trông thấy từ tuệ minh thân ảnh từ trong thiên quân vạn mã đánh tới người kia mặc một thân áo giáp màu bạc cưỡi một thất tuấn mã màu trắng tại náo động khắp nơi bên trong tại buổi chiều chói lọi dưới ánh mặt trời vượt qua trùng điệp sơn hải đánh ngựa mà tới phượng nhi có chút câu môi nghĩ đến cái này từ đại công tử nơi nào làm cái này áo giáp mặc vào ngược lại là hình người dáng người không có ngày xưa dáng vẻ thư sinh ngược lại là thật có như vậy mấy phần đại tướng quân khí thế từ tuệ minh tại mười mấy mét bên ngoài địa phương ghìm ngựa sau đó xoay người xuống tới gần như là chạy trước sông lại đúng là tại trước mặt mọi người đem phượng nhi ôm cái đầy cõi lòng đều nói nam nhi không dễ rơi lệ thế nhưng là từ tuệ minh nước mắt lại như thế cuồn cuộn mà xuống bước nhẹp phượng nhi trên vai nguyên lai người nước mắt là như vậy nóng hổi a à? ngươi điên rồi sao đã còn sống vì cái gì không sớm một chút cho ta báo tin tại sao phải tránh trong hoàng cung Ngươi có biết hay không, trong lòng ta có bao nhiêu sốt ruột, ta cho là ngươi chết. Phượng Nhi vốn định giống thường ngày như thế trêu chọc hắn vài câu, thế nhưng là từ tuệ minh trong thanh âm mang theo một loại trên rỉ giọng nghẹn ngào, hắn ôm nàng ôm như vậy gấp, gần như muốn đem nàng vò tiếng trong thân thể của hắn, giờ khắc này, cảm nhận được từ tuệ minh đối với mình lo lắng, Phượng Nhi trong lòng cũng là mềm nhũng, nhiều năm như vậy, trừ điện hạ, trân nương, có lẽ cũng chỉ có từ tuệ minh quan tâm nhất mình đi những năm này nàng cùng từ tuệ minh không phải tại quan châu bên kia chính là tại biện kinh thành bên trong làm đều là nhận không ra người hoạt động giống như đi tại tơ thép bên trên mà lẫn nhau chính là duy nhất dựa vào cùng dựa vào phượng nhi cũng là hốc mắt đỏ lên trong lòng lại có một loại dị dạng cảm xúc nàng vỗ nhẹ từ tuệ minh vai từ đại thiếu gia chú ý một chút trường hợp chúng ta trước tiên lui địch như thế nào gặp nàng máu me đầy mặt từ tuệ minh khẩn trương đến không được vậy ngươi nhưng có thụ thương phượng nhi lắc đầu không hăng bay sượt máu trên mặt, không ngại, đều là máu của người khác. Từ tuệ minh nhất thời có chút lúng túng buông nàng ra, mặt cũng ửng đỏ một mảnh, ngược lại là rất nhanh có một lão tướng quân tại 10 cái thân vệ binh hộ vệ dưới đến đây, từ tuệ minh lập tức giới thiệu nói, vị này là bạch lão tướng quân, bạch từ ân tướng quân phụ thân. Bạch hầu để ngang khắc nhìn về phía vượng Nhi, trong lòng. Của hắn cũng đã có tính toán, đã sớm nghe nói Kim Châu Phủ bên kia nữ nhân cũng có thể chức vị, nhìn nữ tử này làm việc rất có chương pháp, chắc là Kim Châu phủ người bên kia, nói không chính xác vẫn là vị kia chiêu vương điện hạ tâm phúc. Vị này là từ phượng. Lại một cái họ từ. Chẳng lẽ lại là từ chấn anh hoàng thân quốc thích, phượng nhi lưu loát ôm quyền, bạch lão tướng quân, ta là Kim Châu phủ bộ công thương bộ trưởng, phụ trách điện kinh thành bên trong hết thảy công việc. Từ tuệ minh cười đến một mặt cùng có vinh yên, nhìn qua có chút giật mình trăm lão tướng quân nói, không sai, nàng là biện kinh thành bên trong quản sự, coi như là ta thượng phong, ta phải nghe nàng chỉ huy. Bạch lão tướng quân âm thầm ánh mắt tại hai người trên mặt bồi hồi nhiều lần, không lọt vào mắt một nam một nữ này ở giữa tình cảm phun trào, một bộ giải quyết việc chung biểu lộ, chỉ có điều lại nhìn về phía Phượng Nhi lúc trên mặt nhiều hơn một phần cung kính, từ bộ trưởng, thất kính thất kính. Cái này bộ công thương bộ trưởng, chức vụ các thứ cấp cùng lục bộ thượng thư ngang nhau, xem ra cô nàng này tại Kim Châu Phủ quả thực quan chức không thấp, Phượng Nhi ngược lại là rất thẳng thắn, mắt sắc sáng tỏ, dường như cũng không xoắn suýt những cái này chi tiết nhỏ, chỉ nhanh chóng trao đổi tình báo, tuần miễn chết rồi, Thái Hậu mang theo người chạy, bọn hắn từ Tây Môn ra ngoài, hẳn là muốn trong đêm rời đi biển Kinh Thành. Hoàng hậu cùng Thái tử còn tại trong điện, trước phái người bảo vệ lấy bọn hắn. Bạch lão tướng quân rất là giật mình, Thái thượng hoàng chết rồi. Theo bạch lão tướng quân vừa rồi quan sát, kia trong điện rõ ràng chỉ có hơn 10 người, dù cho tuần miễn cùng đồ mặt lộ, bên người làm sao cũng sẽ lưu mấy trăm thị vệ, Bọn hắn như thế nào giết đến Tuần Miễn, ngược lại là từ Tuệ Minh hỏi trước lên tiếng, Tuần Miễn chết như thế nào? Ta thuyết phục hoàng hậu, thừa dịp giao ra ngọc tỷ thời điểm, phía sau cho hắn một đao. Hoàng hậu giết Thái thượng hoàng. Bạch lão tướng quân chấn. Kinh đến không cách nào lời nói, nhưng hoàng hậu chẳng qua chỉ là một cô gái yếu ớt, trong ấn tượng nguyên thuần hoàng hậu nói chuyện đều là ấm giọng thì thầm, thậm chí chưa từng đánh chửi cung nhân, đối hậu cung tần phi cũng là giống như tỷ muội kia là cái đỉnh thân chính thiện ôm nhu người, nhưng nàng như thế nào bỗng nhiên đối thái thượng hoàng sử dụng bạo lực, huống chi tuần miễn lâu dài tập võ, không có khả năng đâm nhau giết không có chút nào phòng bị hoàng hậu nương nương coi như ám. Sát, lại là như thế nào đắc thủ. Quá trình chúng ta không có thời gian phục bàn, trước nói kế hoạch thu xếp. Phượng Nhi không chút do dự đánh gãy bạch lão tướng quân, thẳng đến lúc này giờ phút này, Bạch lão tướng quân mới cảm nhận được trước mắt vị này nhìn yếu đuối nữ tử là cỡ nào cường thế, vị này từ bộ trưởng rất rõ ràng trường kỳ ngồi ở vị trí cao, nói chuyện làm việc ở giữa, quyết đoán cấp tốc, phản ứng quả quyết, bạch lão tướng quân, ngươi mang bao nhiêu nhân mã. Bạch lão tướng quân lấy lại tinh thần, ước chừng ba ngàn. Hiện tại còn còn sót lại bao nhiêu. Một đường đến nay, chúng ta chủ yếu là thuyết phục làm chủ, bởi vậy tổn thương không nhiều. Được. Phượng Nhi nói chuyện vừa vội lại nhanh, lại để người có chút theo không kịp, dưới tình huống như vậy, suy nghĩ của nàng lại còn dị thường rõ ràng, từ đại thiếu gia, trước phái một đội người đem hoàng hậu cùng thái tử đưa về cung trong dàn xếp, cung trong có thể còn có tuần miễn còn sót lại thế lực, phải phòng ngừa bọn hắn đến cướp đi thái tử, bạch lão tướng quân, phiền ngài phái một đạo nhân mã lập tức hướng tây cửa xuất phát đi đem người chu gia cho đuổi trở về. Lại phái một chi đại đội ngũ chia 10 tiểu đội, đem cung nội còn không hề rời đi thái giám cung nữ thống nhất an trí đến một chỗ, nam nữ tách ra, đối giờ phút này chiến sự sơ nghĩ, cung Thu Sương cùng Dương Thái Giám đã hai bên cùng ủng hộ lấy đi ra, Dương Thái Giám đối mặt đã nhìn thấy Phượng Nhi hướng hắn vẫy gọi, để Dương xã bạn cũng đi cùng quản lý. Hắn đối hoàng cung quen thuộc, có thể nhanh trấn an cung trong người. Dương xã bạn, người đi theo đám bọn hắn, đi trấn an trong hoàng cung người, để mọi người không được chạy loạn, tất cả ăn uống ngủ nghỉ, không muốn cắt xén. Điện hạ đoán chừng còn muốn một hai ngày mới đến, Ngươi có thể sớm cho bọn hắn nói một chút Kim Châu phủ chính sách. Nói đến đây, Bạch lão tướng quân mới biết được vị này không đáng chú ý Dương Thái giám, sợ là đã sớm đầu nhập Kim Châu phủ, chẳng qua Bạch lão tướng quân trong triều sờ soạn lần mò mấy chục năm, tự nhiên nghe ra Phượng nhi những cái này an bài thâm ý, phái Từ Tuệ Minh người đi giam giữ hoàng hậu cùng thái tử, rõ ràng hay là không tính nhiệm bọn hắn những cái này vừa đầu nhập người mới, chẳng qua dăm ba câu này ở giữa, cũng có thể nhìn ra trước mặt nữ tử này mặc dù trẻ tuổi, nhưng xử lý chính vụ lại là dọc nước không lọt, lộ ra một cổ cây độc, nhất là nàng đối dương thái giám xưng hô, tế phẩm phía dưới, cũng vô cùng có ý tứ, xả bạn, chẳng lẽ bọn hắn trong hoàng cung còn có cái gì câu lạc bộ, kia dương thái giám trên mặt vui mừng, biết Phượng Nhi đây là cho hắn cơ hội, vội vàng ứng thanh, Phượng Nhi còn tại đâu vào đấy an bài, bạch lão tướng quân, lại phái một chi đội ngũ, đồng dạng chia 10 cái tiểu đội, mỗi cái đội ngũ phụ trách một phiến khu vực, trong vòng một canh giờ đem toàn bộ. Hoàng cung lục soát một lần, bảo đảm không có cá lọc lưới cung thu xương người tổ chức một chút quen tay buổi chiều đem hoàng cung trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần nhất là từng thấy máu địa phương muốn rửa sạch trang trí không cần động hết thảy giản lược điện hạ vui sạch sẽ không thích vết bẩn còn có trước tiên đem cái kia ánh bình minh đường thu thập ra tới làm phòng học lớn đem bàn dài đều kéo đi qua nhiều chuyển một chút cái ghế điện hạ tới khẳng định ngay lập tức chính là muốn học ngươi trước tiên đem hội nghị làm không hiểu liền đến hỏi ta Cung Thu Sương chính lòng tràn đầy chờ mong Phượng Nhi có thể cho nàng phân công một. Ít công việc, lại thấy nàng nói những chuyện kia đều không khó, trong lòng cũng là yêu thích, vội vàng đồng ý, bắt đầu khiến người đi làm. Phượng Nhi lại đối hai người khác nói ra, từ đại công tử, ngươi dẫn người đem trong hoàng cung tất cả bảo an mấu chốt cương vị thay đổi chúng ta người, nhớ lấy không thể xuất hiện lần trước Quỳnh Châu sự kiện ám sát. Chuyện này việc quan hệ trọng yếu, từ tuệ minh cũng biết lợi hại quan hệ, gật đầu không nói, dứt lời, nàng lại cười ngâm ngâm nhìn về phía bạch lão tướng quân, bạch lão tướng quân đã biết nàng này lợi hại, cũng không lay động giá đỡ, rất là co được giảng được hướng nàng vừa chấp tay, từ bộ trưởng xin phân phó. Bạch lão tướng quân, còn lại chuyện này, trọng yếu nhất, cũng chỉ có ngươi một người có thể làm. Từ bộ trưởng mời nói, ngài phái một chi người đi kinh thành giữ gìn trị an, cũng làm cho biện kinh thành lão bách tính môn yên tâm, cam đoan chính quyền có thể thuận lợi giao tiếp. Tiếp theo, ngài lại đi từng cái huân quý phủ thượng dò xét một chút, thăm dò văn võ bá quan thái độ, tuyệt đối đừng tại điện hạ vào thành thời điểm ra cái gì yêu thiêu thân, cũng đừng chơi cái gì lấy thân đền nợ nước trò xiết, ngài liền trực tiếp nói cho bọn hắn, tuần miễn chết rồi, còn lại người chu gia đều đã chạy, cái này giang sơn ném cũng không oán chúng ta được điện hạ. Tóm lại, phải cam đoan điện hạ vào thành thời điểm thuận thuận lợi lợi. Chờ Phượng Nhi giao phó xong, chiến sự cũng kết thúc không sai biệt lắm, chỉ thấy bên trong tường trên sàn nhà, ngổn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể, máu chảy thành sông, còn lại đám binh sĩ thì đã bị khống chế lại, yên lặng chờ Phượng Nhi ra lệnh, Phượng Nhi nhìn qua xa xa trời, một mảnh tinh không vạn lý thời tiết tốt, lòng của nàng lại là thật lâu không thể bình tĩnh, một ngày này, cuối cùng là đến, rất nhanh, Bạch Lão Tướng Quân mang theo riêng phẫn mình nhân thủ làm từng bước khai triển công. Việc, chính là cung biến ngày đó, điện tinh thành bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh, lão bách tính môn trốn. Ở trong nhà, chỉ thấy mặt đường bên trên thỉnh thoảng có người chạy các binh sĩ tới tới lui lui, đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Rất nhanh, cách hoàng cung hơi gần mấy hộ nhân gia, rất rõ ràng nghe được trong hoàng cung truyền đến chém chém giết giết thanh âm, thanh âm kia tiếp tục một buổi sáng liền lục tục ngo ngoe ngừng lại, sau đó hoàn toàn tĩnh mịch, biện kinh thành bên trong dân chúng tự có một bộ sinh tồn trí tuệ, làm hoàn thành dưới chân bách tính, trong cuộc đời này kiểu gì cũng sẽ trải qua một lần cung biến, chỉ có điều so sánh trước kia, lần này cung biến lộ ra quá mức bình thản. Chí ít không có các binh sĩ loạn. Giết một mạch cũng không có thừa dịp loạn cướp bóc đạo chích càng không có bỗng nhiên xông tới giết người giặt cỏ thậm chí có chút tin tức không linh thông vừa cảm giác dậy mới phát giác được biện kinh thành bên trong có một số khác biệt điểm khác biệt lớn nhất chính là các binh sĩ lại bắt đầu hoạt động chỉ là lần này không biết là cái kia một nhà tư binh trong tay bọn họ giơ cái làm bằng sắt loa hình dạng đồ vật qua buổi trưa sắp hoàng hôn thời điểm liền từng nhà hô hào đóng chặt cửa nẻo không muốn ra khỏi cửa có thừa cơ người gây chuyện giết không tha, hoàng đế đã chết, chư vương điện hạ hòa bình tiếp quản biện kinh thành, chư vị mời không nên hoảng loạn, tại nguyên chỗ chờ đợi chư vương điện hạ chỉ lệnh phía sau có thể thực hiện động, từ giờ trở đi, mỗi một canh giờ, liền sẽ có quân đội tuần tra một lần, không muốn bên ngoài đi lại, nếu không hết thảy xem như người gây chuyện chém giết. Mỗi đầu ngõ nhỏ cửa vào đều có làm việc chuyên viên. Như cẩn nước, lương thực ít hôm nữa thường dùng phẩm, trong nhà có chết khác, chết đói, chết cống nguy hiểm, hoặc là có đột phát tật bệnh người, báo cho làm việc chuyên viên, từ chuyên viên hiệp đồng làm. Bên ngoài thanh âm như vậy lục tục ngo ngoe truyền đến, dân chúng nghe nhưng vẫn là mi n không được kinh hồn bạc vía, hoàng đế này lại chết rồi, biện kinh thành mấy năm này chết mấy. Cái hoàng đế rồi, thật sự là gọi người thổn thức, tưởng tượng như vậy, làm hoàng đế còn không bằng dân chúng bình thường đâu, cũng không biết, vị này tân hoàng đế lại là bộ dáng gì, chẳng qua nghe nói là nữ tử đâu, nữ tử là đế, đây chính là trong lịch sử chưa hề phát sinh qua sự tình, ít nhiều khiến người có chút chờ mong mà hoa đào ngõ sâu bên trong bên ngoài thỉnh thoảng đi qua tiếng bước chân luôn luôn làm cho lòng người hoảng cái này khiến đọc sách hài tử cũng vô pháp chuyên tâm liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ có vẻ hơi đứng ngồi không yên một thân triều phục tuổi trẻ phụ thân liền dùng thước nhẹ nhàng đập vào mặt bàn nhắc nhở chuyên tâm một chút chuyện bên ngoài cùng chúng ta đều không có quan hệ cái kia nam hài chẳng qua bảy tám tuổi giờ phút này đọc sách đọc phải có chút không quan tâm ngửa đầu hỏi phụ thân cha ngài không cần lên hướng sao bên ngoài rối loạn thượng cái gì triều vậy ngài vì sao ở nhà cũng mặc công phục tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm cái gì vậy chúng ta lại vì sao muốn học tháng này báo đứa bé kia chỉ vào trên bàn nguyệt báo cha phía trên này đánh dấu đều là cái gì là ký tự sao vẫn là bức họa cái này gọi ghép vần chính là phụ trợ âm độc nói đến đây người kia nhớ tới buổi sáng trong hoàng cung chính biến không khỏi ánh mắt tối sầm lại có thể tiếp qua không lâu, ngươi cũng muốn học cái này. Khi cha đâu, cha cũng muốn học sao? Toàn bộ biện kinh thành người đều muốn học. Người kia sờ sờ đầu của con trai, nhìn xem báo chí lại có chút sững sờ, giống như đang xuất thần, cũng không biết mấy ngày nay trong hoàng cung còn có cái gì phong ba, toàn bộ biện kinh thành buổi chiều ngay tại truyền, nói là thái thượng hoàng chết rồi, về phần chết như thế nào, lại không người dám hỏi, dưới mắt cái này thời buổi rối loạn, không chỉ có lão bách tính phải đóng chặt cửa, Giống bọn hắn loại này có cái một quan nữa chứ, khi nói chuyện làm việc càng phải cẩn thận. Nhưng ngàn vạn không. Thể bị người ta tóm lấy tay cầm, lấy ra giết gà. Dọa kỹ, dưới mắt một động không bằng một tỉnh, lại nhìn xem hàng tướng những người kia làm sao quyết định lại nói. Người trước xem sách. Người kia nói như vậy, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt bối rối tiếng bước chân, nhạy cảm như vậy. Thời điểm, trong phòng đi bước chân trọng một chút đều khiến lòng người siết chặt, quay đầu lại là hắn phu nhân vẻ mặt buồn thiêu nhìn qua hắn quan nhân trong cung người tới truyền lời nói là trong cung vị kia triệu tập văn võ bá quan đi bảo hoa điện nghị sự người kia thở dài một tiếng rất có khẳng khái chịu chết hình dạng nên đến cuối cùng vẫn là đến phu nhân đè ép thanh âm nói ra không phải nói vị kia còn chưa tới điện kinh thành sao đây cũng là ai tại truyền lại ý chỉ nói là kim châu phủ bên kia một cái cái gì bộ trưởng đoán chừng là chiêu vương điện hạ tâm phúc phu nhân lôi kéo hắn tay hai con người thê thê một mặt lo lắng lần này đi nhưng có cái gì nguy hiểm người kia cười cười chiêu vương điện hạ nhân nghĩa nổi tiếng bên ngoài nàng chưa từng từng làm sát kẻ vô tội vô luận là bách tính vẫn là quan lại có lẽ là điện hạ muốn tới điện kinh thành kia cái gì bộ trưởng muốn sớm gặp một lần mọi người đi đã không có nguy hiểm kia vì sao phu quân như thế vẻ u sầu người kia thật dài thở dài thân là đại chu nhân thần chủ quân qua đời trong lòng sầu não cái này một triều thiên tử một triều thần tương lai còn không biết như thế nào ta cái này trong lòng hắn phu nhân liền lập tức khuyên giải hắn nói đã kim châu phủ vị kia có nhân nghĩa thanh danh nói không chính xác là cái minh quân đâu có lẽ là minh quân đi hắn dạng này thở dài nhưng đến cùng là nữ nhân cái này thiên cổ nữ đế vô luận lại như thế nào nhân nghĩa có thể làm đến thiên cổ đệ nhất nhân sợ cũng tuyệt đối là cái nhân vật hung ác cái này về sau biện kinh thành còn không biết như thế nào gió nổi mây phun đâu Chương 334, đêm không ngủ Phượng Nhi ngồi tại bảo hoa trong điện chủ vị, lông mày cao lại, có chút đau khổ vuốt vuốt. Huyệt Thái Dương, cái này bảo hoa điện đã bị cải tạo qua, dựa theo Kim Châu Phủ bên kia hội nghị phong cách, chỉ có cái bàn cùng băng ghế, tất cả mọi người ngồi học mà căn cứ thống kê, mới có 2 phần 3 người đã đến đây báo đến, còn lại 1 phần 3, ba, bao quát quan văn cầm đầu hàng bằng nhau người nhưng không có có mặt kia đến người trong, hơn phân nửa đều là một mặt không tình nguyện dáng vẻ, nhất là khi thấy cái này bảo hoa trong điện bị cải tạo bộ dáng, Phượng Nhi rất rõ ràng tại trên mặt bọn. Họ nhìn thấy loại kia trào phúng cùng xem thường, ước chừng tại đám người này trong lòng, cảm thấy Kim Châu phủ người vẫn là thoát khỏi không được lùng cỏ thói xấu đi, từ chấn anh còn không có đến, Phượng Nhi cũng không tốt sớm bố trí, chỉ là nhẫn nại tính tình gõ bọn hắn vài câu, đồng thời cũng làm cho bọn hắn yên tâm, tuyệt đối không được lâm tràn náo ra cái gì yêu thiêu thân tới, thế nhưng là Phượng Nhi biết, đám người này khẳng định là không phục mình, có thể chỉ có điện hạ tới, khả năng trấn được bọn hắn điện hạ a ngươi đến cùng lúc nào đến biện kinh thành a từ bộ trưởng thế nhưng là đói rồi có muốn hay không ta để phòng bếp nhỏ đi làm ăn chút gì ăn nói chuyện chính là ôn thu sương phượng nhi đã mệnh nàng lưu lại làm thư ký của mình tuy nói ôn thu sương cũng không biết thư ký ý vị như thế nào nhưng lại cũng nhìn ra được vị này cao cao tại thượng từ bộ trưởng là định dùng nàng trong lòng tự nhiên yêu thích làm lên sự tình đến cũng càng bán mạng về phần những cái kia tin đồn nàng mới mặc kệ, nàng hoa một ngày thời gian liền nghĩ rõ ràng, đã nàng đã sớm quy hàng Kim Châu Phủ, khi nàng chính là Kim Châu Phủ một viên, Kim Châu Phủ các nữ. Nhưng không có một cái đơn giản, nếu là e ngại một điểm lời ra tiếng vào cũng không dám ra tới làm việc, khi nàng còn thế nào làm nữ quan, làm sao trở thành Phượng Nhi cô nương nhân vật như vậy, nhìn xem Phượng Nhi cô nương, nàng trước đó cùng một cái khác từ công tử hai người tại trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái, rõ ràng nhiều như vậy. Ánh mắt đều nhìn thấy, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có tí ti ảnh hưởng nào Phượng Nhi xử lý chính vụ, nàng giống như hoàn toàn không nhận chuyện kia phong ba ảnh hưởng, cái này cả ngày đều bị tuần tra, hội nghị, vật liệu chờ bao phủ, đoán chừng thậm chí đều đã quên nàng cùng một cái nam tử giữa ban ngày tiếp xúc thân mật sự tình, trải qua chuyện này, ung thu sương xem như thấy rõ, cái này có mặt mũi được không là tốt, có lớp vải lót mới thật sự là tốt. Phượng Nhi nghe thấy ung thu sương tra, hỏi, ngước mắt trông thấy một đôi có chút sợ hãi không yên con ngươi, trong thoáng chốc, nàng dường như nhìn thấy ngày đầu tiên làm từ chấn anh thư ký thời điểm chính mình nàng cười cười ta vẫn chưa đói ta không ăn thu sương ngươi ghi nhớ thư ký là muốn chiếu cố người đứng đầu ăn uống ngủ nghỉ nhưng chủ yếu hơn chính là phối hợp người đứng đầu hoàn thành tất cả công việc ngươi mới vừa tới khả năng rất nhiều chuyện cũng còn không hiểu nhất định phải nhìn nhiều nhiều học biết sao cung thu sương sắc mặt hơi chậm ta ghi lại phượng nhi nghĩ như vậy lại trông thấy bên ngoài từ tuệ minh bạch tướng quân còn có mấy cái tích cực hướng kim châu phủ dựa sát vào quan viên từ tuệ minh đi ở trước nhất mang theo người đi vào sau đó vẫn tìm cái vị trí mình ngồi xuống bạch lão tướng quân nhìn quanh bốn phía hắn thực sự là rất không quen loại này khẽ vuốt cầm liền xem như bắt chuyện qua quan lại lễ tiết kim châu phủ người gần như có thể nói là không có gì lễ tiết bạch lão tướng quân mới đầu tưởng rằng từ tuệ minh cùng phượng nhi ở giữa là người quen cho nên nói chuyện làm việc không có quy củ nhiều như vậy, thế nhưng là cái này biện kinh thành sớm đã có kim châu phủ hơn 100 trạm gác ngầm, cái này ngày kế, bạch lão tướng quân tự nhiên cũng đi n không được cùng bọn hắn liên hệ, hắn mới phát hiện, bất kể là ai, mặc kệ là quan hệ như thế nào, cho dù là thượng hạ cấp gặp mặt, bọn hắn cũng là khẽ vuốt tầm hoặc là ôm quyền, coi như bắt chuyện qua. Về phần quỳ lạy loại hình Càng là không gặp bạch lão tướng quân cùng mấy cái này văn thần cũng là suy nghĩ qua mùi vị đến, Kim Châu phủ người bên kia dường như càng tùy tính một chút, bởi vậy bọn hắn vào nhà về sau, thấy Từ Tuệ Minh ngồi xuống, bọn hắn cũng chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu, chỉ xong Phượng Nhi khẽ gật đầu, sau đó mình tìm chỗ ngồi xuống, Phượng Nhi có vẻ hơi mệt mỏi, buổi sáng trải qua một trận đại chiến, cánh tay của nàng cùng toàn bộ phần lưng đều có một loại xé rất đau nhức cảm giác, gần như là Nâng không nổi khuỷu tay, giờ phút này chỉ có thể chống đỡ ở trên bàn, chư vị đều đến, liền đều nói một chút mới trên triều đình tình huống đi. Kim Châu Phủ quan trường một đặc điểm khác là, rất trực tiếp, bọn hắn phần lớn không thích hàng huyên, cũng rất ít hỏi đến đồng liêu ở giữa sinh hoạt, gần như là mới mở miệng liền nói chính vụ, bạch lão tướng quân hỏi trước, từ bộ trưởng, xin hỏi điện hạ lúc nào có thể đến biện kinh thành. Nhanh thì một ngày, chậm thì hai ngày. Trong phòng người nghe xong, nhất thời hơi khẩn trương lên, kia xuyên lục sắc quan phục nam tử trẻ tuổi nhân tiện nói, về thời gian có chút không kịp. Phượng Nhi xoa huyệt Thái Dương nói ra, đúng là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng ta nhìn hôm nay trên triều đình đến chẳng qua 2 phần 3 người, cái này 2 phần 3 người chí ít còn có một nửa rõ ràng tâm không cam tình không nguyện, đoán chừng là sợ không tới sẽ bị thu sau tính sổ sách. Lòng người không đủ a, à, bạch lão tướng quân nhìn chầm chầm Phượng Nhi giống như muốn nói lại thôi, Phượng Nhi nhân tiện nói, bạch lão tướng quân có chuyện không ngại nói thẳng, chúng ta Kim Châu Phủ xưa nay không lấy ngôn luận hoạch tội. Mấy cái kia quan văn đều không được tự nhiên nhìn chầm chầm bạch lão tướng quân, dường như bọn hắn phía dưới đã đạt thành chung nhận thức. Bạch lão tướng quân cũng là tính tình thẳng người, liền đứng lên chắp tay nói: Từ bộ trưởng chớ trách tội. Ta nhìn những người kia ý là khả năng đối từ bộ trưởng người có chút ý kiến, đối cá nhân ta có ý kiến. Phượng Nhi nhíu mày, giờ phút này ngược lại thấy hứng thú. A, à, đều nói ta cái gì rồi? Bạch lão tướng quân lời này nói phân nữa, giờ phút này lại có chút xấu hổ. Hắn thấp khục một tiếng, nói người trẻ tuổi là thứ yếu, chủ yếu là ngài cái này. Cái này bảo hoa điện trước kia là tiên hoàng nghị sự địa điểm, bây giờ mặc dù bị cải tạo qua, những cái bàn này băng ghế đều đổi, nhưng ngài ngồi vị trí kia. Vậy nhưng đã từng là bệ hạ long ỉ bày ra chỗ A. Nếu là điện hạ biết được, sợ là sẽ phải long nhan giận dữ. Phượng Nhi sững sờ, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút mình chỗ ngồi, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhịn không được cười, mấy vị quan viên hai mặt nhìn nhau, ngược lại là từ tuệ minh cười lớn một tiếng, sau đó đứng dậy, đi đến Phượng Nhi chủ vị bên cạnh. Hai người ngầm hiểu, Phượng Nhi đứng dậy thoái vị, sau đó từ Tuệ Minh ngồi xuống, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem hai người, cái này, bạch lão tướng quân đều mở to hai mắt nhìn, đây không phải vừa mới nhắc nhở qua hai người, vị trí kia mặc dù Long ỷ đã bị triệt hồi, chỉ có một cái trường kỹ cùng cái ghế, nhưng đến cùng chỉ có cái chỗ kia là chủ vị, về sau nơi này là chiêu vương điện hạ chỗ làm việc, như vậy cũng chính là biến tướng Long ỷ từ Tuệ Minh gặp bọn họ ngây người, sau đó cười nói. Chúng ta Kim Châu Phủ người không thèm để ý cái này, ai báo cáo ai an vị đi lên, theo các ngươi thuyết pháp, Kim Châu Phủ cái kia thanh long ỷ tất cả chúng ta đều ngồi qua. Cái này, đến phiên vài người khác chấn kinh, mấy cái kia quan văn càng là lau mồ hôi, Phượng Nhi liền cười nói, còn có cái khác ý kiến sao? Cái khác ngược lại là không có. Bạch lão tướng quân rung động trong lòng một cái, ngược lại là hàng tướng bọn hắn không đến. Hắn là không nghĩ quy hàng vẫn là treo giá. Khi lục sắc quan phục quan văn lập tức nói ra, theo hạ quan, Kim Châu Phủ không có miệt xưng, ngươi nói thẳng ta, đừng bảo là ti chức, hạ quan, vi thần, tiểu nhân chờ. Người kia lập tức biết nghe lời phải, theo ta phỏng đoán, hàng. Tướng làm người không khéo, cùng mấy cái kia thượng thư ngày thường liền bảo đoàn một mạch. Nếu nói đối đại chu hướng trung tâm, cũng có như vậy mấy phần, nhưng là mấy năm này đại chu hướng nước sông ngày một rút xuống, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có dự định. Người nói là hắn tại treo giá. Nói cho đúng, hắn sở dĩ không xuất hiện trên triều đình, là hy vọng có thể phải điện hạ tự mình đến nhà bái phỏng, mời hắn rời núi. Phượng Nhi nghe vậy, cùng từ tuệ minh nhìn nhau cười một tiếng, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, bộ này muốn cự còn nên trò xiết khả năng đối tiền triều có tác dụng, nhưng đối kim châu phủ cũng không để ý dùng, tiền triều người đọc sách ít, giống hàng tướng loại này người đọc sách liền càng là tinh quý, chẳng qua kim châu phủ dưới mắt đọc sách biết chữ vừa nắm một bó to, lại bọn hắn cũng không cần tiền triều đạo thống, hàng tướng lúc này treo giá hành vi, sợ là muốn lấy giỏ trúc mà mút nước công giả tràng Phượng Nhi gật đầu, thì ra là thế, ta biết. Một cái khác niên cấp hơi lớn mặt màu đỏ quan phục nam tử trung niên, tựa như là họ hạ đại nhân, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy Phượng Nhi sắc mặt, từ bộ trưởng, cái này biện kinh thành sự tình đã hết thảy đều kết thúc, trong hậu cung còn ở nhiều như vậy Thái Phi, điện hạ dự định xử trí như thế nào đâu. Cái này ta cũng không biết, phải đợi điện hạ định đoạt. Mấy người âm thầm đánh mặt mày kiện cáo, Phượng Nhi cười một tiếng, các ngươi là muốn hỏi xử trí như thế nào trước hoàng hậu cùng thái tử a dứt lời phượng nhi lại nhíu mày phàn nàn thật sự là không quen các ngươi biện kinh thành phong cách làm việc nói chuyện giấu một nửa lộ một nửa có vấn đề gì trực tiếp câu thông không tốt sao mấy người hơi có chút mặt đỏ tới mang tai bọn hắn cũng thực sự là không quen kim châu phủ cái này trực tiếp thô phóng phong cách a bạch lão tướng quân nhân tiện nói từ bộ trưởng tiên đế tuy không đại tài lại là cái cực kỳ phúc hậu người Nguyên thuần hoàng hậu cũng là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn tâm địa người. Lương thiện Năm đó các quan văn vì ngăn cản Thái Thượng Hoàng leo lên đế vị, Thái Thượng Hoàng mới miễn cưỡng đem tiên đế đẩy ra làm vị hoàng đế này. Ta xem tiên đế kỳ thật cũng không có chí lớn, cũng là tạo hóa treo ngươi, tạo hóa treo ngươi, vì một cái không muốn nhất muốn hoàng vị mất mạng. Tiên đế tại lúc, cũng là rất che chở chúng ta đám này thần tử, bởi vậy chúng ta nghĩ đến thay hoàng hậu nương nương cầu xin tha, thỉnh cầu điện hạ thả bọn họ cô nhi quả mẫu một con đường sống. Phượng Nhi lông mày cau lại, đám người chỉ cho là nàng là bất mãn, thậm chí có người âm thầm ảo não, lúc này mới vừa quy hàng Kim Châu Phủ ngày đầu tiên, liền không kịp chờ đợi cho chủ cũ cầu tình, thấy thế nào đều giống như tự mình chút lấy cực khổ, quả nhiên, Phượng Nhi lắc đầu, chuyện này ta không làm chủ được, chỉ có thể nhìn điện hạ ý tứ. Đám người như cha mẹ chết, nhưng là Phượng Nhi lại nói, chẳng qua ta cũng có thể cho mọi người ăn thuốc an thần, điện hạ chưa từng làm sát kẻ vô tội, tuyệt đối sẽ không làm chuyện qua sông rút cầu, chư vị mời yên tâm. Đám người sắc mặt hơi chậm, Phượng Nhi Nhân tiện nói, chư vị mệt mỏi một ngày, đều đi về trước đi. Chờ điện hạ đạt tới thời gian xác định về sau, ta sẽ lại triệu tập bách quan đi cửa thành phía tây nên đón điện hạ, công tác bảo an phương diện cũng mời bạch lão tướng quân nhiều hơn điểm tâm. Đúng, bạch lão tướng quân, ngươi có biết bạch từ ân tướng quân lần này cũng sẽ đi theo điện hạ trở về. Bạch lão tướng quân khẽ giật mình, sau đó vui mừng, sẽ không chậm trễ bắt cảnh chiến sự a. À? Sẽ không. Bắt cảnh bên kia lập tức liền phải quân đổi, điện hạ có lẽ đối bạch tiểu tướng quân có những an bài khác. Những an bài khác, cái này bạch từ ân là nhập điện hạ mắt rồi, bạch lão tướng quân trong lòng rất có đắc ý, mặt khác một văn quan chấp tay nói ra, từ bộ trưởng, còn có một chuyện. Thị Lan Bộ Hộ liền Đức Hải Đại Nhân tự mình tìm tới ta, nói hy vọng có thể cùng từ bộ trưởng tự mình gặp mặt một lần liền đức Điển phượng nhi cho mày vô ý thức nhìn về phía từ tuệ minh từ tuệ minh lập tức nói nói liên đại nhân là ta nhị thẩm phụ thân nói đến hắn cùng nhà chúng ta cũng là có quan hệ thân thích phượng nhi một chút lấy lại tinh thần cách không được nàng luôn cảm thấy cái tên này có một chút quen thuộc nguyên lai like người này chính là từ nhạc chí năm đó thường xuyên kiêu ngạo nhất lên vị kia tại biện kinh thành làm đại quan ngoại tổ phụ phượng nhi mỉm cười cái này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi thấy phượng nhi có chút khó khăn từ tuệ minh nhân tiện nói, trưởng bối mời, xác thực không tiện cự tuyệt. Phượng Nhi nói, tại tình lý đến nói, ngươi là tam phòng người, đại biểu không được nhị phòng, ngươi lấy thân phận gì tới cửa bái phỏng đâu. Còn nữa, nhị phòng nghĩ như thế nào ngươi cũng không biết, bọn hắn sẽ hay không đồng ý ngươi lấy nhị phòng thân phận đi bái phỏng. Tại pháp lý đến nói, ngươi bây giờ từng hành động cử chỉ không chỉ đại biểu tam phòng, càng đại biểu lấy điện hạ. Bây giờ chính là mẫn cảm thời điểm, ta khuyên ngươi đừng bởi vì ngượng nghịu mặt mà đáp ứng. Dù sao chúng ta còn không biết vị này liên đại nhân là cái gì tính tình, không đợi từ tuệ minh trả lời, Phượng Nhi trước hết cùng vị kia quan viên nói ra, trước nói cho liên đại nhân, liền nói liền người nhà rất nhanh liền hồi hồi kinh, đến lúc đó nhất định đem tin tức chuyển đạt. Từ tuệ minh không nói gì, Phượng Nhi liền quay đầu nói, tốt, cũng mệt mỏi một ngày, chư vị như vô sự, trước hết về nhà nghỉ ngơi đi. Mấy vị quan viên liền lập tức hành lễ lui ra, ngược lại là từ tuệ minh không đi chờ tất cả mọi người thối lui phượng nhi mới có hơi khó chịu vuốt vuốt huyệt thái dương mệt mỏi quá mệt đến tay cũng không ngẩng lên được phượng nhi mơ hồ cảm giác được đèn đuốc dưới có những người khác thân ảnh dường như cũng đoán được ai sẽ trắng trợn như vậy nàng có chút không thoải mái hừ hừ hai tiếng sau đó mở to mắt quả nhiên trông thấy từ tuệ minh hắn cởi chiến bào đổi một kiện màu xanh thường phục tóc kéo lên ngọc quang buộc chi lộ ra góc cạnh rõ ràng mặt, giờ phút này hắn liền đứng tại trước bàn, ở trên cao nhìn xuống, ném xuống một mảnh bóng râm. Thành phòng sự tình ta mặc dù giao cho bạch lão tướng quân, nhưng mấu chốt cương vị vẫn là phải có chính chúng ta người. Bây giờ chúng ta chân chính tin được, kỳ thật chỉ có từ Kim Châu Phủ mang tới kia hơn 100 người, những người khác là mặt ngoài quy hàng, trong lòng sợ là vẫn là đang tính toán. Phượng Nhi lại thở dài một hơi, cũng mặc kệ từ Tuệ Minh có nghe hay không, tiếp tục phối hợp nói, tuy nói đại chu hướng đã không có, Đoán chừng Biện Kinh Thành bên trong cũng không có gì trung tâm tán thành Chu Triều, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Điện hạ lập tức liền phải đến Biện Kinh, chúng ta nhất định phải đứng vững cuối cùng ban một cương vị, đem Biện Kinh Thành thuận thuận lợi lợi giao đến điện hạ trong tay. Hàng tướng đám người kia còn muốn treo giá, quả thực có chút buồn cười. Chúng ta Kim Châu phủ người đọc sách khắp nơi đều có, dưới đáy từng cái lại viên càng là mão dùng sức trèo lên trên, sợ không có cơ hội. Hắn lại la ó, mình trước đưa ra một vị trí tới dưới mắt phía bắc an ổn, cũng không biết phía tây chiến sự như thế nào, lần trước điện hạ nói thuộc đạo khó, bên kia thành trì phần lớn dễ thủ khó công, dù cho chu triều hủy diệt, kia chu sơn vương cũng có thể đem người hướng trong núi rừng một vùng, còn có thể thoải mái nhàn nhã làm thổ hoàng đế, cũng là tai họa ngầm. Sự tình thật sự là nhiều lắm. Chúng ta dưới mắt điện kinh thành sự tình đều không để ý tới thuận, ta liền đã sức đầu mẻ tráng. Cũng không biết điện hạ nhiều năm như vậy là thế nào sống qua tới. Phượng Nhi tự quyết định nửa ngày, lại chậm chạp không gặp người kia đáp lại, thế là ngước mắt, tại đèn đút hạ hít mắt đi xem người kia, nàng mới phát hiện, từ tuệ minh nhìn chầm chầm vào chính mình, hắn mở miệng nhân tiện nói, Phượng Nhi, chúng ta thành thân đi. Trong không khí yên tĩnh mấy giây, Phượng Nhi trừng mắt nhìn, sau đó lông mày cau lại, nàng không có từ tuệ minh trong tưởng. Tượng kinh hoảng, cũng không có mừng rỡ, sắc mặt nhàn nhạt, chỉ hỏi, lý do. Ta ba ngày hành vi thô lỗ, tại trước mặt mọi người. Từ tuệ minh tai nhọn nhọn đều đỏ, lại ráng chống đỡ trấn định, tóm lại, ta sẽ phụ trách. Phượng Nhi lúc này lông mày nhào phải càng sâu, cho nên ngươi là vì bảo trụ thanh danh của ta mà muốn cưới ta. Từ tuệ minh dường như ý thức được chính mình nói sai cái gì, muốn nói lại thôi, suy tư nửa ngày lại không biết làm sao cứu vãn. Nếu là như vậy, rất không cần phải, ta Phượng Nhi một giới nô tịch xuất thân, làm được hiện tại bộ trưởng vị trí, đã sớm không đem lời ra tiếng vào để ở trong lòng. Huống chi chuyện dưới mắt nhiều như vậy, lời đồng đại cũng rất nhanh tan học đi từ tuệ minh hàm dưới tuyến căng cứng đáy mắt rõ ràng có một vệt bối rối nhưng người ta dù sao thôi ngươi không để ý nhưng tương lai ngươi nhà chồng như để ý ngươi muốn thế nào tự xử phượng nhi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn sau đó nhẹ nhàng cười đại nghiệp chưa thành nói thế nào việc tư từ tuệ minh phản bác đại nghiệp chưa thành đại chu hướng đã triệt để xong đời chúng ta đã nhập chủ biện kinh thành cái này cũng chưa tính đại nghiệp đã thành Phượng Nhi, chúng ta đã hoàn thành mộng ban đầu nghĩ, ngươi cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút. Phượng Nhi lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nên tiếp hắn có chút vội vàng hai mắt, nói rất chân thành, từ đại công tử, không nói gạt ngươi, ta đời này. Cũng không làm nổi thân dự định. Từ tuệ minh sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt huyết sắc một chút rút đi, ngươi tại sao lại loại suy nghĩ này? Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kim tế thiên hạ. Đại công tử, ta sớm đã cùng ta muốn vì đó phấn đấu một tiếng sự nghiệp thành thân từ tuệ minh bộ ngực chập trùng nói không ra lời hắn mới đầu coi là phượng nhi chỉ là lời nói đùa nào biết nét mặt của nàng một mực rất chân thành thành thân rất phiền phức cho các ngươi nam tử đến nói thành thân là sinh sôi nảy nở dệt hoa trên gấm rất nhiều giúp ích chuyện tốt một mặt kim tế thiên hạ một mặt mỹ nhân trong ngực nhân sinh hảo bất khoái ý thế nhưng là tại ta đến nói ta có thể hôn sự bên trong được cái gì đâu từ tuệ minh sửng sốt cao mày. Ta đã ngồi ở vị trí cao, quyền lực bên trên phu quân sẽ không đối ta có chút giúp ích, ta tại trên vị trí này hết thảy đều là dựa vào điện hạ ban ân, cùng dựa vào chính mình dốc sức làm được đến. Trên sinh hoạt, ta có làm thuê, có quản gia chăm sóc, bằng vào ta bỗng lộc đến nói, ta sẽ không thiếu áo ăn ít, thậm chí sinh hoạt mỹ mãn. Nhưng ta một khi thành thân, ta nhất định phải gả vào một ngôi nhà khác tộc bên trong, hầu hạ bà mẫu, món ăn hậu viện, nhân tình vãn lai like kia cũng là ác không thể thiếu, càng không cần nhắc tới thành thân sau liên quan đến sinh con dưỡng cái, cả đời này sinh liền muốn chậm trễ ta chí ít thời gian nửa năm, chậm trễ chính vụ từ không cần phải nói, trong đó còn kèm theo khó sinh, tử vong, hậu sản người yếu nguy hiểm. Từ đại công tử, ngươi cũng quản lý qua to như vậy tài sản, ngươi tính một chút bản này sổ sách, ta đầu nhập và sản xuất tình huống như thế nào? Từ tuệ minh nhất thời á khẩu không trả lời được. Ta như thành thân, không khác lại ông một đám tử sự tình tới làm, lại trong mắt ta, những sự vụ này tất cả đều là không có bất kỳ cái gì giá trị. Bây giờ sự nghiệp của ta đã để phân thân ta thiếu phương pháp, ta thực sự không nghĩ lại hao phí cái khác tinh lực. Từ tuệ minh sắc mặt khó xử, bù nói, sự tình không nhất định không có biện pháp giải quyết. Chính như lời ngươi nói, ngươi đã quan đến bộ trưởng vị trí, gia tộc nào còn dám muốn ngươi xử lý hậu viện kia một đống việc vặt. Huống chi bây giờ Kim Châu Phủ Đại Hưng phân gia phong, nữ tử cũng không giống lúc trước như thế cẩn mỗi ngày thần hôn định tĩnh về phần nhân tình vãn lai cũng có quản gia thu xếp ngươi một mực làm tốt ngươi bộ trưởng chức là đủ phượng nhi lại rất kiên định lắc đầu không cần thiết ta không nghĩ lại tìm cho mình một đám phiền toái sự tình nàng ngước mắt trong ánh mắt hơi có lãnh ý nhất là cùng ngươi từ tuệ minh trong lòng cùng đau nhất có chút khó tin nhìn qua phượng nhi nhất là cùng ta có ý tứ gì phượng nhi nhẹ nhàng cười một tiếng từ đại công tử ngươi từ trước đến nay thông minh thấy thế nào không phá đâu. Bây giờ Điện Hạ đã leo lên trí tôn kia vị trí, công lao sự nghiệp viên mãn, nàng chú nhất định phải trở thành cái này thiên cổ nhất đế. Mà ngươi lại là người từ gia, nói đến cũng coi là hoàng thân quốc thích. Ta vô tâm, cũng vô ý, cuốn vào từ gia gia tộc này bên trong. Nếu ta gả ngươi, có lẽ tương lai sẽ chỉ rơi một cái nào đó nào đó vợ. Thế nhưng là từ đại công tử, ta là cái từ vũng bùng bên trong đứng lên người, ta muốn xa không chỉ có những chuyện này. Phượng Nhi mắt sắc sáng rõ, thiếu niên nên có lăng vân chí, dài vạn dặm không cạnh phong lưu. Từ tuệ minh ngu ngơ tại nguyên chỗ hồi lâu, gió đêm thổi tới, hắn nghe thấy bên ngoài lá cây vang xào sạc, hắn tâm, phản phất nháy mắt vắng vẻ, nguyên lai trên đời này không chỉ một từ chấn anh, hắn có đôi khi thật ao ước từ chấn anh, phía sau của nàng, luôn luôn đi theo một đám cùng chung chí hướng, lại nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa đồng bạn, không biết qua bao lâu, hắn mỉm cười, vui sướng không vui cũng không lo, nhân sinh lại tự do ngươi có cái này ý chí thanh tao, đúng là khó được, là. Ta cách cục quá nhỏ. Chuyện tối nay, tạm thời coi là trò cười nghe qua chính là Phượng Nhi gật đầu, tự nhiên, cũng chúc từ đại công tử có thể được lương phụ, cử án tề mi, nhiều con nhiều cháu. Từ tuệ minh quay người mà đi, mở cửa nháy mắt, phía ngoài gió đêm dường như càng lớn, thổi vào phòng bên trong, đèn đuốc nhảy lên. Phượng Nhi trước bàn ngọn đèn dập tắt, giống như nàng đáy mắt dập tắt ánh sáng, thôi, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, có ít người, có chút sự tình, nhất định là có duyên mà không phận mà tối nay, nhất định là một một đêm không ngủ. Chương 335, Thiên Hạ Nhất Thống Biện Kinh Thành bên trong vừa trải qua quyền lợi hòa bình giao. Tiếp, dù không có bao nhiêu người thương vong, nhưng đến cùng trở trời rồi, cái này thần hồn nát thần tính không khí vẫn như cũ tiếp tục, hôm nay đi hướng Phượng Nhi biểu trung tâm triều thần ngủ không được, không có đi biểu trung tâm, chính âm thầm sợ hãi phải ngủ không được, do dự muốn hay không ngày mai đi bổ cứu một phen, tranh thủ thời gian nhận bến tàu, dân chúng cũng cảm thụ được phần này bất an, đồng dạng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Mà trong đó ở tại phía đông trong ngõ nhỏ trịnh phủ. Giờ phút này trong phủ không khí lộ ra càng là khẩn trương, trịnh gia gần như tất cả mọi người đến đông đủ, giờ phút này tất cả đều lo sợ bất an ngồi, nhất là khi trịnh tam công tử vợ chồng, thẹn lông mày đạp mắt, đứng ngồi không yên, nếu là nhìn kỹ, rất khó không nhìn ra trẻ tuổi phụ nhân một mặt sợ hãi, ngón tay không ngừng xoắn lấy khăn thỉnh thoảng trừng mắt về phía bên cạnh mình trượng phu cả phòng tĩnh mịch chỉ có cái này phụ nữ trẻ nhất là không kịp chờ đợi mở miệng cha chồng ngài thật tìm hiểu rõ ràng rồi vị kia chiêu vương điện hạ chính là trịnh gia trước đó từ hôn cô nương một cái từ chấn anh một cái từ thanh oanh cái này trừ niên kỹ cùng dòng họ ăn khớp cái khác cũng kém hơn quá nhiều trịnh đại nhân một mặt như cha mẹ chết hắn dù không muốn thừa nhận lại cũng không thể không gật đầu không sai chính là nàng Vị kia chiêu vương điện hạ là từ biển kinh thành lưu vong đi qua, họ từ, niên kỷ cũng ăn khớp. Ta cũng tìm người tinh tế nghe qua, xác định nàng chính là lúc ấy cùng con ta đính hôn từ thanh oanh. Khi phụ nữ trẻ một mặt tuyệt vọng, nàng không khỏi nắm chặt tay viện, một chút không có chủ ý, ta. Ta. Ta vậy mà đoạt điện hạ vị hôn phu, phải làm sao mới ổn đây? Khi trịnh đại nhân rõ ràng càng là bối rối, dưới mắt đại nạn tiến đến, trong lòng của hắn là lại sợ lại hối hận, nghĩ là không đến mức đi năm đó năm đó chúng ta nhưng không có từ hôn chúng ta chỉ là muốn nàng lấy thiếp thất thân phận nhập môn là chính nàng không đồng ý cha khi trịnh tam công tử gấp đến độ đẩy đầu mồ hôi làm gì lừa mình dối người người ta đều biết lúc ấy là cái tình huống như thế nào chúng ta lúc ấy đánh chính là từ hôn chủ ý chúng ta năm đó như thế vũ nhục điện hạ nàng tất nhiên trong lòng ghi hận nói không chính xác nàng vào thành chuyện thứ nhất chính là thu thập chúng ta xong, xong, chúng ta trịnh gia xong. Trịnh lão phu nhân gấp đến độ đưa tay liền đi bóp trịnh lão gia, đều tại ngươi, không phải nói cái gì từ gia nghèo túng, chúng ta không nên cùng bọn hắn dính líu quan hệ, lòng như lửa đốt đuổi tới đi từ hôn. Nếu không phải ngươi, không chừng ta nhi tử hiện tại cũng là hoàng phu. Cái này chỗ nào cùng chỗ nào, ngươi phụ nhân này, chớ có nói bậy. Vợ chồng hai cái suýt nửa xoay đánh lên, trịnh con trai cả con dâu coi như tỉnh táo, bà mẫu, cha chồng, các ngươi trước chớ quấy rầy, việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng. Ta nhớ đến lúc ấy giống như cho điện hạ không ít bạc a. À. Trịnh lão gia ánh mắt sáng lên, a, à, đúng đúng đúng. Kinh lo liệu việc này người là ai? Trịnh lão gia vỗ đùi, nhanh, nhanh đi đem ngư trưởng sự gọi tới cho ta. Rất nhanh, tại một phòng người trong lòng run sợ chờ đợi, tròn vo ngư trưởng quỷ hồng hộc chạy tới, hắn cái này vừa tiến đến, liền phát giác được trong phòng kia tĩnh mịch nghiêm nghị không khí, nhất thời liền biết không tốt, chính suy nghĩ lung tung lúc, trịnh lão gia trước hết mở miệng, trâu chấp, ngươi mau nói, 7 năm trước từ gia rời đi điện kinh thành lúc, ngươi đều cùng chiêu vương điện hạ nói cái gì, làm cái gì, một cái chi tiết đều không thể bỏ sót. Ngư trưởng sự bắt đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua đám người, cái gì chiêu vương điện hạ. Tiểu nhân thấy đều chưa thấy qua chiêu vương điện hạ, giống như bực này nhân vật, tiểu nhân nơi nào có thể được. Ôi! Trịnh lão phu nhân vỗ chân, chiêu vương điện hạ chính là từ thanh oanh cái gì ngưu trưởng sự cả kinh khẽ run rẩy sau đó dọa đến ngồi sập xuống đất từ thanh oanh là chiêu vương điện hạ thiên gia trịnh lão gia thấy ngưu trưởng sự biểu tình kia vốn là thật cao nhất lên tâm càng là hung hăng nắm chặt lên ngươi mau nói năm đó chiêu vương điện hạ trước khi đi ngươi đều làm chuyện gì tốt chúng ta lúc ấy thế nhưng là cho ngươi đi đưa đưa người từ gia ngươi không nói tiếng nào quá kích hoặc là khẩu xuất cùng ngôn đắc tội điện hạ a à. ngưu trưởng quỷ nhất thời một cái giật mình chỉ kém nhảy dựng lên phủ nhận, không có. Không có. Tuyệt đối không có, hắn lại lau mồ hôi, trong đầu hồi tưởng lại 7 năm trước tràn cảnh, do do dự dự nói, lúc ấy phụng lão gia cùng thái thái chi mệnh, tiểu nhân đi tiễn biệt từ gia, còn kéo một xe vật tư, chiêu vương điện hạ đem từ hôn sách cho tiểu nhân, trong lúc này chưa từng phát sinh qua cái gì không nhanh. Trịnh tam phu nhân cái này trong lòng gấp A, chỉ hận không được chửi ầm lên, cái này đều buộc người ta viết từ hôn sách, lại còn vọng tưởng người ta không ghi hận, quả thực buồn cười, thật hy vọng chiêu vương điện hạ không muốn bởi vì trịnh gia chuyện ngu xuẩn mà liên lụy mẹ nàng nhà, nếu không nàng thật sự là chết oan, trịnh lão phu nhân ép hỏi, trâu chấp, ngươi nói rõ ràng, ngươi đến cùng đối điện hạ có không nói tiếng nào khác người hoặc là xem thường có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Không có, không có. Ngư trưởng sự gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, vội vàng khoát tay, phu nhân, ta có cái kia tâm cũng không có cái kia gan a. Ngài là không biết, chiêu vương điện hạ năm đó chẳng qua 13 tuổi, thế nhưng là đã có long phượng chi tư, dù cho thân ở lao ngục, kia quanh thân khí độ liền không phải so với thường nhân. Nếu tiểu nhân bắt đầu xác thực tồn mấy phần lòng kinh thị, nhưng về sau cũng phát hiện chiêu vương điện hạ không dễ chọc, căn cứ chỉ cần từ hôn suy nghĩ, điện hạ đưa ra vật tư ta đều là tận lực thỏa mãn. Ngài còn nhớ phải, ta trở về cùng ngài phàn nàng nói chiêu vương điện hạ thủ đoạn lợi hại, để người không dám kinh thường. Trịnh lão phu nhân có chút nhíu mày, dường như đang tìm kiếm kia trí nhớ xa xôi tựa như là có chuyện như vậy trịnh lão gia liên tục thở ra mấy ngụm đại khí lần này tâm tình hơi bình ổn một chút cái kia hẳn là còn tốt ta nghe nói chiêu vương điện hạ cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người chúng ta cũng không có chiêu nàng không chọc giận nàng nàng không đến mức khó xử chúng ta một cái nho nhỏ trịnh gia năm đó cùng từ gia từ hôn không chỉ chúng ta trịnh gia ta nhớ được nàng cái kia đường tỷ cũng là bị người từ hôn cái này vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu còn riêng phẫn mình bay đâu lúc ấy loại tình huống kia, chẳng lẽ nàng còn muốn buộc chúng ta cưới nàng? Nghĩ đến Điện Hạ cũng không phải là không thể đủ lý giải, huống chi chính chúng ta ở đây buồn lo vô cớ, Điện Hạ có thể đã sớm đem chúng ta cấp quên, đám người vẫn là một mặt vẻ buồn rầu, ngược lại là trịnh lão phu nhân âm thầm trừng trịnh đại nhân mấy mắt, nàng trong lòng tức giận, lúc này cũng chợt nhớ tới năm đó đạo sĩ kia cho nhà mình nhi tử lời bình luận, nói là trịnh tam công tử phải sớm đi thành hôn, khả năng cam đoan cả một đời vinh hoa phú quý. Cái này tính toán ra, hắn kia vinh hoa phú. Quý không đều ứng tại từ thanh oanh trên thân sao, mà trịnh tam phu nhân suy nghĩ một lát, nói, những ngày này, chúng ta tận lực khiêm tốn một chút, đừng để điện hạ nhớ tới chúng ta là được. Chính như cha chồng nói, điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, có thể đã sớm quên chúng ta, chúng ta đừng hướng trước gót chân nàng gót, trốn tránh chút chính là. Nói rất có lý. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có những biện pháp khác, người nhà họ trịnh than thở, một mảnh mây đen bao phủ mà ngày kế tiếp rất nhanh, chỉ nghe thấy bên ngoài kia cán sự trong ngõ hẻm đi tới đi lui tuyên cáo giải trừ lệnh cấm cử chỉ trạng thái lão bách tính có thể do đi lại chiên trống vang trời huyên náo trận trận có vô số người mang theo nhà mang miệng hướng cửa thành phía tây đi đến lão bách tính môn gỡ xuống chốt cửa nhìn xem người bên ngoài triều có tin tức kia lạc hậu liền lôi kéo người hỏi thăm đây là thế nào rồi làm sao nhiều như vậy người huynh đài ngươi còn không biết a à? nói là chiêu vương điện hạ đến hiện nay văn võ bá quan đều đã xuất phát đi cửa thành phía tây nên đón chúng ta đây là đi xem náo nhiệt đâu a à, cái này có cái gì náo nhiệt nhưng góp vẫn là trở về trốn ơ trong nhà ổn thỏa một chút lão huynh đây chính là chúng ta lịch sử thượng đệ nhất vị nữ đế a à, ngươi không nhìn thấy trong thành các cô nương đều điên rồi cái này người dường như mới chú ý tới hôm nay biện kinh thành bên trong thật nhiều phụ nhân ngày thường những cái này chúng phụ nhân đều bị câu trong nhà nhất là cung biến thời kỳ chúng phụ nhân tay trói gà không chặt nguy hiểm nhất, trong nhà người tự nhiên thấy chặt chẽ. Đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ toàn bộ biện kinh thành phụ nhân các cô nương đều đi ra ngoài rồi? Lão Huynh, ngươi cũng đã biết Kim Châu Phủ bên kia ra một cái 12 nữ tướng tập tranh tử. Chiêu vương điện hạ còn không có vào thành thời điểm, liền đoạn thời gian trước, khi 12 nữ tướng tập tranh liền bán quan. Đều biết Kim Châu Phủ dân phong mở ra, bên kia các cô nương càng là bưu hãn, bởi vậy biện kinh thành cũng là học theo, bây giờ cũng không còn câu lấy các cô nương. Càng có kia đầu óc xoay chuyển nhanh người ta, đều đã cho nhà mình cô nương mua Kim Châu Phủ tài liệu giảng dạy. Đều nói Kim Châu Phủ bên kia nữ nhân cũng có thể làm quan, như thế xem ra đúng là thật. Còn không phải sao? Ngươi liền không có phát hiện hai ngày trước kia cán sự liền có nữ tử. Ngươi liền nhìn xem đi, cái này dưới mắt biến thiên, các nữ nhân đều phải cưỡi nam nhân trên đầu uy phong lạc mà dân chúng đều giống như thủy triều nhóm hướng cửa thành phía Tây Tuân, văn võ bá quan càng là sáng sớm liền bị kéo lên, đầu tiên là trên triều đình bị từ bộ trưởng gõ một phen, sau đó mới tập thể hướng Tây cửa thành xuất phát, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, cửa thành phía Tây cổng đã rực rỡ hẳn lên, trên tường thành cắm đầy kim châu phủ tinh kỳ, là huyết hồng. Sắc, ở giữa có mấy khỏa màu vàng sáng ngôi sao, nhìn xa xa liền 10 phần bắt mắt. Giờ phút này một mảnh màu đỏ tại trên tường thành kéo ra, một mảnh vui mừng hớn hở cảm giác cổng thật sớm liền bị quét sạch sẽ, thậm chí trải lên thảm đỏ, xung quanh con đường cũng đều bị giới nghiêm, văn võ bá quan nhóm lấy nguyên bộ triều phục, phân loại tường thành hai bên, bây giờ từ chấn anh còn không có vào thành, kia từ bộ trưởng cũng không thấy thân ảnh, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể xì xào bàn tán nói nhỏ lời nói. Ai, nghe nói Thái Hậu bị bắt trở lại, bây giờ tống giam. Ngược lại là Thái Thượng Hoàng thi thể không thấy tâm hơi. Cũng không biết Điện Hạ sẽ xử trí như thế nào trước Hoàng hậu cùng Thái tử. Thiên cổ nữ đế A, à, chúng ta về sau, đều phải khuất tại phụ nhân phía dưới rồi. Ta nhưng nghe nói, vị kia điện hạ liền tứ thư ngũ kinh đều chưa từng sâu đọc, văn lý học thức càng là không thông. Các ngươi nhìn Kim Châu Phủ truyền đến tài liệu giảng dạy, gần như là lớn phế nho đạo học thuyết, ngược lại Kim Hữu Pháp gia, đạo gia, mặt gia đại thành, liền giảng cứu một cái thực dụng. Cũng không biết thiên hạ này lại biến thành bộ dáng gì. Cái này đại chu hướng lung lay sắp đổ mấy chục năm, bây giờ cải thiên hoán nhật, chư vị còn có tâm nhọc lòng những cái này, không bằng ngẫm lại điện hạ vào thành nhưng còn có người ta chỗ dung thân đi có một người không phục nói thế nào chẳng lẽ điện hạ còn muốn toàn bộ trục xuất ta chờ khi triều chính như thế nào vận hành nàng muốn thế nào tiếp quản biện kinh thành thiên hạ này làm sao có thể không lộn xộn người khác cười lạnh nói chuyện cho tới bây giờ lại còn có thấy không rõ thế cục liêu đại nhân ngươi ngày bình thường chỉ thích uống hoa tửu đi dạo kỷ viện hiếm khi hiu rõ kim châu phủ tình huống bên kia ta xem ở đồng liêu một trận phần nâng lên tỉnh ngươi Kim Châu Phủ bên trên kỳ nguyệt báo liền đã đề cập qua, bên kia chỉnh thể biết chữ suất đã đạt tới năm thành. Nói cách khác, 10 người lôi ra đến có năm cái là biết chữ, bay. Giờ ngươi vị trí này, chỉ cần biết chữ liền có thể làm, điện hạ trong tay càng là không thiếu người đại tài, ta khuyên ngươi chớ học hàng tướng đám người kia cố làm ra vẻ treo giá, tránh khỏi gà bay trứng vỡ công giả tràng. Ngươi, Khi màu xanh quang bào lại viên tức giận đến sắc mặt tái đi, ta ngược lại muốn xem xem, nàng không tuân theo nho học, khác lập đạo thống, làm sao có thể quản lý tốt to như vậy một quốc gia. Cũng có người lập tức cùng người này phân rõ giới hạn, Liêu Đại Nhân, ngươi có phải hay không quên, Chiêu Vương Điện Hạ Tại không đến Biện Kinh Thành trước đó liền đã có được Đại Chu hướng 2 phần 3 quốc thổ, không chỉ có hiệu suất cao vận chuyển, thậm chí còn dần dần có lãi, quốc khố dồi dào, binh cường mã tráng. Chúng ta Biện Kinh Thành chẳng qua Tam Châu Chi Địa, nếu không phải chiếm một cái thiên tử trọng địa ưu thế, Chiêu Vương Điện Hạ còn chưa nhất định để ý đâu. Người kia âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, trả lời, lý đại nhân, cái này điện hạ còn không có vào thành đâu, ngươi lần này trung tâm vẫn là giữ đi. Ngược lại là có toàn bộ hành trình thần du bên ngoài người bỗng nhiên nói một câu, vì sao một mực không gặp từ bộ trưởng. Ai, giống như bạch lão tướng quân cũng không tại mà giờ khắc này nam thành môn bên ngoài, một cổ thanh vĩ xe ngựa bị vài trăm người bao vây lấy chậm rãi tới, trên xe ngựa tiền trân nương nhịn không được phiến tay phàn nàn, thiên gia, biện kinh thành làm sao biến thành dạng này rồi chu hậu phương xốc lên thanh liêm cười nói biện kinh thành làm sao rồi mau mau đem thanh liêm buông xuống cái này bụi đất tung bay trong xe ngựa tất cả đều là cho. tiền trân nương dường như rất là ghét bỏ trong trí nhớ cái này biện kinh thành thế nhưng là thiên hạ nhất nơi phồn hoa làm sao biến thành hiện tại cái dạng này khúc mẫn cười nói tiền bộ trưởng ngài sợ là tại kim châu phủ ở quen bên kia đều là đường xi măng chạy nửa điểm tro bụi cũng không có không giống biện kinh thành con đường gập ghềnh không nói chỉ cần cưỡi ngựa, kia nhất định là bụi đất tung bay. tiền trân nương thở dài, ta chính là nghĩ, cái này xài hết bao nhiêu tiền làm kiến thiết a? À, chúng ta hoa khí lực lớn như vậy đến biện kinh thành đến, không nghĩ tới là giúp đỡ người nghèo đến, mà toàn bộ quá trình trong xe ngựa từ chấn anh đều không tham dự. nàng thói quen ngồi ở trong góc, một tay chống cầm, trong tay kẹp lấy một chi bút chì, nhìn về phía bên ngoài chợt lóe lên phong cảnh, chu hậu phương mắt sắc trông thấy kia trên giấy vẽ lấy cây trạng đồ, còn viết cái gì bộ cái gì bộ trong lòng nàng hơi rét bọn hắn đã cầm xuống biển kinh thành mắt thấy từ chấn anh liền phải leo lên chí tôn kia vị trí nhưng từ chấn anh trên mặt dường như không có bao nhiêu mừng rỡ cảm giác so với những người khác thu được phượng nhi phát tới quân báo thời điểm cùng nhiệt cùng hưng phấn từ chấn anh có vẻ hơi quá mức lạnh nhạt cùng tỉnh táo không lấy vật vui không lấy mình buồn từ chấn anh phản phất từ đầu đến cuối siêu thoát tại thế giới này bên ngoài tiền trân nương rất tự nhiên tiến tới nhìn điện hạ thế nhưng là tại hoàn thiện hành chính kết cấu từ chấn anh duỗi ra lưng mỏi, ừ một tiếng, bây giờ chúng ta cầm xuống biển kinh thành, rất nhanh liền sẽ đại thống nhất, mang ý nghĩa chúng ta lão bách tính sẽ tăng lên gấp bội, chúng ta phải mau chóng kiến thiết hoàn thiện từng cái bộ môn chức trách chức năng. Chu hậu phương nhân tiện nói, điện hạ, biển kinh thành chẳng qua chỉ là ba tòa phủ thành, chúng ta không thể một mực tiếp tục sử dụng trước đó kim châu phủ bộ kia sao. Hẳn là không quá đi. Tuy nói biển kinh thành chỉ có ba tòa phủ thành, nhưng chúng ta khuếch trương quá nhanh cái này tứ hải vừa mới nhất thống nam bắc chỉ là trên danh nghĩa thuộc về ta nhưng luận chân chính quản lý kỳ thật kinh nghiệm của chúng ta còn dừng lại tại kim châu phủ khi đó nói cho cùng chúng ta cũng chưa từng có độ giai đoạn trực tiếp từ kim châu phủ lục phủ biến thành cả nước cái này quản lý nhân khẩu lật gấp mấy chục lần trong đó chi tiết còn muốn chậm rãi quyết định trong xe ngựa hưng phấn không khí một chút tan thành mây khói ngược lại là ngồi tại xa phu bên người lâm lão nghe vậy phóng khoáng cười một tiếng Điện Hạ năm nay mới 19 tuổi, cái này cơ nghiệp tương lai có nhiều thời gian chậm rãi sắp xếp như ý, bây giờ chúng ta bá nghiệp sơ thành, kia là thiên đại hỷ sự, ngươi liền để nhóm này lũ tiểu gia hỏa tạm thời đắc ý một đoạn thời gian nha. Từ chấn anh dường như lúc này mới nhìn thấy trong xe ngựa đám người đổ hạ mặt, nàng cười khổ một tiếng, vội vàng thu đồ trên bàn, trách ta trách ta. Lâm lão nói đúng, chúng ta sơ bộ lấy được thiên hạ nhất thống, đây là thật đáng mừng thành tích, hôm nay liền tạm thời không nói những cái này đau đầu người khác đồ vật, chuyên tâm hưởng thụ hiện tại hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Từ chấn anh cái này một lời nói, trong đám người lập tức truyền đến một trận reo hò, bao quát cưỡi ngựa cùng đội lưu đại tráng, triệu kiều niên mấy người cũng là một mặt hưng phấn, khi triệu kiều niên còn đánh trước ngựa đến hỏi thăm, điện hạ, chúng ta tối nay bày một bàn tiệc ăn mừng như thế nào? Có thể uống hay không rượu? Lưu đại tráng lập tức nói, thời khắc mấu chốt này, ta vẫn là phải đề cao cảnh giác, cơm có thể ăn, rượu vẫn là đừng uống dù sao tuần miễn còn có còn sót lại thế lực không có thanh trừ, văn võ bá quan cũng chưa toàn bộ quy tâm, con đường cách trở lại dài đâu. Từ chấn anh lại lỏng lỗ hỏng, hạn lượng đi, uống rượu mấy chén là đủ. Mấu chốt cương vị người vẫn là cấm chỉ uống rượu. Trong đám người lập tức bộc phát ra một trận càng lớn tiếng hoang hô. Cái này đúng nha. Đêm động phòng hoa chúc, tên đề bản vàng lúc, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Lâm lão yêu hét lên một tiếng, dẫn tới đám người toàn bộ phụ họa, chi đội ngũ này, cuối cùng có một chi đại thắng chi quân vui mừng không xiết, lâm lão lại quay đầu nói, điện hạ, chúng ta từ nam thành môn tiến, cố ý lách qua văn võ bá quan nên đón, dạng này có phải là có chút quá tùy hứng rồi. Từ chấn anh cười. Ta không phải để minh tiểu xong đại biểu ta tiến đến nha. Mấy ngày nay bắt hắn cho nín hỏng, cũng làm cho hắn suốt một chút danh tiếng. Ai, có người đến. Trong đội ngũ có người hô một câu, đám người thăm dò, mới phát hiện có gần trăm người đội ngũ đánh thẳng ngựa chạy như bay đến, Tiền Trân Nương mừng rỡ hô to, "Phượng Nhi." "Phượng Nhi, Trân Nương tỷ." Tiền Trân Nương đã không kịp chờ đợi nhảy xuống xe ngựa, hai người hướng phía đối phương lao tới, sau đó chăm chú ôm nhau lại với nhau, mà Từ Chấn Anh cũng xông từ Tuệ Minh vẫy gọi, vừa cười vừa nói, "Đại ca, đã lâu không gặp." Từ Tuệ Minh cũng là một mặt vẻ kích động, hắn nhìn trước mắt cái kia đã hoàn toàn nảy nở cô nương, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần muội muội hai chữ kia suýt nữa thốt ra cuối cùng hắn nhưng vẫn là nhịn xuống ngược lại thần sắc cung kính điện hạ từ nay về sau chỉ có nữ đế không có bào muội trong hoàng tộc người càng ứng tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết huống chi hắn là nam tử thân phận vốn là dễ dàng để người nghi kỵ từ chấn anh trên dưới dò xét từ tuệ minh hồi lâu mới nói ca ca gầy cũng đen những năm này vất vả ngươi cùng phượng nhi bên ngoài buôn ba đều là ta nên làm phụ thân mẫu thân đã hoàn hảo bọn hắn lúc nào vào kinh thành. Đều tốt, đều tốt. Mai Hiểu cũng đã gần trung cấp ban tốt nghiệp, đang chuẩn bị lại viên kiểm tra đâu, chỉ có điều niên kỹ còn chưa tới cánh cửa, bởi vậy ta hiện tại để nàng nhiều đọc sách, không câu nệ là Kim Châu Phủ tài liệu giảng dạy, vẫn là đại chu hướng sách, ta còn chuẩn bị để nàng đi du học, được thêm kiến thức. Cha mẹ đều tại Kim Châu Phủ, bây giờ bọn hắn đã xin nghỉ hưu sớm, mỗi ngày chính là chiêu mèo đùa chó, chẳng qua là đám bọn hắn vẫn luôn rất mong nhớ ngươi ta đã để người cho bọn hắn gửi thư tín, rất nhanh bọn hắn liền sẽ từ Kim Châu Phủ xuất phát, dựa theo lộ trình, ước chừng trong một tháng liền sẽ đến. Mà Phượng Nhi cùng Trân Nương hai người mấy năm không gặp, tự nhiên có chuyện nói không hết. Chẳng qua trở ngại còn có những người. Khác ở đây, hai người chỉ nói đơn giản vài câu, Phượng Nhi liền không kịp chờ đợi đi đến từ chấn anh trước mặt, trông thấy từ chấn anh, nàng Phượng Nhi hốc mắt đỏ lên, điện hạ, từ chấn anh cách thanh liêm sờ sờ đầu của nàng, cô nương tốt, vĩ khuất ngươi. Phượng Nhi lắc đầu, Phượng Nhi không ủy khuất. Ta nhìn ngươi kia quân báo thấy là trong lòng run sợ. Ngươi lá gan cũng quá lớn, cũng dám độc thân trong hoàng cung phát động chính biến. Nhờ có ngươi, tránh một trận máu chảy thành sông đại chiến. Phượng Nhi, không chỉ có là ta, Kim Châu Phủ mỗi một vị binh sĩ đều cảm tạ ngươi. Lần này bắt phạt, ngươi cùng huynh trưởng làm nhớ công đầu. Phượng Nhi mặt có chút đỏ, cái này tại biện kinh thành cường thế bá đạo mấy ngày từ bộ trưởng, giờ phút này thấy từ chấn anh, lại giống như là thiếu nữ ngượng ngùng. Đều là ta nên làm. Ta lúc ấy không có ý khác, liền nghĩ chúng ta đi đến bây giờ, chỉ kém một chân vào cửa, ta là vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước. Cho dù là chết tại biển Kinh Thành, ta cũng phải nghĩ biện pháp để điện hạ vào thành. Lần sau không thể dạng này mạo hiểm, so với vài tòa thành trì, rõ ràng ngươi trân quý hơn. Mà từ chấn anh giờ phút này dường như khi nhìn đến Phượng Nhi đứng phía sau mười mấy người, trong đó dẫn đầu bạch lão tướng quân đã sớm chú ý tới từ chấn anh, không thể nghi ngờ, khi thanh liêm trong xe ngựa người kia nhất định chính là chiêu vương điện hạ, bạch lão tướng quân duyệt vô số người, tự nhiên một đôi hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhìn ra chi đội ngũ này lấy ai là tôn, mặc dù biết chiêu vương điện hạ trẻ tuổi, nhưng khi nhìn thấy tấm kia non nớt gương mặt, trong lòng của hắn vẫn là khó nén chấn động, tuổi còn rất trẻ, kia là một cái cực kỳ trẻ tuổi nữ tử, làn da không tính rất trắng, màu da rất khỏe mạnh xem xét liền biết nàng nhất định lâu dài bên ngoài đi lại nàng bên môi hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền mặc dù một mực cười nhưng lại không hiểu cho người ta uy nghiêm cảm giác để người không dám tới gần nhất là cặp mắt kia không giận mà uy hối mặt như biển phong ánh nội liễm đây chính là kim châu phủ vị đại nhân vật kia sao quả thực là không đơn giản a à, thấy từ chấn anh nhìn qua bạch lão tướng quân cùng phía sau hắn đám quan chức tất cả đều nhao nhau, nhau chắp tay bái kiến chiêu vương điện hạ từ tuệ minh nhân tiện nói Điện hạ, đây đều là ngày ấy cung biến lúc trợ giúp chúng ta đại nhân, là nhóm đầu tiên hướng Kim Châu phủ dựa sát vào người. Vị này là Bạch lão tướng quân. Từ Chấn Anh không khỏi nhìn nhiều Bạch lão tướng quân liếc mắt, toàn bộ hành trình Từ Chấn Anh cũng không có xuống xe ngựa, bởi vậy cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, chẳng qua nàng người lại ngoài ý muốn thân hòa, Bạch lão tướng quân, Bạch tiểu tướng quân thế nhưng là đi Tây Môn, phụ tử các ngươi hai người bỏ lỡ. Bạch lão tướng quân phóng khoáng cười một tiếng, nhà ta tiểu tử kia có cái gì tốt nhìn, thần là chuyên tới đón điện hạ. Bên kia văn võ bá quan đều tới rồi sao? Bạch lão tướng quân dừng lại, chỉ có thể ăn ngay nói thật, hàng tương hòa lễ bộ, lại bộ, binh bộ mấy vị đại nhân chưa từng xuất hiện. Từ chấn anh gật đầu, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ đối kia hơn 10 vị đại nhân nói ra, vất vả chư vị. Thực sự là không muốn nghe các đại nhân hư tình giả ý đối ta ca công tụng đức, cũng không muốn làm khó các đại nhân vắt hết ốc như thế nào nịnh nọt ta, bởi vậy mới lựa chọn lặng lẽ từ cửa nam vào thành, không nghĩ tới ngược lại là vất vả chư vị đi đường mệt mỏi tới đón ta. Sớm biết Kim Châu Phủ quan trường tập tục đều là trực tiếp thô bạo, dưới mắt những người này cuối cùng là biết đầu nguồn ở nơi nào, vị này điện hạ. Nói chuyện cũng quá trực tiếp, đi thẳng đến khiến người lúng túng trình độ. Chương 336, quá nhàn lại là từ chấn anh đẩy không thèm để ý cười một tiếng, chư vị đại nhân phẩm hạnh, tương lai tại chính vụ bên trong tự nhiên sẽ chậm rãi hi u rõ, không vội tại nhất thời một lát, chúng ta tiên tiến thành đi. Đại ca, Phượng Nhi, các ngươi lên xe ngựa đến, cùng ta nói. Rõ chi tiết nói chuyện biện kinh thành tình huống. Mà cửa thành phía tây bên kia còn phi thường náo nhiệt, vô số người trong mong chờ mong vị kia chiêu vương điện hạ là bực nào phong thái, nào biết chính chủ cũng đã lặng lẽ tiến thành, từ chấn anh nhập hoàng cung tin tức lan truyền nhanh chóng, những cái kia trong coi đám binh sĩ đã sớm đi cho riêng phẫn mình chủ tử mật báo đi, bởi vậy từ chấn anh chậm rãi đi dạo một vòng hoàng cung về sau, văn võ bá quan nhóm mới hồng hộc thở hỗn hển từ cửa thành phía tây chạy về trong hoàng cung, bảo hoa trong. Điện, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, từ chấn anh vừa tiến vào đã nhìn thấy nơi đây rừng cột chạm trổ, ngọc thạch bậc thang, huân hương lượng lờ, toàn bộ bảo hoa điện vị trí được trời ưu ái, ở vào trong hoàng cung tâm không nói, trước cửa còn có một khối hẹn 2 000 mét vuông nhiều đại không địa mà trong đó càng là vàng son lộng lẫy, đỉnh chóp có năm màu lưu ly trang trí, hiện lên bảo tháp nhọn hình, xung quanh có vô số liên hoa bích họa theo thứ tự đẩy ra, làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm túc một cảm giác, từ chấn anh đi đến nơi đây, có chút ít cảm khái, nơi này đã từng là lịch triều lịch đại hoàng đế làm việc địa điểm, càng là quyền lực trung tâm chính trị, mà nàng từ chấn anh, một vòng dị thế chi hồn, trải qua 7 năm, rốt cục đi đến nơi này, có lẽ người khác nhìn thấy chính là vô thượng vinh quang mà nàng nhìn thấy, lại chỉ là nặng nề gánh cùng trách nhiệm, từ chấn anh đều không biết mình là lấy cái gì tâm tính đi đến hôm nay bước này, ở trong đó tuy rằng có nàng đứng tại cự nhân trên bờ vai nguyên nhân, cũng có nàng cùng đồng bọn của nàng nhóm vùi đầu gian khổ làm ra nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là vận khí, lão thiên lúc này, không có bạc đãi nàng, từ khi Phượng Nhi chiến báo truyền đến, toàn bộ đội ngũ liền ở vào một loại phấn khởi trạng thái, bọn này từ vừa mới. Bắt đầu liền theo nàng sợi cỏ, rốt cục lắc mình biến hóa, thành thiên hạ này người cầm quyền một trong cái gọi là tòng long chi công làm cho tất cả mọi người. Thay đổi địa vị, tuổi già vinh hoa phú quý, nhiều năm tâm nguyện có thể thực hiện, tự nhiên là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một đêm nhìn hết trường An Hoa từ chấn anh trong lòng cũng là yêu thích, không sao, công ty này bị nàng làm đến đưa ra thị trường, nàng cũng phải cho phép dưới tay mở sâm ban chúc mừng một phen. Điện hạ Bảo Hoa trong điện có một người cuốn quyết đi tới sông nàng có chút phúc thân, từ chấn anh không nhận ra người này, Phượng Nhi liền tiến lên giới thiệu nói, Điện Hạ, vị này là thư ký của ta Ung Thu Sương, từng là tuần nặng tần phi một trong, rất sớm đã đầu nhập đại đồng xã, trở thành đồng chí của chúng ta. Ta trước đó chính là trốn ơ tẩm cung của nàng bên trong. Lần này cung biến bên trong, cũng là nàng bên ngoài tìm hiểu tình báo, là thật không thể bỏ qua công lao. Ung Thu Sương kích động đến mặt đều đỏ, nàng vội vàng nói, là từ bộ trưởng giáo thật tốt, ta chẳng qua là chân chạy thôi. Từ chấn anh cười tủm tỉm trên dưới dò xét nàng, dường như rất hài lòng, không sai, ngươi thân là hậu cung tần phi, lại dám ở thế cục không rõ tình huống dưới liền hướng chúng ta kim châu phủ dựa vào, đủ để chứng minh dũng khí của ngươi cùng quyết đoán. Đi theo Phượng Nhi thật tốt học, tranh thủ mau đem lại viên kiểm tra qua, về sau thật tốt làm việc. Vâng. Hung Thu Sương trả lời lớn tiếng, giống như là Kim Châu Phủ những cái kia nữ lại viên một loại ứng ngực, vừa nói dứt lời, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng người huyên náo cùng vội vàng tiếng bước chân, tiền trân nương ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cười nói, người cuối cùng đến. Quả nhiên rất nhanh, mấy trăm quan lại tất cả đều nhao nhao tràn vào, trong hoàng cung cấm chỉ cưỡi ngựa cùng chạy, bởi vậy đám người này chỉ có thể đi mau, bây giờ chạy đầu đầy mồ hôi, cái này vừa vào nhà đều có chút mắt trợn tròn, bảo hoa trong điện vậy mà lại biến, tấm kia long ỉ không biết bị rút đi nơi nào. Bây giờ phía trên chỉ có một tấm cùng loại thư viện dài mấy đối diện bọn hắn, hiển nhiên kia là chiêu. Vương điện hạ vị trí, nhưng phía dưới, đã từng văn võ bá quan đứng thẳng chỗ, tất cả đều biến thành từng dãy bàn ghế, lần này để đám người hoảng tay chân, đây là muốn toàn bộ ngồi nghị sự, cái này. Còn thể thống gì, những người này cầu cứu nhìn về phía Phượng Nhi, Phượng Nhi cho ung thu sương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ung thu sương lập tức vẫy gọi, các đại nhân, nhanh nhanh nhanh, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, không câu nệ phẩm cấp, không câu nệ văn võ phân loại, sát bên ngồi là được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng là có kia tiểu thông minh hoặc là đoạt sau cùng vị trí, hoặc là đoạt vị trí giữa, về phần phía trước mấy hàng đối diện chư vương điện hạ chỉ có mấy mét vị trí, kia là vạn vạn không dám đi cướp, làm sao cũng phải cho đại thần cùng kim châu phủ cao quan môn giữ lại. Tuy nói ôn thu sương nói tùy tiện nhập ngồi, nhưng bách quan vẫn rất có ăn ý chừa lại phía trước nhất hai hàng vị trí trong lúc nhất thời, bảo hoa trong điện ồn ào, đoạt chỗ ngồi cũng không dám vào chỗ, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ không ngừng nhìn quanh, bạch lão tướng quân, minh tiểu song, triệu kiều niên mấy người cũng đều đi đến, đám người cùng con ruồi không đầu, chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đều nhìn qua kim châu phủ đến những người kia hành vi, bọn hắn cũng đi theo làm là được, triệu kiều niên, minh tiểu song cùng lâm lão bọn hắn trực tiếp đi hướng hàng thứ nhất, sau đó tùy ý an vị hạ, mắt thấy bọn hắn vào chỗ, phía sau hai, ba trăm người mới đánh bạo ngồi xuống, cái này, đặt ở trước kia, thiên tử ban thưởng ghế ngồi thế nhưng là vô thượng vinh quang, cũng chỉ có hàng tương hòa những cái kia công huân rất cao lão thần có thể đãi ngộ như vậy mà bây giờ mọi người vậy mà ngồi nghị sự điều này thực để đại chu hướng cựu thần nhóm trong lòng run sợ chẳng qua cũng có người đang thì thầm nói chuyện không phải nói điện hạ đã tiến cung sao vì sao không thấy được người đúng vậy a à, bệ hạ không đến ta đây chờ cứ như vậy ngồi xuống thực sự là không ra thể thống gì nơi này vị trí như thế hẹp đợi chút nữa như thế nào đi ba quỳ chính lại chi lễ a à? Cái này Kim Châu phủ quan trường phép tắc, chúng ta cũng nhất khiếu bất thông, giúp đặt cán mai, a, à, đừng sợ, đợi chút nữa nhìn Kim Châu phủ người bên kia làm thế nào, chúng ta học theo, tổng sẽ không bị chọn đến sai lầm. Mà rất nhanh, khiến người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, thấy mọi người đều vào chỗ, phía trước vây tụ kia một đống người riêng phẫn mình tách ra, nhao nhao tại đối diện bọn họ theo thứ tự ngồi xuống, sau đó, có một cô gái trẻ tuổi, nàng mặc một thân hẹp miệng thường phục, tóc cũng là thật cao ghim lên ăn mặc rất có một tia không phân biệt thư hùng ý vị. Nàng ngũ quan cũng không tính xuất chúng, chỉ có bên môi hai lúng đồng tiền, lại có chính là cặp kia mỉm cười gió xuân con mắt, nàng đi thẳng tới đối diện một hàng kia vị trí chính vị trí trung tâm ngồi xuống, toàn trường xôn xao, nghị luận thanh âm im bặt mà dừng, bỗng nhiên ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch, cơ hồ là nháy mắt, có đầu óc xoay chuyển nhanh người đã kịp phản ứng, cái này người chính là Chiêu Vương Điện Hạ. Chiêu Vương Điện Hạ. Có người lên tiếng kinh hô, vội vàng đứng lên, không làm rõ ràng được tình huống hàng sau đám quan chức bị như thế một hô, cũng tất cả đều liên tiếp đứng lên, bảo hoa trong điện bàn ghế lôi kéo thanh âm vang vọng một mảnh, ai cũng không ngờ tới Từ Chấn Anh đã sớm tại bên trong nhà này, mới nàng nơi đó một đống người, Tiền Trân Nương, Phượng Nhi, thư ký nhóm đều vây quanh nàng, là lấy bách quan nhóm đi vào về sau chỉ coi bọn hắn là Kim Châu phủ tới phổ thông quan lại, liền cũng không có để ở trong. Lòng dù sao Thân là một nước người cầm quyền không có khả năng như vậy một mặt, cũng không có khả năng bên người không mang một đám thị vệ, theo lý thuyết, Chiêu Vương Điện hạ hẳn là vừa xuất hiện liền có thể bị người nhận ra, nhưng là, vị này điện hạ. Thật sự là tuổi còn rất trẻ, ai có thể nghĩ tới, Chiêu Vương Điện hạ sẽ giống phổ thông quan lại một loại đứng ở nơi đó cùng bọn thuộc hạ kéo việc nhà đại. Chu hướng đám này kinh nghiệm quan trường phong phú các lão thần, lần thứ nhất gặp mặt liền lật thuyền trong mương, đầu tiên là tại cửa thành phía tây người đều không thấy ngay sau đó chính là không thể nhận ra từ chấn anh, là thật là lão mã mất vó, cái này văn võ bá quan bên trong có kích động muốn biểu hiện một cái, xoát xoát ấn tượng, dưới mắt cũng là hành quân lặng lẽ. Càng hữu tâm hơn tư mẫn cảm giác âm thầm phỏng đoán cái này chiêu vương điện hạ có phải là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy, từ. Chấn anh nhìn quanh một vòng bốn phía, vất vất tay, vừa cười vừa nói, chư vị không cần đa lễ, mời ngồi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt nhìn thấy gần đây cùng Kim Châu Phủ đi được gần đây bạch lão tướng quân tất cả ngồi xuống, những người khác cũng chỉ đành bảo gan lục tục ngo nghe ngồi xuống. Đằng sau còn có chỗ trống, để bên ngoài chờ các quan lại cũng tất cả đều tiến đến. Cung Thu Sương vốn định nhắc nhở Chiêu Vương Điện Hạ, Đại Chu Hướng là ngũ phẩm trở lên quan giai quan viên mới có tư cách vào bảo hoa điện tham gia mỗi ngày nghị sự, chẳng qua vừa nghĩ tới thân phận của mình, lại nhìn dưới đáy những quan viên khác đều không nhắc tới ra dị nghị, nàng cũng lựa chọn trầm mặt, chỉ là để chờ ở bên ngoài lại viên nhóm cũng tất cả đều vào chỗ đứng ở phía ngoài đều là thân mang lục sắc tiểu quan bọn hắn vốn cũng là dựa theo thu xếp đi cửa thành phía tây nghênh tiếp nhưng lúc đó chiêu vương điện hạ cũng không có từ cửa thành phía tây vào thành bởi vậy cũng bị mơ mơ hồ hồ kéo tới cái này lần thứ nhất triều thánh tất cả mọi người ôm lấy nhiều lễ thì không bị trách ý nghĩ bởi vậy dù cho biết mình không cách nào bước vào bão hoa trong điện bộ những cái này tiểu quan viên nhóm vẫn là lựa chọn một đường đi theo vào chỉ có điều không nghĩ tới cái này chiêu vương điện hạ dường như hoàn toàn không quan tâm đại chu hướng phép tắc chỉ cần đến quan viên gần như người người đều có thể ngồi xuống tiểu quan viên nhóm được sủng ái mà lo sợ nhìn xem ngày xưa người lãnh đạo trực tiếp nhóm thân ảnh nhưng cũng như ngồi bàn trông chư vị lần đầu gặp mặt còn không biết mọi người đã thời gian còn sớm chúng ta liền đến điểm cái đến đi từ hàng thứ nhất người đầu tiên bắt đầu nói một chút danh tự cùng chức vị của mình từ chấn anh lại quay đầu nhìn về phía phượng nhi hộ bộ danh sách có sao phượng nhi cung kính đưa tới ở chỗ này đây tốt cho ôn bí thư để nàng báo một người câu tên của một người tốt nhất đem không có tới quan viên danh sách chỉnh lý cho ta đây là chơi hoa dạng gì đám người một chút kinh hồn bạc phía lên các lão thần giờ phút này cũng không lo được lúc trước ân oán tình cừu từng cái ở phía dưới đánh mặt mày kiện cáo nhao nhao phỏng đoán chiêu vương điện hạ dụng ý hôm nay hàng tương hòa ba bộ thượng thư vẫn không có tới, cái này chiêu vương điện hạ chẳng lẽ muốn thu sau tính sổ sách, ngồi tại hàng thứ nhất, cái thứ nhất chính là Minh Tiểu Song, từ chấn anh ra lệnh xuống dưới, hắn tự nhiên cái thứ nhất hưởng ứng, trực tiếp đứng lên. Đối mặt đám người, Minh Tiểu Song, chủ quản bộ nông nghiệp, Triệu Kiều Niên, chủ quản Kim Châu Phủ Đông Đốc Bộ, hoắc không thương tổn, đại lý tự tự khanh, Triệu xem chút, thái thường tự chủ sự một trận mở ra mặt khác giới thiệu sẽ ước chừng duy trì một khắc đồng hồ, bảo hoa trong điện từng cái lại viên lục tục đứng lên, báo ra tên của mình cùng chức quan, cuối cùng kết thúc, quân Thu Sương đem danh sách đưa cho Từ Chấn Anh, Từ Chấn Anh gật đầu, Hàng Tông Mây, Kiều Ngọc Hoa, Tống Từ Ân, Trần Còn Thanh, Thịnh Lãng, Tuần Làm Tập, Vân Hành Giảng, Trần Minh Sa tổng cộng 8 người. Hộ bộ thượng thư ở đây sao? Lập tức có một đầu hoa trắng bệt lão giả đứng dậy đáp lại, thần tại. Mấy người này bỗng lộc tính tới khi nào? đem tháng này kết toán sau đó cho bọn hắn làm sa thải thủ tục lời vừa nói ra cả sảnh đường kinh ngạc kia hộ bộ thượng thư càng là cả kinh có chút không xác định hỏi điện hạ là muốn trục xuất hôm nay không có tới quan viên sao không sai hôm nay không đến ngày mai bọn hắn cũng sẽ không cần đến đúng lại xác nhận một chút bọn hắn chỗ ở là tư hữu vẫn là quốc hữu nếu là quốc hữu mời bọn họ năm cái ngày làm việc bên trong thanh lui trả lại quốc khố ngày làm việc Chu Hậu Phương liền lập tức giải thích nói, Điện Hạ có ý tứ là về sau Biện Kinh Thành cũng tiếp tục sử dụng Kim Châu Phủ thời khóa biểu, một tuần hết thảy bảy ngày, thứ hai đến thứ sáu làm việc, thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi. Năm cái ngày làm việc, hôm nay thứ ba đi, nói cách khác thứ ba tuần sau nhất định phải thanh lui bọn hắn. Đầy phòng vắng lặng, đám người làm sao cũng không có nghĩ đến, từ chấn anh vào thành chuyện thứ nhất lại chính là thanh lui bách quan đứng đầu hàng tướng, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, cái này quan văn tập đoàn khẳng định là ưu tiên trấn an đối tượng, ai sẽ vừa lên đến liền quyết đoán trực tiếp thanh nuôi một nước chi tướng cùng ba bộ thượng thư đám người còn tưởng rằng này làm sao cũng phải lôi kéo một tháng lại lấy điện hạ ba lần đến mời mời hàng tương xuất núi là kết cục mới là từ chấn anh độc đoán để cựu thần nhóm thấp thỏm lo âu dường như sầu não đồng loại những người khác cơ hồ là lập tức cầu tình điện hạ không thể a à, ngài mới vào hoàn thành liền quyết đoán trục xuất hàng tướng triều đình chấn động ta chờ trong lòng cũng là thấp thỏm lo âu điện hạ hàng tướng chính là bách quan đứng đầu nó tác dụng không thể thay thế. Hắn hôm nay không chịu đi ra ngoài đón lấy, cũng không phải là cố ý cùng điện hạ đối nghịch, thực là hàng tướng trọng tình trọng tin, trong lòng mong nhớ chủ cũ, sầu não phế phủ, ốm đau tại giường. Điện hạ lẽ ra ba lần đến mời mời hắn rời núi mới là. Điện hạ, không thể hành động theo cảm tính A, hàng tướng trải qua ba triều đời thứ ba, là triều ta định hải chi trụ, như không có hàng tướng, liền không đại chu, còn mời điện hạ nghĩ lại. Trong đám người liên tiếp cầu tình âm thanh, lúc này cựu thần nhóm ngược lại là đoàn kết nhất trí, chỉ kém không có than thở khóc lóc, thẳng làm cho từ chấn anh đau đầu, nhưng cũng có kia ngày thường. Cùng hàng đối lập với nhau người, giờ phút này trong lòng một ngụm ác khí ra hết, lại bởi vì đoán không được từ chấn anh đến cùng là có hay không muốn trục xuất hàng tướng, bởi vậy không dám ở giờ phút này liền bỏ đá xuống giếng, cũng là bị buộc đứng lên tỏ thái độ, chẳng qua cũng có kia tâm tư nhạy cảm. Suy nghĩ đây là chiêu vương điện hạ bước vào biện kinh thành bên trong đạo thứ nhất chính lệnh, lại gặp đến quần thần phản đối, mình nếu là cũng đi theo phản đối có phải là sẽ hoàn toàn ngược lại bởi vậy cũng có chút người ngồi tại nguyên chỗ cúi đầu không nói lời nào thờ ơ lạnh nhạt từ chấn anh thật sự là kìm nén một đám lửa nàng cũng không phải là không biết đại chu hướng tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu cũng biết đại chu hướng quan trường quan hệ rắc rối phức tạp dưới đáy đám người này đếm tới đến lui sợ tất cả đều có thể quan hệ thân thích bởi vậy tự nhiên hình thành một cái mười phần đoàn kết lợi ích thể huống hồ những năm này nàng tại kim châu phủ trôi qua quá thuận lợi kim châu phủ toàn bộ hành chính hiệu suất hiệu suất cao vận chuyển gần như là nàng nói một không hai chưa từng có người nào dám ở trước mặt nàng chơi loại khổ này thịt bức hiếp nàng tiết mục nàng cũng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền đánh vào biển kinh thành bởi vậy kim châu phủ bộ kia thành viên ban ngành còn chưa có tới nói cách khác nàng dưới mắt chí ít còn cần đám người này duy trì một tháng vận chuyển khả năng trục xuất bọn hắn toàn bộ người theo từ chấn anh tính tình tự nhưng là nghĩ tốt nhất đem bọn hắn tất cả đều trục xuất, dù sao dưới tay nàng người tài ba tướng tài nhiều như vậy, coi như đem những người trước mắt này toàn bộ sa thải, toàn bộ Biện Kinh thành cũng có thể tức vận chuyển. Mà dù sao Biện Kinh thành rất nhiều tình huống bọn hắn còn không rõ ràng lắm, rất nhiều tư liệu hồ sơ còn cần giao tiếp, cẩn một cái hòa bình quá độ quá trình, liền lại để cho bọn hắn nhiều làm một tháng, Biện Kinh thành cựu thần không hiểu rõ từ chấn anh, nhưng Kim Châu phủ người tới. Lại rõ ràng nhìn ra điện hạ là tức giận, trong lòng bọn họ cười lạnh đám người này còn muốn cầm loại này một khóc hai nháo ba thắt cổ thủ đoạn đem điện hạ dựng lên đến, cái này tính toán đánh cho rất tốt, đáng tiếc chính là phạm một cái sai lầm trí mạng, hai quân giao chiến, tại không có thăm dò đối diện chủ tướng tính cách tình huống dưới, liền tùy tiện động thủ, chắc chắn ở vào trạng thái bị động, bọn hắn không hiểu rõ chiêu vương điện hạ tính tình. Chiêu vương điện hạ hận nhất có người uy. Hiếp lại nhìn xem đi, điện kinh thành một tháng này sợ là có náo nhiệt từ chấn anh liễm nội tâm hỏa. Khí, đối mặt quần thần kêu khóc cũng thờ ơ, thậm chí đều không tiếp gốc rạ, chỉ hỏi một bên Phượng Nhi nói, báo một chút lại viên tình huống. Phượng Nhi liền thanh thanh tiếng nói, một đôi lệ mắt quét qua phía dưới mọi người sắc mặt, sau đó tiếng nói thanh thúy nói, điện kinh thành bên trong lại viên tổng cộng 338 tên, trong đó văn thần 182 người, võ tướng 156 người, bổng lộc cấp cho đến tháng 9, quốc hữu trụ sở tổng cộng 32 hộ, giá trị thị trường ước là 80 vạn lượng. Nói xong, nàng lui đến một bên ngồi xuống từ chấn anh khóe môi có chút nhất câu quen thuộc nàng người đều biết rất nhanh liền sẽ có người rơi trong hố hôm nay thứ ba ta mới đến tuy nói vừa rồi rất nhiều người đã làm tự giới thiệu nhưng ta vẫn là không có ấn tượng bởi vậy chúng ta thứ sáu lại mở nghiên cứu thảo luận sẽ đi cựu thần nhóm còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy kim châu phủ người đồng loạt móc ra sách cùng bút chì bắt đầu làm ghi chép cái này khiến bọn hắn có chút hoảng nghiên cứu thảo luận sẽ liền hai cái chương trình hội nghị cái thứ nhất là lục bộ người cầm quyền báo cáo, hôm nay lễ bộ, lại bộ, binh bộ thượng thư không đến, thứ sáu liền từ thị lan thay thế tham dự, đoạn thời gian này cũng từ các ngươi quyền. Chủ yếu nói chuyện mỗi người tại trong bộ môn làm cái gì, phát huy cái dạng gì tác dụng, lấy được cái dạng gì thành quả, tận lực số liệu vững chắc, không muốn lời nói suông lời nói khách sáo, tất cả đều dùng số liệu nói chuyện, không có số liệu thành tích ta không nhận. Cái thứ hai chương trình hội nghị là biện kinh thành tất cả bên trong bộ môn quan lại, cũng chính là hôm nay tham dự hội nghị tất cả nhân viên, sau này trở về đứng tại bộ môn người quản lý góc độ, nói một chút ngươi đối ngươi chỗ bộ môn nhận biết cùng quy hoạch. Muốn bao quát vấn đề, biện pháp, như thế nào chứng thực, cần gì tài nguyên, mỗi người hạn định 15 phút, cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ căn cứ các vị biểu. Hiện đến tiến hành một cái chấm điểm, cuối cùng xếp hạng, thành tích cũng sẽ gián thiếp tại bảo hoa ngoài điện. Từ chấn anh khuôn mặt tươi cười doanh doanh nói xong, nội tâm tại nhịn không được thầm nghĩ, đã đều nguyện ý cho hàng tướng bọn hắn cầu tình, chứng minh vẫn là quá nhàn, cho các ngươi tìm một chút sự tình làm. Không vung một chút nhỏ roi da, bọn hắn cũng không biết sắt thép là thế nào luyện thành, quả nhiên từ chấn anh sau khi nói xong, Kim Châu phủ người bên kia tất cả đều một mặt nén cười, mà toàn bộ văn võ bá quan nhóm trăm mặt chấn kinh, thứ gì, cái gì báo cáo, cái gì chấm điểm, cái gì xếp hạng, hôm nay thứ ba, thứ sáu báo cáo, đó chính là chỉ có hai ngày nhiều thời gian, hai ngày nhiều thời gian muốn xuất ra một phần số liệu tỉ mỉ xác thực tổng kết cùng kế hoạch tất cả mọi người mắt trợn tròn tất cả mọi người không có công phu lại vì hàng tướng bọn hắn cầu tình liền bạch lão tướng quân cũng nhịn không được mí mắt lắc một cái kia hộ bộ thượng thư là trong đó nhất có uy vọng người lập tức đưa ra ý kiến phản đối điện hạ dựa theo ngày phép tính đây chỉ có hai ngày nhiều thời gian làm sao có thể còn mời điện hạ khoan dung đến đâu một thời gian từ chấn anh không lưu tình chút nào đánh gãy hắn lại đối Kim Châu phủ người nói, các ngươi cũng giống như vậy, nhìn trúng cái nào bộ môn, liền viết cái nào bộ môn, thứ sáu cùng một chỗ báo cáo. Kim Châu phủ người không chút nào từ chối, lập tức thốt ra đáp ứng, "Vâng." Từ chấn anh câu này, gần như có thể nói là phá hỏng đường lui của mọi người, đầu óc xoay chuyển nhanh người đã bắt đến từ chấn anh nói một câu kia, nhìn trúng cái nào bộ môn, liền viết cái nào bộ môn, câu nói này tế vẫm phía dưới, khiến người ngơ ngác, nói cách khác Kim Châu phủ đám người này có khả năng muốn cướp vị trí của bọn hắn, mà lại, điều kiện tương đương nhau, Kim Châu phủ người lại có thể tại hai ngày thời gian bên trong viết ra như thế một phần hoàn thiện báo cáo, cái này khiến mỗi. Cái đều là tiến sĩ xuất thân, tự hỏi tài trí hơn người. Còn luôn luôn sau lưng nghị luận Kim Châu phủ là một đám lùng cỏ chấp chính cựu thần nhóm làm sao chịu nổi, cạnh tranh a, đây chính là một trận không thấy máu so đấu, cây kim so với cọng râu, giờ phút này, lại không có người chú ý hàng tướng cũng không người nào dám phản bác thứ sáu báo cáo, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở báo cáo một chuyện bên trên, không nói tới lần này báo cáo còn muốn cho điểm công khai, cái này nếu là xếp hạng dựa vào sau, bọn hắn cái này mặt mo hướng nơi nào đặt, càng. Làm người ta kinh ngạc trung sợ là, nghe nói từ chấn anh mỗi đánh hạ một tòa thành, cũng sẽ không giữ lại tất cả quan lại, sẽ chỉ chọn ưu tú thu nhận. Nói cách khác, có tương đương một bộ phận người sẽ bị đá ra quan trường, biện kinh thành. Sẽ không cũng như vậy đi, một loại không lời túc sát tràn ngập tại bảo hoa trong điện giờ này khắc này chúng người mới biết vị này chiêu vương điện hạ thủ đoạn thật đúng là giao cùng cắt thịt từ chấn anh lúc này cười đến một mặt thâm ý mà ung thu xương tại một bên cảm nhận được vị này chiêu vương điện hạ cùng đám quần thần trận đầu giao phong không gặp đao quan kiếm ảnh lại có thiệt người tru tâm quả nhiên a à, có thể làm thiên cổ nữ đế người sao lại là hạng người bình thường chiêu vương điện hạ thủ đoạn coi là thật gọi người sợ hãi rất nhanh thuộc hạ mặt mày kiện cáo đánh cho không sai biệt lắm, đám này kẻ già đời nhóm dường như âm thầm đề cử một cái sông pha chiến đấu oan đại đầu, hắn ở phía dưới hỏi, "Xin hỏi điện hạ, nghe nói ngày trước đó tại địa phương khác công thành lúc, sẽ không giữ lại tất cả quan lại, mà là phải đi qua kiểm tra mới quyết định phải chăng lưu lại." "Xin hỏi lần này báo cáo sẽ là không đem quyết định ta chờ đi ở." Quả nhiên, đây là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất, Từ Chấn Anh chắc chắn nói ra, sẽ không Văn võ bá quan nhóm cái này căng cứng tâm một chút nới lỏng, thậm chí có hớn hở ra mặt người lập tức một mặt yêu thích, chỉ hận không được lập tức cùng bên người đồng lưu giao lưu vài câu trở về từ cõi chết. Cảm thụ, nhưng mà một giây sau từ chấn anh lại làm cho tất cả mọi người trong đầu dây cung lại lần nữa kéo đến chặt nhất. Kiểm tra không vào thứ sáu, tại một tháng về sau, cũng chính là Kim Châu Phủ đại bộ đội đến thời đi M. Một câu, đất bằng lên sấm sét dưới đáy nháy mắt bột phát ra một trận kinh ngạc thanh âm. Chương 337, hậu cung trao đột chấn anh vội vàng đưa tay ngăn cản tất cả mọi người phát biểu, nàng rất nói thẳng, trong các ngươi người, phỏng đoán cẩn thận ta ít nhất phải khuyên lui một nửa trở lên. Về phần làm sao kiểm tra, đầu tiên là tham chiếu trước đó công thành quy củ cũ, từ triệu kiều niên đốc sát tổ dẫn đầu, tại hoàng cung nhập môn miệng thiết trí quần chúng ý kiến thu thập chỗ, nhìn xem có hay không bách tính báo cáo các ngươi tham ô nhận hối lộ, xem mạng người như cỏ rác, xâm chiếm ích lợi quốc gia chờ hành vi đồng thời đốc sát tổ sẽ còn phái người ước định chư vị quá khứ công tích cùng danh tiếng, tiến hành một cái tổng hợp bình phán. Thứ hai chính là nhìn các ngươi tiếp xuống một tháng biểu hiện, một tháng sau đem tiến hành nội bộ xác định và đánh giá cùng chấm điểm, đã có thượng cấp đối các ngươi chấm điểm, cũng có đồng lưu đối các ngươi chấm điểm. Thông qua hai loại phương thức, cuối cùng được ra một cái tổng hợp cho điểm, bài danh phía trên người mới có cơ hội bị tiếp tục thu nhận. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nói tới tự thân lợi ích, tất cả mọi người trở nên cảm xúc kích động điện hạ nghĩ lại ta chờ ở trên cương vị kia cũng là cần cù chăm chỉ chưa từng lười biếng điện hạ vừa đến liền quyết đoán chỉnh đốn quan trường cái này khắp cả giang sơn ổn định bất lợi a à, đúng a à, điện hạ ta chờ tuy không dùng nhưng đến cùng tại cương vị nhiều năm ngài đột nhiên xóa chí ít một nửa người Điện kinh thành như thế nào vận chuyển cái này thế tất đem gây nên Điện kinh thành một vòng mới hỗn loạn a à, chưa vị hẳn phải biết bình thường loạn quân vào thành đều là muốn giết mấy cái đại thần tế thiên từ chấn anh lúc nói lời này ngoài cười nhưng trong không cười nàng mặc dù cười nhưng ánh mắt lại có chút hung ác nham hiểm ta không chỉ có giữ lại tính mạng của các ngươi còn cho các ngươi cơ hội ta cảm thấy người vẫn là phải thỏa mãn các vị nói có đúng hay không lần này toàn bộ bão hoa điện nháy mắt lặng ngắt như tờ dường như giờ này khắc này mọi người mới nhớ tới vị này điện hạ là dựa vào làm phản tặc làm giàu trong tay nàng sợ là có không ít người mệnh có lá gan tiểu nhân quan lại đã sợ đến sắc mặt trắng bịch mà kim châu phủ bên này người đều là một mặt không sợ còn có đừng tưởng rằng triều đình thiếu ai liền không thể vận chuyển ta kim châu phủ nam nhi tốt cô nương tốt vừa nắm một bó to từng cái có thể có thể ta mang theo bọn hắn đem một nghèo hai trắng kim châu phủ quỳnh châu phủ bảo an phủ những cái này nghèo rất mùng tơi phủ thành đều biến thành giàu có nơi phồn hoa nếu bàn về tại vị thời gian có lẽ không bằng các ngươi nhưng hành chính kinh nghiệm cùng thành tích chưa hẳn không bằng các ngươi chư vị đừng có lại ôm lấy đại chu hướng người đọc sách quý giá ý nghĩ Ta Kim Châu phủ người biết chữ xuất đã có thể 30 đến 40% nhiều, 10 người cầm ra đến liền có 3 4 cái biết chữ, các ngươi không nên cảm thấy mình đến cỡ nào không thể thay thế. Vẫn là câu nói kia, không nguyện ý lưu lại, không muốn ăn chén cơm này, không nghĩ thủ ta từ chấn anh phép tắc, hiện tại lập tức đi hộ bộ kết toán sa thải bổng lộc, cũng đúng lúc có thể đằng vị trí ra tới cho ta Kim Châu phủ nam nhi tốt cô nương tốt nhóm. Bọn hắn thế nhưng là đã sớm kích động chuẩn bị đầy đủ một lời nói nói đến toàn bộ bảo hoa điện lặng ngắt như tờ, liền ung thu sương đều dọa đến có chút đứng không vững, đây chính là chiêu vương điện hạ phong thái à, cái này khởi sướng dẫn đến, quả thực là thật đáng sợ, ngược lại là bạch lão tướng quân thông qua mấy ngày nay đối phượng nhi tiếp xúc, cũng biết từ chấn anh lời này là hù dọa thành phần chiếm đa số, giờ phút này hắn chân tâm thật ý đứng lên hỏi, điện hạ, nếu là văn thần bên, kia muốn báo cáo kiểm tra, võ tướng bên này an bài như thế nào đâu? Võ tướng bên trong biết chữ người ít, phần lớn khác biệt bút mực, loại này so tài phương pháp phải chăng có sai lầm công bằng. Võ tướng có đặc thù tính, khoảng thời gian này còn có những nhiệm vụ khác, tạm thời gác lại. Chờ Kim Châu Phủ đại quân vào thành về sau lại làm thu xếp. Chiêu vương điện hạ trận đầu triều hội ngay tại trong lòng run sợ trong không khí kết thúc, chờ từ chấn anh rời đi về sau, văn võ bá quan nhóm cũng còn lòng còn sợ hãi, có kia nhát gan sát mồ hôi trên trán nói ra, thiên gia, hai ngày viết một thiên số liệu tỉ mỉ xác thực báo cáo báo cáo, đây thật là quá khó xử người. Chúng ta vì sao không tập thể kháng nghị, coi như không thể để cho Điện Hạ thay đổi tâm ý, cũng chí ít có thể kéo kéo dài mấy ngày, bên cạnh có đồng liêu nguyết hắn một cái, dường như cảm thấy hắn rất không có nhãn lực lực, ngươi cho rằng chiêu vương Điện Hạ vì sao muốn để Kim Châu phủ người cùng một chỗ báo cáo. Điện Hạ trong lòng xem thường chúng ta những cái này đại chu hướng cựu thần đâu, muốn mượn đám này mới thần tay đến chèn ép chúng ta. Chúng ta làm không được sự tình, Kim Châu phủ người lại có thể làm đến, đây không phải đại biểu cho chúng ta thi chính trình độ không bằng Kim Châu phủ. Người kia hậu tri hậu giác, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế. Nhưng sau đó vẫn là kêu lên, cái này Chiêu Vương điện hạ vừa lên đến liền quyết đoán, đối với chúng ta những cái này hạ thần càng là khắc nghiệt. Chúng ta rơi xuống trong tay nàng, dù cho thông qua lần này lại viên kiểm tra, về sau thời gian này sợ là có chịu đây tai, Liêu đại nhân, tạm thời vượt qua dưới mắt cái này nan quan rồi nói sao? Cũng chính là Kim Châu phủ người còn chưa tới cái này đến về sau nơi nào còn có chúng ta cơ hội biểu hiện ta nhưng nghe nói kim châu phủ người từng cái đánh đến càng là hung ác nói không chính xác chúng ta những cái này cựu thần thật đúng là không phải là đối thủ vừa nghĩ tới tương lai còn muốn cùng phụ nhân cùng triều ta liền đau lòng như cắt người này lời này mới ra bên người mấy cái đồng liêu lập tức cách hắn xa một chút tự hồ sợ bị người bên ngoài xem là hắn đồng bọn hiện tại còn thấy không rõ thế cục luôn miệng nói phụ nhân vào triều không thấy được lớn nhất vị kia người cầm quyền chính là cái phụ nhân à, mà tê phượng điện bên trong, tuổi nhỏ chu cẩn cùng tuần cá chính gục xuống bàn luyện chữ, chu cẩn ngược lại là rất chuyên chú. Nhưng tuần cá lại phát hiện mẫu thân mình một mực có chút không quan tâm, tuần cá mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng một đoạn thời gian trước nàng trải qua rất nhiều, tuổi còn nhỏ liền đã sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, nàng càng hiểu, phụ hoàng băng hà về sau, nàng dường như không còn là lúc trước cái kia tôn quý công chúa, nàng cũng dần dần minh bạch, bọn hắn ở vào cỡ nào nguy hiểm tình trạng bên trong nàng dắt mẫu thân ống tay áo có chút không yên ngửa đầu ánh mắt hỏi thăm mẫu thân là có người đến bắt chúng ta sao nguyên thuần hoàng hậu lắc đầu đem nữ nhi ôm sát trong ngực không có ta chỉ là mới vừa nghe thấy mặt ngoài có rối loạn tưng bừng nghĩ đến có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không có phải là vị kia chiêu vương điện hạ tiến cung rồi nguyên thuần kinh hãi con ta cũng biết chiêu vương điện hạ tuần cá gật đầu ta nghe lý má má còn có cung tỳ nhóm nói ta trốn ơ trong hoa viên nghe được bọn hắn vụng trộn đang nói nói cái kia chiêu vương điện hạ là người tốt nói không chừng trong hoàng cung thái giám cùng các cung nữ đều có thể sớm xuất cung trở về tìm cha mẹ nguyên thuần hoàng hậu hơi sững sờ chỉ là ôm chặt tuần cá lại không nói gì từ chấn anh có phải là người tốt nàng không biết nhưng là nàng lại biết từ chấn anh là cái đỉnh đỉnh lợi hại người chỉ là cùng cái kia phượng nhi hòa giải nàng liền đã kinh hồn bạc vía càng đừng đề cập là cùng từ chấn anh, xưa nay quân vương đều không tình, từ chấn anh lấy một giới nữ tử chi thân leo lên địa vị, sợ là thủ đoạn tâm kế so tuần miễn còn muốn ngoan độc, bọn hắn cô nhi quả mẫu muốn. Thế nào có thể một người như vậy trong tay bỏ trốn, bọn hắn đây là vừa chạy ra hang hổ, nhưng lại rơi vào ổ sói, quả nhiên rất nhanh, thiên ma tê dại đen thời điểm, nguyên thuần hoàng hậu chỉ nghe thấy tê phượng điện bên ngoài một trận lộn xộn tiếng bước chân. Thiếp thân lý má má vội vội vàng vàng đi tới đến, thanh âm bén nhọn, làm người ta kinh ngạc run sợ, hoàng hậu nương nương, chiêu vương điện hạ tới, nguyên thuần hoàng hậu trong lòng, lột bột một chút, vô ý thức đem nhi tử cùng nữ nhi bảo hộ ở sau lưng, đèn đuốc có chút lắc lư một cái, đao kiếm va chạm thanh âm, gió mắt êm tai, nàng tê phượng điện đã thật lâu chưa từng thấy nhiều như vậy binh sĩ, các binh sĩ như cá tưới tiến vào, nguyên thuần hoàng hậu nhìn thấy giấy cửa sổ người ngoài ảnh lay. Động, cuối cùng dừng ở nàng chính viện trước cửa, một trận chậm chậm tiếng đập cửa, chiêu rõ rệt người tới hững hờ cùng nắm chắc thắng lợi trong tay tự hồ là cảm ứng được mẫu thân bất an chu cẩn cùng tuần cá đều trốn ơ nguyên thuần hoàng hậu sau lưng chu cẩn càng là nhớ tới đoạn thời gian trước cái kia đáng sợ trải qua lần này hắn giống như là một nam tử hán một loại nắm thật chặt tỉ tỉ tay nho nhỏ bộ dáng dù cho sợ phải thanh âm phát trung nhưng vẫn là an ủi tỉ tỉ tỉ, tỉ đừng sợ ta bảo vệ ngươi một đạo thanh âm quen thuộc vang lên hoàng hậu nương nương ta là ôn thu sương điện hạ tới nhìn ngài, mời ngài mở cửa. Quả nhiên là nàng, nguyên thuần hoàng hậu lồng ngực có chút chập trùng, ép buộc mình trấn định lại, nàng nhìn bốn phía, không chỗ có thể trốn, đành phải trấn an nhi nữ hai câu, sau đó lại lệnh lý má má mở cửa, không mở cửa lại như thế nào, nếu là lại chần chờ một lát, những cái kia đeo đao đám binh sĩ sẽ một chân đá văng nàng cung điện đại môn, không hề nể mặt mũi đưa nàng kéo ra ngoài, cửa vừa mở ra, nguyên thuần hoàng hậu liền trông thấy giữa đám người từ chấn anh, quả nhiên trẻ tuổi, trẻ tuổi phải. Không tưởng nổi, trẻ tuổi phải làm cho người đều không thể tin được cái này người chính là tiếng tâm lừng lẫy chiêu. Vương Điện Hạ, chỉ có điều người này dáng dấp không giống như là trong truyền thuyết đầu hoảng mắt chuột hoặc là mặt như vô diệm, dung mạo của nàng rất phổ thông, thậm chí có thể nói là thanh tú, bên môi hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền, để người sinh ra thân cận cảm giác nhất là nàng trông thấy mình thời điểm, khuôn mặt mỉm cười, cái này khiến nguyên thuần hoàng hậu trong đầu cây kia dây cũng có chút buông lỏng, cái gọi là mặt do tâm sinh, từ chấn anh tướng mạo nhìn rất thân hòa, trong mắt thậm. Chí không có cái gì sát ý, bên người nàng còn đi theo Phượng Nhi, quân thu sương, là thái giám còn có mấy cái võ tướng, nàng thản nhiên tự nhiên đi vào trong nhà, Nguyên Thuần Hoàng hậu lập tức đề phòng nhìn qua nàng, từ chấn anh vừa đi vào liền thấy Nguyên Thuần Hoàng hậu một đôi nữ, mà Nguyên Thuần Hoàng hậu thì giống như là gà mái hộ con một loại đem bọn nhỏ bảo hộ ở sau lưng, từ chấn anh phát giác được Nguyên Thuần Hoàng hậu khẩn trương, nàng liền ngồi xổm người xuống đi, nhéo nhéo chu cẩn khuôn. Sau đó từ trong ngực móc ra hai khối dưa gan đường đưa tới, đồng thời cũng làm cho mình cười đến tận lực hiền lành, thật xinh đẹp tiểu hài, "Ê, tỷ tỷ mời ngươi ăn đường." Chu Cẩn sững sờ nhìn qua nàng, đáy mắt dường như còn mang theo ống ánh sáng long lanh nước mắt, Chu Cẩn vô ý thức nhìn về phía mẹ của mình, Nguyên Thuần hoàng hậu đôi môi đóng chặt, đề phòng không giảm, nho nhỏ Chu Cẩn liền cảm ứng được cái gì, không dám đưa tay đi lấy, từ chấn anh liền cười kéo qua tuần cá tay, đem đường nhét vào trong tay nàng, "Cầm, cho đệ đệ phân một điểm." Tuần cá cầm ở trong tay, Nguyên Thuần Hoàng hậu nhân tiện nói, Tuần cá, ngươi cùng Lý má má mang đệ đệ đi ra ngoài chơi một lát. Tuần cá có chút lo lắng nhìn một cái mẫu thân, lại nhìn một cái từ chấn anh, nàng biết, trước mắt vị này nói cười yến yến tỷ tỷ chính là trong truyền thuyết Chiêu Vương Điện Hạ, rất nhanh, Chiêu Vương Điện Hạ sẽ thay thế đệ đệ trở thành mới hoàng đế, chờ kia hai tỷ đệ rời đi về sau, từ chấn anh lại phất phất tay, ra hiệu những người khác rời đi, chỉ để lại Phượng Nhi, Chu Hậu Phương, Tiền Trân Nương, Minh Tiểu Song cùng thường núi xa bọn người, thấy trong phòng nữ nhân cực nhiều, thậm chí hai ngày này nàng cung điện bên ngoài còn có nữ binh tuần tra, Nguyên Thuần Hoàng hậu chấn động trong lòng, sớm biết Kim Châu Phủ nữ nhân có thể chức vị tham gia quân ngũ, thế nhưng là mình tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy rung động, thậm chí trong lòng có nho nhỏ chờ đợi, có thể để cho nữ tử ra tới làm việc từ chấn anh, tất nhiên không. Phải kể đơn giản, có lẽ nàng thật cùng cái khác phản tặc không giống, có lẽ ba người bọn họ thật có thể có một đầu sinh lộ từ chấn anh lại là vẫn ngồi xuống sau đó lại nói với mọi người nói đều tự chọn cái chỗ ngồi xuống đi nguyên thuần hoàng hậu thôi ta về sau gọi ngươi chu phu nhân đi ngài cũng mời ngồi nguyên thuần hoàng hậu ngồi xuống nhưng căng cứng thân thể lại bán nàng lòng khẩn trương tự chu phu nhân không cần khẩn trương ta tới là muốn hỏi một chút ngươi tương lai có tính toán gì nguyên thuần cười khổ ta có thể tính toán gì mẹ con chúng ta ba người tử sinh, không tất cả đều quyết định bởi tại điện hạ một ý niệm à. Từ chấn anh nói, xem ra chu phu nhân đối ta rất nhiều hiểu lầm a à, ta người này không thích giết người, phàm là có thể sử dụng đầu óc giải quyết sự tình, ta không thích dùng bạo lực thủ đoạn. Mỗi người tới này trên đời một lần đều là không dễ dàng, sinh mệnh càng là vô giá, chu phu nhân bây giờ chẳng qua hơn 20 tuổi, chính là thân thể khỏe mạnh thời điểm tốt, vì sao vốn là như vậy bi quan. Nguyên thuần trong lòng thầm nghĩ, từ chấn anh nói lời này không khỏi cũng quá mức cao cao tại thượng. Cũng thế, thắng làm vua thua làm giặc, nàng thắng biện kinh thành, tự nhiên nói cái gì đều là đúng, nguyên thuần hoàng hậu cúi đầu, điện hạ chuyến này, là đến muốn ngọc tỷ truyền quốc A. Từ chấn anh hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía phượng nhi, ngọc tỷ truyền quốc không phải nói bị tuần miễn người cướp đi sao. Chẳng qua bọn hắn tại nửa đường bị. Chúng ta người bắt trở về, cũng không nghe thấy nói ngọc tỷ truyền quốc tại ai trên thân. Phượng Nhi nói, không sai, chẳng qua ta trước đó đã nghĩ đến bọn hắn khẳng định phải đoạt ngọc tỷ, bởi vậy sớm chế tác một viên giả cho hoàng hậu. Từ chấn anh bị Phượng Nhi tao thao tác kinh ngạc đến ngay người, sững sờ nói, ngọc tỷ truyền quốc không tốt mô phỏng khắc A. À. Khi tuần miễn đối ngọc tỷ truyền quốc tất nhiên quen thuộc, ngươi là thế nào lừa qua hắn? Mèo mù gặp cá ráng, Ta cũng là ôm lấy thử một lần tâm tính, ta cực lúc ấy loại kia cấp tốt tình huống, tuần miễn sợ là hoàng mỹ phân tâm. Ta nhờ từ đại công tử để công tượng là một cái trọng lượng tương đương giả ngọc tỷ, lúc ấy tuần miễn điên điên khùng khùng, lại uống rượu, sợ là căn bản không có chú ý ngọc tỷ là giả. Mà Nguyên Thuần Hoàng hậu nghe vậy hơi kinh hãi, từ chấn anh vậy mà không biết chân chính ngọc tỷ ở trong tay nàng, đã như vậy, khi nàng vì sao gấp gáp như vậy tìm đến mình. Nguyên Thuần Hoàng hậu trải qua cung biến, tâm tư mẫn cảm, trong lòng thầm nghĩ đừng nói là cái này hai chủ tớ người ở trước mặt nàng diễn kịch, nhưng từ chấn anh kinh ngạc không giống làm bộ quả nhiên từ chấn anh quay đầu nhìn về phía nguyên thuần hoàng hậu vậy chân chính ngọc tỷ truyền quốc tại chu phu nhân trong tay nguyên thuần hai vai kéo căng đúng thế ta biết các ngươi đều muốn cái này ngọc tỷ truyền quốc nhưng là nguyên thuần hoàng hậu trên mặt một vòng tuyệt vọng vậy mà phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất trong mắt nàng có nước mắt thanh âm thảm thiết điện hạ ta chu gia đã không có người chúng ta không có binh quyền không người cô nhi quả mẫu chẳng làm được trò trống gì càng không khả năng vọng tưởng trở lại vị trí cũ. Ta nguyện ý đem ngọc tỷ hai tay dâng lên, chỉ cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Hoặc là, hoặc là, nguyên thuần hoàng hậu thân thể lay động, cung kính nằm rạp trên mặt đất, hoặc là thả con cái của ta một con đường sống. Mệnh của ta, ngài cứ việc cầm đi. Nhưng chu cẩn, tuần cá niên kỹ còn nhỏ, cầu điện hạ dơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần. Bọn hắn sau này sẽ là chỉ là thứ dân, tuyệt sẽ không trở ngại điện hạ đại nghiệp cầu điện hạ xem ở ta chính tay đâm thái thượng hoàng vì điện hạ nhất thống đại nghiệp cố gắng hết sức mọn phân thượng bỏ qua bọn hắn để bọn hắn bình an lớn lên từ chấn anh không nói chuyện ngược lại là phượng nhi trước gấp ai hợp lấy ta trước đó cùng ngài nói nhiều lời như vậy ngài là một câu đều không nghe lọc tai a à. từ chấn anh lại đứng dậy đem nguyên thuần hoàng hậu nâng đỡ nàng giống như cười đến bất đắc dĩ làm sao từng cái đều cho là ta từ chấn anh là giết người không chớp mắt ma đầu ta đại nghiệp đã thành, muốn các ngươi một cái tay trói gà không chặt phụ nhân cùng hài đồng mệnh làm cái gì. Nguyên thuần hoàng hậu sắc mặt tái nhật, thân thể một mực có chút phát trung, điện hạ, cái này từ xưa đến nay, vong quốc chi quân liền không có một cái có kết cục tốt. Thế nhưng là con ta. Hắn chẳng qua năm tuổi, thậm chí còn chưa kịp đi sắc phong đại lễ, hắn tính không được hoàng đế, từ chấn anh đỡ dậy nàng, chu hậu phương mấy người cũng vội vàng vào tay, để nguyên thuần hoàng hậu ngồi tại trong ghế, từ chấn anh mới hỏi, chu phu nhân lo lắng ta minh bạch. Nhưng ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Đầu tiên, ngươi có chung với quân đội của ngươi sao? Nguyên thuần hoàng hậu đầy mắt mê ma nhìn qua nàng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp theo, ngươi có nguyện ý đi theo thần tử sao? Nguyên thuần hoàng hậu lắc đầu. Cuối cùng, ngươi có chèo chống một quốc gia vận chuyển thuế ruộng sao? Nói một cách khác, ngươi có chiêu binh mãi mã năng lực sao? Nguyên thuần hoàng hậu dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt có chút ánh sáng. Ta đánh vào biện kinh thành thời điểm, gần như có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Văn võ bá quan tận nghe ta mệnh, không một người nghe ngươi chu gia điều khiển, càng không một người nguyện ý vì ngươi người chu gia mà chiến. Người chu gia dân tâm mất hết, lão bách tính giăng đèn. Kết hoa hoa nghênh ta đến, chu phu nhân, ngươi vẫn chưa rõ sao, vong quốc chi quân sở dĩ không có kết cục tốt, là bởi vì hắn còn có bị người giá trị lợi dụng, hoặc là nói là còn có người lưu luyến tiền triều. Nhưng ngươi xem một chút cái này biện kinh thành, Ngươi nghe một chút trong thành tiếng hoang hô, ngươi liền nên biết, Chu gia đại thế đã mất, không có bất kỳ người nào nguyện ý đi theo ngươi người, người Chu gia. Dạng này các ngươi, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Nguyên Thuần hoàng hậu cắn chặt hàm răng, nàng không biết mình là nên mừng rỡ chiêu vương điện hạ nhìn tự hồ là thật muốn thả bọn hắn một con đường sống, vẫn là bi ai người Chu gia như thế không được dân tâm, từ chấn anh chậm rãi nói ra, tuần nặng. Cũng là số khổ người. Bị người làm bia ngắm đồng dạng đẩy lên hoàng vị, lại vì cái này bản không thuộc về mình hoàng vị mất mạng, ngược lại là lưu lại các ngươi cô nhi quả mẫu sống ở trên đời này. Lần này, Nguyên Thuần Hoàng hậu nước mắt lã chả mà xuống, thậm chí là khóc không thành tiếng, không nghĩ tới trên đời này nhất hiểu tiên phu ủy khuất vậy mà là cái này một mực đối địch chiêu vương điện hạ, từ chấn anh liền viện Nguyên Thuần Hoàng hậu, than nhẹ một tiếng, dường như cũng vì chết hoang tuần trọng minh bất bình, ngọc tỷ truyền quốc đã ở chỗ của ngươi, tự nhiên là muốn giao ra, lưu tại trong tay các ngươi cũng không an toàn ta sẽ thành lập một cái hồ sơ quán, về sau Ngọc Tỷ truyền quốc cũng sẽ là một thời đại kỷ niệm đặt ở bên trong, lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Cái này Hoàng Cung cũng sẽ trở thành một cái chỉ làm việc không ngừng người địa phương, các ngươi tự nhiên cũng muốn rời ra ngoài ở. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Nguyên Thuần Hoàng Hậu mới xác định từ chấn anh coi là thật đối bọn hắn không có sát tâm, trong đầu cây kia căng cứng dây cung cũng nới lỏng, lần này, trở về từ cõi chết to lớn yêu thích bao phủ nàng, mừng đến nàng nước mắt chảy ròng, không biết là nên khóc hay nên cười kia phượng nhi cũng là thở dài chu phu nhân ta cũng đã nói với ngươi chúng ta điện hạ cùng trên đời tất cả mọi người không giống nàng là cái đỉnh thân chính thiện người nàng muốn mệnh năng của các ngươi làm gì chu phu nhân ta hôm nay tới thăm ngươi chủ yếu là vì để cho ngươi an tâm đồng thời cũng là đến cho ngươi hai con đường lựa chọn điều thứ nhất là ta cho các ngươi một khoản tiền thả các ngươi ra khỏi thành từ nay về sau mai danh ẩn tích qua các ngươi cuộc sống của mình đầu thứ hai là giữ lại tên của các ngươi cùng thân phận ở bên cạnh ta có ta che chở các ngươi đương nhiên ngươi cũng có thể giống ung bí thư như thế ra tới làm việc con của ngươi cũng sẽ liền giống như người bình thường cũng có thể chức vị cùng tham gia quân ngũ những người khác là cái dạng gì con của ngươi liền sẽ là cái dạng gì từ chấn anh lúc đầu coi là nguyên thuần hoàng hậu sẽ do dự một chút nào biết nàng lại không chút do dự thốt ra ta chọn loại thứ hai ta không muốn làm đào binh càng không muốn bôi nhỏ tiên phu uy danh. Ta muốn mang lấy bọn nhỏ đường đường chính chính còn sống. Từ chấn anh sững sờ, dường như nghĩ đến cái gì, lập tức mỉm cười, được. Chờ ngươi tại ngoài cung thu xếp tốt, ngươi liền tới tìm ta, đến lúc đó thu xếp ngươi bên trên nhóm đầu tiên xóa nạn mù chữ bang, chờ xóa nạn mù chữ bang tốt nghiệp về sau ta lại thu xếp ngươi làm việc. Nguyên thuần hoàng hậu đại hỷ, sau đó đi vào trong nhà, không bao lâu, nàng liền bưng ra một cái hộp gỗ, từ chấn anh biết, đó chính là tuần miễn trước khi chết cũng không chịu buông tay ngọc tỷ truyền quốc, cổ nhân giống như đặc biệt chú trọng thứ này, như có nó, liền có thể danh chính ngôn thuận vung cánh tay lên một cái, lấy đế vương tự cho mình là, khoái động thiên hạ phong vân, nói cách khác, phải ngọc tỷ truyền quốc người, được thiên hạ, như thế một cái tử vật, lại được trao cho vượt xa khỏi. Bản thân giá trị ý nghĩa, đối với từ chấn anh loại này người chủ nghĩa duy vật, quả thực là không hiểu, từ chấn anh thậm chí đều không có nhận tay, liền để thường núi xa đón lấy thường núi xa ngược lại là kinh hồn bạc vía cánh tay đường công kéo căng rõ ràng rất khẩn trương làm sao có thể không khẩn trương có được cái này ngọc tỷ truyền quốc cũng liền mang ý nghĩa chiêu vương điện hạ là danh chính ngôn thuận đại chu hoàng đế mà lại hắn nhưng là kim châu phủ cái thứ nhất sờ đến ngọc tỷ truyền quốc người phần này vinh quang là thiên hạ phần độc nhất thường núi xa lập tức cảm thấy trên vai trách nhiệm trọng đại tốt đã vô sự vậy ta cũng không quấy rầy các ngươi chẳng qua các ngươi ở cái này tê phượng điện phải mau chóng đưa ra tới về sau cái này hoàng cung sẽ làm thành một cái chuyên môn ban sai địa phương, không có bất luận kẻ nào ở bên trong, cho nên mặc kệ là ngươi, vẫn là cái khác cung nhân, đến tiếp sau đều muốn thanh lui. Nếu là trên sinh hoạt có vấn đề gì, cứ việc tìm chu bí thư giải quyết. Chu hậu phương vội vàng xông nguyên thuần hoàng hậu hành lễ, chu phu nhân, ngài nếu có vấn đề, cứ tới tìm ta. Nguyên thuần hoàng hậu bộ ngực chập trùng, tự hồ có chút không thể tin được mình cứ như vậy trở về từ cõi chết từ chấn anh lại đã dẫn người quay người mà đi, tại trải qua viện tử lúc, khi tuần cá không chút biến sắc đứng ở đệ đệ trước mặt, đem đệ đệ hướng phía sau mình lạp, tuần cá rõ ràng rất e ngại nàng, nhưng vẫn là cười với nàng, như vậy tiểu nhân bộ dáng, cũng đã học xong giả cười, quả thực có vẻ hơi quỷ dị, từ chấn anh phát giác được nàng tiểu động tác, thầm cười khổ, nàng như thế hòa ái. Dễ gần tiểu tỷ tỷ làm sao tiểu hài đều tránh nàng như hồng thủy mảnh thú, đời trước nàng nhưng chiêu bọn nhỏ thích được rồi, nàng lại cố gắng cười đến thân hòa, đoán chừng cái này tiểu công chúa cũng cho là nàng là đến lấy mạng. Chương 338, liền gia phong mây là từ chấn anh chỉ có thể rời đi, kia Phượng Nhi liền nhíu mày nói ra, điện hạ, ta còn tưởng rằng chu phu nhân chọn mang theo bọn nhỏ cuộc sống ẩn tính mai danh đâu. Không nghĩ tới nàng lại có dũng khí lưu tại biển Kinh Thành. chu hậu phương thường ở vào bên trong nhà, bởi vậy đối hậu. Trạch chúng phụ nhân nhanh nhẹn tâm tư nhìn càng thêm thấu, nàng nói, nàng là không tin điện hạ cứ như vậy bỏ qua nàng, cho mình có lưu chuẩn bị ở sau đâu nàng sợ hãi nếu là mai danh ẩn tích điện hạ y nguyên sẽ tìm được nàng thậm chí phái người đem bọn hắn im hơi lặng tiếng chơi chết nhưng nếu như đi theo điện hạ bên người liền không giống chí ít đi lại dưới ánh mặt trời điện hạ làm việc cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình từ chấn anh cười không sai nói cho cùng nàng vẫn cảm thấy ta sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc cũng không trách nàng loại suy nghĩ này dù sao nhìn chung lịch sử vong quốc chi quân hạ tràng đều là không có một cái kết thúc yên lành, nàng có lo lắng, cũng là nhân chi thường tình. Phượng Nhi lập tức một cái mông ngựa dâng lên, trong lịch sử triều đại nào có thể chúng ta điện hạ dạng này minh quân. Thậm chí ngay cả trước quốc hoàng đế đô có thể lại, cái này tương lai tại trên sử sách nhất định là một trang nổi bật. Từ chấn anh cười trách mắng, ngươi ở bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, bản lãnh này tăng trưởng, công phu nịnh hót cũng là tăng trưởng. Ta đây cũng không phải là vuốt mông ngựa, ta là thật tâm xin hỏi lịch triều lịch đại hoàng đế nào có thể điện hạ loại này dung người chi lượng chu hậu phương cười nói đây không phải dung người chi lượng đây là điện hạ tự tin hiện tại lão bách tính đều khăng khăng một mực đi theo điện hạ đối cựu triều không có chút nào lưu luyến điện hạ tự nhiên cái gì còn không sợ từ chấn anh đối người sau lưng nói ở trong đó cũng có công lao của các ngươi chờ kim châu phủ đại quân đuổi tới ta sẽ căn cứ các ngươi trước đó biểu hiện luận công đi thưởng cũng không uổng phí các ngươi cài lấy đầu cùng ta chơi lên trận này. Lại không có so đây càng tốt tin tức, đám người tất cả đều là sắc mặt vui mừng, đi theo điện hạ nhiều năm như vậy, thức khuya dậy sớm, chăm chỉ không ngừng, một khắc đều chưa từng thư giãn, không phải liền là vì tạo phản thành công về sau phong hầu bái tướng thay đổi địa vị à, tuy nói từ chấn anh. Vẫn không có sách chuyện này, Kim Châu Phủ Người cũng không tốt chủ động nhắc tới, bởi vậy đều âm thầm suy đoán đến biện kinh điện hạ sẽ như thế nào phong thưởng, dưới mắt được từ chấn anh lời chắc chắn, cả đám đều hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, chớ nói những người khác, liền từ chấn anh bên người nhất hỉ nộ không lộ chu hậu phương, tiền trân nương bọn người, đều là một mặt vẻ vui mừng. Chu Bí Thư, chu phu nhân sự tình ngươi muốn để ở trong lòng, có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn, bọn hắn cô nhi quả mẫu cũng không dê dàng, phải tận lực thụ chi lấy cá, dạy cho bọn hắn sinh tồn năng lực. Chu hậu phương vội vàng ứng. Còn có, hôm nay hạ triều về sau, bách quan nhóm thái độ gì? Minh Tiểu Song cười hì hì nói, điện hạ cái này vừa mới đi lên liền động đến bọn hắn bánh ga tô bọn hắn tự nhiên là bối rối luống cuống đương nhiên tự mình chửi rủa đoán chừng thiếu không được từ chấn anh cũng cười đơn giản chính là mắng ta phụ nhân chuyên quyền gà mái báo sáng loại hình những năm này lỗ tai đều nghe lên kén đến mắng chửi người liền đúng chứng minh đâm chọc bọn hắn chỗ đau để bọn hắn từng ngày nhàn rỗi còn muốn nắm ta cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm tránh khỏi suốt ngày cho ta dở trò xấu minh tiểu song nói cũng không phải, ta thấy giống như cũng không có người lại chú ý hàng tướng sự tình. chẳng qua điện hạ, hà, hàng tướng người này rất có vài phần đại tài, dạng này người ngài coi là thật không cần. từ chấn anh lắc đầu, tuy có đại tài, cũng không lớn nghe lời, tâm tư cũng nhiều, không tốt thúc đẩy. huống chi kim châu phủ có tài người còn thiếu sao? chờ ta tứ tỷ suất kim châu phủ đại bộ đội đuổi tới, cũng không có đám này triều thần đất dụng võ. dưới mắt nha còn cần bọn hắn tại vị trí kia ngồi ngồi, dù sao những cái này triều thần kinh doanh nhiều năm, cây lớn rễ sâu, nếu là bỗng nhiên thay máu, tại chúng ta phía sau giao tiếp công việc không nên. Nghe từ chấn anh nói như vậy, mọi người mới biết từ chấn anh còn làm thật không có ý định dùng những cái này cựu thần nhóm. Chẳng qua cũng thế, trước đó Kim Châu Phủ mười mấy châu đều bị kinh doanh phải vui vẻ sung sướng, bởi vậy có thể thấy được đại chu hướng một bộ này đạo thống đã lạc hậu, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, nhóm này gây chuyện triều thần không có tồn tại ý nghĩa, chẳng qua ơ bọn hắn đến nói lại là chuyện may mắn, dù sao cái này biện kinh thành vị trí chỉ có nhiều như vậy, để lại cho kim châu phủ người một nhà không tốt sao? mà tối nay nhất định là một một đêm không ngủ, liền đức điển về đến nhà, cởi triều phục về sau, liền phu nhân bên người nha hoàng liền tới bẩm, nói là tam cô nương cùng tứ cô nương đều trở về, giờ phút này ngay tại phòng trước chờ, liền đức điển trong lòng tựa như gương sáng, những năm này lão đại lão nhị hai đứa con trai ngoại phóng tới nơi. Tứ nữ nhi gã ra ngoài, biện kinh thành bên trong cũng chỉ có lão ta một cô nương, cùng nhị nhi tử gia quyến. Liên thu chi xếp hạng lão ngủ, hai cái này cô. Nương gã đều là vọng tộc hiển quý, bao nhiêu cùng liền nhà có quan hệ thân thích, dưới mắt liền người nhà đều kẹp chặt cái đuôi, khiêm tốn sống qua ngày, chỉ hận không được từ chấn anh mãi mãi cũng nhớ không nổi bọn hắn. Bởi vậy liền đuổi hai người này trở về tìm hiểu tình báo, liền đứt biển thay đổi quan phục, cũng biết hai cái nữ nhi nóng vội, liền bước nhanh đi đại đường quả nhiên một phòng nam nữ già trẻ tất cả đều nhìn qua hắn. Liền lão phu nhân mặc dù tính tình trầm ổn, nhưng giờ phút này, cũng có chút lo lắng, lão gia, hôm nay ngài có thể thấy chiêu vương điện hạ rồi. Nhìn thấy, liền đức biển gật đầu, lại nghĩ tới từ chấn anh trên triều đình thủ đoạn, không khỏi có chút ngơ ngác, nàng này khó lường, sợ là 10 cái người từ gia thoáng thành một đoàn đều không phải là đối thủ của nàng. Cũng khó trách, có thể nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chẳng qua mấy năm liền đánh tới Biện Kinh Thành tới. Liền lão phu nhân nói, từ gia thật đúng là tốt số, cái này mắt nhìn thấy toàn gia bị lưu vong, chưa từng nghĩ lại nở mày nở mặt dết. Trở về, liền đức điển một đôi lệ mắt đảo qua trong phòng đám người, các ngươi trước đó. Không có đối chiêu vương điện hạ có bất kính A. À. Một phòng nữ nhân sắc mặt đều có chút bối rối, tự hồ cũng đang hồi tưởng, ngược lại là liền tam cô nương trước gọi ủy khuất, cha, kia cũng là bao nhiêu năm trước sự tình chúng ta cũng chỉ là cùng ngủ muội có nhiều lui tới, kia từ gia tam phòng chúng ta cũng là quen biết hời hợt, ta thậm chí đều không nhớ rõ có từ thanh quanh nhân vật như vậy, nói thế nào đi đắc tội bọn hắn. Ngươi từ trước đến nay đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, có thể chính ngươi đều không rõ ràng liền đã đắc tội người khác. Liền tam cô nương kêu to oan uổng, liền lão phu nhân nhân tiện nói, bây giờ lại đến lôi chuyện cũ lại có ý gì? Nhớ năm đó kia từ gia tam phòng ngửa nhị phòng hơi thở sinh hoạt, coi như chúng ta vô ý đắc tội bọn hắn, cái kia cũng không phải một nhân chi sự tình trừ tam nha đầu chẳng lẽ những người khác người đều đối nàng tất cung tất kính lúc kia ai có thể biết một tiểu nha đầu có thể lớn như vậy tiền đồ thậm chí có thể lên vị trí kia liền nhị gia phu nhân cũng nói đúng vậy a à cha chồng như điện hạ thật muốn tìm đã từng khi nhục qua nàng người tính sổ sách vậy chúng ta biện kinh thành ai có thể trộn được việc cấp bách là muốn tìm hiểu ngủ muội muội một nhà ở nơi nào nói đến liên thu chi Đám người thần sắc không đồng nhất, dù sao Liên Thu Chi thời điểm ra đi, cái này người cả phòng hành động không tính hào quang, nhất là Liền lão phu nhân giờ phút này tâm tình càng là phức tạp, nàng một phương diện nóng trong Liên Thu Chi trôi qua tốt, bởi vậy còn có thể kẻo nhổ người cả nhà một cái, nhưng lại sợ lại ghen nàng trôi qua tốt. Dù sao đã từng đối cái này con thứ nha đầu, Liền lão phu nhân cũng không dám đánh cược nói mình xử lý sự việc công bằng, nhất là lưu vong đêm trước, nàng ám chỉ hạ nhân đi để Liên thị hòa ly sự tình, như Liên thị biết là chủ ý của mình sợ là muốn cùng mình trở mặt thành thù, liền lão phu nhân chỉ mong. Nhìn liên thị còn không biết đây hết thảy, chí ít đem mẹ hiền con hiếu tình cảnh duy trì được, đây cũng là đủ, trong phòng này ước chừng cũng chỉ có liền đức biển một người thực tình nóng trong liên thu chi cùng ba cái kia ngoại tôn nữ tốt, bởi vậy hắn giờ phút này lạnh lùng trên mặt cuối cùng hiện ra nụ cười, ta nghe Kim Châu Phủ người nói, thu nhánh đã làm được bộ trưởng vị trí. Âm hy càng là tiền đồ, tuần tự làm qua Lam huyện huyện lệnh, Kim Châu tri phủ, dưới mắt là thư ký làm chủ nhiệm, có thể nói là thiên tử trọng thần. Đám người có chút hoảng hốt, sau đó sắc mặt khác nhau, ngược lại là liền nhị gia phu nhân hỏi, phụ thân, cái này huyện lệnh cùng tri phủ con dâu nghe được rõ ràng, nhưng thư ký lo liệu chủ nhiệm là cái gì? Liền đức biển nhẹ nhàng một phút sợi râu, trong mắt mang cười, giống như cùng có vinh quang, kim châu phủ bên kia quan chế cùng chúng ta biện kinh thành khác biệt, nhưng là thư ký lo liệu chủ nhiệm cũng ước chừng tương đương hàng tông mây vị trí. Tướng quốc, trong phòng người lúc này cả kinh biến sắc nhất là kia liền tam cô nương mang tới đại nha đầu khó mà tin nổi nói có thể bày tỏ tỷ cùng ta một loại lớn niên kỷ như thế nào ngồi vào dạng này quyền cao chức trọng vị trí liền đức điển liếc nàng một cái thản nhiên nói các ngươi đều đừng quên đương kim điện hạ năm nay mới bao nhiêu lớn niên kỷ bên người nàng năng nhân dị sĩ từng cái đều tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn bây giờ đại chu vừa đổi trời loại này nghị luận niên kỷ cùng nam nữ nói ít tránh khỏi truyền đến điện hạ trong tai. Liền lão phu nhân dặn dò vài câu, không sai. Điện hạ năm nay cũng chỉ 19 tuổi, cũng đã độc tài đại quyền, có thể thấy được nó chỗ hơn người. Cái này ngủ nha đầu cũng là tốt số, vậy mà trèo lên cành cao. Liền lão phu nhân lời nói này phải có chút nghiến răng nghiến lợi, chờ bọn hắn một nhà trở về, chúng ta cũng chủ động một chút, nhiều đi vòng một chút, đều là người một nhà, kia đánh gãy xương cốt liên tiếp gân đâu. Bọn hắn lâu không tại Biện Kinh Thành, sợ là đối trong thành đã chưa quen thuộc, ta làm chủ từ công bên trong thông qua 5.000 lượng đến trước thay bọn hắn sớm chuẩn bị một phen, bây giờ cái này Biện Kinh Thành bên trong giá phòng nước lên thì thuyền lên, 5.000 lượng có thể mổ cái dạng gì phòng ở. Không bằng tái xuất một chút, gấp cái một vạn lượng, để bọn hắn trở về cũng vô cùng cao hứng. Liền lão gia tử vung tay lên, đem toàn bộ liền nhà liền móc sạch một phần ba, liền lão phu nhân lại không cách nào phản bác, chỉ có thể cắn nát răng, giả vờ như yêu thích ứng ai bảo cái này từ âm hy cùng liên thu chi đều chạm tay có thể bỏng đâu những người khác sợ là đuổi tới đều không có đường đâu mà liền tam cô nương rõ ràng biểu lộ khó coi muốn nàng làm liền nhà đích nữ năm đó xuất giá lúc cũng chỉ được ba ngàn lượng phụ cấp bây giờ cha ngược lại là hào khí vung tay lên chính là một vạn lượng ra ngoài nghĩ đến năm đó tỉ muội ở giữa tranh đấu bực bội liền tam cô nương đã cảm thấy đáy lòng nhọn đau chẳng qua nói đến ngủ muội cũng là số khổ cái này đều nhanh 40 người, còn dưới gối hoang vu, một đứa con trai đều không có. Cái này trước mắt phong quan, tương lai nên làm thế nào cho phải? Không có nhi tử, có âm hy một đứa con gái như vậy liền đủ. Liền đức biển dường như hoàn toàn nghe không ra các nữ nhân chanh chua tâm tư, lại vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút, thực sự không được, từ từ gia bàn chi nhận làm con thừa tự một cái cũng được. Liền lão phu nhân nụ cười cứng đờ, lão gia nói đúng lắm. Đúng, miệt nương phần lệ cũng nhất vừa nhất. Nàng ở kia Bảo Nguyệt các nhắm hướng đông, đến mùa đông sợ là so nơi khác lạnh hơn. Ngươi cho nàng chuyển một chuyển, liền chuyển đến Đông Sương phòng, bên kia ánh nắng sung túc, ở ấm áp một chút. Ngũ nha đầu bây giờ cũng là mệnh quan triều đình, đừng để nàng di nương quá keo kiệt, tránh khỏi chúng ta để người nói huyên thuyên tử. Liền lão phu nhân chỉ có thể đáp ứng, liền đức điển lại dặn dò vài câu, đơn giản là muốn bọn hắn đem từ gia nhị phòng. Sự tình để ở trong lòng, chờ liền đức điển rời đi về sau liền tam cô nương mới hừ lạnh một tiếng, ngủ muội muội ngược lại là thật là lớn phúc khí, mắt nhìn thấy đều bị lưu vong kiềm châu, lúc đầu đời này cũng liền dạng này, bây giờ lắc mình biến hóa lại thành quan thân. Ai có thể ngờ tới cái này thế phong nhật hạ, xã hội tập tục càng ngày càng tệ, vậy mà nữ nhân cũng có thể làm quan. Húng hồ ta nghe nói người bộ trưởng kia, làm sao cũng là thượng thư vị trí, lại so cha quan chức còn muốn cao. Cũng khó trách cha như vậy bưng lấy ngủ muội muội liền lão phu nhân vẻ mặt buồn thiêu, nhất là nghĩ đến năm đó lưu vong đêm trước tự mình làm những sự tình kia, đến cùng là chột dạ, giờ phút này chỉ mong liên thu chi cái gì đều không biết, cái này một trái tim bất ổn, tự nhiên nói chuyện cũng có chút qua loa, bây giờ lại nói những cái này thì có ích lợi gì. Lần này thu nhánh nàng áo gấm về quê, Nguyệt Nương tiện nhân kia sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Liền nhị gia phu nhân đến cùng là tẩu tẩu, không rõ ràng liền nhà mấy vị này cô nãi nãi ân oán tình cừu, thêm nữa nàng nhớ tới lúc trước Liên Thu Chi ở thời điểm, nhà hắn đợi vị này năm cô nãy nải xem như thân hòa, nghĩ đến Liên Thu Chi làm sao cũng sẽ niệm tình cảm của bọn họ, bởi vậy liền nhị phu nhân như lão tăng vào chỗ, quyết định không đi lẫn vào bọn hắn thị phi, nói tới nói lui, liền tam cô nương phẫn nộ dần dần biến thành sợ hãi, mẹ, ngươi nói ngủ muội muội sẽ không còn ghi hận năm đó. Chúng ta làm những sự tình kia a Chúng ta làm cái gì rồi? Đừng tự lam làm loạn trận cướp liền lão phu nhân vốn là chột dạ, bị nữ nhi như thế vẫy một cái toa, trong lòng càng là bối rối, chẳng qua là khuê các nữ nhi ở giữa một chút cãi nhau thôi. Mẹ, ngài quên năm đó ngài cắt xén nguyệt di nương phân lệ suýt nữa để nàng chết bệnh sự tình rồi. Liền lão phu nhân chăm chú vặn lông mày, hung hăng trừng mắt về phía liền ngủ cô nương, ngược lại là liền nhị phu nhân lập tức hòa giải, ngủ muội muội bây giờ xưa đâu bằng nay, nàng đã là nhân vật. Quyền cao chức trọng, tổng không đến mức nếu lấy sự tình trước kia không thả lui một vạn bước nói, bà mẫu ngài còn chiếm một cái mẹ cả thân phận, không đến mức rơi tầm thường. Cùng nó ở đây lo lắng khủng hoảng, còn không bằng sớm đi trở về, đem mấy tiểu cô nương bồi dưỡng lên. Ta nghe nói chiêu vương điện hạ rất thích phân công nữ nhân, Kim Châu Phủ bên kia lại viên kiểm tra nhỏ nhất 13 tuổi trở lên liền có thể kiểm tra, cũng không câu nệ có hay không thành thân, đây đối với chúng ta đến nói đều là cơ hội trời cho nha. Mấy người khác đều khiếp sợ nhìn về phía liền nhị phu nhân, ai cũng không nghĩ tới, liền nhị phu nhân lại có ra ngoài làm việc tâm tư liền nhị phu nhân sắc mặt đỏ lên kỳ thật đây cũng là tướng công ý tứ nàng nói đã bây giờ là nữ đế cầm quyền chúng ta cũng phải kịp thời làm ra chuyển biến biểu thị duy trì cái này biện kinh thành bên trong có tài nữ tử không ít như chúng ta liền nhà có thể làm kia đệ nhất nhân điện hạ tự nhiên sẽ đối với chúng ta mắc khác đối đãi liền lão phu nhân nghe xong là con trai mình chủ ý tự nhiên sắc mặt hơi chậm trong nội tâm nàng thầm hận cái này chiêu vương điện hạ đem điện kinh thành bên trong tập tục đều làm hư, vậy mà buộc chúng phụ nhân xuất đầu lộ diện đi làm việc, nhưng đến cùng lời này không có dám nói ra, liền nhị phu nhân tự nhiên biết bà mẫu không thích, nhưng tiện nói, dù cho chúng ta không ra khỏi cửa làm việc, nhưng chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi, giống Ngọc Châu, Nguyên Anh các nàng chính là 14-15 niên. Kỹ, nếu là có thể làm nữ quan, có cái một quan nữa chức, tương lai cũng càng dễ nói việc hôn nhân một chút. Liền lão phu nhân sắc mặt hơi nguội, lời này ngược lại là không sai. Khi liền tam cô nương nghe xong cũng quay lại, nhà nàng tự nhiên là nhi tử, nhưng cũng có một cái đợi gã tiểu nữ nhi, bây giờ vừa vặn 14 tuổi, còn không có làm mai sự tình. Nhị tẩu nói không sai, đã hiện tại có cơ hội, chúng ta nhưng phải tranh thủ. Cái này có quan thân, sợ là hầu phủ cũng gả phải. Liền đức biển tuyệt. Không đem chuyện trong quan trường nhiều lời, bởi vậy các nàng còn không biết biện kinh thành bên trong quan viên muốn bị khuyên lui chí ít một nửa, bằng không bọn hắn ước chừng cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào hôn sự phía trên, khi liền nhị phu nhân từ trước đến nay là cái tâm tư nhanh nhẹn người, giờ phút này nhẹ giọng nói, như thật có ý tưởng, có thể nhanh hơn chút hành động. Đoạn thời gian trước, Kim Châu Phủ tài liệu giảng dạy liền đã bán đứt hàng. Bây giờ một bản sách giáo khoa liền xào đến 10 lượng bạc, cái giá tiền này còn cung không đủ cầu, càng không được sách sẽ kia ghép vần cùng toán học lão sư kia đều phải dựa vào đoạt mấy người giật nảy mình trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi lên lại có như vậy quý hiếm kim châu phủ những cái kia nữ quan nhóm đều là mang thực quyền liền cùng đám nam nhân là đồng dạng những cái kia quan lại nữ nhi của người ta thật sớm liền để trong nhà cô nương tiếp xúc kim châu phủ nguyệt báo thậm chí lặng lẽ mang theo trong nhà nữ nhi quen thuộc chính vụ vậy khẳng định là muốn đem nữ nhi hướng quan lại bên trên bồi dưỡng liền tam cô nương sốt ruột phải không được nhất là vừa nghĩ tới từ âm hy đã quyền cao chức trọng, mà nhà mình nữ nhi lại còn cái gì cũng không biết, cái này trong lòng liền cùng mèo bắt giống như khó chịu, nàng cùng liên thu chi đấu hơn nửa đời người, trước kia luôn luôn nàng dẫm lên liên thu chi trên đầu. Nhất là liên thu chi không có nàng gã thật tốt, còn không có nghi tử, quả thực là để nàng mở mày mở mặt hồi lâu, cũng không từng nghĩ liên thu chi vậy mà nở mày nở mặt trở về, nàng không chỉ có trở về, liên đới cái này từ âm hy cũng thành nữ quan. Đám này trời đánh, cỏ đầu tường lúc ấy ta đại chu hướng còn không có vong đâu, vậy mà thật sớm liền cùng Kim Châu Phủ ngầm thông xã giao. Liền nhị phu nhân không để ý tới liền tam cô nãi nãi chua sót, chỉ nói, ta chỉ là nhắc nhở người trong nhà một câu, nếu là có muốn cho hài tử nhà mình một đầu đường ra, phải tranh thủ thời gian hành động. Nếu không một bước, chậm, từng bước chậm, coi như cả một đời đều muộn. Chương 339, đêm khuya thổ lộ tâm tình, cái gì? Mà hàng trong tướng phủ, hàng tông mây đối mặt với ra ngoài tìm hiểu tin tức trưởng tử rốt cục nhịn không được tính tình, ngươi nói là ta bị điện hạ trục xuất rồi. Trong triều đình nhưng có không ít là chúng ta người, vì sao không có nghe thấy bất luận cái gì phong thanh. Người trưởng tử kia vẻ mặt đau khổ nói ra, cha, hôm nay điện hạ nói biện kinh thành văn võ bá quan ít nhất phải xóa một nửa, đoán chừng là muốn cho Kim Châu Phủ đám người kia đằng vị trí, nàng còn để thứ sáu tất cả mọi người đi báo cáo, làm phải chăng có thể nhiệm khảo hạch một bộ phận dưới mắt văn võ bá quan nhóm ốc còn không mang nổi mình ốc, tất cả đều vội vàng viết kia cái gì báo cáo báo cáo, bọn hắn loay hoay sức đầu mẻ tráng, hoàn toàn đem phụ thân bàn giao bọn hắn sự tình không hề để tâm. Cái gì báo cáo? Chiêu vương điện hạ yêu cầu tất cả mọi người muốn viết một phần bộ môn tương lai quy hoạch sách, nói là viết tốt, mới có thể lưu lại. Không chỉ có như thế, ngày hôm nay buổi chiều chút, có cái gọi triệu bộ trưởng, còn mang mấy chục người, ô ương ương bày mấy cái báo cáo chỗ, hiệu triệu bách tính báo cáo tham quan ô lại còn nói đúng báo cáo chứng nhân manh mối không chỉ có bạc khen thưởng còn muốn phái chuyên gia bảo hộ cái này văn võ bá quan cái nào trong tay không có điểm ô hỏng bét sự tình hiện tại một mặt bị cái kia báo cáo báo cáo làm cho sức đầu mẻ tráng một mặt lo lắng cho mình bị lão bách tính báo cáo đối cái kia đốc tra tổ trong lòng run sợ nơi nào còn nhớ rõ chúng ta hàng gia như thế nào như thế hàng tướng rất là giật mình sau đó lại nghĩ tới kim châu phủ vị kia tuy là nữ tử nhưng từ trước đến nay lấy cường ngạnh lấy xưng, tại Kim Châu Phủ càng là nói một không hai, nói không chừng mình lúc này thật đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. kia la đại nhân, nghiêm đại nhân không có vì ta cầu tình. Nghe nói vừa mở miệng nói mấy câu, điện hạ liền nói chúng ta biện kinh. Thành văn võ bá quan muốn khuyên lui chí ít một nửa. Bọn hắn là bùng phổ tác qua sông tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn dám vì cha nói chuyện. Hàng tướng ngực tê rần, mắt tối sầm lại. Cha, Hàng tướng trưởng tử nhất thời gọi một tiếng, vội vàng đỡ lấy cha mình, phụ thân. vị này chiêu vương điện hạ cùng trước đó bệ hạ nhưng đều không giống, kia thủ đoạn cường ngạnh đây. Nhi tử biết ngài tâm tư, ngài tam triều nguyên lão, quyền cao chức trọng, theo lý thuyết cái này tân đế tự nhiên nên đến nhà bái phỏng ba mời ngày rời núi. nhưng cái này chiêu vương điện hạ không phải người bình thường a, à. chúng ta sợ là hoàn toàn ngược lại, thậm chí có thể nàng vốn cũng không dự định lưu lại ngài. thất sách. Hàng tướng hô to, hối hận lúc trước, kim châu phủ bên kia quan chế chỉ có bộ môn, nhưng không có nội các, càng liền không có tướng quốc chức, nàng vào kinh thành sau tất nhiên cũng là như thế, không thiết tướng vị. Ta nên sớm đi nghĩ đến mới là. Con của hắn cũng hoảng, cha, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hàng tướng trầm tư một lát, sau đó lông mày nhíu chặt, kế sách hiện nay, chỉ có tìm rừng hàng năng nỉ một chút. Lâm lão gia tử. Con của hắn sắc mặt có chút khó xử cha lúc trước cùng lâm lão gia tử ở giữa có không ít thập khiển thôi, đều nói phong thủy luân chuyển, cái này 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta trừ đánh bạc mặt mo đi cầu cầu tình còn có thể làm sao? Chẳng lẽ thật cứ như vậy bị Điện Hạ khuyên lui? Nhi A, à, ngươi nói đúng, vị này chiêu vương Điện Hạ xác thực không dễ trêu chọc, sợ không phải có thể bị làm nhân thần tử chỗ nắm. Trừ cúi đầu, ta không còn cách nào khác, từ chấn anh nhập biện kinh thành đêm thứ nhất, rất nhiều người đều mất ngủ, có rung lẫy bẫy sợ từ chấn anh nhớ tới chu gia hoàng thân quốc thích, có kinh hồn bạc vía sợ bởi vì năm đó buộc từ hôn mà bị trả thù người nhà họ trịnh, còn có không biết như thế nào đối mặt liên thu chi liền gia chúng người, còn có vẻ phải khó mà chìm vào giấc ngủ bị từ chấn anh giết gà dọa khỉ sa thải tám. Vị quan viên mà Phượng Nhi gian phòng bên trong, lại là một mảnh an bình, bởi vì dưới mắt là tình huống đặc biệt, bởi vậy Phượng Nhi còn không có rời xa hoàng cung, mà là tùy ý tìm một cái tầng phi cung điện làm tạm nơi ở Phượng Nhi cùng tiền trân nương hai người nhiều năm không có gặp, hai cái cô nương đương nhiên phải ngủ một cái ổ chăn, thật tốt trò chuyện chút những năm này biến hóa, hai cái cô nương nằm ở trong chăn bên trong, liếu triếu nói lên riêng vẫn mình trải qua. Phượng Nhi tại tiền trân. Nương trước mặt thế nhưng là không chút nào che lấp, mười phần tự hào nói lên mình tại biện kinh thành bên trong kinh doanh, cùng trong hoàng cung phát động chính biến toàn bộ quá trình, mà tiền trân nương thì nói lên nàng tại Kim Châu Phủ làm những sự tình kia, hai người đều cảm khái đối phương thành tựu, suy nghĩ một chút bảy năm trước mình, hai người đều có chút không dám tin tưởng, đúng vậy a à, lúc trước một cái nô tỳ một cái khắc phụ khắc mẫu từ hôn nữ, ai có thể nghĩ tới, nhiều năm sau bọn. Hắn có thể trên đỉnh núi, thưởng chỗ cao phong quang Phượng Nhi có chút ít cảm khái, hiện tại nhớ tới, lúc trước lưu vong tràn cảnh, thật đúng là giống như là tại hôm qua một cái chớp mắt cô nương lúc trước nói sự tình vậy mà toàn bộ đều thực hiện có đôi khi ngẫm lại đều cảm thấy giống như là nằm mơ ta cũng có đồng cảm ngươi quân báo truyền đến thời điểm ta cũng không tin lúc đầu tất cả chúng ta đều làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị nghĩ đến muốn đánh vào biện kinh thành chí ít tổn thất hết mấy vạn binh mã nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy bình an giao tiếp phượng nhi điện hạ nói đúng một trận chiến này ngươi không thể bỏ qua công lao ngay trước tiền trân nương trước mặt, phượng nhi nhưng không chút nào che giấu mình đắc ý, ngươi nói điện hạ sẽ cho chúng ta cái gì khen thưởng? Ta đoán chừng tối đa cũng chính là thăng chức tăng lương. Tiền trân nương nhíu mày, cùng đại chu hướng không giống, điện hạ chưa hề dùng vàng bạc trụ sở vải vóc hoặc là ruộng đồng ban thưởng chúng ta tối đa cũng chính là cho chúng ta nhớ mấy chờ công hoặc là thăng chức. Phượng nhi nhưng cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ, thăng chức cũng tốt những cái kia vàng bạc thổ địa cái gì kia cũng là lão bách tính là trong quốc khố đồ vật chúng ta bỗng lộc so đại chu hướng quan viên cao hơn nhiều lần thường ngày chi tiêu hoàn toàn đầy đủ nếu nói không đủ vậy khẳng định là cái ham hưởng lạc tham quan tiền trân nương lại thở dài liền sợ dưới đáy đám quan chức không nghĩ như vậy rất nhiều người tạo phản chính là đồ một phần tòng long chi công điện hạ một mực làm tư tưởng giáo dục nhưng là vẫn có tư tưởng giác ngộ thấp người trong mắt cũng chỉ có những cái kia vàng bạc tục vật kia không sợ. Còn có giám sát bộ triệu bộ trưởng đỉnh lấy đâu. Điện hạ luôn nói, quyền lợi là cẩn bị chế ước. Chúng ta cũng không thể đi đại chu hướng đường xưa. Lời này ta cũng đồng ý. Hai cái cô nương song song nằm, bắt đầu nói chút không giới hạn, Phượng Nhi đối tiền trân nương có thể nói là không giữ lại chút nào, thậm chí đêm ngày đó từ tuệ minh ôm lấy nàng cũng cầu hôn sự tình đều nói cho tiền trân nương. Tiền trân nương rất là chấn kinh, nàng cả kinh một chút ngồi dậy, ngươi vậy mà cự tuyệt từ đại công tử cầu thân phượng nhi đầu óc ngươi nhưng thanh tĩnh ngươi cũng đã biết từ đại công tử là thân phận gì nàng thế nhưng là điện hạ đồng bào huynh trưởng chẳng qua tiền trân nương nói xong dừng một chút sau đó nghĩ đến càng nhiều nàng lông mày cau lại gần như rất nhanh liền minh bạch phượng nhi lo lắng phượng nhi cũng nói trân nương tỷ chúng ta đều là điện hạ bên người nể trọng nhất người vì điện hạ làm việc còn tốt có thể thảm dự đến điện hạ việc nhà bên trong luôn có một loại công và tư không phần có cảm giác. Ai nói không phải đâu, nàng lúc ấy cự tuyệt từ tuệ gia lúc, trong lòng cũng có tầng này suy xét, nói cho cùng, nàng cùng Phượng Nhi đều là từ chấn anh một người gia thần. Thậm chí có thể nói là nô tỳ, cái này nô tỳ biến thành nửa cái chủ tử, trong lòng luôn. Cảm thấy không được tự nhiên. Ta đương nhiên là minh bạch ngươi. Tiền Trân Nương nói như vậy, nhưng cũng không có sách từ tuệ gia sự tình, một cái nàng không giống Phượng Nhi như vậy thoải mái, có chút xấu hổ nhất lên thứ hai là nàng cảm thấy đây cũng là một kiện không đủ để nói đến việc nhỏ cố ý nói ra đổ ra vẻ mình để ý giống như không chỉ có như thế ta cũng là cảm thấy cái này thành thân đối với chúng ta mà nói quả thực là một kiện không có lời sự tình lời này giải thích thế nào ngươi nghĩ a à, trước kia đi nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm nữ nhân ở hậu viện quản cả một nhà nam chủ ngoại nữ chủ nội mỗi người quản lý chức vụ của mình tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hai người này thành thân, tự như là cùng một chỗ hùng vốn mở một nhà cửa hàng, nam nhân xuất tiền, nữ nhân xuất lực, thu nhập chia đều. nhưng còn bây giờ thì sao? Ta phượng nhi nhiều không nói, chí ít có thể được làm một mặt. so trên đời thật nhiều nam nhi còn mạnh hơn. ta nếu là gả cho người, không chỉ có phải bên ngoài dốc sức làm, còn phải về nhà quản lý hậu viện, cái này tế tự, nhân tình vãn lai, hậu trạch quản lý, tướng công cả một nhà đều phải đặt ở ta trên vai, tiền trân nương lại có tương phản ý kiến, những sự tình này quản gia ngược lại là có thể đi làm người ta đã ngồi vào vị trí này mọi thứ cũng không cần tự thân đi làm nói thì nói thế nhưng cái nào bà mẫu có thể cho phép hạ người ta dạng này cường thế nữ tử thiên hạ bà mẫu tự nhiên đều là hy vọng con dâu ôn nhu hiền lành vạn không thể mạnh hơn con của mình càng không muốn gọi nhi tử tại nàng dâu trước mặt đè thấp làm tiểu người nói loại lời này cũng quá chủ nghĩa lý tưởng ta gần như có thể tưởng tượng đến nếu chúng ta bởi vì tại bên ngoài dốc sức làm mà mặc kệ hậu viện sợ là lại muốn bị mang lên bất hiếu phụ mẫu tội danh không chỉ như vậy sợ là nhà trai bên kia người trong nhà một bên cúng bái ngươi cầu ngươi một bên phía sau nhưng lại muốn thoá mạ nữ nhân ngươi không giống như là nữ nhân ta tội gì đi trêu chọc những cái này phiền lòng sự tình thế nhưng là từ đại công tử không tồn tại vấn đề như vậy ngươi đừng quên từ gia thế nhưng là đông đảo nữ quyến đều bên ngoài làm việc điện hạ cha mẹ đều là người tốt vô cùng nếu ngươi thật cùng đại công tử thành có khả năng cũng không có những phiền não này ai ta trân nương tỷ phượng nhi than thở kia là người từ gia nói câu không nên nói người nha đều có hai trái tim một viên đối nội một viên đối ngoại đối người từ gia bọn hắn tự nhiên không có yêu cầu gì nói tới nói lui kia cũng là một phòng người thân khả nhi nàng dâu cũng chính là trên danh nghĩa người trong nhà như từ lão gia cùng phu nhân coi là thật muốn ta hy sinh sự nghiệp của mình nhìn chung từ gia tông tộc ta có thể thế nào chẳng lẽ ta còn có cự tuyệt tư cách ta hết thảy đều là điện hạ cho, như vậy điện hạ phụ mẫu muốn thu hồi, ta có thể làm sao? Đến lúc này, ta không phải lâm vào bị động tình trạng. Ta cũng không muốn làm cái này mua bán lỗ vốn. Tiền Trân Nương nghĩ hồi lâu, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Không sai. Đến lúc đó tương đương với biến thành ta chủ ngoại lại chủ nội, còn phải phụ trách nối giỏi tông đường. Ngươi hẳn là nhìn qua viện y học bên kia số liệu đi, chúng ta bây giờ chữa bệnh điều kiện, sản phụ tỷ lệ tử vong cao tới 5%. Ta nhưng không muốn bởi vì sinh con liền một chân bước vào quỷ môn quan, vậy cũng không đáng. Càng không cần nhắc tới, bào thai này sinh sản sợ là ít nhất phải chậm trễ thời gian nửa năm, ngươi sự nghiệp của ta chính như mặt trời ban trưa, mà thuộc hạ từng cái lại là nhìn chằm chằm, nửa năm này lại có bao nhiêu người sẽ lên, chia cắt chúng ta thành quả, chiếm chúng ta vị trí. Cho nên từ kinh tế học góc độ nhìn, cùng nó lấy chồng không bằng chiêu tế, chọn cái dáng giúp tuấn, tái sinh một cái cùng mình họ hài tử, cái này không thể so lấy chồng đi bị khinh bỉ tới mạnh. Nhưng, kén rễ nam tử ngươi coi trọng sao? Giảm xuống yêu cầu chứ sao? Xác thực như lời ngươi. Nói, cường thế nữ tử xác thực không tốt lấy chồng, gả cho người cũng là một bụng bỉ khuất. Cũng không phải. Người ta bây giờ chẳng mấy chốc sẽ phong hầu bái tướng, chúng ta thức khuya dậy sớm nhiều năm như vậy, không phải liền là vì thiếu thụ một chút bỉ khuất à, tội gì muốn thành hôn vào vội vàng tìm phiền toái cho mình thế nhưng là tiền trân nương ngữ khí hơi yếu ta sợ hãi một mực không thành thân tương lai lão phòng ở chỉ có một mình ta trống rỗng ngươi nói chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn sao cô đơn ta đến bồi ngươi a à. khi rốt cuộc là không giống niềm vui gia đình là nhân chi thường tình tự như là đói muốn ăn cơm khát muốn uống nước đồng dạng hai cái cô nương nhất thời lâm vào trầm tư hơi có chút than thở trong lòng đều mặc sức tưởng tượng lấy nếu là nam nữ có thể hiện chân chính bình đẳng liền tốt, dạng này các nàng ở bên ngoài sông sáo, về nhà có trà nóng canh nóng, cha mẹ phụ mẫu tự có người quản, không cần để bọn hắn lại thao một phần tâm, cũng khó trách bọn nam tử thích thành hôn, cái này hôn nhân chế độ, nghe đối nam tử càng có chút ít lợi. Nhưng đối với bọn hắn loại này có sự nghiệp của mình nữ tử, quả thực là một trận tai nạn. Ai, điện hạ cùng chúng ta năm tuổi không sai biệt lắm, nàng việc hôn nhân còn không phải là không có rơi vào ta nhìn lâm lão gấp đến độ không được trong bóng tối khuyến khích lấy từ phu nhân đi nói giúp chẳng qua điện hạ lỗ tai trái tiếng lỗ tai phải ra thôi người nói điện hạ vì sao không có chúng ta phiền não như vậy tiền trân nương lắc đầu ta không biết kỳ thật ta có đôi khi cảm thấy điện hạ rất đáng thương như thế nào đáng thương ta cảm thấy nhiều khi điện hạ giống như là thiên địa này ở giữa một vòng du hồn mà thôi phượng nhi cũng không nguyện có người nói từ chấn anh nói xấu lập tức cải chính điện hạ chỉ là mục tiêu kiên định mà thôi. Trong lòng của nàng chỉ có chúng ta phấn đấu mục tiêu, chứ không nổi những người khác, cũng chứ không nổi thế gian chuyện khác. Vân vân vân. Tiền Trân. Nương cười, điện hạ tự nhiên cái gì cũng tốt. Phượng Nhi đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng thế, điện hạ đều không nóng nảy, chúng ta gấp cái gì. Nàng thế nhưng là có hoàng vị cẩn kế thừa người, nàng đều có thể kháng trụ nhiều như vậy áp lực, chúng ta vì cái gì không thể. Tiền Trân Nương có chút bất đắc dĩ, điện hạ chi tâm trí, không phải người thường có khả năng với tới. Ngươi đừng nói cho ta, tại thành thân trong chuyện này ngươi cũng phải truy cầu thần tượng bước chân. Vì sao không thể? Phượng Nhi khóe môi mang cười, có chút kích động, ta quyết định, điện hạ một ngày không thành thân, ta liền không thành thân, ta bồi tiếp điện hạ. Tiền Trân Nương hơi có chút do dự, chẳng qua cũng tại Phượng Nhi lây nhiễm hạ cười nói, tốt, mang ta một cái. Vậy nhưng quá tốt lớn không được ba người chúng ta người cùng một chỗ qua lão còn có thể đi ra du lãm tốt đẹp non sông ta liền không tin lấy ngươi chiến công của ta người phía sau dám bạc đãi chúng ta tiền trân nương cười nói ba người ta nhìn từ âm hy cũng là nửa điểm tin tức không có hơn nửa năm liền phu nhân thu xếp đến mấy lần nhìn nhau tứ cô nương trực tiếp lấy công vụ bề bộn làm lý do người đều không tới hiện trường đi phượng nhi trong mắt tất cả đều là bác quái ngọn lửa liền phu nhân tìm đều là dạng gì nam tử tự nhiên đều là loại kia thân gia trong sạch trong nhà huynh đệ nhiều chủ yếu phải dán dấp tuấn ta nhìn thấy liền phu nhân cũng hẳn là đánh lấy ở rễ bàn tính chỉ có điều tứ cô nương cùng điện hạ đồng dạng tính tình cũng cưỡng đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không cân nhắc người hôn sự nói đến chúng ta trong những người này cũng chỉ có từ nhạc chí từ an bình thành thân còn lại tất cả đều một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên ngươi lại nhìn xem đi dưới mắt chúng ta giang sơn nhất thống lại không có thể sử dụng, trước lập nghiệp sau thành gia, lấy cớ ngăn cản các trưởng bối thu xếp hôn sự. Thêm nữa rất nhanh Kim Châu Phủ bên kia từ gia các trưởng bối liền phải đến. Cẩn thận bọn hắn loạn điển nguyên ương phổ. Tiền Trân Nương nhớ tới kia nhiệt tình hoàng lão phu nhân, miêu thị, liên thị bọn người, thật đúng là có gật đầu lớn, bọn hắn đều là từ chấn anh trưởng bối. Nếu là thật sự mở miệng nói hôn sự, nàng cùng Phượng Nhi lại như thế nào có thể miệng cự tuyệt, nói lên Kim Châu Phủ đám người. Tiền Trân Nương ngược lại là nghĩ đến cái khác sự tình, Phượng Nhi, ngươi cũng đã biết Giang Vĩnh Khang bị bãi chức sự tình. Phượng Nhi sững sờ, tự nhiên không có nghe người ta nói đến qua, lần này cả kinh từ trong chăn chui ra ngoài, bãi chức. Giang Vĩnh Khang. Làm sao có thể? Tiền Trân Nương vội vàng làm một cái im lặng, thủ thế, nhẹ giọng nói, cái này sự tình đừng rêu rao, cũng gần như chỉ ở cao tầng bên trong truyền bá. Những người khác coi là Giang Vĩnh Khang trước trận bị thương, cần tại Kim Châu Phủ Trường kỳ dưỡng thương. Nhưng chỉ có mấy người biết, Giang Vĩnh Khang hẳn là bị Điện Hạ vắng vẻ. Phượng Nhi nghĩ lại, sau đó giận dữ, Giang Vĩnh Khang tất nhiên là làm cái gì phản bội Điện Hạ sự tình. Không sai. Điện Hạ từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, nhất là đối với chúng ta cùng một chỗ lưu vong lão nhân, khi càng là không có lời nói giảng. Chính là lần trước, ta không phải cùng ngươi viết thư, nói chúng ta tìm được lý chiêu đệ à, một đêm kia chúng ta uống một chút rượu, đều uống đến có chút say khước, về sau Điện Hạ cùng Giang Vĩnh Khang không biết nói cái gì, Điện Hạ đột nhiên trở mặt, cũng để bộ tài vụ kết toán gần 100 vạn lượng bạc cho Giang Vĩnh Khang, ta nhìn thấy ý kia chính là muốn cùng Giang Vĩnh Khang cắt bào đoạn nghĩa. Giang Vĩnh Khang lúc ấy gấp đến độ nhả máu, bị chúng ta đưa sau này trở về, cả người đều trở nên âm trầm không chừng. Điện Hạ mặc dù không có nói rõ muốn thôi chức của hắn, nhưng Giang Vĩnh Khang mình cũng lại không có đi làm giá trị chúng ta đều suy nghĩ điện hạ sợ là cùng gian vĩnh khang nhất đau lưỡng đoạn như thế nào như thế phượng nhi gấp đến độ phát hỏa vậy các ngươi đều không hỏi một chút điện hạ đến tục cùng xảy ra chuyện gì nào dám hỏi ngươi không nhìn thấy lúc ấy điện hạ phát bao lớn lửa ta cùng nàng nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy qua nàng cái dạng kia chuyện này khẳng định so với chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn chúng ta cũng liền chỉ dám tự mình phỏng đoán nơi nào còn dám đi bóc điện hạ vết sẹo như thế nào như thế, Phượng Nhi nghe đều là kinh hồn bạc vía, đây chính là Giang Vĩnh Khang A hắn tổng không đến mức phản bội Điện Hạ A. Tiền Trân Nương vừa nhắc tới chuyện này cũng là than thở, chúng ta cũng đều là thay hắn đáng tiếc. Cái này mắt nhìn thấy cách thiên hạ nhất thống liền kém một bước này, Phượng Nhi lại cười lạnh, hừ, có gì có thể tiếc. Điện Hạ dạng này đợi hắn, bây giờ ngay cả lời cũng không chịu nói với hắn một câu, nhất định là hắn làm cái gì thật xin lỗi Điện Hạ sự tình nói không chính xác là thông đồng với địch bán nước hoặc là tự lập làm vương, tiền trân nương cũng không nghĩ tới tầng này, lập tức ha y hùng khiếp vía, tổng không đến mức đi. Giang Vĩnh Khang tại phía đông, thế nhưng là lập xuống công lao hãng mã. Không sai, đã công huân rất cao, còn có thực lấy điện hạ chán ghét mà vứt bỏ, ngươi suy nghĩ một chút, Giang Vĩnh Khang phạm sự tình nên lớn bao nhiêu. Sợ là điện hạ không có chém hắn đầu đều là giữ lại trước kia thể diện, Phượng Nhi nghiến răng nghiến lợi, nói không chính xác hắn là muốn mưu triều soán vị cũng chưa biết chừng, nói cẩn thận. Tiền Trân Nương che miệng của nàng, ngươi bây giờ đã là quyền cao chức trọng, sao có thể giống như trước như vậy không che đậy miệng. Đã điện hạ đều đã xử lý Giang Vĩnh Khang, chúng ta liền không nên chơi muốn gán tội cho người khác kia một bộ. Phượng Nhi hừ một tiếng, ta cũng chính là cùng ngươi nói một chút. Ở bên ngoài ta tự nhiên sẽ không nói lung tung. Ngươi biết liền tốt. Chương 340, liền gia chúng ngừng Kim Châu Phủ bên trong, lại là một mảnh văn đèn kết hoa chi tướng, lụa đỏ, bản hiệu, chiên trống đội, màu đỏ tinh. Kỳ, toàn bộ thành trì đắm chìm trong một mảnh vui mừng hớn hở bên trong, biện kinh thành quân báo đã truyền đến, Kim Châu Phủ Lão Bách Tính Môn đều biết từ chấn anh đã nhập chủ biện kinh thành, làm từ chấn anh bá đồ sự nghiệp mở ra điểm, Kim Châu Phủ cái này một khối, nhất là rễ già cư địa Lam huyện, một mảng lớn màu đỏ tinh kỳ tung bay, càng có Lão Bách Tính tự phát mặt vào sim y màu đỏ lấy đó chúc mừng, từng nhà càng là dán giấy cắt hoa mua đồ Tết, càng có thông kia góp vốn lo liệu tiệc cơ. Động, phản phất như là tại sớm ăn Tết, từ chấn anh tượng gỗ tiểu tượng bán đứt hàng, gần như còn cung không đủ cầu, đám người mặc dù đối từ chấn anh thống nhất thiên hạ rất có lòng tin, nhưng là bọn hắn phỏng đoán chí ít cũng còn phải lại cẩn 5 năm trở lên, chưa từng nghĩ thế cục biến hóa nhanh như vậy. Vậy mà đoạn đường này bắt thượng không ngoài một năm liền đánh tới biển Kinh Thành, mà nương theo lấy dạng này đẩy trời náo nhiệt dưới, lại ẩn giấu đi một tia người đi trà lạnh, nguyên nhân. Không gì khác, chỉ vì kim châu phủ tất cả cao cấp quan viên còn mặt khác bao quát viện y học viện nghiên cứu tây sơn đại doanh chờ trọng yếu bộ môn đều muốn toàn bộ bắt giời tuy nói hiện tại chiêu vương điện hạ có ý tứ là tạm thời giữ lại nhất là viện y học khối đó chiêu thu học sinh đều là lân cận không làm cho người bỗng nhiên chuyển đến biện kinh đi nhưng biện kinh thành viện y học kiến thiết sau về sau viện y học trọng tâm khẳng định là muốn bắt giời mấy ngày trước đây bọn hắn liền đã tại thu dọn đồ đạc nhất là kim châu phủ phủ nha cơ bản bị đằng không viện nghiên cứu đồ trọng yếu cũng bị chứa lên xe mang đi mà viện nghiên cứu bên kia hạ lão đại phu lưu thủ kim châu phân viện khâu cúc nương thì mang theo người cả nhà bắc thượng phụ trách thành lập mới giáo khu không thể không nói kim châu phủ bỗng nhiên ở giữa phản phất liền lãnh tịch xuống dưới kim châu phủ người từ trước đến nay đều lấy hoàn thành người tự cho mình là đã từng là dưới chân thiên tử bây giờ từ chấn anh bắc thượng lưu cho bọn hắn chỉ có phồn hoa mộng ảnh, toàn bộ trung tâm chính trị chính thức hướng biện kinh thành giao tiếp di động, cái này khiến Kim Châu phủ dân chúng nội tâm dân lên một loại mất mát mãnh liệt cảm giác, ngày hôm nay chính là đại bộ đội rời đi biện kinh thành thời gian, sáng sớm lúc chỉ nghe thấy ngựa xe như nước thanh âm, các binh sĩ tất cả đều xúc động, hét lớn, duy trì lấy thành bên trong trị an, trọng yếu vật cùng hồ sơ vật liệu chờ trang tiếp cận một 200 cái xe ngựa, liếc mắt Vậy mà trong không đến đầu, hôm nay biện kinh thành bên trong gần như tất cả bách tính đều xúc động, Hành bên trong giao thông trực tiếp tê liệt, bó lớn lão bách tính đều ra cửa tử muốn đi tiễn đưa. Càng đừng đề cập còn có thật sớm chỉ nghe thấy phong thanh chạy đến tiễn đưa từng cái hương trấn đại biểu, Kim Châu Phủ đúng là trước nay chưa từng có náo nhiệt, phụ trách lần này bắt giờ chính là từ âm hy, nàng cùng Phương Tuân, Phương ngưng mặt bọn người ở tại đằng sau đem tất cả mọi chuyện đều giao tiếp cho mới nhậm chức Kim Châu Phủ phủ quân, lại xác nhận từ gia đám người hành lý, nhất là tam phòng đám người, bây giờ từ Đức Quý cùng Miêu Thị đều không tại triều làm quan, đơn thuần nhàn phú ở nhà, nhưng bởi vì từ chấn anh đã đánh tới Biện Kinh, ít ngày nữa liền phải đăng cơ, tam phòng thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên, thậm chí có kia tiểu tâm tư nhiều đã bắt đầu xưng hô từ đức quý vì thái thượng hoàng, miêu thị vì thái hậu, kim châu phủ các quan lại vẫn còn tốt, chỉ là đều xếp hàng mượn chức vụ chi tiện đi thăm viếng hai người một lần, nhưng trong thành phố hộ, cái kia thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp, càng là nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, sửng sốt liền chiếu. Cố từ đức quý cùng miêu thị lão mụ tử đều bỏ được trọng kim hối lộ, chỉ vì moi ra hai người này hành trình, từ đó đến cái ngẫu nhiên gặp chiếu cố hai người hết thảy cũng chỉ có ba người, một cái phụ trách chân chạy gã sai vặt, một cái chiếu cố ẩm thực sinh hoạt lão mụ tử cùng trẻ tuổi nha đầu, từ gia không thích. Phô trương, liền từ chấn anh bên người đều chỉ có làm việc thư ký, không có chuyên môn chiếu cố sinh hoạt thường ngày lão mụ tử hoặc là nha đầu. Từ gia những người khác cũng là trên làm dưới theo, nào dám vượt qua từ chấn anh, bởi vậy từ gia trong nhà nô bột cũng không nhiều, nhiều nhất người một nhà cộng lại mới bất quá 10 người. 10 người này vẫn là trải qua nhiều lần chọn lựa cùng huấn luyện sau mới lên cương vị, cũng may hai người này trường kỳ tại từ chấn anh gõ giáo dục dưới, cũng biết lợi hại, càng biết phân tất, ngược lại đem những người này khiển trách một trận, cổ này tập tục mới miễn cưỡng xem như dết ở, có điều, bởi vậy từ chấn anh bắt phạt thành công sự tình, toàn bộ người từ gia đều có vẻ hơi sao động, nhất là nhị phòng mấy cái kia tiểu nhân, đi đường đều mang gió mơ miệng một tiếng, lục tỷ, tự hồ cũng. Có chút lân lân, từ âm hy đành phải trong lúc cấp bách cũng nhín chút thời gian đến nhiều lần gõ ba cái di nương, ba cái di nương cũng biết dưới mắt thời khắc mấu chốt, sau này trở về liền khuyên bảo mấy cái tử nữ muốn vững vàng, ngàn vạn không thể tại trong lúc mấu chốt gây chuyện thị phi, cái này một chi dài tới 10 dặm đội ngũ, lư phi xung phong, chu bác bọc hậu, các mang hai ngàn tinh binh, tam phòng cùng tổ mẫu hoàng thị xe ngựa tại ở giữa nhất, hưởng thụ tối cao cách bảo an, bị đám người chen chúc tại ở giữa nhất cái khác chính là kim châu phủ các loại quan viên cùng gia quyến tất cả mọi người biết cái này một bắt thượng liền muốn chân chính phong hầu bái tướng thay đổi địa vị bọn hắn liền thành đường đường chính chính quan kinh thành nhi càng đừng đề cập lần này đi khẳng định là muốn đi tiếp nhận phong thưởng bởi vậy trong đội ngũ nhiệt tình tăng vọt bầu không khí nhiệt liệt tiếng cười nói vui vẻ xe ngựa từ cửa thành xuất phát dọc theo đường dân chúng phân trạm hai bên hôm nay tới đây tiễn đưa nhân số đông đảo tối thiểu có hết mấy vạn người bọn hắn tất cả đều phân loại con đường hai bên rất có ăn ý đằng bắn chúng ở giữa con đường nương theo lấy đại bộ đội lên đường bánh xe chậm rãi hướng phía trước trong đám người núi kêu biển gầm không dứt bên tai cái này về sau điện hạ sợ là sẽ không lại trở lại đi kia là đương nhiên điện kinh thành mới là đường đường chính chính dưới chân thiên tử ta kim châu phủ lấy cái gì cùng người ta so vậy cũng không cần tự coi nhẹ mình chúng ta kim châu phủ thế nhưng là điện hạ làm giàu chi địa tự nhiên linh khí dồi dào giao thông càng là bốn thông phát đạt vị trí cũng liền so hưng nguyên phủ kém như vậy một chút điểm nhưng chúng ta nơi này phát tích sớm càng là địa linh nhân kiệt tốt như vậy một mảnh đất điện hạ vì sao muốn đi đâu vị huynh đài này nói rất có lý dù sao trong lịch sử có không ít dời đô ta nhìn không bằng chúng ta liên danh cho điện hạ thượng thư mời nàng suy xét dời đô đến kim châu phủ biện pháp này tốt người này lời nói lập tức gây nên một mảnh đồng ý thanh âm dưới chân thiên tử tất đất tất vàng nếu là thật sự có thể đô kim châu phủ kim châu phủ mặt đất giá cả khẳng định càng là nước lên thì thuyền lên cũng bởi vậy kim châu phủ lão bách tính tự nhiên nghĩ xong đều ở đây đời này cũng hưởng thụ một lần làm kinh thành bách tính tư vị giờ đô sự tình sợ là khó mà nói cái này đại bộ đội người đều đi ta nhìn tám thành là còn phải đặt chân tại biện kinh thành ta nhìn đâu cùng nó nghĩ đến giờ đô đến kim châu phủ không bằng muốn chút thực sự, cái gì thực sự? ví dụ như đi biển kinh thành làm chút ít sinh ý a, à? có người lập tức xem thường, làm cái gì sinh ý? người ta biển kinh thành, kia là hoàn thành căn hạ, bên kia lão bách tính cái gì chưa thấy qua, không kiến thức. ta kim châu phủ đồ vật đều là mới vật, ai từng thấy? không nói bán đồ, liền nói ta đi biển kinh thành, ta sẽ ghép vần, lại không tốt cũng có thể làm cái lão sư đi. a, à, lời nói này phải dịu trước đó điện hạ mỗi đánh xuống một chỗ liền phải phổ biến toàn diện giáo dục vậy lão sư đều là cung không đủ cầu liền nói biện kinh thành lão bách tính lại ở tại hoàn thành căn hạ có cái gì dùng bọn hắn gặp qua ghép vần sao học qua chắc chắn sao ta nhìn ngược lại là đầu tốt đường đi đúng a à, đi theo điện hạ đi luôn có kiếm tiền cơ hội trong đám người lập tức có người một mặt đâm chiêu như đang ngẫm nghĩ khả thi mà bị chính giữa đám người vây quanh tam phòng người tự nhiên là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại tổ mẫu hoàng thị ngồi tại lớn nhất trong xe ngựa không ngừng vén rèm lên sông tiễn đưa dân chúng vẫy gọi lão nhân gia lệ nóng danh trồng cùng mình lão hỏa bạn nhóm vẫy tay từ biệt lại lôi kéo miêu thị tay ai đời này liền không nghĩ tới có như thế hưởng phúc thời gian không nghĩ tới lâm lão ngược lại là dính lục nha đầu ánh sáng cái này lục nha đầu đi nàng từ nhỏ ta liền nhìn ra không phải cái nhân vật tầm thường nào biết cái này cái này, cái này lại muốn làm hoàng đế. Chính là đáng tiếc ngươi nhị thúc không tại, nếu không hôm nay những cái này đại quan bên trong cũng có hắn một chỗ cắm dùi. Miêu thị nhấc lên từ đức viễn sắc mặt khác thường, chẳng qua cũng là nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, là đâu, là nhị ca không có phúc khí. Nương nhưng phải thay nhị ca xem thật kỹ một chút. Hoàng thị than thở, là phải xem thật kỹ một chút. Nhất là âm hy nha đầu kia, đều hơn mươi, hôn sự lại còn không có cái rơi vào lần này vào kinh, làm gì cũng phải cho nàng chọn cái như ý lan tế. Hoàng thị cũng không dám nói từ chấn anh hôn sự, lão nhân gia mặc dù lớn tuổi, nhưng là đầu óc không hồ đồ, nàng thế nhưng là đã sớm nhìn ra, cái này từ gia ai cũng đừng nghĩ nắm nàng từ chấn anh, miêu thị tự nhiên chỉ có thể cười làm lành, một đoàn người tại một mảnh sắc thu bên trong chậm rãi bắt thượng, toàn bộ đội ngũ ước chừng đi 20 ngày thời gian, liền đến biển Kinh Thành, không thể không nói, xa xa xem thấy, biển Kinh Thành vẻ ngoài liền đã để không ít người thất vọng, bọn hắn trong đội ngũ không thiếu đời này đều không đi đi ra Tây Nam một vùng người, vì vậy đối với thế nhân trong miệng nói tới thiên hạ đệ nhất. Nơi phồn hoa, tràn ngập chờ mong, ai ngờ đến lúc đó mới phát hiện một mảnh trống không, chỉ có một tòa cũng không thế nào cao tường vây, so với Kim Châu Phủ tường thành vững như thành đồng, Biện Kinh thành tường thành nhìn tổng chút yếu kém cường nhân ý, nhất là cổng kia một đoạn đất vàng đường, vừa đi lên, bụi đất tung bay, miệng đầy ba đều là cho, bọn hắn còn chưa đi gần đâu, chỉ nghe thấy trong đội ngũ có người đang nói. Thiên gia, đây chính là biện kinh thành nhìn xem thường thường không có gì lạ a à, cũng không phải a à, cùng kim châu phủ tường thành so sánh cũng quá thấp đi không phải đều nói biện kinh thành phồn hoa nhất sao làm sao ta nhìn thấy không phải chuyện như vậy đâu đừng nói như vậy chúng ta kim châu phủ là địa phương nào biện kinh thành lại là địa phương nào ta kim châu phủ khắp nơi đều là đường xi măng khi chạy lại ổn lại nhanh vừa vào biện kinh thành địa giới ta con ngựa tốc độ đều hạ xuống ai 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 Mau nhìn, tường thành nơi đó thật nhiều người, sẽ không là tới đón tiếp chúng ta a. À. Rất nhanh, Lưu Phi trở về bẩm báo từ âm hy, nói là tường thành có vô số lão bách tính chính chờ bọn hắn, nhưng làm người bên trong xe cho cao hứng xấu, miêu thị cũng nhô ra thân đến, có phải là điện hạ dẫn người đến rồi? Từ âm hy nhân tiện nói, điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, sợ là không cách nào bước ra. Ai, ta giống như trông thấy đường huynh. Miêu thị trông thấy đám người phía trước nhất kia bôi thân ảnh quen thuộc, lập tức một cái kích động, tuệ minh. Mà từ âm hy lại trước hết nhất nhìn thấy Phượng Nhi, nàng vội vàng xông Phượng Nhi vẫy gọi, Phượng Nhi. Từ gia bang tử lão nhân đều hồi lâu không gặp Phượng Nhi cùng từ tuệ minh, giờ phút này đều nhao nhao đi xuống xe đem bọn hắn bao bọc vây quanh, liếu triếu nói không ngừng, Phượng Nhi cũng là cao hứng không được, chỉ hận không được đem mỗi người đều nhìn một chút, âm hy. Phương Tuân Ngưng mặt An Bình, cái này gương mặt quen cũng quá nhiều, Phượng Nhi còn xông miêu thị cùng từ đức quý cung kính hành. Lễ, lão gia, phu nhân mạnh khỏe. Tốt tốt tốt, chúng ta đều tốt. Nghe nói một mình ngươi trong hoàng cung phát động chính biến, còn suýt nữa bị vạn tên cùng bắn giết chết, thiên gia, ta nghe được những tin tức này thời điểm cũng nhịn không được A-di-đà Phật, ngươi nha đầu này, lá gan cũng quá lớn. Miêu thị nửa giận nửa quái, Phượng Nhi có chút đỏ mặt, đây đều là phải làm, mông phu nhân khích lệ. Từ Tuệ Minh lại cản tiếng lên đây, cười đối Miêu Thị nói ra, mẹ, ngươi làm sao cũng không lo lắng Nhi Tử, sao có thể không vì ngươi lo lắng? Ngươi đi bao lâu, phi Nương chỉ lo lắng bao lâu, huống chi hai người các ngươi bên ngoài, làm đều là chuyện nguy hiểm nhất, ta là cả ngày lẫn đêm đều vì hai người các ngươi lo lắng. Miêu Thị nắm lấy Từ Tuệ Minh, từ trên xuống dưới tra xét, hảo hài tử, ngươi gầy bây giờ cuối cùng là thiên hạ đại định, chúng ta cái này toàn gia rốt cuộc không cần tách rời. Từ Tuệ Minh nói để nương lo lắng, ngược lại là nhi tử không phải. Chẳng qua nương nói đúng, về sau ta người một nhà lại không tách rời. Ai? Miêu thị nhịn không được cầm khăn lau nước mắt, mà Phượng nhi cũng đã cùng đám bạn chí cốt liếu riếu nói không ngừng, coi như bọn hắn đã có nhiều năm không gặp, cái này vừa thấy mặt, tự nhiên là nói không hết, nhất thời lại cũng quên đại bộ đội còn đang chờ chờ lấy, ngược lại là Liên thị ngồi ở trong xe ngựa, cái này hướng trong đám người thô thô quét qua, vậy mà trông thấy tốt mấy khuôn mặt quen thuộc, nàng hơi sững sờ từ nhạc chí liền hỏi mẫu thân làm sao rồi liên thị biểu lộ không thay đổi chỉ trầm giọng nói ra ngươi ngoại tổ phụ cùng gì nhóm đến từ nhạc chí đối mấy cái gì nhưng không có ấn tượng gì tốt nàng oán hận nói ra các nàng tới làm gì năm đó chúng ta rời đi biện kinh thành thời điểm các nàng thậm chí chưa từng đến đây tiễn đưa sợ bị chúng ta liên lụy bộ dáng bây giờ chúng ta nở mày nở mặt trở về các nàng tựa như là con ruồi một loại ùa lên mẫu thân Ta không muốn nhìn thấy các nàng. Liên thị thở dài, chúng ta về biện. Kinh thành, chuyện này liền không có cách nào tự tránh, cũng không thể trốn tránh cả một đời không gặp các nàng. Bây giờ ngươi đại tỷ mắt nhìn thấy tiền đồ như gấm, ta cũng sẽ tiến thêm một bước, cũng không thể cho người bên ngoài rơi xuống đầu đề câu chuyện. Từ nhạc chí vẫn là không kèm được sắc mặt, hận hận trừng đám kia cấp tốc vây quanh liền da chúng người. Ngủ muội muội Thu nhánh, đó là ngay cả đức biển thanh âm, chợt nghe được thanh âm này, tuy nói đã trải qua ngàn buồn liên thu chi vẫn là không nhịn được hốc mắt đỏ lên, nhớ năm đó lưu vong thời điểm, cha một mực cố gắng cứu bọn hắn, lúc gần đi trả lại cho nàng nhét tiền bạc, liền cha đối liên thu chi vẫn là không lời nào để nói, bởi vậy liên thu chi tại Kim Châu Phủ nhiều năm, nhất mong nhớ chính là lão phụ, nhất là nhìn thấy liền đức biển kia trắng bệt sông tóc mai, liên thu chi kia là căn bản ngăn không được nước mắt, Lập tức liền nhảy xuống xe ngựa, lôi kéo mấy đứa bé nhóm bước nhanh đi đến liền đức biển trước mặt quỳ xuống hành lễ, phụ thân, bất hiếu nữ liên thu chi trở về, từ âm hy, từ nhạc chí cùng từ phất duy tự nhiên đều nhớ tổ phụ tốt, giờ phút này cũng là thành tâm thành ý tiền chiết khấu. Tốt, 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 bọn nhỏ đều tốt, nhanh để ngoại tổ phụ nhận nhận. Liền đức biển đem bọn nhỏ toàn bộ kéo lên. Cái này ánh mắt tự nhiên đầu tiên là rơi vào liên thị trên mặt, chỉ thấy cái này năm nữ nhi bây giờ mặc dù một thân vải thô áo gai, nhưng là khí thế kinh người, giữa lông mày dấu dếm sắc bén, cùng lúc trước lưu vong trước đó thời điểm hậu trạch phụ nhân hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây là âm hy đi. Nha đầu đều đã lớn như vậy, ngoại tổ phụ suýt nữa đều nhận không ra. Liền đức điển cũng là lau nước mắt, lôi kéo từ âm hi tay, vị này càng không được, nghe nói đã ngồi vào tri phủ vị trí, mắt nhìn thấy có thể sẽ thay thay mặt hàng tông mây lão hồ ly kia tướng quốc vị trí. Liền đức điển trong lòng mặc dù có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là đắc ý, hắn càng là tận lực co nhẹ từ âm hy cùng liên thu. Chi đám người tóc ngắn, nghe nói cái này, nhưng là bây giờ chúng phụ nhân lưu hành một thời kiểu tóc, thuận tiện lại tốt quản lý không nói, còn không dễ dàng dài con rận, nhất là thích hợp nông thôn nông phụ cùng các nàng loại này ra ngoài làm việc nữ tử, tốt, đều là nửa cái liền nhà người, đây quả thực để hắn tại biển kinh thành nhảy lên trở thành tân quý, những đại thần khác còn tại lo lắng mình có thể hay không bị khuyên lui lúc, liền đức biển lại nhiều hơn mấy phần nhẹ như mây gió ý vị, hắn sớm đã nghĩ đến rõ ràng mình bây giờ đã 60, lên chức rốt cuộc vô vọng chẳng bằng mau mau đằng cái vị trí ra tới trong triều có liên thu chi cùng từ âm hy hai mẹ con đỉnh lấy còn sợ liền nhà sẽ không hưng thịnh bởi vậy trong triều có tin tức bén nhạy thật sớm liền lên liền nhà cửa bái phỏng từ âm hy có chút phúc thân ngoại tổ phụ mạnh khỏe cho các vị gì thỉnh an cho mợ thỉnh an liền tam cô nương vội vàng một nhóm người bắt lấy từ âm hy tay trái mà khẩn cấp bận bị hoảng gấp trở về liền tứ cô nương nắm lấy tay phải của nàng, một chút đem từ âm hy kẹp ở giữa, từ âm hi nhìn trước mắt cái này từng trương thân thiết lại mang lấy lòng nụ cười mặt, trong lòng sớm đã là không có chút rung động nào, nàng đã qua loại kia ngày khác áo gấm về quê, chắc chắn tất cả xem thường nàng người dẫm tại lòng bàn chân cái chủng loại kia nông cạn ý nghĩ. Thậm chí lúc trước, nàng bao nhiêu ảo. Tưởng qua đợi nàng nở mày nở mặt trở lại biển kinh thành, muốn thế nào để đã từng xem thường bọn hắn nhị phòng liền nhà mấy cái gì đẹp mắt, nhắc tới cũng là buồn cười, bây giờ nàng nghĩ lại là duy trì tốt mặt ngoài tình nghĩa, bạn không thể để cho bọn hắn đám người này ảnh hưởng sĩ đồ của mình. A nha, đây là hy nha đầu đi, vậy mà đều trưởng thành đại cô nương. Nhớ năm đó lưu vong thời điểm ngươi còn chỉ có 15-16 tuổi, lúc ấy ta gấp đến độ quỷ hỏa nóng ruột, kia là nên cầu người đều cầu, nên gặp người đều thấy, còn treo đến nhà chồng một hồi lâu ghét bỏ liền tam cô nải nải lau nước mắt, ngôn. Từ khẩn thiết, các ngươi trước khi đi ngày ấy, ta vốn định để đưa tiễn, chữa bệnh phải sượng mặt giường, cứ như vậy bỏ lỡ, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. À. Liền tứ cô nải nải không quen nhìn tỷ tỷ diễn xuất, khóe miệng nàng hơi rút, trong lòng mật thám mình tỷ tỷ này quả nhiên mấy chục năm như một ngày dối trá, cái này trước kia cùng ngủ muội tranh đến có bao nhiêu hung ác hiện tại dáng vẻ liền có bao nhiêu thấp liền tứ cô nải nải cũng cầm dính lấy gần nước nhi khăn xoa xoa mắt sau đó đỏ hồng mắt nói thật sự là khổ các ngươi lần này trở về nhà nhưng cái gì đều không lo ngươi ngoại tổ mẫu nghe nói ngươi trở về cao hứng mấy cái ban đêm đều ngủ không yên trả lại cho các ngươi chuẩn bị đặt chân địa phương buổi sáng gì ta đi xem qua thu thập phải sạch sẽ các ngươi đến liền có thể ở lại từ nhạc chí nhìn xem bị liền da chúng người vây quanh từ âm hy nàng giật giật môi đôi mi thanh tú nhíu chặt đều là một chút lấn yếu sợ mạnh đồ vật từ phất duy lại nói nhị tỷ ngươi nhỏ giọng chút chớ để ngoại tổ phụ bọn hắn nghe được. Từ nhạc chí lại không phục, vốn chính là sự thật, làm sao còn để người nói. Ngoại tổ phụ nếu là thật đau lòng chúng ta mấy cái tiểu nhân, sao không gặp hắn đi lên liền hỏi ta tình huống. Bọn hắn từng cái đều chỉ biết vây quanh đại tỷ chuyển, không phải liền là coi trọng đại tỷ trong tay điểm kia quyền lực sao. Đại tỷ cũng là hồ đồ, nàng làm quan nhiều năm, vì sao ngay cả bọn hắn cái này điểm tâm nghĩ đều nhìn không thấu từ phất duy nhíu mày không nói nàng lúc còn rất nhỏ liền cùng từ mai hiểu hai người ra ngoài cầu học cùng từ nhạc chí tiếp xúc không nhiều nhất là từ nhạc chí còn sớm sớm gả cho người hai tỷ muội càng là có chút mỗi người một ngã cảm giác từ nhạc chí giống như là rời rạc tại toàn bộ từ da bên ngoài người đợi ai cũng không thân cận càng không cần nói từ phất duy kỳ thật trong lòng liền chướng mắt mình cái này nhị tỷ đầu óc vụng về không nói còn vặn không rõ tình thế nói chuyện càng là không che đậy miệng cũng khó trách không được điện hạ thích từ Phất duy ngược lại là cung kính tiến lên xong liền ra chúng người ngọt ngào cười không duy cho ngoại tổ phụ gì mợ nhóm thỉnh an liền nhà mợ nhìn thấy 12-13 tuổi từ Phất duy tự nhiên là thích đến không được hai cái mợ một trái một phải lôi kéo nàng hỏi lung tung này kia cái này nhưng lại đem từ nhạc chí cho tức điên hừ người cả nhà đều xem thường nàng nàng mới không muốn cùng liền nhà đám này dối trá người kết thân thích chỉ chậm trễ chỉ chốc lát từng thành cổng liền trắng phải chật như nêm cối làm lần này bắt dời tổng chỉ huy quan từ âm hy cũng chỉ có thể tiếc nuối đối liền đức biển nói ra, ngoại tổ. Phụ, bây giờ ta còn có công vụ mang theo, trước tiên cần phải dẫn người tiến cung hướng điện hạ phục mệnh, không tốt chậm trễ quá lâu. Chờ mẹ con chúng ta mấy người thu thập thỏa đáng về sau, nhất định tới cửa bái phỏng. Liền đức biển càng xem từ âm hy càng hài lòng, nhịn không được dặn dò, không vội không vội, công vụ quan trọng. Điện hạ giờ phút này sợ là chính chờ các ngươi đây, liền nhà mợ cũng nói, cô nương tốt, ngươi đi trước, chỗ ở chúng ta đã thu xếp thỏa đáng, đảm bảo không để các ngươi lo lắng một chút, trở về liền có canh nóng trà nóng uống. Đa tạ ngoại tổ, đa tạ mợ. Từ âm hy giống như là nam tử một loại chấp tay một cái, sau đó lại cùng từ gia tam phòng xin chỉ thị một phen, lúc này mới lưu loát trơ mình lên ngựa, xong sau lưng trắng thành một mảnh đám người, vung cánh tay lên một cái cao giọng hô hào, chư vị, không muốn lại trì hoãn thời gian, nhanh chóng vào thành, điện hạ còn tại cung nội chờ lấy chúng ta. Kêu một tiếng này, tất cả mọi người nghe lệnh mà động Phượng Nhi bọn hắn đều chen lên xe ngựa, lại xông bên ngoài tới đón tiếp người vẫy gọi, cười tủm tỉm hướng bọn hắn hô hào, đều trở về đi, đều trở về đi, không có gì nhìn, đừng ngăn ở chỗ này, toàn bộ đội ngũ binh sĩ cũng là tất cả đều vào chỗ, quả thực là đều nhịp, trong đó càng là không thiếu tư thế hiên ngang nữ binh, liền tam cô nải. Nải đố kỵ phải răng đều mỏi như, âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, nói, cái này hi nha đầu bây giờ thật là lớn quan uy a à liền tứ cô nãi nãi lại là chân tâm thật ý ao ước, nha đầu này. Thật đúng là không được, liền nhà mợ thở dài, lúc ấy để biện kinh người đều trò cười ngủ nguội không sinh ra nhi tử, cũng bởi vì cái này, nàng ngậm bao nhiêu đắng thuốc, chịu bao nhiêu lặng lẽ, lại bị bao nhiêu trào phúng. Bây giờ một cái hi nha đầu liền đỉnh nhà khác 10 con trai, ta nhìn bây giờ biện kinh thành bên trong ai còn dám trò cười ngủ nguội liền đức biển nhìn chầm chầm từ âm hy đi xa bóng lưng đắc ý bên trong lại có tiếc núi tốt như vậy nữ hoa Thế nào cũng không phải là hắn cháu gái ruột đâu, nếu là họ liền thì tốt biết bao a, ngược lại là liền nhà mợ bỗng nhiên cao mày nói, ai, làm sao không gặp muội phu? Cái này một nhắc nhở, ngược lại để cho đám người lấy lại tinh thần, đúng vậy a, cái này Liên thị cùng ba cái cô nương đều nhìn thấy, làm sao không nhìn thấy Từ Đức Viễn đâu. Gần đây chuyển mã nghiêm trọng, để chúng ta càng có động lực, đổi mới càng nhanh, làm phiền ngươi động động tay nhỏ rời khỏi đọc hình thức. Tạ ơn chương 341, nhập chủ hoàng cùng đại bộ đội vào thành rõ ràng gây nên toàn cái biện kinh thành oanh động, thật sớm liền nghe nói Kim Châu Phủ người đem tại mấy ngày nay đến, biện kinh thành cô nương vòng đều truyền khắp, nói Kim Châu Phủ bên kia tất cả đều là thanh niên tài tuấn, chẳng qua càng làm cho các cô nương hưng phấn cũng không phải là những thứ này cái nam tử trẻ tuổi, mà là các nữ binh, còn có 12 nữ tướng. Tại Kim Châu Phủ người còn không có đến thời điểm, trong thành 10. Hai nữ tướng tập tranh liền đã bán đến bán hết, phía trên vô luận là từ âm hy, trương Nguyễn quân, vẫn là khâu cúc nương cố sự đều gọi người lã trả rơi lệ, nhất là cái kia trương uyển quân, trong nhà chỉ có ba cái nữ nhi, lúc đầu no bụng thủ khi nhục. Nàng không chút do dự tòng quân, dám vì thiên hạ trước, trở thành kim châu phủ nhóm đầu tiên nữ binh, càng. Là ngàn năm lịch sử đến nay nhóm đầu tiên nữ binh, cái này quá cho các cô nương không chịu thua kém, chúng phụ nhân dắt tay làm bạn, nhau nhau đi ra gia môn, hoặc là đi lầu hai vị trí, hoặc là đứng tại sát đường cửa hàng, hoặc là liền chen đến trong đám người đi bởi vậy đại bộ đội vừa vào thành, tất cả các cô nương nghe thấy phía ngoài bạo động nhau nhau chạy ra gia môn, toàn bộ đại lộ bên trên chật như nêm cối, còn cần một chi tiểu đội chuyên môn mở đường. Từ âm hy vừa đi gần thành bên trong. Không bao lâu, liền phát giác được người bên trong thành càng ngày càng nhiều, giống như thủy triều phun trào, nhất là chúng phụ nhân, mà ngồi ở trong xe ngựa từ gia nhị phòng lại nghe thấy trần xe truyền đến, phanh phanh phanh, thanh âm, từ tuệ minh liền lập tức nói, tổ mẫu yên tâm, đây là biện kinh thành bên trong chúng phụ nhân tại triều chúng ta xe ngựa ném hoa đây tổ mẫu thăm dò xem xét sau đó trông thấy lầu hai dựa vào lan can các cô nương các nàng mặc vào xinh đẹp nhất hoa phục ăn mặt trang điểm lộng lẫy đại bộ phận nhân thủ bên trong đều có hoa giờ phút này chính cạnh tướng hướng con đường ở giữa ném đâu tổ mẫu cười đến không ngậm miệng được thiên gia a à, nhờ lục nha đầu phúc lão thân đời này còn hưởng thụ một lần quan trạng nguyên đãi ngộ miêu thị cũng thò đầu ra nhìn qua kia từng trương nóng bỏng khuôn mặt tươi cười trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cầm từ đức quý xúc cảm khái nói, đúng vậy a, à, thật không nghĩ tới, đời này còn có áo gấm về quê thời điểm. Lão bách tính môn dạng này hoan nghênh chúng ta, có thể thấy được thanh oanh đăng cơ là dân tâm sở hướng hy vọng chung quy tâm mà trên lầu các cô nương hiển nhiên kích động điên, nhất là đến tiếp sau bộ đội, những nữ binh kia cùng nữ đại phu nhóm hiên ngang biểu diễn, càng là kích thích điện kinh thành bên trong một trận khó mà ngăn chặn tiếng thét chói tai cùng tiếng hoang hô. Thiên gia, trong xe ngựa ở giữa cái kia xuyên trường sam xa màu xanh chính là không phải khâu cúc nương. Vân vân vân. Cùng tập tranh bên trên giống nhau như đúc. Ông trời của ta Bồ Tát, ta rốt cục nhìn thấy chân nhân. Ta, ta. Ta. Ta A Gia nói tháng sau liền đưa ta đi đọc sách, qua hai năm đi thi cái nữ đại phu, tương lai ta liền có thể bái nhập khâu viện trưởng môn hạ, nhanh nhanh nhanh, các ngươi mau nhìn, đó có phải hay không lưu phán nhi? Là nàng, là nàng. Thiên gia, mau nhìn xem nàng kia một thân khối cơ thịt, sợ là một quyền có thể đánh 10 cái nam nhân. Bọn tỷ muội, 12 nữ tướng bên trong còn có ai đến, đều mở to hai mắt nhìn xem, trông thấy nhưng nhớ kỹ chào hỏi chúng ta một tiếng. Ngày hôm nay chúng ta vận khí tốt, nói không chừng có thể thấy toàn bộ 12 nữ tướng chân nhân đâu. Thấy không, thấy không, Kim Châu Phủ các cô nương từng cái nhân cao mã đại, thân thể khỏe mạnh, cũng khó trách các nàng có thể nam nhân tranh đoạt. Không được, chúng ta biện kinh thành các cô nương cũng không thể lạc hậu. Kim Châu Phủ kia nguyệt báo bên trên có thể nói. Yếu đuối là nam quyền xã hội thẩm mỹ, là một loại dị dạng vẻ đẹp. Kim Châu Phủ đề xướng vô luận nam nữ, đều muốn khỏe mạnh hữu lực, thân thể cường tráng, có thể kích, có thể lội đường xa, có thể rã ngoài làm việc, có thể bảo vệ mình cùng người nhà, không sai, từ xưa đến nay, hiện tại đối với các cô nương đến nói đều là tốt nhất thời điểm. Chúng ta phải tự cường. Chúng ta muốn làm binh, muốn làm đại phu, thậm chí muốn làm nữ quan, tất cả đều phải có một bộ cường tráng thể phách. Dứt khoát chúng ta trong ngõ nhỏ cô nương từ ngày mai trở đi bắt đầu bắt đầu thao luyện. Dạng này chúng ta vô luận muốn làm gì, luôn luôn muốn trước người khác một bước mà đại bộ đội tại biện kinh thành lão bách tính tiếng hoang hô bên trong tiếp tục đi lên phía trước, đến cửa hoàng cung, tự nhiên có ung thu sương bọn hắn mang đội, đừng nhìn đội ngũ này nhiều người. Theo lý thuyết những người này an trí tất nhiên là một đoàn đay rối, nhưng ung thu sương lại biểu hiện xuất chúng năng lực tổ chức, Đàng đầu tiên là chọn một chút tâm phúc của mình, lại tòng quân đội mượn một chút người, nam nữ một tổ, ước chừng chia 10 cái tổ, cái này nam nữ một tổ, việc tốn thể lực liền cẩn nam tử, nhưng luận thận trọng, tất nhiên thiếu không được nữ tử, cũng ngay tại lúc này thời đại tốt, từ khi từ chấn anh vào thành về sau, các nữ binh cũng lục tục ngo ngoe vào thành, bọn hắn cùng biện kinh thành bên trong các cô nương cũng không đồng dạng, dường như trong mắt bọn hắn cũng không có cái gì nam nữ chi phòng các nàng từng cái mặt cùng nam tử một loại y phục vật trang sức cùng nam tử một loại bên hông bội đao tự do xuất nhập quân doanh mới đầu biện kinh thành người coi là những cô nương này cũng chính là chủ nghĩa hình thức trang trí bề ngoài dùng nào biết người ta tuần tra giữ gìn như thường chống lên đừng nói hiện tại biện kinh thành lão bách tính đã thích ứng có nữ binh tại nhất là các cô nương vừa nhìn thấy nữ binh đã cảm thấy thân cận cũng không giống trông thấy trước kia những cái kia làm lính người cảm thấy sợ hãi có chuyện gì cũng thích tìm nữ binh hỗ trợ, bởi vậy Uông Thu Sương mới dám đánh bạo phân phối như vậy, cái này mười mấy tổ người thật sớm liền lấy đến tiếp đãi danh sách, dựa theo khác biệt quy cách, giống từ gia tam phòng loại này, thậm chí còn không đến lượt Uông Thu Sương, chỉ có thể Phượng Nhi cùng tiền trân nương bọn người đi tiếp đãi nàng nha, chỉ có thể miễn cưỡng phụ trách tiếp đãi một chút giống Lưu Phi, chu bác bực này tân quý người ta. Đừng nhìn Kim Châu. Phủ tập tục mở ra, trên quan trường cũng ít người lừa ta gạt, nhưng thân phận này, vị trí, vòng tầng vô luận tới chỗ nào đều có một đầu nghiêm khắc đường ranh giới, giống điện hạ thân quyến, như từ gia bốn phòng nhân vật chủ yếu, tự nhiên là số một tôn quý. Tiếp theo, chính là các bộ bộ trưởng, như Tiền Trân Nương, Phượng Nhi, Phương Tuân, Mạc Cẩm Xuân, Triệu Kiều Niên, Minh Tiểu song bọn người, xem như nhất đẳng tân quý, mà lại tiếp theo, như Trương Nguyễn Quân, Vương Tam Nương, Lưu Phi, Thường Tự. Tại bọn người kia lại, muốn thấp một tấc nhưng cũng vẫn là toàn bộ biện kinh thành chạy theo như việc tới cửa bái phỏng nhân vật bởi vậy toàn bộ tiếp đãi trong công việc trọng yếu nhất chính là cái gì người tiếp đãi những cái này đẳng cấp khác nhau quý nhân biện kinh thành bên này còn nhất định phải là quan chức tương đương nhân vật tiếp đãi như thế mới tính không bôi nhỏ đối phương hung thu sương lúc trước chỉ ở trong hậu cung có những cái này hoa hoa tâm tư vạn không nghĩ tới cái này trong hậu trạch thủ đoạn tâm tư cũng có thể dùng đến tiền triều phía trên cho nên nói cái này hậu cung cùng tiền triều cũng không phải là không có chỗ tương đồng, mà biện kinh thành hết thảy sự vật còn không có sắp xếp như ý, bởi vậy từ gia đám người thậm chí bao gồm một đám thân quyến, thậm chí là tiền trân nương cùng phượng nhi bọn hắn đều trực tiếp ở tại cung nội, từ chấn anh đánh nhịp chuyện này thời điểm, quân thu sương lúc ấy còn dọa phải không được, cái này nội viện hoàng cung từ trước đến nay đẳng cấp xâm. Nghiêm, trừ hoàng thân quốc thích bên ngoài, không thể ngủ lại bất luận cái gì họ khác người, nàng còn tưởng rằng chuyện này tất nhiên muốn trên triều đình gây nên sóng to gió lớn, thậm chí lại muốn lên diễn lễ bộ quan viên hô to, lễ nhạc sụp đổ, máu dán bảo hoa điện cảnh tượng, nào biết lúc này triều đình lại là thanh phong nhã tĩnh, lễ bộ đám quan chức cũng giống là tập thể biết mù một loại không nói một lời, ung thu sương lúc này mới tỉnh táo lại, đây là tân triều, không phải đại chu. Triều, đại chu hướng hoàng đế có thể sẽ bị văn võ bá quan nắm, nhưng Chiêu Vương điện hạ cái kia thủ đoạn, kia tổ hợp quyền mấy người chống đỡ được, một tháng này đến nay, Điện Kinh Thành bên trong đám quan chức bị thưa thớt khuyên lui không ít, thêm nữa gần đây kiểm tra kết quả sắp xuất hiện, quần thần đều mạo lực biểu hiện mình, càng không cần nhắc tới Kim Châu Phủ cái này một đám lớn người khí thế hung hăng, từng cái đều không phải loại lương thiện, bọn hắn tất cả đều nhìn chầm chầm chờ lấy. Điện Kinh Thành bên trong Cựu thần nhóm phạm sai lầm bị đá bị loại, đưa ra vị trí cho bọn hắn ngồi, cựu thần nhóm mỗi ngày sức đầu mẻ tráng, nơi nào còn có không quản cái gì lễ bất lễ nghi, bởi vậy lúc này lung tung ngổn ngang họ khác người vào ở hoàng cung triều thần rất có ăn ý toàn bộ lựa chọn trầm mặc người từ gia bị cung tỳ nhóm dẫn một đường vừa đi vừa nhìn cưỡi ngựa xem hoa giống như nhìn chủ yếu lộ tuyến bên trên phong cảnh tổ mẫu mặc dù lớn tuổi lại một đường đi đường mệt mỏi nhưng giờ phút này tinh khí thần lại là phá lệ đủ đi chủ yếu hành lang còn chưa đủ sửng sốt lôi kéo dẫn đường cung tỳ để nó mang theo đi trong hoàng cung thật tốt đi một vòng tổ mẫu che ngực sắc mặt đỏ lên ánh mắt lấp lóe ôi lão bà tử đời này thế nhưng là giá trị. Liền hoàng cung cũng ở. Nha đầu A, ngươi có biết hay không A, đây đều là nhờ chúng ta nhà lục nha đầu phúc khí đâu. Khi cung tỳ mới đầu nơm nớp lo sợ, lại nghĩ đến từ gia tất cả mọi người là phản tặc làm giàu, sợ là hoặc là nói chuyện hành động thô bỉ, hoặc là làm quen thổ hoàng đế, tính cách trương dương ương ngạnh, nào biết người từ gia từng cái khuôn mặt hiền lành, nói chuyện cũng đều nhã nhặn, dù cho trước mắt vị này tương lai hoàng tổ mẫu thanh âm nói chuyện giọng rất lớn, lại ngoài ý muốn hiền lành lại tốt ở chung. Nhất là tổ mẫu vừa lên đến liền bắt lấy bọn hắn hỏi lung tung này kia, còn thương hại các. Nàng tuổi còn nhỏ liền bị bán vào trong cung, thậm chí còn nói muốn đem bọn hắn tất cả đều thả lại trong nhà, cung tỳ nhóm dần dần cũng không sợ bọn. Ngược lại làm việc càng ân cần nhiệt tình, giờ phút này tổ mẫu lôi kéo nhỏ cung tỳ tay, nói lên từ chấn anh lưu vong trên đường cố sự, nghe được kia cung tỳ nhóm sửng sốt một chút, miêu thị cũng là không thể làm gì, ai, nương thực sự là đi đến chỗ nào liền cho tới chỗ nào. Này làm sao sự tình gì đều hướng bên ngoài nói. Ngữ khí tuy có chút trách cứ, nhưng miêu thị thanh âm lại mang cười, từ đức quý nhân tiện nói, để nương khoe khoan khoe khoang đi. Nàng lão nhân gia biết phân tất, không nên nói nhưng cho tới bây giờ không nói. Từ tuệ minh cũng cười nói, chúng ta người từ gia cái này một khi phi long tại thiên, tổ mẫu là thay điện hạ cao hứng đâu. Miêu thị nhưng vẫn không trông thấy từ chấn anh người, liền hỏi từ tuệ minh nói, muội muội của ngươi đâu nàng tại bảo hoa điện nghị sự a à. có thể mau tới đây rồi miêu thị lại giật giật từ tuệ minh ống tay áo nàng coi là thật định đem điện kinh thành văn võ bá quan đều cho giải tán rồi từ nhanh nhẹn làm cái im lặng thủ thế nhẹ giọng nói mẫu thân đám này các lão thần không quá nghe lời năng lực cũng không được bọn hắn kia một bộ đạo thống cũng không thích ứng chúng ta tình hình trong nước dù sao theo ta quan sát điện hạ lần này đem kiểm tra tiêu chuẩn định phải như vậy nghiêm khẳng định là cố ý làm khó hắn nhóm liền không sợ các lão thần náo. Thư sinh tạo phản, ba năm không thành. Huống chi toàn bộ hoàn thành quân quyền hiện tại là một mực chọc vào điện hạ trong tay. Đây cũng là vì cái gì điện hạ lấy trước quan văn khai đao lại giữ lại võ tướng nguyên nhân. Chờ khoảng thời gian này bình ổn vượt qua về sau, lại tất cả mọi người biểu hiện rồi quyết định. Miêu thị che ngực, ai, muội muội của ngươi làm việc là cái có chừng mực, những chuyện này chúng ta cũng không giúp được một tay, chỉ có ngươi có thể giúp một chút muội muội của ngươi từ tuệ minh cười khổ mẹ lúc này ta là tuyệt đối không thể ra loại hàng đầu lại đang làm gì vậy ngươi thế nhưng là chúng ta từ gia tam phòng người lại là con trai nương hiện tại nhà chúng ta xưa đâu bằng nay điện hạ chẳng mấy chốc sẽ lấy nữ tử chi thân đăng cơ bây giờ lâm lão bọn hắn đám kia đại thần nhất phòng bị người chính là ta một cái bởi vì ta là tam phòng con trai trưởng thứ hai chính bởi vì ta là nam tử bây giờ thân phận ta xấu hổ một động không bằng một tỉnh cho thỏa đáng. Miêu thị đầu óc một chút quẹo gốc nghi đến, sau đó nàng sắc mặt hơi đổi một chút, dường như lúc này mới phát giác được con trai mình nụ cười này phía sau cây đắng, đúng vậy a, à, bọn hắn xưa đâu bằng nay, bây giờ bọn hắn thay thế chu gia, trở thành phiến đại địa này chủ nhân, từ chấn anh sẽ trở thành hoàng đế, bọn hắn những người này tất cả đều là hoàng thân quốc thích, cái này dính đến hoàng vị chi tranh, cũng khó trách hôm nay tiếp đãi thời đi em nàng tổng ẩn ẩn cảm giác được từ tuệ minh có chút bị. Biên giới hóa, lại một nghĩ lại, những chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra mờ ám, ví dụ như Ban Sơ tại Lam huyện thời điểm, Từ Chấn Anh liền cực lực phản bác Kiên Trì để Từ Tuệ Minh một mực đang bên ngoài bề bộn nhiều việc thương lộ, ví dụ như Từ Tuệ Minh chưa từng từng tiến vào quân đội nhậm chức, ví dụ như Từ Tuệ Minh bên người mãi mãi cũng có một cái đối từ Chấn Anh tử trung phượng như nhìn chằm chằm. Ví dụ như Từ Tuệ Minh từ đầu đến cuối không thể tại Kim Châu phủ đặt chân gót chân, hắn cùng từ gia chính vụ ban tử các nguyên lão đều là dần dần từng bước đi đến cũng không thân cận ví dụ như từ tuệ minh tâm phúc mãi mãi cũng chỉ có bên cạnh hắn kia một hai trăm người miêu thị lúc này phẩm ra tương lai nguyên lai nàng cùng từ đức quý còn muốn lấy từ chấn anh cùng từ tuệ minh thủ túc tình thâm mà từ chấn anh lại thật sớm liền phòng bị từ tuệ minh miêu thị nhất thời phía sau lưng phát lạnh cho dù là mình sinh nữ nhi cho dù là biết nữ nhi này đến từ gì thế nhưng miêu thị vẫn là không nhịn được toàn thân rét run đúng vậy a à nàng sao có thể quên, từ chấn anh hiện tại là thiên tử, nàng không thể lại đơn thuần đem từ chấn anh xem là mình nữ nhi, là vô tình. Nhất đế vương gia A nàng có chút khẩn trương nắm kéo từ tuệ minh, bộ ngực phập phòng, nhi A, ngươi suy tính được đúng, lúc này một động không bằng một tỉnh, dứt khoát ngươi tìm cái lý do đem trong tay việc phải làm tất cả đều gỡ, làm cái bình thường nhàn tản vương gia. Ngươi là không biết, trước đó cái kia gian vĩnh khang. Hạ tràng có bao thê thảm, mắt nhìn thấy từ đại tướng quân biến thành thứ dân, tốc xấu xem như đem mệnh bảo trụ. Muội muội của ngươi người kia mặc dù trọng tình nghĩa, nhưng là nàng lại là vô tình giống như đa tình, đã Lâm lão bọn hắn đã đối ngươi lòng có khe hở, chỉ có thể bị khuất ngươi. Nhi a, à, chớ cùng muội muội của ngươi đối nghịch, nàng những năm này cũng là không dễ dàng. Từ Tuệ Minh nghe Miêu thị có chút hỗn loạn, cười nói, mẹ, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta đối điện hạ tự nhiên là trung thành tuyệt đối, những chuyện này ta đã sớm nghĩ thoáng. Nương, vị trí kia không phải người bình thường có thể lên. Điện hạ chi tâm trí, tài hoa, thủ đoạn đều trên ta xa, ta một khắc đều chưa từng tiêu nghĩ tới. Chỉ là cái này không có làm tạc tâm tư, lại luôn bị người làm trộn nhìn chầm chầm cảm giác, quả thực có chút bỉ khuất. Miêu thị vỗ lưng của hắn, ngươi là thông minh hài tử, thật sớm nghĩ thoáng liền tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần có nương tại một ngày, là đoạn sẽ không để cho ngươi thụ bỉ khuất. Hai mẹ con nhất thời không nói chuyện, ngược lại là miêu thị đánh trước phá trầm mặt, con ta ở bên ngoài nhiều năm, bây giờ đã có 22, nhưng từng ở bên ngoài nhìn trúng cái gì cô nương. Miêu thị cười nói, cha ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ngươi đều đã xuất sinh. Từ tuệ minh trong đầu vô ý thức xẹt qua kia bôi thân ảnh quen thuộc, sau đó lại không thể ngăn chặn nhớ tới một đêm kia Phượng Nhi trên mặt quyết tuyệt cùng tỉnh táo, tâm đột nhiên đau một cái, sau đó hiện lên cười khổ, mẹ, cha kia là lúc nào, hiện nay là lúc nào. Cũng không thể so sánh nổi ngươi nhìn bây giờ chúng ta từ gia mấy cái này vãn bối trừ nhạc chí, an bình, còn có đại phòng. Hai cái đường huynh đệ, những người khác còn không có thành gia. Nương cũng không cần sốt ruột, nhi tử còn trẻ, chờ biện kinh thành cái này trong vòng 1-2 năm sự tình làm rõ, chờ phía đông phía tây chiến sự hoàn toàn lắng lại về sau, lại mời nương giúp ta nhìn xem hôn sự. Thấy thuyết phục bất động con trai mình, Miêu Thị cũng biết mình đứa con trai này là cái cố chấp, cũng liền đành phải thôi, thở dài, các ngươi huynh muội hai, thật đúng là một cái sau một cái bướng bỉnh cũng được hai người các ngươi đều là có chủ kiến bây giờ lại là làm sự nghiệp thời điểm tốt vì nương ta cũng không nóng nảy chẳng qua ngươi nếu là có vừa ý cô nương nhưng nhất định nói cho ta từ tuệ minh chỉ có thể đáp ứng hắn vừa ý cô nương đáng tiếc không hợp ý hắn mà toàn bộ mấy vạn người đội ngũ tại uông thu sương tổ chức hạ rất nhanh liền bị dàn xếp thỏa đáng mà liên thị bên kia đến cùng là không có đi vào ở liền nhà mua tòa nhà một cái là bọn hắn cũng không có ở qua hoàng cung trong lòng tự nhiên không thể ngoại lệ, nghĩ đến tạm thời ở vài ngày, tương lai cũng có thể làm hậu thế đề tài câu chuyện. Thứ hai là phần lớn hạch tâm thành viên đều ở trong hoàng cung, nếu là chiêu. Vương Điện Hạ đột nhiên muốn triệu tập mọi người học cước trình của bọn họ cũng mau một chút, cái này vốn là lãnh tịch hoàng cung bởi vì Kim Châu phủ người đến bỗng chốc bị điền tràn đầy. Vậy mà giống như là chợ bán thức ăn một loại náo nhiệt, các cung cung nữ bọn thái giám toàn bộ đều bị trưng dụng, dựa theo trước đó phân phối xong cung điện cùng danh sách, cung nữ bọn thái giám thân mang thống nhất nhan sắc phục sức, thậm chí ngay tại chỗ lấy tài liệu, trên cổ tay cột lên lộ đỏ lấy đó thân. Phận của mình, phòng ngừa có người nhận sai, những cung nữ này bọn thái giám đều hóa thân thành phục vụ viên, có thứ tự bận rộn, tuy nói trước kia trong hoàng cung cũng tổ chức qua cỡ lớn cung yến, bọn hắn cẩn chiêu đãi văn võ bá quan gia yến. Nhưng là như loại này chiêu đãi mấy vạn người, còn muốn đem các cung cung nhân mượn tới. Hoạt động, đều khảo nghiệm người tổ chức cân đối câu thông năng lực cung thu sương chưa hề tổ chức qua loại này cỡ lớn hoạt động tuy nói nàng bây giờ không có quan thân xác định đẳng cấp tạm thời lấy phượng nhi thư ký thân phận hoạt động nhưng đến cùng cũng coi là một chân bước vào quan trường bởi vậy thiếu không được hạ quyết tâm muốn đem hôm nay tiếp đãi công việc làm tốt nàng chỉ có thể mặc dạng mày dày đi thỉnh giáo nguyên thuần hoàng hậu nguyên thuần hoàng hậu mặc dù cũng là tiểu môn hộ xuất thân nhưng tuần trọng tại vị mấy năm nàng vẫn là trải qua vô số trận yến hội kinh nghiệm thêm nữa Kim Châu Phủ người tiếng Hoàng Cung làm cho vô cùng náo nhiệt, phản gọi nàng trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cái này ung thu sương đến thỉnh giáo nàng, cái này người có sự tình ràng buộc, cũng liền không có rảnh để tâm vào chuyện vụn vặt, Nguyên Thuần Hoàng hậu thậm chí đang mượn lấy lần này tiếp đãi danh nghĩa biết rõ ràng Kim Châu Phủ đến các lộ thần tiên thân phận. Lúc đêm khuya vắng, người, Nguyên Thuần Hoàng hậu cũng không khỏi không cảm khái, khó trách từ chấn anh như thế được lòng người, nhìn xem dưới tay nàng người từng cái trẻ tuổi có nhiệt tình không nói, còn có tiếp cận bốn thành người là nữ tử chi thân những cô nương này hoặc là đại phu hoặc là tướng quân hoặc là nữ lại từng cái tư thế hiên ngang hào phóng tự tin sống được chói lọi thậm chí bởi vì kim châu phủ các cô nương đến làm cho cả biện kinh thành kiềm chế không khí trở nên tươi mát lên cũng khó trách từ chấn anh muốn đại lực mở rộng để nữ tử đi ra ngoài làm việc chỉ có nữ tử có quyền nói chuyện khả năng có nhiều người hơn giữ gìn chính quyền của nàng dù sao chỉ cần từ chấn anh tại vị một ngày như vậy thiên hạ này một nửa người cũng chính là các cô nương, nhất định sẽ trung tâm tán thành chính quyền của nàng, đối nàng khăng khăng một mực bởi vì chỉ có đi theo Từ. Chấn Anh, các cô nương mới có đường sống, thẳng đến lúc này giờ phút này, nguyên thuần mới biết được người Chu gia thua đến cỡ nào triệt. Để trong nội tâm nàng cũng ẩn ẩn minh bạch lúc ấy Từ Chấn Anh cho mình hai con đường lựa chọn thời điểm mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, từ chấn anh đúng là một cái quan minh lỗi lạc người, nàng cũng đúng là một cái trong lịch sử chưa hề chưa từng xuất hiện thánh minh quân chủ, nguyên thuần hoàng hậu cái này một bận rộn, ngược lại đem những ngày này nơm nớp lo sợ đều ném ra sau đầu, cả người cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Chương 342, như thế nào tự duyệt âm hy bọn người tự nhiên có liên thị giúp đỡ dàn xếp, nàng tiến cung liền không kịp chờ đợi đi gặp Phượng Nhi, khả xảo chính là, Phương ngưng mặt cũng một đường tìm tới, từ âm hy thật xa chỉ nghe thấy Phượng Nhi tiếng cười, vừa đi vào phòng mới lưu vong trên đường các cô nương gần như đều góp đủ, Phương ngưng mặt lôi kéo nàng tay hướng trong phòng đi, cương chính đang nói sao, liền thiếu ngươi. Chúng ta lần này thế nhưng là khó được đại đoàn viên. Chúng ta trên đường cùng một chỗ lưu vong, gần như đều đến đông đủ. Từ âm hy quét qua bốn phía, vừa cười vừa nói, nơi đó liền thiếu ta. Từ gia các vị bọn muội muội còn có chiêu đệ, như ngọc đều không đến đâu. Phượng Nhi cũng là vừa nghe Phương Ngưng Mặt nói lên Phương Như Ngọc sự tình, lần này vỗ đùi, ai? Ta vừa mới biết, nguyên lai lúc trước yếu đuối Phương Đại Tiểu Thư cũng dám cả người vào trại địch, thậm chí còn đem chu hành cho giết. Phương Ngưng Mặt có chút xấu hổ, Phượng Nhi tỷ ngươi hẳn là đã sớm nhìn qua báo chí đi. Khi trên báo chí viết hàm hàm hồ hồ, ta lại không rõ ràng các bên trong chi tiết. Vừa nghe Ngưng Mặt nói về, ta mới phát giác được hung hiểm, trong lòng cũng là thật bội phục nàng đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn ta là thật không nghĩ tới phương đại tiểu thư có dạng này dũng khí cùng thủ đoạn đáng tiếc nàng bây giờ còn đang đông cảnh bên kia làm toàn dân giáo dục không phải ta còn thực sự muốn hảo hảo nhìn một cái nàng nghe nói nàng còn vì phương gia thắng được một cái quan vinh nhà bản hiệu lần này sợ là muốn trở thành phương lão thái thái đáy lòng nhọn người nha người nha vẫn là cùng lúc trước đồng dạng lời nói này phải ta đều không có ý tứ phương ngưng mặt mười ngón nhọn đâm nàng tráng ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta, ngươi còn không phải như vậy. Những năm này vì điện hạ hối hả ngược xuôi, liền không có ở Kim Châu Phủ qua qua mấy ngày Thái Bình ngày tháng bình an. Ngươi có biết hay không, làm nghe nói ngươi trong hoàng cung bốc hơi khỏi nhân gian thời điểm, chúng ta có bao nhiêu sốt ruột. Còn nói tỷ tỷ của ta gan lớn, ta nhìn ngươi so với nàng lá gan càng lớn. Cũng dám trong hoàng cung bộ phát sinh cung biến, còn suýt nữa bị vạn tên cùng bắn bắn thành con nhím. Kia quan vinh nhạc bản hiệu ngươi nếu là thích, chúng ta cũng nhất định ký một lá thư mời điện hạ ban thưởng ngươi một khối từ âm hy vừa cười vừa nói yên tâm đi chúng ta cái này một phòng công thần điện hạ cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt thật bàn về đến nói câu không muốn mặt, chúng ta trong phòng cô nương nào không phải công huân rất cao làm sao liền đảm đương không nổi quan vinh nhà tấm bảng hiệu này ta ngược lại là nghĩ mời điện hạ cho chúng ta người người phát một khối đâu trong phòng người đều nở nụ cười trong một chớp mắt yêu kiều cười liên tục phượng nhi thở dài nói chính là đáng tiếc chiêu đệ nàng nguyên bản có thể giống như chúng ta có thể được một cái quan minh sáng lạng tiền cảnh lại chỉ có thể thật sớm lấy chồng làm thiếp thất trong phòng người đều trầm mặt hồi lâu phương ngưng mặt mới nói chúng ta trải qua phượng tường phủ thời điểm gặp qua nàng nàng lại mang thai kia trịnh gia lão gia không muốn nàng lặng lội đường xa bởi vậy nàng mới không có đi theo chúng ta cùng đi biện kinh lại mang thai rồi phượng nhi có chút giật mình ta nhớ được nàng vừa sinh sản không lâu a à từ âm hy sắc mặt nói không nên lời ảm đạm vâng cái này vừa sinh xong không có nửa năm liền lại mang thai không chỉ có như thế khi trịnh gia lão gia còn đem trịnh phu nhân cho đừng về nhà ngoại bây giờ chiêu đệ đã là trịnh gia chính thê phượng nhi sửng sốt khi trịnh gia phu nhân không có náo sau đó nàng lại nghĩ lại cái này trịnh phu nhân nào dám náo bây giờ mắt nhìn thấy chiêu vương điện hạ liền phải đăng cơ trở thành tân triều hoàng đế mà lý chiêu đệ lại là điện hạ bản thân trịnh phu nhân chính là ăn gan hùng mật báo cũng không dám lộ ra, phương ngưng mặt nói, bởi vậy có thể thấy được, cái này trịnh gia lão gia cũng là tinh thông tính toán. Từ âm hy nói, không thương chiêu đệ ngược lại là thật. Cái này sản phụ vừa sinh sản xong, liền lại mang thai, nghe ta nương nói dạng này nhất thương thân tử. Ta nhìn chiêu đệ gầy đến cùng gió thổi qua liền có thể ngã, sắc mặt kia cũng trắng bệt, ta. Thật sự là hận không thể làm một lần quyền thế kinh người sự tình, mệnh hắn hai hiệp cách phượng nhi đối trong phòng hảo hư u nhóm mới không có kiên kỵ đã nhiều năm như vậy nàng vẫn là cái kia mạnh mẽ dám nói cô nương nàng oán hận nói ra trịnh gia lão gia đây là đem chiêu đệ làm chiêu tài cây coi là tái sinh đứa bé là có thể đem chiêu đệ bao lấy thuận tiện nắm chúng ta thật sự là thật khôn khéo bàn tính trước kia đều nói nữ nhân tinh thông tính toán ta nhìn nam tử cũng không kém cái này một dính đến tự thân lợi ích nam tử bàn tính đánh cho rung động đùng đùng cái kia có thể như thế nào Ta nhìn chiêu đệ ngược lại là trừ cảm thấy thật xin lỗi trịnh phu nhân bên ngoài, ngược lại là còn đối trịnh lão gia rất cảm kích. Vợ chồng bọn họ bây giờ cầm sắc hòa minh, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi làm cái này ác nhân? Chúng ta vì chiêu đệ ai nó không tranh hận nó bất hạnh, nhưng nếu là chính nàng cũng không cảm thấy thế nào. Phương ngưng mặt trong lòng bỗng nhiên có một loại thở không nổi cảm giác, nói, nàng chưa từng gặp qua bên ngoài rộng lớn thiên địa, chưa thấy qua Tây Ninh Tuyết, chưa có xem Kim Châu Phủ Núi, không có học qua trên sách những đạo lý kia, nàng đời này đều chỉ sống ở kia vuông vức trong hậu viện, nàng thậm chí không rõ chúng ta vì cái gì vì nàng cảm thấy bất bình. đây đối với nàng đến nói, đến cùng là một loại may mắn hay là bất hạnh. tất cả mọi người có chút trầm mặt, đúng vậy a, à, nếu như người trong cuộc cũng không cảm thấy mình bất hạnh, như vậy bọn hắn lại cần gì phải nàng minh bạch những đạo lý lớn kia, nhất định phải nàng cảm thấy mình lấy làm tự hào hôn sự tại các nàng trong mắt là một trận trò cười. hồi lâu, phương ngân mặt mới nói nguyên lai ngu muội làm che giấu tâm trí của con người dù cho mình quyền lợi bị người chà đạp nhưng cũng không biết chút nào các cô nương đều có chút im lặng lý chiêu đệ lựa chọn một đầu cùng bọn hắn con đường hoàn toàn khác cái này làm sao không để bọn hắn đau lòng có lẽ chỉ có điện hạ mới biết được đáp án phượng nhi nói như vậy đến thế là buổi chiều chút thời gian từ âm hi đi gặp từ chấn anh thời điểm liền cũng thuận tiện nói đến lý chiêu đệ sự tình còn biểu đạt mấy người các nàng tiểu tỷ muội liên quan tới chuyện này hoang mang, không nghĩ tới từ chấn anh cũng trầm mặt, từ âm hy còn tưởng rằng từ chấn anh cũng không biết lý chiêu đệ lựa chọn xem như chuyện may mắn vẫn là bất hạnh, nhưng là từ chấn anh cuối cùng vẫn là nói ra, cá nhân ta cảm thấy, như thế nào phán đoán một người lựa chọn đến. Cùng là hạnh vẫn là bất hạnh, vẫn là muốn nhìn người trong cuộc phải chăng minh bạch các bên trong đạo lý, có thể hay không gánh chịu tự mình lựa chọn hậu quả. Nếu như Lý Chiêu Đệ nàng cũng không cảm thấy mình tại trận này hôn nhân bên trong là bị lợi dụng tính toán một phương, thậm chí thấy không rõ trịnh lão gia là cái hạng người gì, đó chính là một loại ngu muội mà không biết. Nhưng nếu như Lý Chiêu Đệ thanh tĩnh biết mình tình trạng, mà nàng chỉ là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo hiện hữu sinh hoạt hình thức sinh tồn tiếp, thậm chí cũng làm tốt tương lai trịnh gia có việc sẽ đến phiền phức tâm lý của chúng ta chuẩn bị, khi cho thấy nàng rõ ràng trận này hôn nhân bản chất là cái gì. Chúng ta cũng không cần thiết vì nàng buồn rầu. Tâm chi như thế nào, có giống như vạn trượng sai lầm, xa truyền niên thiên lý, trong đó cũng không chu tử có thể sang người. Sinh như trường hà, đò ngang ngàn chiếc, duy từ độ mới là thật độ. Ta vẫn luôn nói nữ hài tử muốn bao nhiêu đọc sách, muốn bao nhiêu minh bạch đạo lý, phải có lập thế bản lĩnh, nếu dám ở lại làm ra khác biệt lựa chọn, cũng phải dám tại gánh chịu hậu quả. Vô lượng ngươi là muốn làm một cái hiền lành thê tử hậu trạch phu nhân, vẫn là ra ngoài sông sáo làm nữ lại viên, nữ tướng quân chúng ta làm thế giới này đang cầm quyền người, duy nhất có thể làm liền có thể sáng tạo ra bọn hắn có thể nguyện làm ra các loại lựa chọn thổ nhưỡng, cho bọn hắn có can đảm đột phá từ ta dũng khí, càng cho các nàng kiện toàn chế độ đường lui. Từ chấn anh mỉm cười, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ lựa chọn không làm hoàng đế, mà liền làm nhàn tản lãng nhân, hoặc là hoàn toàn làm một cái thâm cung nữ tử, mỗi ngày liền chiêu mèo đồ chó, chờ lấy phu quân về nhà, dừng lại. Làm từ âm hy nghe được từ chấn anh nói muốn làm thâm cung nữ tử thời điểm, Nhịn không được phía sau lưng phát lạnh, điện hạ ý tứ ta minh bạch. Ngài muốn nói, chúng ta các cô nương nếu dám ở lại làm các loại lựa chọn, lại có gánh chịu tự mình lựa chọn hậu quả năng lực, còn muốn có có thể một lần nữa đứng lên năng lực. Từ chấn anh cười, không kém bao nhiêu đâu. Cốt xã hội hẳn là có thể chứa đựng thanh âm bất đồng, càng dung nạp khác biệt lựa chọn. Ngươi như muốn làm nữ lại viên liền làm, nhưng không thể cưỡng cầu tất cả cô nương đều giống như ngươi có bốc đồng vạn nhất có cô nương trời sinh mềm mại lương thiện, liền thích chiếu cố người nhà đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng phải đem bọn hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, không phải buộc người ta đi thi lại viên, trở thành một cái một mình đảm đương một phía cường giả. Từ âm hy trầm mặt một lát, nhưng cũng liên tiếp gật đầu, nàng ngược lại là nghĩ sai, trước đó có đến từ chức trở về giúp chồng dạy con nữ lại viên, nàng mặc dù trên mặt không hiện, nhưng cũng không. nhịn được cùng thư ký mình phát cáo, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy những cái này nửa đường từ bỏ cô nương phản bội các nàng, Kim Châu phủ các cô nương đều bệnh thành một sợi dây thường một loại sông về phía trước, cùng đám nam nhân đoạt vị trí, vì các cô nương tranh thủ càng nhiều quyền lợi, hết lần này tới lần khác có ít người lại lui về sau, đây không phải phản đồ là cái gì, nhưng từ chấn anh những lời này, lại gọi nàng lòng dạ có chút mở ra, đúng vậy a, à, các nàng khổ tâm tạo nghệ chế tạo. Cái này một cái công bằng tự do thế giới, chẳng lẽ liền không thể cho phép người khác nhau tồn tại, càng nghĩ ngược lại để cho từ âm hy nhớ tới chuyện khác, nàng liếc qua từ chấn anh sắc mặt, đèn đuốc phía dưới, nữ tử kia dung mạo thanh tú, hai mắt hối chìm, mắt sắc kiên nghị, tựa như chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể để nữ tử này dao động, từ âm hy liền hỏi, Giang Vĩnh Khang sự tình, ta có thể hỏi một chút lý do sao? Từ chấn anh lông mày có chút nhíu lên, từ âm hy liền lập tức nói, ngươi nếu không muốn nói cũng là có thể. Chỉ có điều Giang Vĩnh Khang thân phận đặc thù, dù sao hắn đi theo ngươi lâu như vậy, lại nam chinh bắc chiến lập xuống công lao hãng mã ngươi dạng này đột nhiên vắng vẻ hắn gọi người phía dưới đều có chút hoảng sợ từ chấn anh thở dài khoảng cách lần trước cùng giang vĩnh khang tan rã trong không vui kia đã là 4 tháng trước sự tình bây giờ nghĩ lại mình ngay lúc đó thủ đoạn là có chút thiết huyết xử lý phải cũng có chút cấp tiến ước chừng cũng là bị người thân nhất phản bội trên sự phẫn nộ đầu không có lý trí nàng cũng không hối hận kết quả này chẳng qua là cảm thấy mình lúc ấy phải làm phải càng tốt hơn giang vĩnh khang thân phận đặc thù trong quân đội rất có uy vọng, mình lúc ấy bỗng nhiên đuổi. Hắn đi, vạn nhất Giang Vĩnh Khang mang binh sĩ bất ngờ làm phản làm sao bây giờ, nói cho cùng, mình lúc ấy vẫn là quá tín nhiệm hắn, vô ý thức cảm thấy Giang Vĩnh Khang sẽ không tạo phản. Nếu không nàng nhất định khai thác càng lôi kéo thủ đoạn, im hơi lặng. Tiến tháo bỏ xuống Giang Vĩnh Khang cánh tay, để hắn trong quân đội lại không uy tín càng nghiêm, nhưng mà ai biết đâu, từ xưa lòng người khó dò, từ chấn anh khó được lộ ra mềm mại một mặt, nàng nghĩ đến từ âm hy cũng là lý chiêu đệ bằng hữu, chuyện này cũng có thể nghe từ âm hy ý kiến, thế là ra hiệu từ âm hy ngồi xuống, từ âm hy biết đây là từ chấn anh muốn cùng nàng thành thật với nhau, cảm thấy lại còn có chút được sủng ái mà lo sợ. Nàng cùng từ chấn anh mặc dù là tỉ muội có thể từ trước đây. Thật lâu bắt đầu, nàng liền là từ chấn anh vì quân chủ, nàng là bột, cũng là thần, mà từ chấn anh mặc dù nhìn như thân hòa, đó cũng là cố ý hành động, dù sao từng hành động cử chỉ liên lụy rất rộng người cầm quyền, như thế nào là thật thân hòa mà Từ Chấn Anh một mực là một cái hợp cách quân chủ nàng mặc dù chưa từng nghe lời nói một phía nhưng xưa nay đều là sát phạt quả quyết mỗi người đều cho phép phát biểu ý kiến nhưng lại có rất ít người có thể thay đổi tâm ý của nàng Từ Chấn Anh đã thật lâu không có cùng các nàng đám này bọn tỷ muội dạng này thành thật với nhau nói chuyện có đôi khi Từ Âm Hi cảm thấy cái này lục muội muội rất đáng thương nàng mặc dù nhìn như quyền cao chức trọng thế nhưng là thần tử càng ngày càng nhiều bằng hữu lại càng ngày càng ít nàng giống như là đi tại một đầu cô độc lại u ám trên đường, tỉnh táo mà thông dong, bóng lưng lại có mấy phần trống vắng, cái này ước chừng là lịch đại quân vương đều sẽ đi đến đường đi. Từ âm hy yên tĩnh vào chỗ, chậm đợi từ. Chấn anh đoạn dưới. Năm đó chúng ta đánh vào Lam huyện thời điểm, ta để Giang Vĩnh Khang đi Lam huyện thành xóm làng chơi bên trong đi tìm kiếm chiêu đệ. Nhưng là hắn lại tự mình thả đi nàng. Từ âm hy đầu một chút trống không, 7 năm trước. Lý chiêu đệ bị bán bọn hắn lần thứ nhất sử dụng hắc hỏa dược công thành. Chiêu đệ nhảy vào sông hộ thành. Hài cốt không còn, cái này từng cọc từng cọc từng kiện phủ bụi chuyện cũ bị sốc lên, từ âm hy có chút sững sờ chưa tỉnh hồn lại. Hắn vì sao muốn? Làm như vậy? Từ chấn anh trên mặt có ý trào phúng, hắn lúc ấy liền có tạo phản chi tâm. Chẳng biết tại sao, hắn lúc ấy chọn chúng ta. Hắn nhận định bằng ta đối chiêu đệ tình cảm, nếu là cầm chiêu đệ tế thiên, tất nhiên có thể để cho ta triệt để sinh ra phản ý, bái hắn ban tặng, ta cũng là khi biết chiêu đệ bỏ mình về sau mưu đồ tạo phản. Không thể không nói, hắn hiểu rất rõ ta. Từ âm hy hô hấp cứng lại, trong đầu chậm rãi sắp xếp như ý, chẳng qua nàng cũng nghĩ đến một sự kiện, nàng một mực nghi vấn, từ chấn anh đến cùng là lúc nào quyết định tạo phản, dù sao lúc kia bọn hắn chỉ có một tòa lam huyện, từ gia đám người còn không có lấy lại tinh thần. Đám người cũng là tâm tư dị biệt, mà từ chấn anh vậy mà sớm như vậy liền sinh ra phản ý, sau đó từng bước một để người từ gia đi theo cước bộ của nàng cuối cùng bệnh thành một sợi dây thường đồng lòng tạo phản nguyên lai nàng đúng là bị giang vĩnh khang lợi dụng từ âm hy trong lòng vẫn là có chút loạn về công giang vĩnh khang đùa bẩn quân chủ về tư giang vĩnh khang phản bội bằng hữu như giang vĩnh khang lúc ấy không có thả đi lý chiêu đệ có lẽ lý chiêu đệ sẽ giống như bọn họ có cái quan minh sáng lạn tiền đồ mà không phải lan bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ cuối cùng rơi vào cái làm thiếp kết cục nếu nói giang vĩnh khang xấu đến mức nào cũng chưa chắc dù sao lúc ấy nhất biện pháp ổn thỏa chính là giết lý chiêu đệ nhổ cỏ nhổ tận gốc giang vĩnh khang thân thủ phải muốn trừ bỏ một cái tay trói gà không chặt lý chiêu đệ là chuyện dễ như trở bàn tay thế nhưng là hắn lại lựa chọn đem lý chiêu đệ đưa tiễn lưu lại như thế lớn một sơ hở ngược lại để đã từng thân mật vô gian chiến hữu ở giữa sinh ra vết trách từ âm hy tưởng tượng nếu như chính mình là từ chấn anh nên đến cỡ nào thương tâm cùng phẫn nộ đúng vậy a à. giang vĩnh khang không chỉ có là chiến hữu nhưng cũng là thần tử, một cái hoàn toàn đem quân chủ xem thấu, mò thấy quân chủ yêu thích, thậm chí đem quân chủ làm con rối đến thao tác đạt tới mục đích của mình. Dạng này người, không thể bảo là không đáng sợ, từ âm hy có chút lý giải từ chấn anh ngay lúc đó quyết định, cũng hiểu thành cái gì Giang Vĩnh Khang sẽ bị từ chấn anh vắng vẻ, từ âm hy trầm mặt thật lâu, mới nói, ta, không biết như thế nào đánh giá. Ta đã cảm thấy hắn gieo gió gặt bão, nhưng lại cảm thấy hắn có mấy phần đáng thương từ chấn anh cười đến đắng chát, không sai. Đây cũng là ta xoắn suýt địa phương. Dù sao kia đã là 7 năm trước sự tình, 7 năm trước ta cùng hắn chẳng qua là một cái lưu vong trong đội ngũ nhận biết bằng hữu mà thôi, không thể nhận cầu lúc kia hắn liền đối ta trung tâm không hai. Thế nhưng là giữ lại như thế một cái cả gan làm loạn thần tử, quả thực lại cảm thấy mạo hiểm. Sợ hắn lần tiếp theo đến một lần, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, trò xiết. Từ âm hy tâm như nổi trống, liên tục thở dài, trên mặt lại có tự trách chi sắc, nếu thật là dạng này, ta có lẽ xấu ngươi sự tình. Nói như thế nào? Đến biện kinh thành trước đó, Giang Vĩnh Khang đến xin chỉ thị ta, nói đại thù phải báo, nghĩ trở về an trí cha mẹ di thể, thuận tiện cũng nhìn xem trước kia tòa nhà. Từ âm hy càng nói càng ấy nấy, ta mặc dù biết hắn ít nhiều có chút ăn không ngồi chờ ý tứ, nhưng ta nghĩ đến điện hạ cũng không có đoạt hắn quyền, chỉ là mệnh hắn tạm thời tu dưỡng, vậy hắn cũng không thể xem như phạm nhân ta liền tự tác chủ trương cho phép hắn hồi kinh. Từ chấn anh lông mày cau lại, nhìn qua có chút không biết làm sao từ âm hy nói, đây cũng không phải cái đại sự gì. Hắn ở đâu? Giờ phút này sợ là tại lúc đầu giang phủ, khi giang phủ đã bị thu hồi, ban thưởng cho một cái đăng khoa quan trạng nguyên ở lại. Bây giờ kia phòng ở đây lấy người, giang vĩnh khang không có chúng ta người cùng đi sợ là không vào được. Từ chấn anh khẽ thở dài một cái, trong lòng hơi có chút ngũ vị tạp trần, thôi, chu bí thư từ chấn anh hướng phía ngoài cửa hô một câu rất nhanh chu hậu phương bước nhanh mà tới chu bí thư ngươi đi hàng lâm viện trương đại nhân nơi đó liền nói hắn bây giờ chi chỗ ở là giang bộ trưởng đã từng của viện mời hắn mở cửa sau đồng ý giang bộ trưởng tham quan một hai từ chấn anh bổ sung một câu không cần phải nói là phụng mệnh lệnh của ta bán ngươi chu bí thư mặt mũi chu hậu phương liền lĩnh mệnh mà đi kia từ âm hy nhân tiện nói điện hạ chuẩn bị một mực phơi lấy Giang Vĩnh Khang sao? Dứt lời nàng lại có chút do dự, Giang Bộ trưởng là cái hiếm có soái tài, bỏ thì lại tiếc, dùng chi mạo hiểm. Từ chấn anh mỉm cười, trong mắt lại có lạnh nhạt ý cười, ta Kim Châu Phủ có là soái tài, càng có là trung thành tuyệt đối soái tài. Không có Giang Vĩnh Khang, sẽ có Lý Vĩnh Khang, Triệu Vĩnh Khang từ âm hy nghe vậy, lạnh nhạt quần áo phía sau lên một tầng lấm tấm mồ hôi, nàng biết. Giang Vĩnh Khang mây xanh đường liền đến nơi này mới thôi chương 343, mỗi người một ngãm khi gian Vĩnh Khang từ sông trạch của viện chậm rãi mà ra thời điểm, đã nhìn thấy đường ngay đứng trước mặt một người kia là cái trẻ tuổi nữ tử, từ chấn anh hôm nay khó được xuyên một kiện váy trang, chỉ có điều tóc vẫn là thật cao buộc lên, lộ ra sung. Mãn mà trắng nõn tráng, ánh trăng hi hi, nữ tử kia phản phất hàng tuyết bên trong sương mai, ngạo nghễ cùng thế, gió đêm nhẹ lay động, nàng trên trán một sợi tóc rối theo gió mà động, mà phía sau nàng đứng tại tiêu chuẩn 24 người bảo an đội, từ khi vào kinh thành về sau, từ chấn anh bảo an đội ngũ từ lúc đầu 12 người tăng lên tới 24 người, những người này vô luận từ chấn anh đi đâu, đều sẽ đi sát đằng sau. Mà từ chấn anh cũng nhìn thấy trung môn mà ra thanh niên nam tử hồi. Lâu không gặp, Giang Vĩnh Khang dường như hao gầy một chút, chẳng qua vẫn là tóc lục áo xanh Mỹ thiếu niên, đi gần thời đi M, Xuân Sơn Quế Thủy Hương, từ chấn anh Phương trông thấy hắn đầu vai trên quần áo rơi mấy cánh hoa quế, Giang Vĩnh Khang trông thấy từ chấn anh lúc, là yêu thích, hắn lạnh lùng mặt mày dường như nhiễm Xuân Thủy, Cả người đều mềm mại một điểm. Hắn không tự chủ được tăng tốc bước. Chân đi đến nữ tử trước mặt, Từ Chấn Anh liền phất phất tay, đối bên người Bảo An đội đội trưởng Diêm Tuyết Tùng nói ra, các ngươi đi một bên chờ ta. Diêm Tuyết Tùng trông thấy Từ Chấn Anh thủ thế, không chút biến sắc lui về, nhưng sau đó, nàng lập tức để mặt khác 23 người đề cao cảnh giác, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì Từ Chấn Anh ám hiệu là giả ý lui ra, âm thầm cảnh giới, tùy thời giết chi, nói cách khác, điện hạ cũng không tính nhiệm Giang Vĩnh Khang, từ chấn anh lại đối Giang Vĩnh Khang nói ra, đi một chút đi. Từ chấn anh quay người đi lên phía trước, Giang Vĩnh Khang mới đầu có chút sững sờ, sau đó mới chậm rãi đuổi theo, đây là một chỗ yên tĩnh tiểu đạo, nơi đây ở phần lớn đều là quan lại thế gia, giờ phút này bọn hắn cũng không biết đi đến ai hậu viện bên ngoài, chỉ nghe thấy tường viện bên trong có tiếng nước chảy, ánh trăng thê thê, chiếu lên hai bên bóng cây hoành tạc, mặc dù đã là cuối thu, nhưng trong không khí còn lưu lại một sợi hoa quế hương khí. Giang Vĩnh Khang vốn là không tốt ngôn từ người. Dưới tình cảnh này, càng là trầm mặt, nhưng Giang Vĩnh Khang lại giống như là bị đặt ở chảo dầu bên trên. Hắn biết, từ chấn anh sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, càng không khả năng vì cùng hắn ôn chuyện tình, nàng hôm nay đến, nhất định là đến tuyên án tội của hắn. Nghĩ hắn Giang Vĩnh Khang 15 tuổi bắt đầu chinh chiến, trên chiến trường không biết từng giết bao nhiêu người, mưa bom bão đạn bên trong, chưa từng nhíu mày, thế nhưng là dưới mắt cái này một trái tim bất ổn, thậm chí lần đầu tiên trong đời có sản khoái đào binh ý nghĩ thật lâu bên người nữ tử thanh âm nhẹ nhàng vang lên mới vừa đi lão trạch nhìn qua rồi từng giang vĩnh khang thanh âm cũng có chút phiêu hốt nâng lên người nhà ánh mắt hắn bên trong quan dường như cũng yếu mấy phần phòng này bị đổi phải hoàn toàn thay đổi thậm chí một phân thành hai ở hai gia đình đã không có chút nào ta trong trí nhớ bộ dáng chỉ có trong viện nhô ra đầu tường viên kia hoa quế cây là phụ thân năm đó tự tay gieo xuống bây giờ hoa quế cũng đem tạ còn có thể mờ nhìn thấy người nhà âm dung tiếu mạo. Muốn mua hoa quế cùng chở rượu. Cuối cùng không giống. Thiếu niên du. Từ chấn anh trầm mặt một lát mới nói, cha mẹ ngươi mồ nhưng một lần nữa tu tập, lại mời cao tăng cho cha ngươi nương làm một tràng pháp sự, để cha mẹ ngươi mồ yên mã đẹp. Giang Vĩnh Thang biết từ chấn anh là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, bởi vậy cũng biết nàng những lời này chẳng qua là an ủi ngữ điệu, từ chấn anh nói đúng, người chết như đèn tắt, chết chính là chết rồi, là vật chất tiêu tán, thế gian này càng không có lục đạo luân hồi, đây hết thảy đều là làm cho người sống nhìn, hoặc là an ủi người sống tâm. Ngươi là gian gia con trai độc nhất, bây giờ ngươi cũng có tuổi tác, vấn đề cá nhân vẫn là muốn suy xét. Chuyện này liền không cần điện hạ nhọc lòng. Coi như điện hạ cũng chỉ so với ta nhỏ hơn 2 tuổi mà thôi. Người thừa kế này vấn đề không giải quyết được, lâm lão cùng từ phu nhân bên kia đều khẩn cấp vì điện hạ chọn hoàng phu, điện hạ gánh chịu áp lực so ta còn muốn lớn từ chấn anh mỉm cười, trong mắt cười hững hờ, thuận miệng nhất lên thôi. Giang Vĩnh Khang lúc này phản phất sinh ra dũng khí, điện hạ hôm nay đến, là muốn cho ta một cái cuối cùng phán quyết sao. Từ chấn anh vẫn không nói gì, nhưng lại bị Giang Vĩnh Khang đánh gãy, nếu như là dạng này, trước khi chết ta có hay không có thể vì ta mình giải thích một hai. Từ chấn anh cặp kia tỉnh mịch con mắt nhìn chầm chầm hắn. Ta, lúc ấy tuổi còn nhỏ, lại trùng hợp trong nhà bị đại nạn này, bị cừu hận che đôi mắt, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù. Ta biết rõ ngươi đối chiêu đệ tình cảm, nhưng vẫn là lợi dụng ngươi. Nhưng ngươi ứng biết, ta cũng không phải là đại hung đại ác nhân, nếu không ta liền nên giết lý chiêu đệ nhổ cỏ nhổ tận gốc. Ta cũng biết ngươi cảm thấy ta phản bội ngươi, nhưng ngươi lúc đó đung đưa không ngừng. Ta tìm không thấy cái khác quanh co phương pháp đến giải quyết chuyện này. Nam tử trên mặt. Nhàn nhạt, nhưng con mắt chỗ sâu lại không có cách nào biến mất đau thương. Như hết thảy có thể lại đến, ta có lẽ sẽ lựa chọn không giống đường. Hai người mặt đứng đối diện, nam tử cao hơn từ chấn anh một cái đầu, nhưng hắn lại cẩn thận từng ly từng tí đè thấp làm tiểu, tựa như hèn mọn nhập bụi đất, từ chấn anh cười một tiếng, phun ra lại có một ít tuyệt tình, nhưng lý chiêu đệ lại không có cơ hội lại đến. Giang Vĩnh Khang sững sờ, sau đó sắc mặt trắng bệch. Ta biết trên đời này có âm mưu quỷ kế, nhưng ta vẫn là lựa chọn đối các ngươi tận lực bảo trì đơn thuần. Ngươi mấy cái này thủ đoạn, không nên lấy ra đối phó chiến hữu của mình. Giang Vĩnh Khang thân thể hơi trao đảo một cái, dường như liền đứng cũng đứng không vững, cho nên một lần bất trung, cả đời không cần. Từ chấn anh một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chầm hắn, gió đêm khẽ vuốt, thê thê ánh trăng, để nàng xem ra xa không thể chạm. Giang Vĩnh Khang đứng ở nơi đó, phản phất lại trở lại nhiều năm trước, hắn đồng dạng trốn ơ nơi hẻo lánh. Nhìn xem cha mẹ bị tàn sát mà chỉ có thể thờ ơ, hắn đem hết toàn lực chạy ra hình tượng, giờ phút này lại đẫm máu hiện ra ở trước mắt, nhiều năm qua đi, hắn vẫn là cái kia tay không tất sắc chỉ có thể mặc người chém giết thiếu niên. Tuổi nhỏ tình ý, không tới kịp nói ra. Miệng yêu thương, lại trong nháy mắt này, tại nữ tử này trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt hóa thành tro tàn. Ngươi ngày mai lấy trên chiến trường thụ thương, cẩn trường kỳ tu dưỡng vì lấy cớ đánh một phong đơn từ chức đi lên. Lấy ngươi ta tình nghĩa, ta nguyện bảo đảm ngươi một cái thể diện thật lâu, lâu đến từ chấn anh tứ chi có chút lạnh, nhưng ánh mắt của nàng lại như hổ sói một loại cảnh giác, sau đó Giang Vĩnh Khang khóe môi có chút giật ra, hắn dường như muốn cười, nhưng khuôn mặt nhìn xem lại là đau thương cùng đắng chắc, hắn lui lại nửa bước, ông quyền mà đứng, đa tạ điện hạ. Mà cửa ải cuối năm sắp tới, ba vui lâm môn, một cái là đây là từ chấn anh nhất thống thiên hạ sau cái thứ nhất. Tết Xuân, thứ hai là phía Đông Chu Hành chiếm cứ tất cả địa bàn tất cả đều thu nạp, ba thì là phía Tây Chu Sơn Vương người bị triệt để diệt trừ, từng phong từng phong quân báo từ Đông Tây hai cái phương hướng khẩn cấp mà đến, mỗi ngày triều hội đều là một mảnh vui mừng hớn hở, chỉ là không được hoàng mỹ chính là, lập xuống chiến công hiển hách Giang Vĩnh Khang lại bởi vì say rượu từ ngã từ trên ngựa đến, nghe nói rơi rất nghiêm trọng, mà Giang Vĩnh Khang trên chiến trường cũng nhận qua tổn thương. Lần này mới tổn thương vết thương cũ cùng một chỗ phát tác, vậy mà dứt khoát một phong đơn từ chức thỉnh cầu tá giáp quy điền, điện hạ vậy mà cũng đáp ứng, chuyện này nhìn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vẫn là dẫn phát mấy vòng phỏng đoán, đương nhiên đám người đoán được nhiều nhất nguyên nhân vẫn là nói Giang Vĩnh Khang nắm giữ binh quyền quá lâu, công cao chấn chủ, điện hạ không ở ngoài là dùng rượu tức binh quyền, cho nên nói, cho dù là thánh minh như từ chấn anh bực này quân vương. Nhưng cũng mi n không được chó săn chết thỏ không nấu, cựu thần nhóm vừa bị thanh lý một đợt, lưu lại tự nhiên đều là nghe lời, lại bọn hắn còn không có thông qua lại viên kiểm tra quan cấp đều không có định ra thân phận xấu hổ tự nhiên không dám giúp giang vĩnh khang cầu tình còn nữa nói giang vĩnh khang là kim châu phủ mới thần cùng bọn hắn những người này cũng không quá mức gặp nhau mà vị này chiêu vương điện hạ thủ đoạn mạnh như thế cứng rắn không chút nào ăn ngượng ngập quân bán thẳng kia một bộ bọn hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo mỗi lần bên trên hướng đều làm rùa đen rút đầu nơi nào còn dám nhiều lời mà kim châu phủ mới thần nhóm Tuy nói trong lòng cũng có nhiều suy đoán, nhưng đến cùng bọn hắn nghe lệnh của từ chấn anh, lại bọn hắn đối từ chấn anh rất là tín nhiệm, cao tầng ở giữa cũng chỉ là có nhiều lời đồn đại tự mình nghị luận nói Giang Vĩnh Khang nhất định là phạm cái gì chính trị sai lầm. Nếu không thật theo bên ngoài lặng lẽ lưu truyền như thế, nói điện. Hạ là tháo. Cuối giết lừa, vì sao chi gỡ Giang Vĩnh Khang một người, khi đi theo Giang Vĩnh Khang trung tâm võ tướng nhóm cũng nhiều đi, như Mạc Cẩm Xuân, Lưu Phi bọn người, khi trong quân đội đều là rất có uy vọng, nhưng lúc này đây lại còn thăng chức tăng lương, bởi vậy Kim Châu Phủ mới thần nhóm ngược lại càng có khuynh hướng Giang Vĩnh Khang là phạm sai lầm mới ăn không ngồi chờ, không thể không nói, chỉ cần bước vào quan trường người, kia đều là nhân tinh, tự nhiên có thể ngồi đáy giếng, phỏng đoán một. Hai thượng vị giả tâm tư, từ chấn anh chuyện này làm được lại che giấu, cũng chỉ có thể ngăn chặn người ngoài miệng thôi, nhưng đến cùng đông cảnh phía tây chiến sự lắng lại, tân triều rốt cục triệt để đại thống, thiên hạ quy nhất, vô luận là mới thần lão thần tự nhiên là một mảnh vui mừng hớn hở ca công tụng đức thanh âm ai sẽ tại loại này trong lúc mấu chốt xấu từ chấn anh thích thú huống chi nghe nói năm sau chiêu vương điện hạ liền phải đăng cơ làm đế cũng đối quần thần luận công đi thưởng lần nguyệt từ chấn anh cùng lễ bộ cùng quần thần thảo luận qua đi đổi quốc hiệu vì hoa đồng thời định đô biện kinh niên hiệu định là khai nguyên người xã bộ bố cáo một tấm tiếp một tấm gián thiếp Kim Châu Phủ đi theo từ chấn anh đám quan chức gần như tất cả đều quan thăng cấp 1, Tân Triều tiếp tục sử dụng đại chu hướng bộ phận quan chế, thiết môn hạ tỉnh, cùng loại tiền triều nội các, vì từ chấn anh trực quản cơ yếu bộ môn. Từ âm hy thống lĩnh môn hạ tỉnh, mà chu hậu phương, khúc mẫn. Thường núi xa, bàn tiểu hoa, giang triều bình bọn người mặc cho môn hạ tỉnh thành viên, môn hạ tỉnh nội thiết cơ cấu 13 bộ 38 ti, trong đó bao quát giám sát, người xã, giáo dục, quốc phòng, kiến thiết, thương vụ, tài chính, tuyên truyền, nông nghiệp, y tế, dân chính, hình sự, thống kê các ngành mà toàn bộ hoàng cung cũng vẻn vẹn làm làm việc địa điểm, cung nữ bọn thái giám nguyện ý về quê, mỗi người dựa theo tuổi nghề tiến hành kết toán cùng đền bù, tịnh thống nhất an sắp xếp về. Quê, tránh. Trên đường gặp phải giặt cỏ các loại đạo phỉ. Không nguyện ý về quê, cùng nhau khai thác kiểm tra mướn chế, ký 2 năm hiệp ước, toàn bộ chuyển thành nhân viên tiếp đãi cung nhân nhóm đuổi tại ăn Tết trước liền bị phân phát một nửa trở lên, rất nhiều cung nhân mười mấy năm chưa có về nhà nhìn xem, bởi vậy đi được cũng là sốt ruột, lần này trong hoàng cung liền vắng vẻ không ít, chẳng qua cũng may hoàng cung cải tạo công trình hừng hực khí thế, cái này hoàng cung chiếm diện tích ước chừng mấy ngàn mẫu đất, từ chấn anh cùng bộ xây dựng người. Tới tới lui lui mở vài chục lần hội nghị, mới đưa sau cùng cải tạo phương án quyết định xuống, mà hoàng cung cuối cùng triệt để biến thành đám quần thần làm việc địa điểm họp, từ chấn anh thậm chí tại mấy cái cửa ra vào trước cửa treo, chính vụ đại sảnh, mấy chữ, tự nhiên dẫn tới lễ bộ ghé mắt, không hành lễ bộ làm sắp xóa bộ môn tồn tại cảm cực thấp lễ bộ huyết lệ thỉnh cầu từ chấn anh tiến hành phong thiện đại điển lại bị từ chấn anh cự tuyệt lễ bộ thượng thư bọn người suýt nửa máu gián tại chỗ bị khâu cút nương bọn người trực tiếp cán cứu thương nhất đi chính đang trong quá trình kiến thiết viện y học trị thương nhưng mà ngày thứ hai liền có tiếng gió truyền đến nói điện hạ vậy mà chuẩn bị triệt để giải tán lễ bộ lần này nhưng đâm các lão thần tổ ông vò vẽ từ chấn anh trước mặt vạch tội mình sổ gấp xếp thành núi mở ra xem tất cả đều là quần thần khuyên nhủ cái gì thiên tử chức vụ lớn lao tại lễ lễ lớn lao tại phân phân lớn lao tại tên cái gì phu lấy tứ hải rộng điềm báo dân người bị quản chế tại một người tuy có tuyệt luân lực lượng cao thế chi trí không ai dám không bôn ba mà phục dịch người chẳng lẽ không phải lấy lễ vì đó kỹ cương ư là cho nên thiên tử thống tam công tam công xuất chư hầu chư hầu chế khanh đại phu khanh đại phu trị sĩ thứ dân quý lấy lâm tiện tiện lấy nhận đắc bên trên chi làm dưới, còn tâm phúc chi vận tay chân, căn bản quy chế chi lá, hạ sự tình bên trên, còn tay chân chi vệ tâm phúc. Chi lá chi che chở bản cây. Sau đó có thể lên hạ tương bảo đảm mà quốc gia trị an. Đồng rằng, thiên tử chức vụ lớn lao tại lễ. Từ chấn anh cũng lý giải, cổ nhân trọng lễ, thậm chí lấy lễ lập thân cùng trị quốc, nhưng nàng là điển hình chủ nghĩa thực dụng người, vẻn vẹn chuyện này. Từ chấn anh cho thấy thủ đoạn cứng rắn mà mới thần nhóm bên này, liền lâm lão bọn người muốn tạm lánh từ chấn anh phong mang từng cái bắn chi địa biện kinh thành các lão thần nháo thì nháo cũng không dám quá mức sĩ diện giống như trước loại kia cái gì cáo ốm không vào triều trò xiết vậy nhưng lừa gạt không được từ chấn anh từ chấn anh có một bộ nghiêm khắc chấm công chế độ nghỉ bệnh phải có chứng nhận bác sĩ đại phu ghi một giấy bác sĩ lại nhất định phải thượng phong phê chuẩn sau giao người xã bộ mới có thể nghỉ ngơi nếu là không cho giấy xin phép nghỉ vậy liền trực tiếp tính bỏ bê công việc, bỏ bê công việc tính gộp lại 10 ngày thì khuyên lui, điện kinh thành các lão thần là có khổ khó nói, trong lòng biết rõ chiêu vương điện hạ là nhằm vào bọn họ đám người này, lại cũng chỉ có thể tâm ăn hoàng liên, lão lão thực thật, thật. Tuân thủ kim châu phủ bên kia phép tắt, chiêu vương điện hạ dưới tay quan. Thật không dễ làm a, à, điện kinh thành bên trong náo nhiệt là từng cơn sóng liên tiếp. Bởi vậy Giang Vĩnh Khang sự tình rất nhanh liền bị người không hề để tâm, liền như là lúc trước Hồ Duy đồng dạng, chỉ nhấc lên bọc nước, sau đó liền không có động tĩnh dù sao biện kinh thành bên trong vội vàng nghỉ lễ vội vàng thảo luận điện hạ đăng cơ đại điển vội vàng nên đón đông tây hai mặt trở về các tướng lĩnh vội vàng thảo luận hôm nay lại có cái nào thanh niên tài tuấn thăng quang vội vàng chuẩn bị đầu xuân lại viên kiểm tra lịch sử giống như cùng cuộn bánh xe hôm qua rất nhanh tan thành mây khói mặc cho ngươi mọi loại công lao lại cuối cùng muốn bao phủ tại bụi bặm lịch sử bên trong hắn vậy mà cứ như vậy đi từ chấn anh nhìn xem dài mấy bên trên Giang Vĩnh Khang tự tay viết thư, nàng còn. Có chút hoảng hốt, Giang Vĩnh Khang tại Biện Kinh thành dưỡng thương hai tháng, lại tại Tết Xuân đêm trước rời đi Biện Kinh, hắn thậm chí ai cũng không có thông báo, cứ như vậy một mình đơn kỵ, thân mang một thanh kiếm cùng một bầu rượu rời đi Biện Kinh thành hắn chỉ để lại một phong thư, trên thư nói hắn muốn cầm kiếm một mình đi thiên nhai, hữu duyên gặp lại, từ chấn anh bỗng nhiên tim như bị đau cắt, nàng kinh ngạc nhìn chầm chầm lá thư này, kia chữ viết là nàng quen thuộc, rồng bay phượng múa phóng khoáng ngông nghênh, bọn hắn những năm gần đây một mực không gián đoạn cho đối phương viết thư, hắn sẽ nói hắn ở tiền tuyến khó khăn gặp phải, nàng cũng sẽ nói lên Kim Châu Phủ tình huống, nàng quen thuộc chữ viết của hắn, giống như người quen biết hắn, bọn hắn từng là chiến hữu thân mật nhất, từng là lẫn nhau chèo chống, nhưng hôm nay, lại muốn mỗi người một ngã, từ chấn anh cảm thấy rất khổ sở, thậm chí rất mê mang, tứ tỷ, người nói ta đối với hắn, có phải là quá bất cận nhân tình một chút? từ âm hy ngay tại xét duyệt đầu xuân lại viên thảo hạch bài thi nghe vậy ngẩng đầu chỉ hỏi nếu như một lần nữa ngươi sẽ làm lựa chọn giống vậy sao từ chấn anh sững sờ chỉ chốc lát sau đó kiên định nói ra ta hội hết thảy ân ái rẻ, đều bởi vì nhân duyên hợp hợp sẽ có biệt ly vô thường khó được lâu từ chấn anh lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn qua phía ngoài bầu trời đêm không sai con đường cách trở lại dài đi thì sắp tới đi mà không ngừng tương lai có hy vọng ta không thể câu nệ đi qua con đường này, nhất định là cô độc. Chương 344, Ly Biệt Giang Vĩnh Khang rời đi Biện Kinh Thành thời điểm, chỉ có mặt Cẩm Xuân, Lưu Đại Tráng, Minh Tiểu Song, Trương Biển Quân, A Đào mấy người tới tiễn đưa, lúc đầu Giang Vĩnh Khang nghĩ một mình rời đi, làm sao bị A Đào trông thấy bọc hành lý, mấy fan ép hỏi phía dưới bị A Đào moi ra lời nói, bất đắc dĩ, Giang Vĩnh Khang đành phải nói mình đã công thành danh toại, vô tâm quyền thế, từ nay về sau chỉ muốn gửi gắm tình cảm, Sơn Thủy A Đào mặc dù không tin, thế nhưng là hắn trong quân đội lịch luyện mấy năm, sớm đã không phải đã từng cái kia đơn thuần vô tri mới từ kìm trên dưới núi đến thiếu niên. A Đào dường như cũng từ lời ra tiếng vào cùng từ chấn anh thái độ bên trong phỏng đoán ra mấy phần ý vị, luôn luôn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái A Đào lần này khác thường không có mở miệng giữ lại, càng không có chọc thủng Giang Vĩnh Khang nói láo. Chẳng qua A Đào vẫn là đem chuyện này nói cho trong quân bằng. Hữu, Giang Vĩnh Khang trong quân đội kinh doanh nhiều năm, gần như có thể nói Kim Châu Phủ các tướng quân đều từng tại dưới tay hắn học qua tay nghề, bởi vậy, đám người tiếc hận Giang Vĩnh Khang rời đi, nhưng lại không ai mở miệng giữ lại, chỉ là trầm mặt đem hắn đưa đến ngoại ô bên ngoài, A à Đào đem bọc hành lý cho hắn treo ở trên lưng ngựa, có chút oán trách, không phải chạng vạn tối rời đi sao? Liền không thể sáng mai trời sáng choan thời điểm đi. Đêm nay ánh trăng tốt, đạp nguyệt mà đi, cũng là một trận chuyện tốt. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Tắc bắt nhìn hàng tuyết, Giang Nam nhìn mỹ nhân, bắt nhìn Đại Mạc. Nói không chừng sẽ còn đi triều trần nhìn xem. A à Đào thở dài, ngươi cái này nói đến ta đều nghĩ xin nghỉ hưu sớm. Ngươi đang lúc tráng niên, còn cần thật tốt cố gắng mới là. Mạc Cẩm Xuân tiễn hắn một bầu rượu, đây là ta từ một cái lão thương nhân nơi đó mua được, nói là thả 20 năm, vốn định chờ lấy tất cả mọi người phong hầu bái tướng thời đi em mờ mở ra khánh công. Thôi, bây giờ tặng cho ngươi đi. Mà Trương Nguyễn Quân là trong đội ngũ duy nhất cô nương, Giờ phút này trầm mặt không nói, không biết nói cái gì, hồi lâu mới nói, gian giáo quan thuận buồn xuôi gió. Nhớ kỹ thường trở lại thăm một chút chúng ta. Giang Vĩnh Khang vỗ nhẹ Trương Nguyễn Quân bả vai, giống như là trưởng bối tha thiết nhắc nhở, ngươi tuy là nữ tử, nhưng tại quân sự một vụ bên trên thiên phú cực cao, lại ngươi có tính nhẫn nại, có thể chịu được cực khổ, có thể đánh cầm, là trời sinh nhà. Quân sự Về sau mảnh đất này Đổi lấy ngươi đến thủ hộ Như thế, vô luận ta ở nơi nào ta đều có thể yên tâm trương nguyễn quân một chút đỏ cả vành mắt nàng đưa tay hướng phía ngày xưa vị huấn luyện viên này đã từng sư phụ chào theo tiêu chuẩn quân lễ mà minh tiểu xong thì nói ta không có gì tặng cho ngươi đem ra đánh chỉ có bạc chẳng qua ta nghĩ ngươi cũng không cần những cái này vật ngoài thân đành phải đưa ngươi ta một phong trống không tự viết ngươi như gặp gỡ phiền toái gì hứa ngươi cầm ta một lần quyền thế giang vĩnh khang cười to sau đó cũng nhận lấy ngươi tặng đồ vật thực dụng hơn. Lưu Đại Tráng thì là nhìn qua hắn, hướng hắn chấp tay, cha mẹ ngươi mồ ta sẽ nhìn cho thật kỹ, mỗi khi gặp nghỉ lễ, hàng thực, thanh minh ta đều sẽ thay ngươi tế điện. Giang Vĩnh Khang ôm một hồi Lưu Đại Tráng, lời ít mà ý nhiều, huynh đệ, đa tạ. Hắn cầm bọc hành lý, trơ mình lên ngựa, nam tử một thân màu đen hẹp miệng tố y, bên hông một thanh trường kiếm màu bạc, dưới hông một thớt màu trắng khoái mã, khinh xa giảng đi, một thân một mình, chẳng biết tại sao, hắn vô ý thức nhìn về phía tường thành phương hướng hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào thân ảnh chỉ có kia màu đỏ tinh kỳ đón gió tung bay nàng sẽ không xuất hiện đừng có lại có kỳ vọng gian vĩnh khang như là tự nhủ hắn giữa lông mày giống như lây nhiễm phong tuyết sau đó hắn thu tầm mắt lại hướng đám người ôm quyền thi lễ chư vị núi cao sông dài ngày sau hữu duyên gặp nhau dứt lời người kia quay người mà đi trong tay trường tiên vung vẩy rất nhanh biến mất tại trong màn đêm chính hầu như gặp lại một say là tiền duyên mưa gió tán, phiêu nhiên nơi nào, nhưng không ai từng nghĩ tới, thanh niên kia một đi không trở lại, mây bay từ biệt về sau, nước chảy trong 10 năm mà khai nguyên tân xuân qua đi, toàn bộ biển kinh thành lại lần nữa tiến vào bồng bột thời kỳ phát triển, mới đầu tháng 2, mầm non nhã lục, cỏ sắc chọc người, mà phương bắt đặt vào. Sáu tòa phủ thành các quan lại lưu. Nhiệm kiểm tra bắt đầu, Điện Kinh Thành bây giờ mới tu kiến một tòa cuộc thi viện, từ bộ xây dựng phụ trách, cả tòa cuộc thi viện có 3-4 tầng cao, từ xi măng cốt thép chế thành, chiếm diện tích liền có một mẫu, nhưng trọn vẹn dung nạp mấy ngàn người cỡ lớn cuộc thi và hội nghị công việc. Biện Kinh Thành Lão Bách Tính cũng là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến xi măng cái đồ chơi này. Trước kia tổng nghe Kim Châu Phủ người nói kia xi măng đến cỡ nào cỡ nào tốt, nhưng đến cùng chưa từng thấy. Qua, liền cũng không tư nờ dê tượng ra được làm sao cái tốt pháp. Nghe nói năm nay còn muốn đối biện Kinh Thành toàn bộ đường đi áp dụng cải tạo, tất cả con đường đều muốn dùng xi măng cứng lại mà tòa này cuộc thi viện chính là dẫn đầu sử dụng xi măng chế tạo nơi chống một trong mấy trăm các công nhân gắn sức đuổi theo, mới tại trong vòng 2 tháng hoàn thành kỳ hạn công trình. Cuộc thi này viện hoàn toàn như trước đây kéo dài kim châu phủ đơn giản thực dụng phong cách, trong đó không có bất kỳ. Cái gì dư thừa trang trí, tất cả đều là từng bước từng bước lớn nhỏ không đều gian phòng, trừ bàn ghế, tối đa cũng chính là lục thực, tranh thủy mặt chờ đơn giản trang trí một chút có ít người nói riêng một chút cái này lớn như vậy cuộc thi viện lại một mặt như vậy nhưng càng nhiều người cảm thấy những vật này đều là hoa quất khố tiền không cần thiết tu như vậy vàng son lộng lẫy cái này cũng khía cạnh phản ứng kim châu phủ phong cách làm việc ngược lại là cũng có kia tâm tư nhanh nhẹn thương nhưng từ đó nhìn ra to lớn cơ hội buôn bán thật sớm liền đem cuộc thi viện xung quanh cửa hàng bán đi tới tương lai hoặc làm trà lâu làm tửu lâu làm khách sạn kia cũng là kiếm bộn không lỗ mua bán, dù sao như thế lớn cuộc thi viện, trong đó ra ra vào vào người không biết bao nhiêu, nơi có người liền có cơ hội buôn bán, đây là từ xưa không đổi đạo lý, không phải sao, hôm nay sáng sớm, trời còn vừa tảng sáng, cuộc thi viện ngoài cửa lớn liền đã lục tục ngo ngoe có người chờ lấy từ biển Kinh Thành Lân. Cận sáu châu chạy tới các đại nhân liền thành quần kết đội đứng tại cổng, còn may là ngày xuân, nhiệt độ không khí quay lại, tuy là sáng sớm, nhưng cũng không cảm thấy lạnh, rất nhanh, cổng liền vây tụ không ít người, cái này lui tới đều là từng tại Chu Triều làm quan các đại nhân, bởi vậy lẫn nhau đều là gương mặt quen, cái này vừa thấy mặt liền lẫn nhau thở dài chào hỏi, lại tựa như chờ tại triều đình bên ngoài náo nhiệt. Ai, không hề nghĩ tới, ta năm nay 40 lại 4, lại còn muốn trèo non lội suối tham gia khoa cử. Lâm đại nhân ngài có biết đủ đi, chúng ta những người này đều là vận khí tốt mới lưu nhiệm. Các ngươi là không biết đi, điện kinh thành những cái này quan kinh thành nhi nhóm bị sa thải hơn phân nữa, nguyên bản hơn 300 người sửng sốt cắt đến hơn 50, liền cái này hơn 50 người, không quan tâm niên kỹ lớn bao nhiêu, tư lịch có bao nhiêu lão, tất cả đều phải cùng chúng ta đồng dạng tới tham gia cuộc thi. Thi xong cũng là phải đợi quan chức bổ sung ầy, bên kia vị kia, chính là nguyên hàng lâm viện lưu biên soạn, nói đến năm đó còn là quan trạng nguyên đâu. Hiện tại không phải cũng cùng chúng ta đồng dạng làm lại từ đầu những cái này trở về từ cõi chết có thể tiếp tục lưu nhiệm người giờ phút này thở vào một hơi tới, tuy nói sau khi khảo hạch còn muốn tiến vào đợi điều tra chờ cương vị giai đoạn, nhưng là tốt xấu không đến mức hoàn thành bạch thân, bọn hắn những người này làm quan làm cả một đời, không dám tưởng tượng không chức vị còn có thể làm cái gì, cũng càng thích ứng không được phổ thông bách tính sinh hoạt, so sánh bị lượng lớn xóa các đồng liêu, bọn hắn đám người này cũng coi là may mắn, đương nhiên. Cũng cùng bọn hắn ngày bình thường cần cù chính vụ có quan hệ, nếu không đốc sát tổ sẽ không cho phép bọn hắn lưu nhiệm, đây cũng là đối bọn hắn một loại tán thành, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn tự nhiên mà vậy hình thành một cái vòng quan hệ, cũng liền tự nhiên mà vậy chia sẻ lên tình báo mới nhất. Ta nghe nói, hàng tướng cũng tại. Lần này cách chức danh sách nhân viên bên trong, đám người một trận đổ rút khí lạnh thanh âm, hàng tướng dạng này trải qua đời thứ ba nguyên lão có thể nói là quái vật khổng lồ, mà chiêu đế cái này vừa lên đài liền lấy hắn khai đao, thủ đoạn này cùng quyết đoán quả thực làm cho người kinh hải run sợ, thậm chí, hàng tướng rời đi về sau, điện kinh thành trên quan trường không có chút nào sinh ra chấn động, thậm chí có thể nói là gió êm sóng lặng. Nhất là chính vụ dân sinh cái này một khối, cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có thể này bình tĩnh quá độ cùng giao tiếp. Cũng bởi vậy có thể thấy được Kim Châu Phủ người xử lý chính vụ trình độ, chiêu đế cũng rõ ràng hướng mọi người truyền lại ra một cái tín hiệu, hoa quốc quan trường thiếu ai, đều như thường có thể, đám người ngầm hiểu lẫn nhau nháy mắt ra dấu, có người lại ném ra ngoài tin tức mới nhất, các ngươi có biết lần này quan chủ khảo là ai? Bên cạnh một người cười mị mị nói tiếp, xác nhận an bình tiên sinh đi. Đám người trong đi qua, lần này cảm thấy hiểu rõ, nếu là liên đại nhân, vậy chuyện này tất nhiên là thật. Nói chuyện cái này người chính là liền đức biển nhị tử, liên thu chi nhị ca, đám người gặp hắn mở miệng nói chuyện, mặc dù trong lòng cười thầm bệ hạ xử lý sự việc công bằng, đối liền nhà cũng là ra tay độc ác, Nghe nói liền đại gia cùng liền nhị gia đều tại đây lần kiểm tra trong danh sách, nhưng cũng có thể thấy hoa quốc quan trường tập tục như cá nước thanh, liền nhị gia chấp tay một cái khiêm tốn nói, chỉ có điều so chư vị nghe nhiều một lỗ tai thôi. Đã liên đại nhân ở đây, không ngại cũng cho mọi người để lọc sơ hở gió, vị này an bình tiên sinh ra sao lai lịch, vui loại kia văn phong loại kia kiểu chữ. Ta chờ cũng tốt ném quan chủ khảo chỗ tốt, liền nhị lão gia đương nhiên cũng biết giờ phút này là lấy lòng thời điểm tốt, thấy mọi người đều hướng bên cạnh mình dựa vào, liền nhị lão gia mới thấp giọng nói ra, nghe nói cái này An Bình tiên sinh là bệ hạ đường tỷ, bây giờ chẳng qua chừng. 20. Tại Kim Châu Phủ cũng đã quản nhiều năm giáo dục miệng. Có thể nói nàng là rất nhiều Kim Châu Phủ các quan lại lão sư. Kim Châu Phủ bên kia 30% biết chữ xuất, chính là nàng cùng Phương Đại Nhân công lao. Phương Đại Nhân. Vị nào Phương Đại Nhân? Thế nhưng là Phương Lão Gia tử trưởng tôn Phương Tuân Đại Nhân. Không phải, Phương Tuân còn có một đường mùi, là đại phòng xuất ra, mặt trên còn có cái trưởng tỷ. Vừa nhắc tới tên của nàng, chư vị sợ là đều biết. liền nhị lão gia thấp khục một tiếng, chính là tại đông cảnh giết chu hành vị kia nữ hào kiệt. Phương Như Ngọc, danh tự này vô cùng sống động, làm đã từng đại chu hướng kẻ thù chính trị chu hành. Đó nguyên nhân cái chết tự nhiên có thù chú ý, bởi vậy tất cả mọi người biết Phương Như Ngọc nhân vật như vậy. Cái này Phương gia nhưng là không tầm thường, hai cái này nữ nhi đều là anh hào nhân vật. đúng vậy a. À cho nên chư vị trong nhà có nữ nhi cũng chớ coi nhẹ giáo dục dưới mắt chính là các nữ tử kiến công lập nghiệp thời điểm tốt lý đại nhân ngày cái kia nhưng muộn hôm nay không riêng ta cuộc thi trong nhà tiểu nữ cũng tại sát phách kiểm tra lại viên chúng ta cha con hai cùng xuất trận không chừng ta còn không có vợ con nữ thi tốt đâu a à, vậy nhưng thật sự là chúc mừng a à. nhất thời trong đám người một mảnh chúc mừng thanh âm các ngươi lời này đầu đều lệch liền nhị gia ngài còn chưa nói cái này quan chủ khảo yêu thích đâu hỏi cái này lời nói chính là cái nam tử trẻ tuổi rất rõ ràng trong nhà con cái còn nhỏ bởi vậy quan tâm hơn tiền đồ của mình cái này ta xác thực không biết liền nhị gia lắc đầu ngược lại là bên cạnh có người nói tiếp ta ngược lại là may mắn nhìn qua kim châu phủ bên kia bài thi giống như cũng không giảng cứu văn thải bay lên phần lớn đều là toán học đề cuối cùng có mấy cái luận thuật đề mấy cái luận thuật đề người chung quanh đều lộ ra vẻ giật mình đại chu hướng cuộc thi cũng chỉ có một luận thuật đề lại còn vội vàng hoảng viết không hết cái này hoa quốc có lượng lớn hao phí thời gian toán học đề cũng liền thôi lại còn có nhiều như vậy luận thuật đề chư vị cũng đừng bối rối cái này người một mặt thần bí khó lường hắn tự nhiên khó mà nói mình có cái chất tử đã là kim châu phủ bên kia quan lại những cái này tin tức ngầm vẫn là nhờ chất nhi hỏi thăm giờ phút này nha cho các đồng liêu bán một chút cốt để người nhớ cái ân tình về sau cũng càng thuận tiện một chút cái này luận thuật đề có chữ viết số hạn chế dù sao cũng hai ba trăm chữ thôi phải tất yếu thiếu trích dẫn kinh điển trực tiếp nói rõ luận điểm tốt nhất còn có số liệu chèo chống chiêu đế thích cầu thật thiết thực ta xem chừng cái này lại viên kiểm tra cũng là cái này phong cách lời này ngược lại là nói rất có lý không ít người âm thầm ghi nhớ cuộc thi yếu điểm chẳng qua chư vị có biết vị kia an bình tiên sinh giờ phút này chính đại lấy bụng cũng không biết có thể hay không kiên trì cho tới trưa cuộc thi. Đất bằng lên sấm sét, đám người không ngờ tới lần này quan chủ khảo là cái cô gái trẻ tuổi cũng liền thôi, lại vẫn đang mang thai, mọi người sắc mặt thay đổi liên tục, tâm tư dị biệt, đến cùng là bảo trì trầm mặt, thế phong nhật hạ, xã hội tập tục càng ngày càng tệ, lễ nhạc sụp đổ A, chẳng qua cũng có khai sáng cười nói, cái này điện hạ đường tỷ đều có bầu, nhưng hôm nay bệ hạ hậu cung trống rỗng, ta nghe nói lâm lão cùng lễ bộ liên hợp thượng thư mời bệ hạ hải tuyển hoàng phu, bệ hạ đều uyển. Chuyển từ chối. Cần biết quốc chi căn bản, ở chỗ sớm cho kịp xác lập người thừa kế, hoàng tự vì thiên hạ an nguy chỗ hệ, lịch triều lịch đại bao nhiêu họa loạn đều bởi vì thái tử một vị mà lên, ta nhìn đương kim bệ hạ mặc dù chính vào thanh xuân tuổi trẻ, nhưng hoàng tự bồi dưỡng không phải một sớm một chiều chi công, bệ hạ vẫn là muốn sớm tính toán mới là A. Vâng, bệ hạ bây giờ chừng 20, trẻ trung khỏe mạnh. Thêm nữa bây giờ tứ hải quy nhất, ca múa mừng cảnh thái bình, chính là thái bình thời điểm tốt nên thật sớm xác định hoàng phu sinh hạ người thừa kế mới là lời nói này ngược lại là gây nên đám người tán đồng chẳng qua rất nhanh đám người liền bị đối diện tường tiền ồn ào đánh gãy đối thoại có người thăm dò nhìn quanh bên kia vì sao như thế ầm ĩ hôm nay cuộc thi này viện cũng không chỉ một trận cuộc thi đâu hôm nay còn có một loại lại viên kiểm tra cùng chúng ta không phải một cái trường thi người bên kia càng nhiều bên ta mới đi tới thời điểm nhìn thấy bên kia nói ít có hơn một vạn người, hơn một vạn. Cái này lại không thể không khiến bọn hắn giật mình, bọn hắn trước kia khoa cử lúc, tham khảo nhân số cũng chỉ mấy trăm mấy ngàn, mà bây giờ lại là hàng ngàn hàng vạn, nguy hiểm thật, không phải cùng nhiều như vậy người một cái đường đua cạnh tranh, bọn hắn tham gia không phải đào thải hình cuộc thi, mắc điểm quyển 100 điểm, chỉ cần vượt qua 60 coi là đạt tiêu chuẩn, liền có thể tiến vào hậu tuyển đội ngũ, chẳng qua cũng có người giải thích nói, hiện tại từng cái địa phương đều tại phổ biến toàn dân giáo dục, tuy nói chúng ta phía bắc mấy cái phủ thành còn chưa kịp, nhưng mọi người đã sớm nghe thấy phong thanh. bởi vậy biện kinh thành bên trong thật nhiều người sớm ngay tại chuẩn bị cuộc thi. càng không cần nhắc tới, từ cả nước các nơi chạy tới thí sinh, đúng vậy a, à, bệ hạ cũng không có hạn chế thí sinh hộ tịch. ta hôm qua ngủ lại kia khách sạn, chỉ nghe thấy thật nhiều phương nam khẩu âm. ta vô ý nghe bọn hắn nói lên, bọn hắn đều là trước đó tại phía nam cuộc thi thi rớt, trong nhà có tiền lương, có thể gục đỡ bọn hắn bắt thường cuộc thi nếu là thi đậu kia còn cách dưới chân thiên tử thêm gần một chút thấy thế nào đều là một bút có lời mua bán khó trách ta ngày hôm trước đến biện kinh thời điểm liền phát hiện thành bên trong đã chật như nêm cuối nếu không phải thành bên trong có lão hữu sợ là liên hạ giường khách sạn đều không có cũng không phải hiện tại tưởng tượng nghĩ cái này biện kinh thành đúng là thật nhiều năm không có náo nhiệt như vậy qua cuộc thi viện rất náo nhiệt Chính phủ trong đại đường gian nào đó không lớn trong phòng họp đồng dạng náo nhiệt, trong phòng ước chừng ngồi 4 năm 10 cái cô nương, đều rất trẻ trung, giờ phút này hàng phía trước vài tòa các cô nương tranh đến mặt đỏ tới mang tai, hàng sau vài tòa gương mặt lại lại là tập trung tinh thần nghe, đúng là mảy may cũng không chen lời vào, các nàng chỉ hận hôm nay hội nghị tên là xúc tiến phụ nữ giải phóng giao lưu hội, bởi vậy mới không mang bút chì cùng sách, nếu không các nàng nhất định đem những cái này thần thương khẩu chiến quan điểm ghi chép lại, thậm chí nghe phía sau, các nàng đã hoàn toàn quên vừa mới bước vào căn phòng này lúc nhìn thấy bệ hạ chấn kinh cùng khủng hoảng toàn thân tâm đắm chìm đến trận này tranh luận bên trong đương nhiên làm vừa cất nhắc lên nữ lại có thể tới chính vụ đại sảnh loại địa phương này mở ra sẻ tự nhiên cũng là chủ đánh một cái khiêm tốn khiêm tốn nào dám giống phượng nhi bộ trưởng từ thư ký tiền bộ trưởng phương bộ trưởng bọn người như vậy khẳng khái phân trần ngươi tới ta đi cái này người người bình đẳng nam nữ bình đẳng tự nhiên không phải một câu khẩu hiệu Chúng ta từ Lam huyện làm giàu Lúc ấy bệ hạ liền đưa ra cái quan điểm này Nhưng 7 năm trôi qua Bây giờ thanh lâu kỷ viện Nữ nô thiếp thất Con dâu nuôi từ bé chờ vẫn là tồn tại Vì sao không thể áp đặt Áp đặt Như thế nào áp đặt Đem thanh lâu toàn bộ đóng lại rồi Muốn tất cả súc nô nuôi tỳ gia đình toàn bộ đem tỳ nữ phân phát rồi Vẫn là đem nữ nhi bán đi làm con dâu nuôi từ bé cha mẹ cho bắt rồi Cái này làm sao không đi đã bệ hạ cố ý thực hiện lúc trước hủy bỏ chế độ nô lệ khẩu hiệu cùng tuyên ngôn đau đớn như vậy chính là tất nhiên không ổn áp đặt chỉ là trị ngọn không trị gốc đem thanh lâu đóng lại những kỹ nữ này sẽ chuyển sang nơi khác tiếp tục làm da thịt sinh ý thậm chí thay cái bí mật hơn ví dụ như ngõ sâu tử bên trong tử quán bên trong lều trong thuyền chúng ta muốn bắt người đều bắt không được nếu như ngươi không bồi dưỡng các nàng tự lập năng lực không dạy sẽ các nàng lập thân bản lĩnh chỉ là đơn giản thô bạo đóng lại thanh lâu, tuyệt đối là lười chính biểu hiện. Đến đây làm quan nữ lại nhóm nghe xong từ thư ký đều nói ra, lười chính, hai chữ, không khỏi ha y hùng khiếp vía, sợ các nàng trình diễn lên toàn vũ hành, cũng may đối diện vị kia nữ quan lớn cũng cũng không ngại, ngược lại phản bác phải có chứng có cứ, bây giờ biện kinh thành bên trong mở rộng xóa nạn mù chữ lớp huấn luyện, nếu là thật sự có tâm, hoa mười mấy cái tiền đồng đi học cũng là học được. Ta liền không tin, thật là có người tự cam đọa lạc lưu luyến phong trần, kia chỉ bất quá là lười biến thôi. Cũng không phải. Liền hiện nay tình hình trong nước, áp đặt khẳng định là không thực tế. Người nói đơn giản, nhưng kỹ nữ muốn hoàng lương, kia có bao nhiêu khó. Biện kinh thành bên trong thanh lâu kỹ quán phía sau quan hệ đều là rắc rối phức tạp, văn tự bán mình bóp tại tay người ta bên trong, chúng ta lập pháp công việc năm nay còn khởi động không được, không có minh xác pháp luật điều khoản có thể đem những tú bà này cùng người nha tử nhóm trị tội, như vậy cũng chỉ có thể quanh co cứu quốc ta tán thành. Bệ hạ luôn nói, một đầu chính sách ban bố, nhất định phải trải qua được thời gian khảo nghiệm. Lão Bách tính ý nghĩ có lẽ cùng chúng ta dự tính sẽ xuất hiện khá lớn khác biệt, bây giờ chúng ta mỗi tiếng nói cử động đem tác động vô số người vận mệnh, bởi vậy càng nên nghĩ lại mới là. Áp đặt không thực tế, có thể trừ chế độ nô lệ cũng là bắt buộc phải làm. Từ Chấn Anh nghe phía dưới các cô nương ầm ỉ, cười một tiếng nói, nói không sai, việc cần hoàn thành, cơm cũng phải ăn có đôi khi chúng ta muốn đến đỉnh núi, cũng không nhất định nhất định phải chọn gần đây con đường, có đôi khi đường cong cũng là có thể đạt tới. Đằng sau sâm mới sẽ các cô nương, có cái gì đề nghị, không ngại lớn mật điểm. Hàng sau các cô nương xem náo nhiệt đều nhìn không thắng, tự nhiên lắc đầu trang chim cúc, ngược lại là có một cái ước. Chừng hơn 20 tuổi phụ nhân đứng lên, lời nói ở giữa không kiêu ngạo không tự ti, bệ hạ nói đúng, có thể lựa chọn đường công cứu quốc phương thức. Ví dụ như thiết trí một cái chuyên bang, một cái phụ trách cho bọn nô bộc giải phóng tư tưởng, thứ hai thường xuyên mời lão sư đến dạy bọn họ một chút kỹ năng. Ta nhìn viện kinh thành bên trong có viện y học, cuộc thi viện những cái kia, chúng ta cũng có thể thiết lập một nữ tử học viện, chuyên môn giáo các cô nương lập thân bản lĩnh. Vì sao không trực tiếp đi xóa nạn mù chữ ban? Có chút cô nương trời sinh cũng không thích hợp đọc sách, chúng ta có thể phải lão sư dạy bọn họ nữ công, nông nghiệp, dệt chờ đơn giản một chút kỹ thuật, thời gian học tập cũng không nên quá dài, cũng liền 2-3 tháng, để các nàng có thể mạo chống tốt nghiệp, mau chóng nuôi sống chính mình. Nhưng nô tỳ cùng các kỹ nữ đều là bị giấu ở khuê phòng bên trong, người nói những cái này điều kiện tiên quyết là các nàng nhất định phải là thân tự do. Nếu dùng mạnh đâu? Phụ nhân kia ngước mắt, dám trực tiếp nhìn về phía từ chấn anh, cái này khiến từ chấn anh không khỏi ánh mắt sáng lên, bệ hạ không phải có tâm phải sửa đổi cũ pháp sao? Nếu là trực tiếp hủy bỏ chế độ nô lệ, để bán mình văn thư trực tiếp biến thành một tờ không có pháp luật hiệu ứng văn chương rỗng kết đâu. Kể từ đó, còn Thiên Hạ Thụ ràng buộc nữ tử một cái thân tự do. Từ Chấn Anh lại lắc đầu, không ổn. Không thể đơn phương để cái nào đó giai cấp chịu tổn thất. Chúng ta triều đình có thể can dự, lại không thể dạng này cưỡng ép lập pháp. Lập pháp công việc chỉ có thể đi ở phía sau. Nếu không tương lai đế vương muốn làm gì sự tình, trực tiếp lấy lập pháp thủ đoạn đến thi hành, pháp luật liền sẽ biến thành chính trị vũ khí. Nô bộc sự tình cũng không khó. Từ Chấn Anh vừa nói, những người khác toàn bộ đều dừng lại thảo luận nhìn về phía nàng, chúng ta nhưng thiết trí một cái, nuôi nô thuế, đã nuôi nổi nô bột, kia tất nhiên là nhà giàu nhà. Chúng ta đem nuôi nô thuế đề cao một chút. Ví dụ như định tại mỗi cái nô bột hàng năm hai lượng bạc. Dạng này chí ít tầng dưới chốc một bộ phận nô bột có thể phóng ra ngoài. Loại kia nuôi nô một hai trăm người hộ, đối với bọn hắn đến nói một năm dù sao cũng mấy trăm lượng chi tiêu, đối phó loại này, chúng ta có thể khai thác cầu thang thức thu thuế. Ví dụ như trong nhà có nô bột 5 người trở xuống, mỗi người hàng năm 2 lượng. 10 người trở lên 50 người trở xuống mỗi người hàng năm 5 lượng. Trăm người trở lên, mỗi người 10 lượng, cứ thế mà suy ra. Đại hộ nhân gia, kiếm nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải cống hiến một điểm cho quốc khố A. Từ âm hy cười nàng ranh mảnh, bệ hạ không phải nói thiếu nhìn chầm chầm phú hộ túi tiền sao. Như chúng ta làm cho quá ác, sợ tương lai không có người chịu làm sinh ý. Cái này không giống nha đã người người sinh mà bình đẳng vậy tại sao có người lại có thể giống như là chó rơm vật mọn một loại bị bán những cái này phú hộ kiếm được so người khác càng nhiều xã hội tài phú vậy thì phải gánh vác lên xã hội trách nhiệm lần này giải phóng nô bộc liền lấy nhà giàu khai đao phượng nhi nói không chỉ nhà giàu kỳ thật kinh thành xúc nô nhiều nhất hẳn là quan lại nhà chẳng qua hiện nay những cái này quan lại nhóm bị xóa phần lớn chính như chim sợ cành công chắc hẳn sẽ tích cực hưởng ứng bệ hạ hiệu triệu từ âm hy nói, không sai. Bọn hắn chức quan bị rút, chắc hẳn nuôi nhiều như vậy người cũng là giật gấu vá vai, nhưng lại không muốn phân phát nô bột, để tránh cho người ta một loại mặt trời lặn phía tây cảm giác. Bây giờ bệ hạ thả nô lệnh mới ra, nói không chừng bọn hắn sẽ còn cảm tạ bệ hạ. Chương 345, đại kết cục qua phương ngưng mặt lại nói, thế nhưng là bệ hạ, nếu là loại kia cô nhi quả mẫu, trong nhà nhân thủ không đủ, xác thực cẩn nhân thủ chăm sóc đây này. Khục, cũng tỷ như nhà ta, trong nhà của ta gần như người người đều ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có tổ phụ, tổ mẫu hai vị lão nhân. nếu là không lưu một hai cái trung tâm nô bột chăm sóc, chúng ta cũng không yên lòng a. À, phượng nhi cười nàng, chẳng lẽ ngươi phương nhị tiểu thư còn không bỏ ra nổi hai lượng bạc nô bột thuế? cũng không phải hai lượng bạc, ta chỉ nói là ta tình huống, ta nghĩ đã không phải áp đặt, dù sao cũng phải tình huống cụ thể cụ thể phân tích đi. nhà ta là người làm việc nhiều, tự nhiên không lo nô bột này thuế. Thế nhưng là nếu như loại kia gia đình gánh vác tương đối nặng, chỉ có một người ra ngoài làm công, trong nhà tất cả đều là già yếu cẩn nô bột chăm sóc đây này. Câu nói này ngược lại để đám người lộ ra suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, từ chấn anh cười nói, cái này đơn giản, chỉ là hủy bỏ nhân khẩu mua bán, cũng không phải coi là thật không cho phép lão bách tính mời làm giúp. Người đem văn tự bán mình tiêu hủy, ký kết công nhân làm thuê hợp đồng chẳng phải được rồi. Liền cùng loại tử lâu khách sạn loại kia, không bán thân, chỉ bán khí lực mua bán đôi bên đều song hướng lựa chọn. Mọi người đều ánh mắt sáng lên, Phượng Nhi chân tâm thật ý khen, điện hạ quả thật là túc trí đa mưu. Kể từ đó, bọn nô bột tự do, cũng sẽ không ảnh hưởng những cái kia chân chính cẩn giúp đỡ người ta. Đám người lại khen một trận, từ chấn anh nhất nhất tay, được rồi, đừng vuốt môn ngựa. Hầu gái sự tình xem như tương đối đơn giản, khó khăn là như thế nào ngăn chặn thanh lâu kỹ nữ cùng thiếp thất, con dâu nuôi từ bé ba loại người này miệng mua bán phương thức từ âm hy mở miệng nói bệ hạ liền không thể cũng dùng nô bột thu thuế phương thức hung hăng đề cao thanh lâu thu thuế cái này thuế một cao tú bà nhóm lợi nhuận ít cái này da thịt sinh ý tự nhiên cũng không làm tiếp được phụ nhân kia sắc mặt hơi hơi trắng lên lập tức đứng dậy phản bác không thể thu thuế một cao thua thiệt vẫn là những cái kia kỹ nữ nhóm tú bà sẽ không thiếu kiếm một cái tiền đồng các nàng sẽ chỉ vì nộp thuế mà hung hăng nghiền ép trong tay cô nương thậm chí nói không chừng ban ngày tiếp đãi quan lại quyền quý, ban đêm hướng kia hạ đẳng kỹ viện bên trong đưa tới, cái gì? Bến tàu làm khổ lực, chợ thức ăn làm đồ tể, chạy thuyền nam tử, cái gì sinh ý đều chịu làm, thẳng ép các cô nương một dọc chất béo đều không có mới thôi. Phụ nhân kia để trong phòng các cô nương đều sắc mặt hơi đổi một chút, nhất là từ âm hy, nàng lại phạm một cái sai lầm trí mạng, một cái thi chính người vậy mà không có toàn bộ hy u rõ chính sách được hưởng lợi người tình huống, liền áp dụng thô bạo nhất trực tiếp phương thức, vỗ tráng một cái liền định một đầu chính sách, đầu này chính lệnh xuống dưới, nàng từ âm hy sẽ hại bao nhiêu vốn là dãy dụ cầu sinh các cô nương, nàng nghĩ như thế đương nhiên, như thế cao cao tại thượng, như thế thoát ly. Quần chúng từ âm hy mặt đều đỏ, là xấu hổ, cũng là thẹn, cái khác các cô nương thì là mặt lộ vẻ không đành lòng, Phượng Nhi nói, dĩ vãng đi dạo thanh lâu kỹ viện tập tục tươi thắm thịnh hành, đơn giản là từ người đọc sách giai cấp bắt đầu, liền đem chuyện này xem như chuyện tình gió trăng. Trước kia kia là nam quyền xã hội, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ không chú ý kỹ nữ nhóm khổ sở, thậm chí có không ít người còn cảm thấy đây cũng là một đầu đường ra, chí ít kỹ nữ nhóm không có lạnh chết chết đói. Thế nhưng là chúng ta hiện tại cũng là tân triều, tuyệt đối không cho phép còn có dạng này bóc lột người sự tình tồn tại. Coi như không cần thu thuế biện pháp, chúng ta cũng có thể ra những biện pháp khác đến. Cái khác các cô nương cũng đều gật đầu, đã trước kêu ý nhiên thành phong, vậy bây giờ chúng ta liền đem cổ này tập tục cho giết ở. Tiền Trân Nương trầm ngâm một lát, không thu thuế nặng. Chúng ta cũng có thể dùng thủ đoạn mềm dẻo. Ví dụ như hạn chế dưới tay quan viên đi dạo thanh lâu, phàm là đi dạo kỹ viện, liền bị coi là nó thân bất chính nó tâm bất chính điển hình. Chúng ta có thể thể bọn hắn kiểm tra. Từ âm hy lại nói, là một cái biện pháp, thế nhưng là cái này cử động tất nhiên sẽ khiến nam tính đám quan chức phản đối. Bệ hạ từng nói, phản đối người nếu như chiếm đa số, vậy thì không phải là một đầu dễ dàng thi hành đi xuống chính lệnh, tại thi hành trên đường sẽ phải gánh chịu đủ loại ngăn cản. Nhất là đến lúc đó. Không sai. Một đầu chính lệnh tốt xấu không phải nhìn nó dự tính ban đầu, mà là nhìn có thể hay không thông qua tầng tầng khảo nghiệm thi hành xuống dưới, cũng đạt được hài lòng hiệu quả. Quan tướng viên người sinh hoạt đặt vào kiểm tra, gặp lực cản là sẽ có có chút lớn. Không bằng đem kiểm tra biến thành bản kiến nghị đi. Chúng ta có thể mô phỏng một cái bản kiến nghị, tham chiếu trước kia trong quân, không uống rượu, không chơi gái, không đánh bạc, ba đầu lệnh cấm, chúng ta cũng có thể lại thay đổi nhỏ một chút, đem đến toàn bộ trong quan trường. Lập tức có người tiếp lời, ví dụ như không tiếp thụ lợi ích phương mở tiệc chiêu đãi Một chồng một vợ, không thu thiếp thất. Nếu là làm trái làm như thế nào? Sẽ không thể ngươi kiểm tra, nhưng lên chức vô vọng, dần già, tự nhiên sẽ có người đã tỉnh hồn lại. Cái gọi là trên có chỗ tốt, hạ tất ném chi, đều lúc này nếu là còn không mò ra triều đình hướng gió, vậy cũng không cần cất nhắc lên. Nhưng kể từ đó, bệ hạ muốn hủy bỏ chế độ nô lệ, thực hiện chân chính nam nữ bình đẳng chẳng lẽ không phải muốn mười mấy năm về sau. Từ chấn anh cười, chẳng lẽ ngươi còn muốn một bước đúng chỗ. Cái này lão bách tính quan niệm thâm căn cố đế, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi tới, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Từ âm hy cũng cười, nếu là đám quan chức cùng người đọc sách đều không đi đi dạo kỹ viện, kể từ đó, chúng ta khả năng chân chính để thanh lâu sinh ý làm không dậy. Phượng Nhi nói, không chỉ có như thế, chúng ta cũng phải co vào đối thanh lâu những cái này dễ sinh không phải là địa phương quản khống. Ví dụ như trọng điểm kiểm toán, trọng điểm tuần tra, như thế giao cùng cắt thịt xuống dưới, ta không tin bọn hắn còn có thể làm được lên. Không sai, còn muốn cổ vũ thanh lâu mình chuyển hình. Làm không được gia thịt sinh ý, làm tử lâu, làm khách sạn không phải rất tốt. Phàm là có kia thanh tỉnh tú bà chịu phối hợp triều đình. Đem thanh lâu chuyển hình, để kỹ nữ hoàng lương, chúng ta ngay tại trên báo chí rộng mà báo cho, cũng làm cho cái khác thanh lâu các lão bản biết hiện tại hướng gió biến, muốn tích cực truy cầu tiến bộ hướng triều đình dựa sát vào. Đây cũng là cái biện pháp. Nhưng vạn nhất liền có kia ngu xuẩn mất không đây này. Vậy liền dựa theo vừa rồi biện pháp, mỗi tháng tra thuế, mỗi tháng để binh lính tuần tra đi thanh lâu tuần tra, cái này dần già, cái nào thanh lâu có thể nổi như vậy dày vò. Chúng ta là triều đình, thủ đoạn chính là phải cường ngạnh một chút, nếu không sẽ chỉ làm những cái kia lợi dụng sơ hở người làm đủ trò xấu, ngược lại kiếm được đầy bồn đầy bát. Những cái kia thủ phép tắt người lương thiện người cơ khổ nhưng không có kết cục tốt. Phụ nhân kia tiếp lời nói, không sai, tuy nói không đề xướng lấy bạo chế bạo, nhưng là có đôi khi bạo lực là có thể tới mục đích một loại đường tắt, có thể lại rất nhiều hành chính chi phí. Từ chấn anh đuôi lông mày vừa nhất, nhịn không được nhìn về phía phụ nhân kia, bên người chu hậu phương nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nói ra, người này tên gọi Đỗ Nguyệt Hoa, Dương Châu xấu mã xuất thân, năm trước thi vào Kim Châu phủ quan lại biên chế, người nhìn xem ấm ôm nhu nhu, nhưng nói chuyện làm việc đều rất cường thế, thời gian 2 năm liền làm được bộ môn đứng đầu. Nghe nói dưới tay nàng người rất là tin phục nàng. Ngựa gầy xuất thân. Từ chấn anh có chút nhíu mày, nhưng trong lòng thì đại thông, cũng khó trách mới nâng lên chỉnh lý thanh lâu sự tình, vị này đổ đại nhân lộ ra cảm xúc có chút kích động, thủ đoạn cũng có vẻ hơi cực đoan, nguyên lai đồng loại tương thông, từ chấn anh cũng rất là vui mừng, hoa quốc quan lại trong đội ngũ lại có kỹ nữ. Cái này cũng đầy đủ nói rõ quan trường tập tục mở ra, nhưng cũng nói vị này đổ đại nhân tuyệt đối là người trong cuộc vật, thân là đã từng kỹ nữ, lại một khi trở thành nữ lại viên, cái. Này cố sự bên trong nhất định không thiếu chấn động lòng người cùng chịu nhục, từ chấn anh không? Hỏi xem trọng vị này đổ nguyệt hoa vài lần. Tốt, thủ tiêu thanh lâu sự tình không ngại liền giao cho đổ đại nhân làm, ngươi tạm thời đi thử xem nước, thủ đoạn không nên quá mức cường ngạnh. Cần biết vừa thì dễ đoạn, chúng ta là vì giải cứu những cái kia phong trần nữ tử, mà không phải vì cho mình gây thù hằn. Tranh thủ trong vòng 5 năm, chậm rãi hủy bỏ chơi gái tập tục, minh năm sau lập pháp thời điểm cũng không quên đuổi theo, nhất định phải bảo hộ những cái này số khổ nữ tử quyền lực. Từ chấn anh tại giao lưu hội bên trên đập tấm, kia đổ nguyệt hoa rất là kinh hỉ lập tức tạ ơn. Còn có cuối cùng một kiện chuyện khó giải quyết, đó chính là nạp thiếp cái này tập tục duy trì gần ngàn năm không chỉ nam tính tập mãi thành thói quen chính là nữ tử cũng đem nó xem như một đầu đường ra muốn thực hiện chân chính nam nữ bình đẳng nhất định phải phổ biến chế độ một vợ một chồng nhưng là ở trong đó gặp lực cản sẽ là trước nay chưa từng có lớn có người không hiểu hỏi vì sao từ âm hy cười thay từ chấn anh giải thích nói bởi vì chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đó chính là phản đối chế độ một vợ một chồng không riêng gì nam nhân còn sẽ có rất nhiều nữ nhân. Nhất là đã làm thiếp nữ nhân. Phượng Nhi nói, không sai. Theo thống kê bộ mới nhất nhân khẩu thống kê bản báo cáo biểu hiện, chúng ta ngàn ngàn vạn nhân khẩu, nữ tính chiếm 58. 7%, đương nhiên tự nhiên điều kiện dưới, nam nữ hẳn là tiếp cận một nửa một nửa. Nhưng trước đó đại chu hướng mấy năm liên tục chinh chiến, rất nhiều nam tính chết bởi chiến hỏa bên trong, bởi vậy nữ tính số lượng tăng nhiều trong đó vì cuộc sống bức bách làm thiếp người liền có trăm vạn người. Bộ phận này người quyền lợi chúng ta không thể không suy xét. Dưới đấy có ít người không rõ, trên đời này nữ tử có mấy cái thực tình muốn làm thiếp. Cái nào không phải vì sinh kế bức bách, bây giờ để các nàng có thể đứng lên, đường đường chính chính làm người, làm sao còn có người phản đối, chẳng qua nghĩ lại, nhưng lại nghĩ đến thông, các nàng. Đã làm thiếp, kết cục không cách nào thay đổi, mạo muội thi hành chế độ một vợ một chồng, như vậy những cái này thiếp thất lại đi con đường nào đâu, nhưng nói chuyện đến chế độ một vợ một chồng, trong phòng các cô nương tự nhiên là giơ hai tay hai chân đồng ý, bởi vì cái này trong phòng học hoặc là không có xuất giá cô nương, hoặc là đã xuất giá phụ nhân, các cô nương tự nhiên không hy vọng phu quân của mình tam thê tứ thiếp, huống chi các nàng vẫn là hiện tại trên báo chí nâng lên mới nữ tính. Chính là chỉ loại kia có thể rã ngoài làm việc, có nghề nghiệp nuôi sống mình nữ tử, các nàng liền nghĩ, các nàng có tự lực cánh sinh năng lực, lại mình vẫn là quan thân, tội gì muốn làm oan chính mình cùng cái khác nữ tử cùng chung một chồng mà chúng phụ nhân liền càng là đồng ý dù sao ai nguyện ý trong nhà thêm một người miệng nữ tử này nhóm làm quan lại thân phận tự nhiên tại nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng đều nước lên thì thuyền lên cái này hành sự nói chuyện tự nhiên cường thế hơn nếu là cắt nàng phu quân dám nạp thiếp nàng liền hòa ly dù sao nàng là triều đình quan lại lão tự có triều đình nuôi làm oan chính mình làm gì lại có người hỏi trực tiếp lập pháp phổ biến chế độ một vợ một chồng không được sao từ chấn anh nói, lập pháp chỉ có thể đi ở phía sau. Kỳ thật chuyện này nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ phần lớn nữ tử không có tự lập năng lực, bởi vậy chỉ có thể đem sinh kế ký thác tại nam tử trên thân. Càng thêm có trước kia nữ tử địa vị ti tiện, trong nhà nếu có cái thuế ruộng không tốt, chỉ có dẫn đầu bán đi nữ nhi. Một ngày không tiêu trừ nghèo khó, một ngày không để các nữ tử thụ giáo dục, một ngày không để các nàng có lập thân bản lĩnh, mạo mùi lập pháp phổ biến chế độ một vợ một chồng, sẽ chỉ buộc để các cô nương đạp lên mặt khác tuyệt lộ. Một phòng các nữ tử tự nhiên tràn đầy cảm xúc. Bệ hạ nhân tâm nhân đức, suy xét chu toàn. Trước kia sự tình không thể truy, chỉ có về sau nghĩ biện pháp tránh. Không sai. Ta cũng nghĩ như vậy. Từ chấn anh nói chuyện xưa nay. Không dùng, trẫm cô chờ từ, cùng hạ thần nhóm họp họp đều là người ta, càng không cho phép hạ thần bản thân coi khinh, động một chút thì là vi thần thuộc hạ mới đầu mọi người cũng không quen danh xưng như thế này, nhưng là về sau dần dần, bị cường ngạnh phổ biến lấy đi, dường như cũng dần dần phát giác được quân thần ở giữa biến hóa vi diệu. Ta nghĩ là, tự nhiên là muốn trước mở học viện nữ, để các nữ tử có sống yên phận bản lĩnh, chúng ta cũng phải đại lực kiến tạo nữ tử ra ngoài làm việc không khí, vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng, nơi này tất cả mọi người một mặt không hiểu nhìn qua từ chấn anh, liền nguyên lão cấp bậc từ âm hy, tiền trân nương bọn người đối phần cứng phần mềm những cái này từ không hiểu từ chấn anh đành phải nói ra chính là nói sáng tạo không khí đã muốn nữ tử bản thân mình lập được còn muốn thi chính người tại chuẩn mực cùng đạo đức bên trên kiến tạo thích hợp với nàng nhóm tự lập thổ nhưỡng nếu không quan hô khẩu hiệu không có chế độ hộ giá hộ tống bất kỳ cái gì chính lệnh đều không thể chứng thực từ âm hy gật đầu nói cách khác chúng ta tập tục muốn vào một bước buông lỏng pháp luật muốn từng bước kiện toàn để các cô nương dám đi ra ngoài thì ra lập có thể cường ví dụ như tại chúng ta kim châu phủ lúc mới bắt đầu nhất các cô nương cũng không dám ra ngoài nhưng là về sau bắt mấy lưu manh hung hăng trừng trị bọn hắn một phen thêm nửa đội tuần tra một mực không ngừng đi lại các cô nương cũng liền dám tùy thời tùy chỗ đi ra ngoài nói về thiếp thất ta cảm thấy hẳn là vạch ra một con đường tới năm nay trước kia nhưng áp dụng biện pháp cũ nhưng hết thảy không bảo đảm con riêng quyền lợi con riêng phân bao nhiêu gia sản, toàn bộ nhờ vợ chồng tự hành thảo luận quyết định. Năm nay về sau, hết thảy không thừa nhận con riêng bất luận cái gì quyền lợi, nói cách khác sẽ rõ văn quy định không phải mẹ cả xuất ra, không được chia một phân tiền tài. Cái này đại đa số thiếp thất trông cậy vào đơn giản là sinh đứa. Bé cố sủng hoặc là dưỡng lão. Bây giờ cuối cùng con đường này bị chúng ta chặt đứt, chắc hẳn cũng không có cô nương nào nguyện ý làm người thiếp thất. Phượng Nhi cười nói, bệ hạ một chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Lần này dù cho thật sự có tự cam đọa lạc hoặc là trời sinh lười biến cô nương, cũng chỉ có thể bị bức phải ra tới tự mình làm sự tình. Dạng này cô nương dù sao cũng là số ít. Chỉ là không thể để cho mấy khỏa cứt chuột xấu một nồi lớn canh, cũng không thể khiến cái này người liên lụy những cái kia chân chính muốn dựa vào chính mình đứng lên cô nương. Bệ hạ nói rất có lý. Thế là, từ chấn anh nhập chủ biện kinh thành tháng thứ tư, liền mở ra mênh mông cuồng cuộn chỉnh đốn tác phong vận động, nàng phát ra đầu kia, không đánh bạc, không chơi gái, không uống rượu, không tiếp thụ lợi ích phương mở tiệc chiêu đãi, không kinh thương, không cùng lão bách tính tranh lợi, sáu cái không thể bản kiến nghị rộng phát cả nước, dẫn tới chúng phụ nhân nhau nhau gọi tốt, nhất là nữ quan nhóm, lúc đầu đánh bạc, chơi gái, uống rượu cái này ba loại liền cùng các nàng cũng không nhiều. Nhiều quan hệ, thậm chí thân là nữ lại, vốn là ở trong quan trường ở vào yếu thế, nhất là tại đụng phải cấp trên lãnh đạo xuống tới làm tiếp đãi thời điểm, luôn luôn mi n không được bị mời rượu, nhưng nữ tử uống đến say khước còn thể thống gì. Dù cho các nàng là lại viên, nhưng nữ tử uống đến say khước, luôn luôn để người chú ý, dẫn tới không tốt suy đoán, các nàng sở dĩ kiểm tra lại viên, một cái là vì thể diện, thứ hai cũng là thật muốn làm ra một phen sự nghiệp, cũng không phải vì bồi thượng phong uống rượu, như lại đụng tới kia giữ mình bất chính thượng phong, uống chút rượu liền lộ ra nguyên hình, các nàng càng là kẻ tâm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Còn có kia thích uống xong rượu đi thanh lâu ngao du, nữ lại viên nhóm sao. Cốt cùng đi. Dù cho phía trước công việc làm được cho dù tốt, lúc này tổng mi N không được bị nam đồng lưu hái quả đào, nam các đồng lưu bồi tiếp thượng. Phong uống nhiều mấy chén, lại đi ngao du kỹ viện, cái này có cái gì không thể nói. Có chuyện gì không thể làm. Có quan hệ gì không thể khơi thông. Đây cũng là vì sao cơ sở mãi mãi cũng là nam đồng liêu so nữ các đồng liêu đề bạc phải nhanh nguyên nhân, bệ hạ cử động lần này có thể nói là giúp không ít cơ sở nữ lại viên giải phụ, cơ sở nữ lại viên nhóm bôn ba bẩm báo, chỉ hận không được lập tức đem cái này tin tức cốt báo cho cho càng nhiều người, đồng thời trong lòng cũng yên lặng tán thưởng bệ hạ anh minh, mà đất bằng lên sấm sét không chỉ có các quan lại bên này có yêu cầu, quan trường chấn động, dân gian. Càng là như vậy, bởi vì bệ hạ phổ biến một đầu, nô bột thuế, tại trong dân chúng sôi trào, bây giờ biện kinh thành dân chúng cũng dần dần dưỡng thành mỗi ngày đi hoàn thành căn hạ mười mấy cái bản thông báo đi một chút, nhìn xem có hay không tin tức mới, vậy sẽ đọc chính sách người thường thường có thể đó phát hiện không ít cơ hội buôn bán, nhưng mà lần này, nô bộc thuế, nhưng vẫn là gây nên sóng to gió lớn, cái này sáng sớm, từng cái bản thông báo hạ đều đầy áp người, bố cáo là dùng chữ viết. Thêm ghép phần hình thức viết, biện kinh thành bên trong một đoạn thời gian rất dài đều muốn bảo trì loại này cách viết, cũng là vì để cho càng nhiều người biết quốc gia mới nhất động tĩnh. tuy nói Điện Kinh thành toàn dân giáo dục vẫn chỉ là tại nảy sinh giai đoạn, nhưng có không ít người đã sớm học tập ghép vần. Bởi vậy biện kinh thành bên trong có thể bố cáo lão bách tính cũng so sánh lúc trước gia tăng rất nhiều. Thiên gia, cái này một nô bột một năm phải giao hai lượng bạc thuế. Năm cái trở lên mỗi người hàng năm năm lượng. Mười người trở lên mỗi người mươi lượng cái này. Cái này. Cái này nhà ai còn nuôi nổi nô bột A, à, còn không phải thế cái này mua cái nô bột chẳng qua hai ba lượng bạc chính là đắt đi nữa cũng chỉ năm sáu lượng bạc bây giờ không riêng cho bọn hắn phát tiền tháng còn phải nộp thuế mà lại cái này thuế cũng quá nặng đi các ngươi ngó ngó phía trên này viết là hàng năm a à. không sai là hàng năm lần này nhà ai nuôi nổi nha không phải đều nói vị này bệ hạ trạch tâm nhân hậu nhất là nhân đức như thế nào vừa lên đài liền thêm nặng như vậy thuế hại lão hán ngươi là không nhìn thấy a à. Năm nay lương thực thu thuế phải thấp, chúng ta những cái này trồng trọt mới có thể thở một ngụm. Không thu chúng ta, kia dù sao cũng phải thu những người khác a. À. Ta nhìn rất tốt, dù sao súc nô nuôi tỳ đều là một chút đại hộ nhân gia, bọn hắn có là bạc. Ta nhìn bệ hạ làm tốt, về sau thu thuế liền phải tìm những cái kia có tiền. Chúng ta những cái này tiểu lão bách tính vất vả trồng trọt cả một đời, vốn là không có mấy cái tiền đồng, cái này thuế nhất trọng, chúng ta đều không có cách nào sống nha mấy cái này lão gia đám bà lớn hô nô gọi tì trải qua người trên người sinh hoạt liền phải để bọn hắn nhiều nộp thuế không sai bọn hắn kiếm nhiều bạc như vậy liền nên nộp thuế vâng dù sao nhà chúng ta là nuôi không nổi nô tì nuôi nổi đều là nhà giàu chúng ta những cái này tiểu lão bách tính có thể dùng không được vì những cái này đại hộ nhân gia nhọc lòng cũng không phải đâu phía trên này đều nói không đề xướng mua bán nhân khẩu cái này người cũng không phải súc sinh không thể tùy ý mua bán trước kia là trong nhà nghèo không vượt qua nổi mới bán nhi bán nữ bây giờ chúng ta hoa quốc cũng không phải đại chu triều lại nghèo cũng không đến nổi không có cơm ăn lại không tốt cũng có thể cứu tế viện hiện tại còn bán nhi bán nữ kia nhất định là chỉ vào phát tài đường nhưng không có ý tốt na có một lão phụ lập tức thương tâm khóc ra thành tiếng kia vậy cái này bố cáo trên có chưa hề nói đã bán đi cô nương làm sao bây giờ còn có thể hay không về nhà đâu ta cái kia lớn nữ lúc ấy trong nhà nghèo phải ăn vỏ cây tiểu đệ lại sinh bệnh nặng ta lớn nữ hiểu chuyện mình bán một hộ đại hộ nhân gia làm nha hoàng người nhà ta mới không chết hết những năm này chúng ta khắp nơi sai người nghe ngóng cũng không biết nàng chủ gia chuyển đi nơi nào đời này lão bà tử của ta không có cái khác tâm nguyện chỉ hy vọng có thể cùng ta lớn nữ gặp mặt một lần có người đồng tình nói ra đại nương ngươi đừng có gấp chúng ta bệ hạ là cái rạch tâm nhân hậu trước đó trong hoàng cung nhiều như vậy cung nữ thái giám không phải nói thả ra cung liền xuất cung rồi. Ta nhìn nô bột này thu thuế phải nặng như vậy, rất nhiều người ta thật nuôi không nổi, nói không chừng con gái của ngươi cũng là một cái trong số đó. Ngươi không ngại trở về đem quê quán dọn dẹp một chút, con gái của ngươi nếu là được thả ra, nhất định về nhà tìm các ngươi liệt. Ai ai ai, chúng ta có thể cho bệ hạ viết đề nghị sách nha, trước kia đại chu hướng bán nghi bán nữ cũng không ít, nếu quả thật theo như thế thu thuế, sợ là không ít người nhà nô bột đều sẽ được thả ra. dạng này thiên nam địa bắc quê quán người lại bởi vì chiến loạn, ông dịch chờ di chuyển, lúc này đi không phải tìm không thấy người. chúng ta có thể đề nghị bệ hạ thiết trí một chút làm việc điểm, cho những cái này thả về về nhà người một chút chỉ dẫn, Tựa như trước đó phân phát cung nhân như thế. phía tây tổ một chi đội, phía nam tổ một chi đội, dạng này lẫn nhau kết bạn lấy về nhà lại thuận tiện lại an toàn. lão phụ kia rõ ràng có chút sợ hãi, ta, ta ta nhưng không dám đi gặp bệ hạ, đại nương, không cần thấy bệ hạ. Hoàng cung. A à không. Là chính vụ đại sảnh bên kia, liền có một cái tiếp đãi lo liệu. Ta nhìn ngài sợ là không biết chữ đi, ngài liền trực tiếp cùng bên kia nhân viên tiếp tân nói ngươi ý nghĩ, lại theo cái thủ ấn, rất nhanh bệ hạ liền sẽ biết. Lão phụ kia nói chuyện sợ hơn, như vậy sao được? Cho hoàng đế lão nhi góp ý kiến, kia không được ăn lưu manh. Hoặc là chịu mấy chục đánh gậy ta cũng không dám ai nha đại nương, hiện tại chỗ nào còn hưng cái kia. Khi cũng là cựu triều đồ vật, chúng ta tân triều cũng không dạng này. Khi cửa hoàng cung nơi tiếp đãi mỗi ngày đều có người đi góp ý kiến, nghe nói nếu là ý kiến bị tiếp thu sẽ còn phát gạo đâu. Lại có việc này. Thật thật. Nói là bệ hạ cổ vũ chúng ta góp ý kiến, nhất là nhằm vào tham quan ô lại, phàm là cung cấp đầu mối, tương lai chép tham quan nhà thời điểm còn muốn cho ngươi phân tiền tử đâu lão phụ kia vạn phần hoảng sợ nói, kia, kia, liền không sợ bị người trả thù. Sợ cái gì, kia đông đốc bộ triệu bộ trưởng thủ đoạn lợi hại đâu, ngươi nếu là sợ hãi liền trực tiếp hướng đông đốc bộ trong viện chạy, dù sao đông đốc bộ là độc lập bộ môn, trực tiếp cùng bệ hạ báo cáo. Cái này ban ngày ban mặt, bọn hắn tổng không đến mức tại đông đốc bộ bên trong giết người. Thiên gia, lão phụ kia che ngực, tuy nói mong nhớ lớn nữ, nhưng vẫn lắc đầu, cảm thấy biện kinh thành bên trong lão bách tính đều điên, lá gan này cũng quá lớn, đám người này chẳng lẽ không biết quan lại bao che cho nhau đạo lý, cái này cuộc sống của mình trôi qua thật tốt, tội gì cùng các quan lão gia không qua được, có điều, trận này mênh mông cùng cuộn giải phóng nô tài vận động vẫn là bắt đầu gần đây chuyển mã nghiêm trọng, để chúng ta càng có động lực, đổi mới càng nhanh, làm phiền ngươi động động tay. Nhỏ rời khỏi đọc hình thức. Tạ ơn phiên ngoại một minh tiểu sông minh tiểu sông lại đi tới phương gia trước cửa, hắn sáng sớm liền lấm la lấm lét hướng phương gia viện tử phương hướng dò xét, đây cũng là hiện tại tập tục mở ra, nếu không đặt ở chu triều, minh tiểu sông không thiếu được muốn bị xem như lưu manh cây gậy lớn đánh đi ra, phương ngưng mặt trong thấy hàng rào bên ngoài thân ảnh, có chút không cao hứng đi ra, phương đại phu người nhất thời hướng nàng trong bọc nhét một chút bánh bột ngô ăn uống chờ. Bây giờ biện kinh. Thành bên trong các quan lại đều lưu hành lưng một loại đơn bên cạnh bao, phía trên theo lên tường vân, hoa điểu, thọ chữ chờ đồ án, dùng để chở vật liệu, sách vở chờ rất là thuận tiện, bởi vậy lại bị người gọi là là cặp công văn. Phương Đại Phu mắt người nhìn nữ nhi rời đi, sau đó cũng trông thấy một màn kia thân ảnh, có chút tối vui vẻ. Nói, ngày hôm nay Minh Bộ trưởng lại tới. Người nói hắn, có phải là coi trọng ngưng mặt rồi? Phương Đại Gia chỉ đối với toán học tài liệu giảng dạy cảm thấy hứng thú, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, được rồi, bọn tiểu bối sự tình chúng ta cũng đừng lẫn vào. Hiện tại cũng không phải cựu triều, hưng cái gì môi trước lời nói phụ mẫu chi mệnh, cái này con cái hôn sự đến bọn hắn trước nhìn vừa mắt chúng ta lại lo liệu không muộn. Phương Đại Phu người lại không đồng ý, hiện tại là phải hai người bọn họ nhìn vừa mắt, nhưng cuối cùng còn không phải phải phụ mẫu gật đầu đồng ý. Còn tốt nhà ta ngưng mặt là cái hiểu chuyện nghe lời, không coi trọng những cái kia không người thể diện ở giữa nhi tử. Cái này minh bộ trưởng tuy nói niên kỹ hơi lớn một chút, vừa vặn rất tốt tại là thiên tử cận thần hai người cũng là tính xứng chính là hắn cũng không thể làm được quá dễ thấy chút chúng ta vẫn là phải nói bóng nói gió nhắc nhở hắn vài câu hắn một cái nam tử không thèm để ý nhà ta ngưng mặt thế nhưng là cái cô nương phương đại gia từ khi trở thành viện nghiên cứu đặc biệt mời giáo sư bên ngoài đối còn lại sự tình gì đều không để ý lắm bởi vậy có chút qua loa nói hiện tại cô nương làm sao vậy hiện tại cô nương bồi dưỡng thật tốt cũng không so nhi tử kém ngươi lại nhìn xem đi gần đây bệ hạ tại làm kia cái gì hội lập pháp tương lai lập nữ hộ nữ tử kế thừa gia sản nữ tử phụng dưỡng phụ mẫu pháp luật đều sẽ tạo dựng lên về sau nhi tử cùng nữ nhi cũng không có cái gì khác biệt ta hai cái cô nương sẽ không thua bất kỳ người nào ôi ngươi nói đi nơi nào ta nói là ngưng mặt đến cùng là cái cô nương gia cái này minh bộ trưởng mỗi ngày đều tại chúng ta cổng lắc lư sợ hàng xóm nói xấu nói xấu liền để nó đi nói chứ sao bệ hạ không phải đã nói sao chỉ có bình thường nhân tài sẽ không bị người nghị luận đâu. Trước kia còn có lời nói, một nhà có nữ bách gia cầu, đó là chúng ta nữ nhi bản lĩnh. Tốt tốt tốt, ta nói không lại ngươi. Mà đi ra khỏi cửa phương ngưng. Mặc thì là có chút không cao hứng nhìn qua Minh tiểu song, nàng cũng là đến cùng nhịn không được, nói: "Minh bộ trưởng, ta a à tỷ thật không có tin tới. Ngươi nếu không tin, nếu không đi vào hỏi một chút cha mẹ ta. Ngươi cái này thường thường đến hỏi để hàng xóm trông thấy nhiều không tốt, Minh Tiểu Song cười đến có chút lấy lòng, không không không, ta khẳng định tin tưởng nhị tiểu thư. Chỉ chẳng qua chỉ là, chính là, cái này phía đông chiến sự đều ngừng lâu như vậy, thiên hạ đã đại thống, vì sao phương đại tiểu thư vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ có chuyện gì chậm trễ rồi? Vậy ta cũng không biết. Minh Bộ trưởng không phải thường thường cho ta A à Tỷ viết thư sao, chẳng lẽ ta A à Tỷ liền không có về ngươi đôi câu vài lời. Phương đại tiểu thư khẳng định là vội vàng đâu. Minh tiểu xong người bộ trưởng này đến người Phương gia trước mặt, không có chút nào làm một bộ trưởng uy phong, ngược lại hiện ra mấy phần hèn mọn chi sắc đến, ta tổng không tốt một mực đi quấy rầy người ta. Vạn nhất Phương đại tiểu thư vội vàng đâu. Phương ngưng mặt cái này tốt tính đều bị mài đến không kiên nhẫn, Minh bộ trưởng, tỷ tỷ của ta bận biệu, chẳng lẽ ta liền thông thả sao? Ngươi nếu là thích ta tỷ tỷ, ngươi có thể hay không trực tiếp nói với nàng, hoặc là theo cha ta nương nói? vì sao luôn luôn đến cản ta? Minh Tiểu Song nhất thời gấp, ai thích nàng rồi? Phương Ngưng mặt bất đắc dĩ, được. Ngươi không thích nàng, vậy chính ngươi tạm chờ lấy đi. Vừa dứt lời, kia thân mang một thân lục sắc quan phục gửi thư tiểu ca liền dẫm lên xe đạp thuận đại đạo mà tới, bọn hắn xe đạp trước mắt vẫn là đầu gỗ làm, là biện kinh bên trong hàng bán chạy, trước mắt chỉ cung ứng cho đội tuần tra, bộ phận đi đứng không tốt quan viên, còn có chính là bưu chính thự từng cái người đưa thư, người đưa thư nhóm đều là thân mang thống nhất chế phục, xe đạp cũng cùng nơi khác khác biệt, phía trên treo một cái không lớn chuông đồng, cưỡi tới chỗ nào liền phát ra một. Trận thanh thúy tiếng chuông, đường xá như thế. Hai nơi người ta liền biết là người đưa tin đến, sau phương ngưng mặt càng nhanh chính là Minh Tiểu Song, chỉ thấy Minh Tiểu Song một cái bước xa liền vượt ra ngoài, trực tiếp đến kia người đưa thư trước mặt, hơi có chút lo lắng nói ra, nhưng có phương như ngọc từ phía đông bên kia gửi trở về tin, Phương ngưng mặt nhìn xuống âm thầm muốn mắt trợn trắng xúc động, lẩm bẩm một câu, Minh Bộ trưởng, đây là chúng ta phương gia thư tính. Minh Tiểu Song nắm lấy đầu, cười đến ngại ngùng, ta đây không phải thay Phương Tiểu Thư nhìn xem à. Phương ngưng mặt triệt để im lặng, đành phải nhìn kia người đưa thư liếc mắt, người đưa thư tự nhiên biết trước mắt hai người này không tầm thường, ngõ hẻm này ở đây gần như đều là hoa quốc tân quý người ta. Bởi vậy ngõ hẻm này thư tính mức độ bảo mật cũng là tối cao, cũng chỉ có thăng nhiệm tiểu tổ trưởng người, khả năng hướng ngõ hẻm này bên trong chạy tin, khi người đưa thư rất cung kính mở ra tin cái sọc, sau đó vừa cười vừa nói, có, Phương Như Ngọc đồng chí đúng không? Ê, kia người đưa thư tự nhiên là đưa cho Phương ngưng mặt, Phương ngưng mặt thì tại Minh Tiểu xong chờ đợi ánh mắt hạ mở ra kia phong thư nhà, sau đó ngạc nhiên ca, một tiếng, nếu mày nhìn Minh Tiểu xong liếc mắt, Minh Tiểu xong một chút có chút khẩn trương, thẳng tắp nhìn chầm chầm Phương ngưng mặt tay, Phương ngưng mặt câu môi, cười đến giữ kính như bưng, đưa tới một trang giấy, đưa cho ngươi ở cái này trong thư. Minh Tiểu Song có chút không thể tin mở to hai mắt, sau đó ngẩn người Phương Như Ngọc vậy mà cho hắn hồi âm rồi, trong nửa năm này, hắn gần như mỗi tuần đều cho nàng viết thư, thế nhưng là nàng chưa từng từng cho nửa điểm hồi âm, chẳng qua cái kia cũng không quan trọng, Minh Tiểu Song phối hợp viết, nói liên miên lại nhảy nói mình trong công việc vấn đề, hay là nói biện kinh thành thay đổi, lại hoặc nói trong nhà đến bao nhiêu bắn đại bác cũng không tới thân thích, mùa xuân hoa nở, biện kinh. Thành bên trong lại trời mưa, lão lưu hoành thánh chi nhánh đều mở đến trong thành đến thế nhưng là bỗng nhiên một ngày nào đó phương như ngọc hồi âm phương ngưng mặt nhìn xem có chút ngơ ngác minh tiểu xong cười tốt a à, người này mặc dù ở một chút giàu một chút nhưng tốt xấu đối tỷ tỷ có mấy phần tình ý càng không được sách nam nhân chơi một lúc tốt hơn nắm còn nữa minh tiểu xong là bệ hạ cận thần chỉ cần không ra cái gì nguyên tắc tính vấn đề lớn minh tiểu xong nửa đời sau có thể nói là quyền thế ngập trời tỷ tỷ phối như thế cái ngốc tử cũng không mất Mắt gì? Làm sao? Cái này tin là phỏng tay không thành, Minh Bộ trưởng vậy mà không dám nhìn. Bị Phương ngưng mặt như thế một kích, Minh Tiểu song lập tức đoạt lấy tin, hắn thậm chí có chút thành kính, rất là yêu quý đem trang giấy trải bằng về sau, mới nuốt vào một miếng nước bọt, rất có như lâm đại địch chi vị, nhưng mà, một giây sau, Minh Tiểu song lại sửng sốt, Phương ngưng mặt thoáng nhìn ánh mắt của hắn, nhất thời cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, sau đó góp đầu đi qua phình bụng cười to, chỉ thấy kia trên thư vẽ lấy một con dương nanh múa vuốt rùa đen, bên cạnh còn viết, chớ thúc. Chính trên đường trở về. Minh Tiểu Song có chút không hiểu nó ý, lẩm bẩm nói, đây là cái gì ý tứ? Mắng ta là rùa đen sao? Phương ngưng mặt buồn cười, người trong cuộc mặt dù mơ mơ màng màng, nhưng làm người đứng xem Phương ngưng mặt lại thấy rõ ràng, nhà mình tỷ tỷ kia đối người ngoài, chưa từng có qua ngây thơ như vậy một mặt, xem ra Minh Tiểu Song tại tỷ tỷ đáy lòng vẫn là không giống bình thường phương ngưng mặt mím môi cười tia không chút nào để ý minh tiểu song kia căng cứng vẻ khó hiểu sau đó vất vất tay rời đi mà minh tiểu song mặc dù nhìn không rõ nhưng vẫn là đem bộ kia họa như trân bảo một loại dấu ở ngực sau đó như thiếu nữ thẹn thùng rời đi minh tiểu song đắc ý nghĩ đến tốt xấu chịu cho hắn hồi âm không phải đây chính là một tiến bộ lớn a phiên ngoại hai chính phú loạn hầm biện kinh thành bên trong gần đây náo nhiệt nhất sự tình không quá cán bộ trẻ tuổi hương thân đại hội, Hoa Quốc thành lập 3 năm, bởi vì nữ đế chậm chạp không cưới, trên làm dưới theo, dẫn đến phía dưới cán bộ trẻ tuổi nhóm cả đám đều qua tuổi 20 còn không suy xét người vấn đề hôn nhân. Thậm chí cổ này kết hôn muộn muộn dục gió còn thổi tới dân gian, cũng nguyên nhân chính là đây, hành chính cửa đại lâu nơi tiếp đãi thu được nhiều nhất thư tín, chính là sướng nghị nữ đế làm gương tốt, nhanh chóng phanh lại cổ này oai phong tà khí, lúc này Từ Chấn Anh đã 22, 23 tuổi, cũng đã bị thúc cưới 5 năm nàng là hiện đại tim, tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ tuyệt không ở thời đại này sinh con dưỡng cái, nhưng nàng lại không thể chậm trễ người khác, ít nhất phải dựng tốt bình. Đài, về phần cái khác cũng chỉ có thể tùy duyên, bởi vậy nàng liền để nguyên thuần hoàng hậu giúp đỡ tổ chức một trận cán bộ trẻ tuổi giao lưu hội, phàm là biện kinh thành bên trong 18 tuổi tròn trở lên chưa lập gia đình cán bộ đều muốn tham dự, nguyên thuần hoàng hậu được mệnh lệnh. Tự nhiên là cao hứng bừng bừng tổ chức, nàng từ vừa mới bắt đầu nơm nớp lo sợ, đến bây giờ đọc xóa nạn mù chữ bang, lại hoàn thành cao cấp chương trình học, thậm chí xây dựng kỹ thuật trường nữ, nguyên thuần hoàng. Hậu bây giờ rốt cục lấy tên của mình đặt chân biện kinh thành bên trong, bây giờ nhất lên vị này trước hoàng hậu, đã có rất ít người nghĩ đến lên nàng từng là tuần nặng thê tử, càng nhiều ngược lại là xưng hô nàng là nguyên hiệu trưởng, nguyên thuần hoàng hậu là cái. Người nhiệt tâm, tự nhiên mừng rỡ tổ chức những hoạt động này, không phải sao, nàng sửng sốt lôi kéo biện kinh thành bên trong bên trên tuổi tác các phu nhân, tổ chức trận này oanh oanh liệt liệt ra mắt hội, a à, không, Bệ hạ nói, phải gọi giao lưu hội, bây giờ đã không thể ép duyên, lại nói cái gì hương thân, tổng lộ ra cùng lão cổ bản giống như, nguyên thuần hoàng hậu thật sớm liền định biện kinh thành bên trong nơi nào đó nội hồ, hồ này bên cạnh đường dành cho người đi bộ ước chừng có mấy dặm. Đường, ở giữa có xây giả sơn, lan kiều các loại, chính là mùa xuân ấm áp thời điểm, đường dành cho người đi bộ hai bên hoa cũng nở đầy, chính là cỏ mọc én bay thời đi em mờ, hoa quốc luôn luôn đề xướng tiết kiệm, bởi vậy nguyên thuần hoàng hậu cũng không dám quá nhiều ngân lượng chỉ đơn giản bố trí một chút làm một chút lụa đỏ tấm bản gỗ hoặc trần chờ lấy đó trang trí náo nhiệt ngày hôm đó sáng sớm chính là người người nhốn nháo biện kinh thành bên trong rất nhiều các phu nhân đều sớm biết lần này hoạt động đã sớm là lòng ngứa ngáy khó nhịn căn cứ xem náo nhiệt tâm tính thật sớm liền rủi ngựa xe đến nơi đây trong lúc nhất thời hơi có chút chật như nêm cuối ngược lại là chính chủ nhóm bởi vì chính vụ nguyên nhân chậm chạp không có hiện thân cái này sớm đến tự nhiên phải giúp đỡ nguyên thuần hoàng hậu tiếp đãi thậm chí trước trực tiếp chiếm lĩnh đường dành cho người đi bộ tử quán lầu hai vị trí như thế ở trên cao nhìn xuống vừa vặn đem toàn bộ cảnh hồ đặt vào toàn cảnh ngày hôm nay người cũng thật nhiều a à, đến cũng tất cả đều là biển kinh thành bên trong nhân vật có mặt mũi bên ta mới còn trông thấy bộ phận nhân sự tống chủ nhiệm hại các ngươi còn không biết đi ngày hôm nay vị kia từ thư ký đều muốn đến chính là bệ hạ đường tỷ có người lập tức tiếp lời chợt mỉm cười nói đến từ thư ký sợ là so bệ hạ còn muốn lớn hơn mấy tuổi, năm nay sợ là có 25-26 đi. Ai, cũng ngay tại lúc này thế đạo tốt, cái này đổi lúc trước, 25-26 cô nương nhưng phải cả. Một đời nuôi dưỡng ở trong nhà. Cũng không chính là. Bệ hạ năm nay đều 23, hoàng phu nhân chọn chậm chạp không có tin tức, ta nghe ta cô nương nói, hai năm này lâm lão cùng từ phu nhân ép rất cắt, nữ đế có chút đau đầu đâu. Người kia hiếu kỳ văn, Ngươi cô nương lạc, bên cạnh có vị thân mang màu xanh váy dài phụ nhân cười giải thích nói, nhà nàng cô nương tại hậu cần chỗ lịch luyện đâu. Các ngươi còn không biết đi, ba năm trước đây điện kinh thành lại viên kiểm tra, nàng cô nương chính là một lần kia trạng nguyên. Phụ nhân kia một mặt khiêm tốn, nhưng khóe môi ép không được cười lại có vẻ có một điểm đắc ý, ai, ta cô nương không cho phép ta tại bên ngoài nói những cái này. Ôi, ta lão tỷ tỷ, nguyên lai nhà ngươi cô nương lợi hại như vậy, ngươi nói ngươi ta biết cũng có một hai năm, làm sao đều không có nói ta. Làm sao, sợ ta nhờ ngươi cô nương làm việc a? À? Ngươi yên tâm, ta nhưng không phải loại người như vậy. Phụ nhân kia một chút thẹn được sủng ái đều đỏ, vội vàng giải thích nói, không phải không phải, ngươi nói chuyện này. Đây không phải là nhà ngươi nhi tử cũng lợi hại, không dám ở tỉ muội trước mặt múa rìu qua mắt thợ nha. Nhi tử ta tại giám sát bộ làm ti trưởng, đều mấy năm cũng không có nhấc lên qua, nhưng so sánh không được ngươi cô nương làm trạng nguyên liệt. Được rồi, được rồi hai vị phu nhân ngày hôm nay ta nhưng là đến xem những người tuổi trẻ này ra mắt ai đừng a à, cương thạch phu nhân nói lời đầu ta còn rất có hứng thú đâu câu nào a à? chính là nói bệ hạ hôn sự những cái này các phu nhân hoặc là tân quý người ta phu nhân hoặc là tại ba năm trước đây phá thành lúc bởi vì danh tiếng tốt mà bảo lưu lại đến cũ quý nhân nhà lúc đầu không có chút nào gặp nhau người hộ mấy năm này nhưng cũng bởi vì đủ loại sự tình đi được gần lên, thêm nữa vị kia nữ đế cũng không vui đủ loại khác biệt mà nói, chủ trương các cấp độ tầng, các thân phận, các dân tộc lớn dung hợp, nếu không nếu là đặt ở lúc trước, những cái này tân quý nhóm sợ là cùng những thế gia này cửa cùng đài cơ hội đều không có. Huống chi là giống như bây giờ, mọi người vui tươi hớn hở ngồi cùng một chỗ, gặm lấy hạt dưa xem kịch, thậm chí còn nói lên nữ đế bát quái bí văn, nữ đế hôn sự A, cái này nhưng đại sự hàng đầu, còn muốn chọn hoàng phu vị kia nữ nhi thi trạng nguyên phụ nhân giờ phút này liễm thần sắc, chờ tất cả mọi người đầu đều lại gần về sau, mới hạ giọng nói, ta cũng là vô ý nghe nói, đi nói năm huyên náo có chút lớn, lâm lão mang theo một chút lão thần, thường quỳ gối bảo hoa ngoài điện, bức bách bệ hạ đáp. Ứng hải tuyển hoàng phu. Còn nói nếu như bệ hạ không đáp ứng, bọn hắn liền không dậy. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lâm lão. Ai, cũng trách không được hắn, dù sao hoàng tự can hệ trọng đại lịch triều lịch đại có bao nhiêu đều là bởi vì hoàng tự chi tranh mới nền tảng lập quốc trung chuyển lâm lão cũng là vì bệ hạ có người lại rõ ràng không đồng ý chúng ta vị này bệ hạ tính tình tâm trí cùng thủ đoạn đều không phải so với thường nhân đó cũng không phải là cái mặt người nắm ta nhìn bức hôn chuyện này sợ là huyền không nhìn thấy từ lão phu nhân những năm này đều không có lên tiếng sao tuy nói đám này các phu nhân bởi vì lớn tuổi nguyên nhân cũng chưa đi ra gia môn nhưng đến cùng hoa quốc tập tục là trước nay chưa từng có mở ra bởi vậy dù cho các nàng không thông chính sự lại có thể thông qua xem báo chí bác quái đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia thời điểm đối triều đình sự tình so với lúc trước nhạy cảm mấy lần cũng không chính là cái này lý lâm lão kia một bộ đối phó lúc trước hoàng đế có lẽ có thể thực hiện đối phó chúng ta vị này nữ hoàng đây chính là còn thiếu rất nhiều dựa theo ta lời của cô nương chính là nói lâm lão đạo đức bắt cóc khi bệ hạ ứng đối như thế nào đâu. Phụ nhân kia cao thâm khó dò cười, thấy ánh mắt của mọi người đều đưa tới, trong lòng chưa phát giác mở mày mở mặt, được không được sủng ái, bệ hạ vậy mà nói lâm lão lười nhát ngu dốt. Người chung quanh một. Trận kinh ngạc, liền ngày thường không thế nào cùng bọn hắn thân cận, cao cao tại thượng bùi quốc công phủ phu nhân đều khẩn trương nhíu mày. Lâm lão như thế nào ngu dốt? Lâm lão như thế nào lười nhát? Không ngừng có người vì lâm lão kêu oan. Bệ hạ nói lâm lão nghĩ không ra những biện pháp khác, liền lấy thân thể tóc da uy hiếp người khác, lại không muốn động tâm giải quyết việc này, đây là lười nhát. Ngu dốt nha, ước chừng là nói lâm lão hết biện pháp, mỗi lần đều là những cái này chiêu số, chỉ biết một mực bức bách thượng phong, lại không biết vì thượng phong phân ưu giải nạn, đây là ngu dốt. Lâm lão tức giận đến bị bệnh liệt giường một tháng, khó trách đoạn thời gian trước nghe nói lâm lão bệnh, hóa ra là bởi vì chuyện này. Chúng phụ nhân liếu riếu nghị luận, phát biểu lấy ý kiến của mình dù sao hoa quốc tập tục mở ra cho phép bách tính nghị sự luận sự tình chính là hương giả phụ nhân cũng dám đi hành chính đại sảnh ngay trước nữ hoàng mặt góp ý kiến các nàng những người này bí mật lại không nói lời gì quá đáng có tội gì ai nói đến người ta từ phu nhân đều còn chưa lên tiếng đâu lâm lão tuy nói một mảnh trung tâm nhưng bởi vậy gây bệ hạ phiền chán mới không có lời muốn ta nói chúng ta vị kia bệ hạ không phải thế gian người người ta kia đầu óc nghĩ đồ vật nhưng so sánh chúng ta muốn toàn diện có thể người ta đã sớm nghĩ kỹ kế thừa đại thống người lại có lẽ nữ hoàng bệ hạ muốn học như thuấn nhường ngôi hoàng vị đâu một lời nói lập tức mở ra đám người mạch suy nghĩ học như thuấn nhường ngôi cái kia hẳn là không thể nào từ xưa đến nay nhưng thấy vì cái này hoàng vị liều đến đầu rơi máu chảy nhưng không thấy có người sẽ vứt bỏ cái này mảng lớn giang sơn, nhất là giống nữ hoàng bệ hạ dạng này ngàn năm khó gặp một lần người phong lưu, nói câu tư tâm lời nói, những cái này cựu thần nhóm mặc dù không thích từ chấn anh lên đài đến nay đối bọn hắn thấp nơi cản tay chế ước, thậm chí tôi tớ kia thuế, nhà giàu. Thuế, lại viên kiểm tra làm cho bọn hắn một. Đường thí xe giữ tướng, thật vất vả trong tay mới bảo lưu lại những tài phú này cùng địa vị, trong âm thầm tự nhiên là mi n không được phàn nàn nữ đế thiết huyết thủ đoạn thế nhưng là mấy năm này biện kinh thành biến hóa nghiêng trời lệch đất mới tin bằng phẳng đường xi măng dần dần phồn vinh thương nghiệp học viện nữ cùng trường dạy nghề hưng khởi thậm chí có trong nhà thả ra bọn nô bột thi đậu lại viên hồi báo loại này nhuận vật tế vô thanh nhẹ nhàng im lặng không ra tiếng thay đổi cũng làm cho bọn hắn phát giác được loại này hoàn toàn mới tự do công bằng khí tức bọn hắn mặc dù đối nữ đế có phàn nàn nhưng cũng không khỏi không bội phục bởi vậy nói đến nữ đế nhường ngôi không ít người thậm chí trở nên khẩn trương biện kinh thành thật vất vả an ổn mấy năm các nàng còn trông cậy vào nữ đế tại vị thật dài thật lâu tiện đem cái này quốc gia đẩy hướng chân chính thịnh thế ai không muốn con cháu của mình sống ở một cái bình an thời đại có đức cao vọng trọng lão phu nhân nhắc nhở một câu chớ nói nhảm nói một chút tin tức cùng chuyện nhà liền cũng được ngay cả như vậy tập tục mở ra nhưng cái này dính đến hoàng vị sự tình người ta vẫn là nên chú ý cẩn thận mới là. Phụ nhân khác nhóm cũng ý thức được đề tài này có chút mẫn cảm, đành phải tất cả câm miệng không nói. Vị kia là từ ti trưởng A. Có phụ nhân xa xa một chỉ, chỉ thấy kia đường dành cho người đi bộ cửa vào xuất hiện một cái hẹn 2526 nam tử, một thân áo bào trắng, nhưng không có buộc tóc, là kim châu phủ tất phát bộ dáng, mới đầu biện kinh thành bên trong người không quen nhìn dạng này đầu đinh, chẳng qua nhìn lâu cũng là cảm thấy cái này đầu đinh vô luận nam nữ đều lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái là hắn là hắn hắn vậy mà cũng tới rồi có phụ nhân ngạc nhiên nói từ tuệ minh làm bệ hạ tay chân mặc dù quan chức cũng không cao lại bởi vì trẻ tuổi lại giữ mình trong sạch lúc trước lại là cái đại chu hướng đồng sinh là lấy vừa vào kinh liền trở thành biện kinh thành bên trong nhất nóng bỏng tay nhân vật nhất là hy vọng có thể cùng tân quý nhóm thông gia uy tín lâu năm thế gia nhóm cái này tới cửa truyền đạt thông gia ý tứ cựu thần nhóm có thể nói là đạp phá từ gia đại môn thậm chí có các lão thần trực tiếp thượng thư từ chấn anh hy vọng từ chấn anh tứ hôn, lại từ chấn anh bị xử lý lạnh, đáng tiếc cũng không biết là nữ hoàng ý tứ vẫn là từ tuệ minh người ý tứ, mấy năm qua, từ tuệ minh hôn sự vẫn không có rơi vào. Chẳng qua về sau xem nữ hoàng bệ hạ cử chỉ, đám người cũng mới dần. Dần tỉnh táo lại, bệ hạ trừ ngẫu nhiên tiếp nhận quần thần mời làm cái chủ hôn người bên ngoài, chưa từng cho bất luận kẻ nào chỉ hôn, cũng chưa từng tham dự đám quần thần nhi nữ hôn nhân sự tình, nói cách khác. Bệ hạ chưa từng điểm nguyên ương phổ, nói như thế lên, kia từ tuệ minh bây giờ đều như vậy tuổi tác, lại còn không chịu kết hôn, ước chừng cũng là chính hắn người lựa chọn. Ai, đáng tiếc, như thế một cái tiền đồ giống như gấm lại khuôn mặt tuấn tú binh sĩ, lại vẫn không có hôn sự. Ta nếu là từ phu nhân, sợ là tóc đều muốn sầu bạch. Có phụ nhân cười trêu ghẹo nói ra, cũng không phải cái này lý. Bệ hạ hết thảy cũng liền một huynh một muội bây giờ nhỏ nhất muội muội đều có 16, ngay tại bên ngoài du học, cả nước các nơi chạy khắp nơi, hôn sự này sợ là tối thiểu trong vòng 5 năm không còn hình bóng. Vị này từ đại công tử cũng có 25-26, cũng là gối bên cạnh trong trẻo lạnh lùng. Từ phu nhân lần trước tham gia chúng ta phụ nữ xuất tiến hội thời điểm còn tại ai oán đâu, nói từ gia bốn phòng, liền bệ hạ cái này một nhà chớ nói ngậm kẹo đùa cháu, liền mấy đứa bé hôn sự đều không có rơi đâu. Nàng cũng là gấp đến độ không được, nói lời này chính là bạch lão tướng quân phu nhân, tự nhiên là tin tức linh thông. Ai, ta nghe nói từ ti trưởng dường như trong lòng có người cô nương kia không chịu gật đầu bởi vậy mới chậm chạp kéo lấy hôn nhân đại sự trong lòng có người ai vậy nhưng cũng không rõ ràng loại sự tình này chúng ta sao dễ nói phụ nhân kia tin tức giấu một nửa lộ một nửa làm cho lòng người ngứa một chút chẳng qua cũng có nhạy cảm phụ nhân rất nhanh liền đoán được nói đến từ đại công tử cùng ai thân cận nhất chính vụ bên trên tự nhiên là vị kia phượng nhi bộ trưởng chẳng qua đoán được đều là tầng lớp rất cao gia thuộc tự nhiên ý nghiêm cẩn đều chỉ cười cười không nói lời nào từ tuệ minh đang chờ phượng nhi bộ trưởng sự tình từ gia chính vụ ban tử lão nhân cũng nhìn ra được thậm chí tự mình cũng có người nói bóng nói gió khuyên qua phượng nhi chẳng qua phượng nhi một câu bệ hạ một ngày không cưới ta cũng một ngày không cưới ngược lại để cho đám người á khẩu không trả lời được phượng nhi bộ trưởng cũng tới có phụ nhân hô một câu, quả nhiên, cổng vòng lối vào đi vào một thân hình gầy gò nữ tử, nàng mặc một thân màu đậm áo dài quẩn dài, tóc ở sau gáy kéo thành một đống, dạng này thức cũng là nữ hoàng bệ hạ hưng khởi đến, nói là gọi viên thuốc đầu, cũng là chuẩn xác, gần đây rất nhiều nữ tử đều lưu dạng này kiểu tóc, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái lại tốt quản lý. Ngày hôm nay cái này giao lưu hội có ý tứ, vậy mà tất cả đều đeo lên mặt nạ, cái này không nhận mặt, chẳng lẽ chỉ dựa vào thanh âm. Cái này ra mắt ra mắt, kia dù sao cũng phải thấy cái mặt a. À. Có phụ nhân cười nói, Liêu tỷ tỷ ngươi ý tưởng này coi như quá hạn, xem mặt lẫn nhau đều là người quen, chính vụ bên trên đều có tiếp xúc, coi như không tốt xuống tay. Cái này đeo lên mặt nạ nha, ai cũng không nhận ra ai, coi như nhận thức lại, cũng tránh người quen xấu hổ. Nghe nói đây là bệ hạ chủ ý đâu. Vừa nghe nói là từ chấn anh chủ ý, chúng phụ nhân tự nhiên không dám nói này nói nọ, nhau nhau khen. Cũng không phải. Ta vừa rồi tại đường dành cho người đi bộ đi một vòng, ngày hôm nay nguyên hiệu trưởng bố trí rất nhiều trò chơi, văn võ đều có, còn có cái gì vượt quan trò chơi, cái này từng vòng từng vòng xuống tới, cũng có thể biết đối phương là cái gì tính nết. Nói tới nói lui, các ngươi muốn hay không đoán xem, hôm nay bệ hạ có thể hay không tới. Bệ hạ tới không đến ta không biết, không xem qua nhìn thấy từ gia mấy cái này quyền cao chức trọng người đều xuất hiện, sợ là từ gia mấy vị kia phu nhân. Còn có thái hoàng thái hậu sợ là muốn xuất hiện. Lập tức có người uống nắng nàng, như phu nhân, chúng ta hoa quốc cũng không có gì thái hoàng thái hậu. Bệ hạ đăng cơ về sau, chưa từng từng gia phong bất luận cái gì hoàng thân quốc thích, chúng ta đâu, chỉ có thể hô vị kia vì từ lão phu nhân. Đúng đúng là, là ta nói sai, muội muội tạm tha tha thứ. Phụ nhân kia cũng là hiểu được lợi hại, tự nhiên cười ha hả liền tránh khỏi, mọi người ở đây đương nhiên cũng sẽ không níu lấy người ta biếm tóc không thả, coi như từ chấn anh chưa từng từng gia phong người nhà, lại cũng không trở ngại bọn hắn bí mật xưng hô từ đức quý vì thái thượng hoàng, miêu thị vì thái hậu, hoàng thị vì thái hoàng thái hậu, chúng phụ nhân cũng là không hiểu vì sao từ chấn anh muốn khư khư cố chấp, không chịu gia phong từ gia đám người, cái này lịch triều lịch đại đều như thế a, à, sao lịch vị này nữ hoàng bệ hạ muốn không giống bình thường, chẳng lẽ liền không sợ từ gia đám người phản bội, càng không được sách lúc trước nữ hoàng bệ hạ đăng cơ thời điểm cũng bởi vì gia phong một chuyện cùng đám quần thần náo ra phong ba cũng may từ gia tất cả mọi người cũng biết đại thể nhao nhao thượng thư biểu thị mình không muốn phong hào cũng mặt trận thống nhất toàn bộ đứng ở nữ hoàng bệ hạ một bên trận kêu oanh oanh liệt liệt đăng cơ sắc phong phong ba mới miễn cưỡng xem như lắng lại chẳng qua cũng bởi vậy có thể thấy được từ chấn anh thiết huyết thủ đoạn cái này gần tại vinh hoa phú quý trước mắt người từ gia sửng sốt không ai dám đưa tay muốn có thể thấy được từ chấn anh ngày thường với người nhà quản thúc khắc nghiệt cũng có thể thấy từ gia những người khác đối từ chấn anh sợ hãi, chúng phụ nhân tại cách đó không xa lầu hai xem kịch, mà đương sự người cũng đã lục tục ngo ngoe nghe nhập trụ xuống hoa cổng vòng, Phượng Nhi vừa vào cửa miệng, liền có nhân viên. Công tác cầm có dãy số vòng tay cùng mặt nạ cho nàng. Cô nương, hôm nay là thanh niên cán bộ giao lưu hội, nguyên hiệu trưởng cố ý để chúng ta chuẩn bị mặt nạ cùng dãy số bài. Phượng Nhi còn cảm thấy có chút hiếm lạ, trong lúc nhất thời, trong lòng bị từ chấn anh chạy đến ra mắt quán trách tiêu tán không ít, được thôi được thôi, dù sao bệ hạ cũng không có ngoại lệ, bị từ phu nhân đè ép tới tham gia giao lưu hội, như vậy nàng làm thuộc hạ cùng đi thượng phong gặp nạn, dường như cũng không có gì không thể tiếp nhận, chẳng qua cái này đeo lên mặt nạ ai cũng không biết ai, khi còn thế nào ra mắt giao lưu đâu. Cũng không biết nguyên hiệu trưởng đến cùng làm cái gì thu. Xếp Phượng Nhi đeo lên sau mặt nạ, chậm rãi đi vào nội hồ đường dành cho người đi bộ cửa vào, rất nhanh, lục tục ngo ngoe đến mười mấy cái thanh niên cán bộ tuy nói mang theo mặt nạ thế nhưng là có chút tiếp xúc gần mười năm người phượng nhi vẫn là nhận được ví dụ như từ âm hy ví dụ như tiền trân nương còn có phương ngưng mặt những người này chỉ cần một cái bóng lưng phượng nhi liền có thể nhận ra các nàng ước chừng cũng là bị bệ hạ kéo tới cùng nhau gặp nạn a chẳng qua xem trọng bạn nhóm bị thúc cưới vẫn là rất có việc vui còn tốt nàng phượng nhi không cha không mẹ bởi vậy thiếu phần này bị thúc cưới niềm vui thú rất nhanh mấy cái quen thuộc các cô nương đụng đầu, phượng nhi cười tủm tỉm nhìn xem từ âm hy nói ra thế nào, liền phu nhân cũng như vậy sốt ruột. ta nhớ được từ nhạc chí đoạn thời gian trước không phải sinh một nhi tử sao, nhưng làm nàng cho đắc ý xấu, liền tự như sinh nhi tử liền hơn người một bậc giống như, liền phu nhân đã ngậm kẹo đồ cháu, làm sao còn muốn thúc ngươi? từ âm hy cười khổ, cũng bởi vì từ nhạc chí sinh nhi tử về sau vênh vang đắc ý, liền mẫu thân của ta đều chịu không được, mẹ con hai người ngược lại xa lạ. Bây giờ mẫu thân của ta chuyên tâm làm nàng chính vụ, mỗi tháng đúng hạn đưa tiền đi qua, có thể còn có thể cái tốt. Nàng lão nhân gia hiện tại là Xuân Phong Đắc. Ý, quan trường thuận lợi, duy nhất tiếc nuối chính là ta không thành hôn. Tiền trân nương thì buông tay, ta thuần túy là bị bệ hạ cưỡng ép kéo tới. Bệ hạ nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia từ âm hy nghiêng đầu cười, trân nương là thành môn thất hỏa bị tai họa cá trong chậu, nàng là bị tổ mẫu sinh sôi chạy tới. Tổ mẫu nói chúng ta đám này lão công thần đều là hơn 20 tuổi cô nương, sớm nên lấy chồng. Nàng cái kia tuổi tác nhi tử đều sinh mấy cái, bởi vậy lần này giao lưu hội nàng lão nhân gia nhất là tích cực, hận không thể đem tất cả chúng ta đều buộc tới. Phương ngưng mặt thì nói, ta a à tỷ đoạn thời gian trước vừa thành hôn, hiện tại mẹ ta cũng chỉ cố nhìn ta chăm chăm. Còn nói cái gì chờ ta thành hôn, nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành, cũng không biết ai cho nàng hạ nhiệm vụ. Phượng Nhi ôm bụng cười, quả nhiên, thúc cưới chỉ có nhìn người khác mới có chuyện vui. a à, thật sao? Từ âm hy nhíu mày, ta nhưng nghe trên phố nghe đồn, ta đường ca đối ngươi tình căng thâm chủng, một mực kéo lấy hôn sự chính là đang chờ ngươi. Liền tam thẩm cũng nhờ ta trong bóng tối nghe ngóng, ngươi vì cái gì không chịu gật đầu. Ngươi như gật đầu, nàng tất nhiên đem hết thảy đều làm cho thỏa thỏa thiếp thiếp, để ngươi một thân nhẹ nhõm gả tiếng từ gia. Phương ngưng mặt cũng cười, nói đến, từ đại công tử vậy nhưng thật sự là thanh niên tài tuấn, tính tình cùng hình dạng đều là đỉnh đỉnh tốt, đối ngươi lại là si tâm một mảnh. Làm sao, ngươi Phượng Nhi còn không nhìn trúng người ta? Phượng Nhi chững chặt đàng hoàng nói ra, nơi nào có thể phiên ta không nhìn trúng người ta? Vậy ngươi vì sao còn, Phượng Nhi phất phất tay, dường như cũng không nguyện ý nhiều lời, từ đại công tử thanh niên tài tuấn, thế nhưng không có nghĩa là hắn điều kiện tốt, ta liền phải gật đầu đồng ý, hôn nhân một chuyện, còn phải giảng cứu ngươi tình ta nguyện. Mấy cái cô nương như có điều suy nghĩ, như thế nghe, cũng là Phượng Nhi đối từ Tuệ Minh vô ý, từ âm hy cân nhắc, có phải là giống như này? Trả lời chắc chắn Miêu Thị, cũng để cho Miêu Thị cùng Đường Huynh đều hết hy vọng, từ âm hy không tốt lại khuyên, đành phải cười nói, hôm nay khó được có dạng này tụ hội, ngươi cũng thật tốt du ngoạn một phen, nói không chính xác mắt của ngươi duyên chính là ở đây đâu. Nhưng từ âm hy trong lòng vẫn là mi n không được than thở, rõ ràng tam thúc tam thẩm đều lòng tràn đầy yêu thích ngóng nhìn Phượng Nhi có thể vào từ gia, làm sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, phượng nhi cùng từ tuệ minh quả nhiên là có duyên mà không phận rất nhanh bên cạnh thân đánh trống âm thanh truyền đến giao lưu hoạt động chính thức bắt đầu phượng nhi nhìn chung quanh nhưng cũng không nhìn thấy từ chấn anh thân ảnh trong lòng nàng suy nghĩ chẳng lẽ lắc lư bọn hắn những cái này quán loại đến bồi cùng bệ hạ mình lại trốn đi đi này cũng giống như là bệ hạ có thể làm được đến sự tình dù sao từ khi hoa quốc thành lập đến nay tứ hải ca múa mừng cảnh thái bình phát triển phát triển không ngừng bệ hạ khó tránh khỏi sinh ra mò cá tâm tư cũng thường xuyên làm ra hành động ngây thơ, mà bên kia nguyên hiệu trưởng cũng đã tại có thứ tự tổ chức, mời tất cả các cô nương theo trên cổ tay vòng hoa dãy số đối ứng ngồi xuống, bọn công tử từng cái đối ứng vào chỗ, mặt đối mặt ước. Chừng 5 phút đồng hồ thời gian, sau đó có thể hướng xuống một cái chỗ ngồi đi. Đằng sau còn có du thuyền, ném thẻ vào bình rượu chờ trò chơi, như gặp phải lẫn nhau vừa ý, mời bọn công tử liền đưa trong tay đóa hoa giao cho cô nương, cô nương thì có thể đem vòng hoa đưa cho công tử một trận mênh mông cuồn cuộn ra mắt hoạt động cứ như vậy bắt đầu phượng nhi vốn là vô tâm những hoạt động này bởi vậy ngồi xuống liền tìm kiếm khắp nơi từ chấn anh thân ảnh nào biết từ chấn anh thân ảnh không có tìm được ngược lại là đối diện nam tử thanh âm để nàng lấy làm kinh hãi đối diện người kia cười nhẹ nhàng nói ra đã vô tâm ra mắt ngươi cần gì phải ra tới đúng là từ tuệ minh thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mà cách đó không Sa Nguyên Thuần Hoàng hậu lại còn đối Phượng Nhi nháy mắt, Phượng Nhi im lặng ngưng nghẹn, quỷ biết nàng mấy năm này đều là tận lực trốn tránh từ Tuệ Minh đi, lệch nguyên viện trưởng cũng không biết cái kia gân dựng sai, lại muốn giúp nàng dắt tơ hồng, trên đời này loạn điểm nguyên ương phổ người làm sao nhiều như vậy, cũng khó trách bệ hạ xưa nay không cho người khác tứ hôn, cái này vạn nhất nếu là điểm sai uyên ương phổ, vậy nhưng thật sự là hủy hai cái gia đình. Chẳng qua nhập gia tùy tục, đón đầu. Gặp gỡ, Phượng Nhi cũng chỉ có thể rộng thoáng chào hỏi, từ đại công tử từ tuệ minh nhìn chầm chầm nàng cười, dường như trêu đùa, ta nhớ được ngươi trước kia đều là gọi thẳng tên của ta. Khi là trước kia ở bên ngoài thay bệ hạ làm việc, vì yểm hộ thân phận lúc hành động bất đắc dĩ, còn mời từ đại công tử rộng lòng tha thứ. Hai người mang theo mặt nạ, ngồi mặt đối mặt, những người khác cũng là như thế, mỗi người 5 phút còn chưa tới, bởi vậy Phượng Nhi cũng không thể tự hành đổi vị trí, nàng có chút như ngồi bàn trông kéo ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua thời gian, nói nhiều như vậy lời nói, vậy mà mới trôi qua hơn một phút đồng hồ từ tuệ minh thấy thế ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta một mình phượng nhi cười không có sự tình là đại công tử nghĩ sai từ tuệ minh lại tự hồ có chút hùng hổ dọa người vậy ngươi vì sao một mực trốn tránh ta đó cũng là không có sự tình đối mặt phượng nhi qua loa từ tuệ minh có vẻ hơi nộ khí phượng nhi phượng nhi vẫn như cũ hững hờ chỉ là vô ý thức lại móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn thời gian rõ ràng một bộ hy vọng thời gian nhanh chạy đi cảm giác, đáng tiếc đồng hồ bỏ túi lại bị một cái đại thủ níu lại, ngước mắt, đối đầu từ tuệ minh đôi trong mắt kia, Phượng Nhi bên môi tảng mạng cười từng phần từng phần chìm xuống dưới, sau đó hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, từ đại công tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi ta ở giữa, ta nên nói đều đã nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Từ tuệ minh cũng thở dài, thông minh như ngươi, sao lại không? Biết ta một mực chờ đợi ngươi. Phượng Nhi ngươi không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Phượng Nhi lại dịch chuyển khỏi tay, liếc nhìn thời gian, sau đó khép lại đồng hồ bỏ túi, nữ tử mặt mày nhạt nhẽo, lại không lúc trước mới gặp lúc khiếp nhược, hai đầu lông mày tự có một cổ hăng hái, nàng sớm đã lên như diều gặp gió chính vạn dặm, cũng không tiếp tục là đã từng cái kia cẩn thận từng ly từng tí đi theo lưu vong đội ngũ đằng sau lấy lòng bị người nô tỳ. Từ đại công tử, ta chưa bao giờ nghĩ minh bạch giả hồ đồ, rất sớm trước kia, ta liền cho thấy tâm ý của ta ta sẽ không cùng với ngươi. Là ngươi một mực lừa mình dối người, không chịu từ bỏ, thậm chí mượn dùng người từ gia hướng ta tạo áp lực, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể lựa chọn tránh né. Từ tuệ minh nắm lấy Phượng Nhi tay, ta không tin. Không tin cái gì? Ta không tin ngươi đối ta không có chút nào nửa phần tình ý, Phượng Nhi, con mắt của ngươi lừa gạt không được người. Ngươi nói ta lừa mình dối người, ngươi ta bên trong, đến cùng lừa mình dối người người là ai? Phượng Nhi thở dài, trong mắt có một vệt ảm đạm, nàng nhấp nhẹ khóe môi, sau đó chậm rãi nói, tốt a, à, ta thừa nhận, ta có một chút thích ngươi. Từ đại công tử giữ mình trong sạch, thanh niên tài tuấn, chúng ta lại lâu dài làm bạn, sinh ra tình ý, chính là nhân chi thường tình. Từ tuệ minh đáy mắt nháy mắt có ánh sáng. Thế nhưng là, tình yêu vật này nhất hư vô mờ mịt, tại ta đến nói, tình yêu chẳng qua là dệt hoa trên gấm chi vật. Ta đời này, cũng sẽ không bị tình yêu hai chữ trói buộc ta có rộng lớn hơn thiên địa, ta còn có chưa xong sự nghiệp, những cái này đều so cùng với ngươi trọng yếu nghìn lần vạn lần. Ta không rõ. Từ tuệ minh cảm xúc hơi có chút kích động, ngày xuân mùa bên trong, bay tới tơ liễu, rơi trên đầu hắn, có chút tựa như ảo mộng, ngày xưa thiếu niên, cũng thay đổi thành thành thục lạnh lùng nam tử. Vì cái gì? Đi cùng với ta liền sẽ trở ngại sự nghiệp của ngươi. Ta nói qua, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì câu thúc. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì người ta thành hôn về sau ta tuyệt sẽ không dùng thế tục tiêu chuẩn yêu cầu ngươi ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì sinh con dưỡng cái áp lực phượng nhi cười đến tự nhiên hào phóng nàng rút ra từ tuệ minh cầm tay thần sắc rất tỉnh táo thậm chí có chút lãnh khốc vẫn là không được ta thích từ đại công tử nhưng càng thích hiện tại cuộc sống tự do tự tại hiện tại rất tốt ta không hy vọng thay đổi nó từ đại công tử tình ý ta cuối cùng là phải phụ lòng không cần chờ ta, đời này. Ta cũng sẽ không quay đầu. Từ đại công tử, ngươi như thực tình thích ta, liền là quyết định của ta mà cảm thấy yêu thích. Từ tuệ minh tâm, phản phất nháy mắt bị mạnh mẽ đánh trúng, hắn nhìn trước mắt người kia lạnh nhạt xuất thế con mắt, chỉ cảm thấy mười mấy năm qua giống như một giấc mộng dài, có lẽ. Hắn đời này đều không thể nào hiểu được Phượng Nhi quyết định, nhưng hắn biết, trước mắt người này là tự do gió, trong rừng chim, trong núi suối, không phải hắn có thể thẹp tại trong lòng bàn tay chi vật cuối cùng là không để lại nàng đi không hổ là từ chấn anh tự mình mang ra người ấm áp lại âm lãnh tỉnh táo lại tàn khốc đối thế gian có yêu đối người lại vô tình từ đại công tử nhân sinh của ngươi còn rất dài nơi này ưu tú cô nương rất nhiều ngươi cũng không phải không phải là ta không thể biến thành người khác nhân sinh của ngươi như thường qua ta nói đến thế thôi mời ngươi về sau chớ có dây dưa cũng không cần chờ ta Phượng Nhi như trút được gánh nặng nói xong những lời này, sau đó cố nén trong lòng đau nhức, quay qua mắt đi, thôi, thôi, tình yêu hai chữ, giống như thoảng qua như mây khói, là trên đời này nhất không dựa vào được đồ vật. Nhất là đối cô nương gia, dưới mắt nhìn ngàn tốt vạn tốt, hôm nay anh anh em em, ngày mai đâu. Ai có thể cam đoan lẫn nhau cả một đời không thay đổi tâm, nàng Phượng Nhi còn làm không được, huống chi là người khác, tính thế nào, hôn nhân đối với nàng, đều tồn tại lỗ vốn cực lớn khả năng dưới mắt là tốt nhất thời đại, cùng nó xoắn suýt lấy chồng, không bằng đi theo bệ hạ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa làm một cuộc, công danh rủ xuống sử tới thống khoái, nàng Phượng Nhi mục tiêu là tinh thần đại hải, mà không phải nam nữ hoang ái, thời gian đến, Phượng Nhi không chút do dự đứng dậy, nổi lên một trận mảnh gió, mà từ tuệ minh hiển nhiên có chút sắc mặt trắng bệt, như lâm một giấc chim bao, mộng mới tỉnh, chỉ còn một mảnh thê lương rất nhanh, tất cả mọi người có thứ tự di động đến vị kế tiếp giao lưu đối tượng trước mặt hoạt động như cũ tại tiến hành tiền trân nương còn có công vụ bởi vậy chỉ tiến hành hơn nửa hiệp liền qua loa rời đi chẳng qua trước khi đi ngược lại là cùng một cái khác nam tử ước định thời gian không ngờ đi tới rủ xuống hoa cổng vòng chỗ lúc lại bị một người ngăn lại đường đi người này dù mang theo mặt nạ từ thân hình lại không khó coi ra là cái võ tướng hắn chấp tay đứng ở môn hạ mắt sắc kiên định giống như đang chờ nàng tiền trân nương nhìn xem cái này bóng người quen thuộc hỏi dò từ tướng quân Người kia gỡ xuống mặt nạ, dưới mặt nạ, quả thực là Từ Tuệ gia bộ dáng, hắn so từ trước thoạt nhìn ổn trọng rất nhiều, chiến trường lịch luyện để hắn cấp tốc trưởng thành, bây giờ đã có một đời xa trường anh hào bộ dáng, Tiền Trân Nương cười, sao không có đi tham gia hoạt động. Không có ý gì. Từ Tuệ gia trông thấy trên tay nàng cổ tay hoa đã gỡ xuống, mắt sắc tối sầm lại, bởi vì điều này đại biểu lấy Tiền Trân Nương chí ít tại vòng thứ nhất có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, Từ Tuệ gia ngữ khí không thể nói là thất lạc vẫn là trào phúng ngươi không chuẩn bị cùng Phượng Nhi đồng dạng. Một mực chờ đến bệ hạ thành hôn mới bằng lòng thành hôn. Tiền Trân Nương lắc đầu, Phượng Nhi cùng bệ hạ hai người ý nghĩ siêu thoát thế tục, mà ta là cái lớn tục nhân, ta là sự nghiệp cũng muốn, hôn nhân cũng muốn. Huống hồ bệ hạ từng nói qua, nữ quyền con đường này, không cần hy sinh bất luận kẻ nào đến thực hiện. Nữ quyền là Tiếp nhận mỗi cái cô nương khác Biệt, cho phép mỗi cái cô nương làm ra khác biệt lựa chọn cho nên Phượng Nhi lựa chọn cả một đời không cưới, nhưng ta lại muốn chọn một người bạch đầu giai lão. Từ tuệ gia có chút lộ vẻ xúc động, sững sờ chỉ chốc lát về sau, chua nói, chẳng lẽ ngươi chọn cái kia số 26 liền có thể cùng ngươi bạch đầu giai lão. Ngươi liền hắn hình dạng thế nào cũng không biết, tiền trân nương sững sờ, mới tỉnh thần nguyên lai like mới giao lưu trong lúc đó cặp kia ở sau lưng nhìn chầm chầm vào ánh mắt của mình vậy mà là từ tuệ gia, nàng đè xuống trong lòng không vui, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, cũng là bởi vì không nhìn thấy tướng mạo, bởi vậy mới càng có thể rõ đối phương tính nết. Túi da chính là vật ngoài thân, hai người tính tình hợp nhau mới trọng yếu hơn. Từ tuệ gia nhìn chầm chầm nàng, hồi lâu không nói, tiền trân nương cảm thấy hơi khác thường, tự nhiên không muốn cùng từ tuệ gia ở lâu một giây, chậm rãi phúc thân đang muốn bước ra rời đi, lại bị người kia một cái níu lại. Tiền trân nương, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng sẽ không tha thứ lúc trước ta làm những tên khốn kiếp kia sự tình. Tiền trân nương có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười từ tướng quân lúc trước những sự tình kia ta đã sớm quên cho nên nàng chỉ là không thích hắn hắn bỏ lỡ chính là bỏ lỡ lạc tử vô hối từ đây vô tâm yêu đêm mặt hắn dưới ánh trăng tây lâu nhiều năm như vậy cũng nên buông xuống từ tuệ gia chậm rãi buông tay trầm giọng nói người kia là lục sĩ văn trước mắt quan đến ti trưởng trong nhà phụ mẫu mất sớm dưới đáy chỉ có một cái đệ đệ đã thi đậu lại viên vốn liếng dù mỏng nhưng không có gánh vác lại phẩm tính tốt đẹp, lên chức có hy vọng. Phối ngươi. Miễn cưỡng có thể, tiền trân nương cũng không hỏi từ tuệ gia vì sao đối với người này quen thuộc như thế, trong đầu có chút hỗn độn, nhưng nàng lại ngăn cản mình nghĩ sâu, chỉ nhàn nhạt đạo một câu, đa tạ. Từ tuệ gia cũng cười nhạt một tiếng, thật tốt bảo trọng chính mình. Ta hiểu rồi. Hai người lách người, mỗi người đi một. Ngã, tơ liễu tung bay, lại không gặp thân ảnh. Thiên ngoại ba bỏ gánh nữ điện kinh thành cửa nam bên ngoài, ngừng lại một cổ màu thiên thanh vĩ bày xe ngựa, nam thành môn người đến người đi, lân cận làm buôn bán nhỏ tiểu thang tiểu phiến gần như chiếm cứ nửa bên giang sơn. Bọn hắn tại vạch cốt kinh doanh đạo nội, sang sát nối tiếp nhau, chỉnh tề, không chút nào chiếm si măng đường ngay vị trí, sáng sớm, gào to vang lên, bán hạt vườn đường, bánh ngọt, hoành thánh, biên chế vật, nương theo lấy sương mù tiêu tán, hào quang đẩy chiếu, cả tòa thành thị lại sống lại, bây giờ đã là hoa quốc thành lập thứ 15 cái năm tháng, biển kinh thành so với lúc trước, không biết phùng hoa gấp bao nhiêu lần, rất nhanh, một khoái kỵ từ đám người phố xá sầm quốc bên trong mà tới, kia là. Cái trung niên nữ tử, một thân màu xanh hiên ngang lực bào, thân hình đường cong lã lướt, rất có lực đạo cảm giác, xem xét chính là lâu dài bôn ba bên ngoài nữ tử, từ khi hoa quốc nữ đế khai quốc đến nay, các nữ tử lấy cường tráng vì đẹp, không khó coi đến biển kinh thành bên trong rất nhiều to con khỏe mạnh nữ tử, người kia đánh mã phi nhanh, giống như là như đạn pháo xông vào màn xe bên trong, trong xe ngựa một trận mảnh gió. Bốn cái bánh xe cũng hơi rung nhẹ, Phượng Nhi lau mồ hôi, thổn thức nói. Thiên gia, cuối cùng là đuổi tới. Từ âm hy lấy một thân trường sam màu trắng, nàng làn da rất trắng, dù cho đã qua tuổi 40, đuôi mắt cũng chỉ có một chút tế văn, bởi vì chưa từng sinh dục. Nàng xem ra so cùng tuổi phụ nhân muốn trẻ trung hơn rất nhiều, nhất là bây giờ gỡ chức, vô sự một thân nhẹ, càng hiện ra mấy phần ôn nhu tới, từ âm hy cười đưa tới lau mồ hôi khăn, ngươi chạy như vậy gấp làm cái gì? Bệ hạ nói muốn chờ ngươi, liền nhất định sẽ chờ ngươi. Phượng Nhi cười hì hì nói, ai nha, đây không phải là sợ bệ hạ cho ta leo cây nha, ngươi cũng không phải không biết, nàng người này thường xuyên nói chuyện không tính toán. Ta khi nào nói chuyện không tính toán rồi. Nơi hẻo lánh bên trong từ chấn anh một thân màu. Đen áo dài quẩn dài, bây giờ nàng đã tuổi gần 40, trên trán có một hai sợi không dễ dàng phát giác tóc trắng, mà lại là chính ngươi mặc dày mày dạng muốn theo tới, ta cũng không có đáp ứng chờ ngươi. Ta mặc kệ. Phượng Nhi chơi xấu xông vào đến, một chút thoát dày chui vào, các ngươi nghĩ vứt xuống ta đi du lãm tốt đẹp non sông, ta cũng không làm. Từ âm hy nói, bệ hạ đùa giỡn với ngươi đâu. Bây giờ biện kinh thành bên trong, liền ba người chúng ta người không có lập gia đình, bây giờ bệ hạ muốn đi, đương nhiên phải mang lên ngươi. Phượng Nhi lại không phục, hừ, nếu không phải ta phát hiện dấu vết để lại các ngươi hai khẳng định mình chạy chuyện gì xảy ra lúc trước thế nhưng là nói xong cùng một chỗ về hưu cùng đi ra du ngoạn làm sao sắp đến đầu các ngươi hai cùng như làm tặc trời đi từ chấn anh cười đến bất đắc dĩ ai đây không phải sợ triều thần chịu không được nha lâm lão đều lớn tuổi như vậy ngày bình thường đều là ốm đau tu dưỡng nếu là bỗng nhiên nghe nói ta bỏ gánh không làm sợ là dám chống lừa gạt đến trong cung đến bắt ta không có cách ta chỉ có thể lưu lại tự viết một phong lặng lẽ chạy đi, Phượng Nhi sát trên trán mồ hôi, lại ba chân bốn cẳng đem hành lý thả ở trên xe ngựa, lớn tiếng nói, có cái gì chịu không được, bệ hạ vất vả hơn nửa đời người, dù sao cũng phải vì chính mình sống mấy năm đi. Lại nói, triều đình này rời đi ai cũng có thể. Lời này không sai. Từ âm hy cười nói, chẳng qua bệ hạ ngươi một chiêu này cũng thật là tiền vô cổ nhân hậu vô la giả, ai sẽ nghĩ đến đường đường nữ đế, vậy mà lại chui chuồng chó rời nhà trốn đi, từ chấn anh vội vàng làm cái, im lặng, thủ thế. Bệ hạ chui chuồng chó ra tới. Phượng Nhi cũng đã hết sức vui mừng, xích nửa té ngửa trong xe ngựa, ba cái nhanh 40 tuổi cô nương, dường như rời xa triều đình phân tranh, giờ phút này trở nên cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương giống như ngây thơ. Đừng gọi ta bệ hạ, ta hiện tại đã về hưu, không còn là hoa quốc nữ đế. Phượng Nhi biết nghe. Lời phải, vậy ta gọi ngươi cô nương đi từ âm hy cũng cười, vậy ta gọi ngươi lục muội Cảm giác giống như cực kỳ lâu không có như vậy kêu lên ngươi, từ chấn anh mỉm cười, đúng vậy a à, cái này thoáng chớp mắt chính là hơn 20 năm, nhớ tới lúc trước đánh vào biển kinh thành thời điểm còn giống như là hôm qua. Phượng Nhi cũng đã rèm xe vén lên, nhìn xem cái này một chi hơn 20 người đội ngũ, không khỏi có chút lo lắng, chút người này. Đủ sao? Từ âm hy nói, còn có một chi 50 người ám vệ. Từ chấn anh nói, đi được đột nhiên chưa kịp thông báo bảo an chẳng qua những người này đều là ta tin được hẳn là không có vấn đề gì huống hồ ta đã không phải là nữ đế chắc hẳn hẳn là không có người nào sẽ sống mái với ta đi phượng nhi thở dài nhìn qua từ chấn anh hơi xúc động cô nương ta thật bội phục ngươi cái này giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang sự tình phất tay áo đi thâm tàn công cùng tên ta nghĩ không ra hai ngày toàn bộ triều đình tất nhiên vỡ tổ nhường ngôi a tuyển chọn a cạnh mời vào cương vị a đây quả thực là trong lịch sử chưa bao giờ có hành động vĩ đại từ chấn anh cười liền như lời ngươi nói ta vất vả mấy chục năm cũng nên vì chính mình mà sống nha lại nói đời tiếp theo hoàng đế ứng cử viên ta đều quyết định tốt sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn phượng nhi một chút hứng thú cô nương chọn ai kế nhiệm đại thống từ chấn anh cười ngươi đoán phượng nhi lắc đầu không đoán ra được từ âm hy lại cười ra tiếng, lục mũi lúc đầu chọn là ta. Chẳng qua bị ta cự tuyệt. Ngược lại bị ta phát hiện người này chuẩn bị bỏ gánh, ta cũng liền thuận thế chuẩn bị về hưu sự tình. Phượng Nhi kinh hải, ngươi cự tuyệt rồi. Vì sao? Đã lục mũi muốn thực hiện công bình chân chính, như vậy từ gia liền không thể xuất liên tục hai vị nữ đế, nếu không từ gia tiếp theo bối liền sẽ xem hoàng vị vì từ gia chi vật, cái này cùng chúng ta ban sơ triệt để hủy bỏ đủ loại khác biệt dự tính ban đầu không hợp tiếp theo ta niên kỹ. sau lục muội còn lớn hơn tinh lực đã là không đủ cuối cùng nha ta mới không có ngốc như vậy lục muội đều không muốn làm việc cần làm nhất định không phải cái gì chuyện tốt ta đời này không có con cái lúc trước tất cả cho thiên hạ đại đạo mà sống dưới mắt cũng là thời điểm vì chính mình mà sống phượng nhi bị tin tức này nện đến có chút đầu óc choáng váng liền vài ngày như vậy thời gian nàng tuần tự phát hiện từ chấn anh chuẩn bị bỏ gánh chu du cả nước lại phát hiện từ chấn anh chuẩn bị thối vị nhượng chức thậm chí liền hoàng đế cạnh mời điều kiện cùng quy tắc chiếu thư đều mô phỏng tốt cuối cùng mới phát hiện cái này đế vị đã luân chuyển mấy nhà phượng nhi vẫn cảm thấy chính mình cũng xem như các cô nương bên trong nhất khác người cái kia lại quên trước mắt hai người này mới thật sự là đương thời hào kiệt cô nương kia cuối cùng định ai từ chấn anh một chút do dự tống bộ trưởng tống lạc phượng nhi nhưng cũng không mười phần giật mình tống lạc năm nay cũng là hơn ba mươi đi chính là tráng niên thời điểm. Nàng tại cơ sở làm qua, cũng đã làm phủ quân, tham chính kinh nghiệm phong phú, là cái không sai ứng cử viên. Cũng không biết có thể hay không trấn được đám kia lão thần. Từ chấn anh cười, ta đối nàng có lòng tin. Từ âm hy cũng nói, bệ hạ chọn, tất nhiên là tốt. Phượng Nhi thấy trước mắt hai người này rất có tình đầu ý hợp tư vị, liền có chút nhặt chua ăn giấm, vân vân vân, bệ hạ chọn đương nhiên được. Sợ là bệ hạ chọn ai, ngươi đều cảm thấy tốt ta làm sao quên ngươi từ âm hy mới là cô nương trung thành nhất bao vây người, cô nương cả một đời không thành thân, ngươi cũng cả một đời không thành thân. Cô nương không lưu lại huyết mạch, ngươi cũng không sinh con dưỡng cái. Cô nương muốn giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngươi cũng đi theo về hưu, từ âm hy cười, nói lên không có thành thân, chúng ta trước kia chính vụ ban tử lão thành viên bên trong, chỉ có ba người chúng ta. Người ta tiền trân nương, hài tử đều ba cái. Bây. Giờ chúng ta quan vinh về hưu, Du Sơn Ngoạn Thủy, cái kia cũng nhất định phải ba người chung tiếng cùng lui. Cái này còn tạm được, cũng đừng lại nghĩ bỏ lại ta. Ngươi đều lên xe ngựa, còn như thế nào vứt xuống ngươi? Chỉ có thể tìm một chỗ không người đưa ngươi đạp xuống dưới. Ngươi! Phượng Nhi nhất thời cùng từ âm hy hai người nhào làm một đoàn, mà xe ngựa lao vùng vụt, mấy chục người bảo an đội cũng theo đó xuất phát, dẫn đầu là kinh nghiệm mười phần an phái lâm, hắn tại phía tây trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách về sau, sớm đã trở thành khai quốc công thần đám người kia vật, không quá sớm chút năm cũng bởi vì chấn thương thỉnh cầu xin nghỉ hưu sớm nhàn phú ở nhà, bởi vậy lần này từ chấn anh cũng đem hắn kêu lên. An phái lâm đối với từ chấn anh tự nhiên là không. Hề có không từ, từ chấn anh một cái hiệu lệnh, hắn loại sách tay nhà mang miệng đuổi theo, cũng là xảo, hắn phu nhân cũng là nữ binh, sinh một nhi tử cũng vui múa đao làm kiếm, từ chấn anh kêu gọi gần như đều là lão binh, lão binh mặc dù thể lực có lẽ theo không kịp, nhưng từng cái kinh nghiệm phong phú, lại đối từ chấn anh 10 phần trung tâm. Từ chấn anh cũng đồng ý bọn hắn mang theo nhà mang miệng, bởi vậy cái này một chi đội ngũ chợt nhìn cũng là ra ngoài áp tiêu thương đội, xe ngựa lão đảo, khiêm tốn chạy tại rừng cây thấp thoáng trên đường xi măng, ước chừng đi ba bốn canh giờ, thiên tướng đem đen, một vòng tàn nguyệt treo cao, ngày mùa hè nắng nóng thối lui, chỉ còn một trận mát mẻ gió đêm, bọn hắn tại một chỗ dịch trạm đặt chân, dịch trạm bên trên linh đang bị gió đêm thổi đến rung động, cũng thổi đến từ chấn anh sách trong tay bản ào ào lật ra mấy trang từ âm hy tiến lên đây, bó lấy ngọn đèn ánh sáng, sau đó chụp lên sách trong tay của nàng, cười nói, đều công thần lui thân, tội gì còn muốn như vậy khắc nghiệt. Từ chấn anh có chút nâng lên hơi choáng cánh tay, học không có tận cùng nha. Cũng là quen thuộc. Từ âm hy lại nhìn chầm chầm nàng, ngươi hôm nay có chút không quan tâm. Làm sao, không? Nở hoàng vị. Vẫn là lo lắng ngươi đi lấy hậu thiên hạ đại loạn. Khi ngược lại không đến nổi. Ta 20 tuổi thời điểm lì nghỉ nhất định phải tại trước 30 tuổi về hưu, nếu không phải nửa đường có đoạn thời gian bị lâm lão phát giác được tâm tư, lại ép buộc làm 10 năm, ta là đã sớm nghỉ buông tay. Về phần thiên hạ đại loạn, cái kia cũng sẽ không, ta chọn cái cô nương này hẳn là có thể trấn được tràn tử, không đến mức đem ta vất vả nhiều năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy ngươi vì sao còn không quan tâm? Từ chấn anh hiếp mắt cười, trên đầu nàng có một chút tóc bạc, nhưng một đôi mắt rất trong veo bên môi hai cái dấu hiệu tính lúng đồng tiền, để nàng xem ra sau ngày xưa nhiều hơn mấy phần thân hòa, ta không có không quan tâm. Từ âm hy miếng môi cười, ngươi tại lừa mình dối người. Ngươi ta tỉ muội mấy chục năm, ta làm sao không hy u rõ ngươi. Ngươi từ rời đi biển kinh thành về sau, vẫn đang không quan tâm. Từ chấn anh nhíu mày, đã ngươi đều nói ta tại lừa mình dối người, như thế nào còn muốn vạch trần ta. Đối mặt từ chấn anh chơi xấu, từ âm hy cũng không có cách nào, nàng bấm một cái từ chấn anh eo hơi có chút ngạo kiều ngươi liền mạnh miệng đi ngươi bây giờ để ta đều có chút chờ mong có thể để cho chúng ta nữ hoàng bệ hạ đều không quan tâm sự tình đến cùng là cái gì quỷ náo nhiệt từ chấn anh đem nàng đẩy ra phía ngoài ngươi đều tuổi đã cao còn không có cái chính hình là ai nói những năm này một mực ăn không ngon ngủ không ngon bề bộn nhiều việc chính vụ dung nhan già yếu tranh thủ thời gian thừa cơ hội này nhiều bồi bổ mỹ dung cảm giác tốt à, a đã ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi từ âm hy nói than thở đi ra ngoài nào biết nàng đi ra cửa phòng nhưng lại chuyển cái vòng ngồi chờ tại từ chấn anh chỗ ở ngoài cửa phòng mười mấy mét bên ngoài ngược lại là cùng chạm mặt tới phượng nhi đụng cái đầy cõi lòng từ âm hy tay mắt lanh lẹ cấp tốc lôi kéo phượng nhi ngồi sổng ở nơi hẻo lánh nhẹ giọng nói phượng nhi đêm nay chúng ta có náo nhiệt nhìn phượng nhi nhíu mày cái gì náo nhiệt ngươi tạm chờ lấy chính là ngây thơ. Phượng Nhi trên dưới dò xét từ âm hy, đã thấy người kia mặc dù đã là 40, hành vi cử chỉ lại hoàn toàn không có ngày xưa một nước phó đế ổn trọng, bây giờ càng là chơi tâm nổi lên, cùng mấy tuổi tiểu hài đồng dạng, chẳng lẽ từ âm hy trước kia thành thục ổn trọng đều là giả vờ. Cái gì ngây thơ? Nhớ năm đó cũng không biết là ai mang theo chúng ta ngồi sổn đầu tường xem người ta tiền trân nương động phòng, huyên náo tiền trân nương kém chút rút kiếm đầy sân chém chúng ta. Còn có A, minh tiểu xong cùng phương như ngọc trong nhà cãi nhau ngươi cùng phương ngưng mặt hai người lôi kéo phương như ngọc đi diệu âm phường nhìn anh tuấn lan quân để minh tiểu xong toàn thành đi tìm phượng nhi có chút chột dạ kia cũng là bệ hạ ra chủ ý lại nói kia lan quân cũng không thế nào anh tuấn không biết sao từ âm hy bỗng nhiên hơi xúc động ai ta làm sao liền chưa có xem anh tuấn lan quân đâu đời này thật sự là sống uổng phí trước kia mỗi ngày mở to mắt chính là chính vụ luôn cảm thấy bệ hạ cách ta từ âm hy không được hoa quốc cách ta từ âm hy không được, từ sáng sớm đến tối, cùng cái con quay, phản phất thế giới của ta bên trong cũng chỉ còn lại có công việc, sống phóng túng, là một chút cũng không có hưởng thụ. Phượng Nhi cười tủng tỉm kéo nàng tay, nếu không tại sao nói ngươi là đại thánh nhân đâu. Đời này ngươi ta có thể theo cô nương làm một cuộc, có thể vãn danh ngàn sử, có thể thay đổi lịch sử, có thể lấy nữ tử chi thân phong hầu bái tướng, thậm chí trúc miếu tu thân, đã là rất không tầm thường thành tựu nha. Về phần hiện tại, ngươi liền hảo hảo hợp lý một cái lớn tục nhân, ta cùng ngươi đem lúc trước bỏ qua, tất cả đều bổ sung. Từ âm hy cười, nói bệ hạ đâu, tại sao lại kéo tới trên người ta rồi? Bệ hạ? Bệ hạ như thế nào? Ngươi liền không có phát hiện nàng hôm nay không quan tâm. Là lo lắng biện kinh thành sao? Dù sao nàng liền lưu lại đôi câu. Vài lời rời đi, biện kinh thành đám người kia sợ là hiện tại đã điên. Không phải. Từ âm hy chắc chắn, ta luôn cảm thấy nàng có việc giấu giếm chúng ta. Phượng Nhi cũng một chút tinh thần tỉnh táo, vậy không bằng chúng ta ngồi chờ ở chỗ này nhìn xem tình huống như thế nào. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bầu trời đêm yên tĩnh bên trong truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa, người tới hẳn là một mình đơn kỵ, thân hình gầy gò, nhanh chóng xuyên qua giữa khu rừng, là ai như vậy muộn còn ở bên ngoài đánh bất ngờ, hai người hiếu kỳ thò đầu ra nhìn quanh, không ngờ từ chấn anh cửa bỗng chốc bị đẩy ra, đón đầy đất ánh trăng, cước bộ của nàng là hiếm thấy vui sướng, thậm chí mang theo thiếu nữ vội vàng, hai người cấp tốc thân thể dán tường, ẩn tàng thân hình. Hai người hai mặt tương. Đối, có chút không hiểu, từng có lúc bọn hắn gặp qua từ chấn anh như vậy vội vàng bộ dáng, từ âm hy bị câu phải lòng ngứa ngáy khó nhịn, sau đó nhô ra thân thể nhìn về phía kia dịch trạm trong viện, chỉ thấy đầy trời ánh trăng, giống như trên mặt đất thu sương, cưỡi ngựa nam tử một thân màu đen trang phục, từ trong núi rừng đánh ngựa mà đến, sau đó hắn đem ngựa cái chốt tại hậu viện, hắn nhìn bước chân vội vàng, rất có hai phần vội vàng là cái trung niên nam tử. Lưng thẳng tắp, giống như trong núi. Tùng Bách, giữ lại đầu đinh, mơ hồ có thể thấy được một mặt cương nghị chi sắc xem xét bắt đầu từ quân người kia một thân sắc bén, giống như ra khỏi vỏ chi kiếm, gọi người không cách nào coi nhẹ, thừa dịp ánh trăng nhìn thoáng qua ở giữa, hai người hít vào một ngụm khí lạnh, Phượng Nhi nhịn không được hoảng sợ nói, cô nương chờ vậy mà là hắn. Không biết sao, từ âm hy hai con ngươi có chút phím hồng, bệ hạ một mực chờ đều chỉ có hắn. Phượng Nhi nhìn về phía nàng, ngươi vẫn luôn biết. Từ âm hy cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt giống như ngàn buồn qua tận thê lương, ngươi còn nhớ rõ 5 năm, năm trước điện hạ phải gấp chứng suýt nửa tiên thăng sự tình sao. Làm sao có thể quên? Lúc ấy khâu viện trưởng một đêm đầu bạc. Bộ y tế người đêm không thể say giấc, điện kinh thành bên trong tất cả miếu thờ đều là đèn đuốc sáng trưng, lão bách tính nhau nhau đi ra gia môn vì bệ hạ cầu phúc, khi sông Hộ Thành đều bị cầu phúc nước đèn rót đầy là Bệ hạ khỏi bệnh về sau, dường như nghỉ thoáng, nàng âm thầm phái người đi qua ngoại một vùng đi tìm hắn. Phượng Nhi trong mắt nổi lên lệ quan, nói cách khác, bệ hạ 5 năm trước tìm đến hắn rồi. Không sai. Ta chỉ biết bọn hắn 5 năm trước liền đã đứt quản dùng thư bù đắp nhau, những chuyện khác ta cũng không rõ ràng. Kia! Vậy hắn bây giờ cũng là tiếp cận 50 người, có thể thành thân rồi. Nhưng có hài tử hắn có thể sẽ để bệ hạ thất vọng. Phượng Nhi tự hồ có chút vội vàng, sau đó lại cảm thấy đắng chát, hắn là gian gia con trai độc nhất, cả nhà bị tru sát, chỉ lưu hắn một người tại thế. Hắn nhất định sớm đã có gia thất, sợ là hài tử đều có mấy cái, đúng vậy a, à, Giang Vĩnh Khang coi như cũng là hơn 40 người, từ hắn bị bệ hạ khu trục ra biển Kinh Thành đã nhanh 20 năm, cái này 20 năm hắn chạy khắp tốt đẹp non sông, gặp qua nhiều như vậy phong tình, gặp qua nhiều người như vậy, hơn nữa cuộc đời thân như tơ liễu, sợ là đã sớm tại nơi nào đó đặt chân, Phượng Nhi chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Chính như năm đó bỗng nhiên nghe nói từ Tuệ Minh thành thân tinh. Tức từ âm hy nhìn xem kia chợt lóe lên bóng lưng, cười một tiếng, không cần buồn lo vô cớ. Tin tưởng bệ ra quyết định. Mà từ chấn anh vội vã xuống lầu, cuối cùng tại dịch trạm trong viện nhìn thấy Giang Vĩnh Khang, cước bộ của nàng đều thả chậm một chút, kinh ngạc nhìn qua người tới, dường như muốn nhìn rõ ràng người tới hình dạng, nhân sinh trong nháy mắt, vội vàng hơn 10 năm, Giang Vĩnh Khang rời đi Biện Kinh đã nhanh 20 năm, trong thời gian này, hắn cũng liền trở lại qua mấy lần, lại chưa từng tới tìm từ chấn anh, từ chấn anh trong ấn tượng, chỉ nhớ rõ nào đó năm nguyên tiêu hội đèn lồng hoạt động bên. Trên, nhìn liếc qua một chút qua hắn hình dạng. Bởi vậy, từ chấn anh liền biết, Giang Vĩnh Khang lặng lẽ trở lại qua, nhưng đối mặt như vậy mặt, nhìn tỉ mỉ đối phương, lại là một lần đều không có, Giang Vĩnh Khang cũng đang nhìn nàng, mây bay từ biệt về sau, nước chảy trong 10 năm vui cười tình như cũ vắng lặng tóc mai đã ban bốn mắt nhìn nhau ở giữa gió núi không dấu vết hai người tương đối cười một tiếng ân oán là xong